một cái địa điểm bố trận phóng độc. Nếu để cho nhu nhiên nước ra biển, như vậy đám hải tặc mục tiêu công kích cũng là không xác định. Mà để bọn hắn hướng Bắc Hải thành đổ bộ, liền có thể tại bọn họ đổ bộ trên đường bố trận. Hải phỉ nhóm sẽ không nhanh nhanh rời đi những khói độc đó sao? Kiều Ngưng hỏi, những khói độc đó luôn không khả năng đem sở hữu hải vực bao phủ A. La Quân nói ra, chỉ sợ là thánh thượng ở chính giữa phải mê hồn trận, tựa như quỷ nhảy tường, làm sao cũng xông ra không được. Lôi Báo nói ra, vậy ta không được rõ lắm. Xe ngựa một đường hướng phía trước mà đi, cái này lúc sau đã là mặt trời chiều ngã về tây. La Quân hỏi Lôi Báo, nói ra, Lôi Đại Ca, người đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào? Chúng ta nơi này có có thể nữ si a, à, người cũng không thể mang ta đi những phong hoa tuyết nguyệt đó chẳng sở, ta là rất lợi hại người đứng đắn a. À. Lôi Báo cười ha ha, hắn nói ra, La huynh đệ, người đây là đang ám chỉ muốn ta dẫn người đi sao? La quân nói ra, ta mới sẽ không ám chỉ, ta sẽ chỉ chỉ rõ. Kiều ngưng ở một bên cũng không thế nào đáp lời, hiển nhiên, nàng loại thân phận này là không quá yêu cùng lôi báo nói nhiều. Niếp mị nương cũng thế. Chỉ có la quân, trong lòng của hắn là không có đẳng cấp phân chia. Hắn kết giao bằng hiếu, quý ở chân thành hai chữ. Đối phương nếu là thật sự chân thành, dù là hắn là bùn nhão bên trong người vật, hắn cũng giống vậy xương huynh gọi đệ. Đối phương kiệt ngạo dù là hắn là hoàng thân quý tộc, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. ta mang các người qua địa phương gọi là quỳnh lâu, cái kia doan trong lầu hải sản nhất là mỹ vị. ta lão lôi lần này tuyệt đối là dốc hết vốn liếng. lôi báo nói ra, la quân cười ha ha một tiếng, nói ra hải sản a, ta rất ưa thích. đang khi nói chuyện, Niếp nghị nương bỗng nhiên nói ra bên kia giống như có tình huống. nàng vừa vặn dèm xe vén lên tử, la quân không khỏi buồn bực, nói ra. Niếp Mị Nương à, ngươi cái này cái mũi làm sao theo tiểu cầu giống như? Mỗi lần có tình huống gì ngươi cũng là cái thứ nhất phát hiện đâu. Niếp Mị Nương chừng la quân liếc một chút, nói ra, ta nhìn ngươi mới là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, miệng ta bên trong là nhà không ra ngà voi đến, chẳng lẽ ngươi có thể? Niếp Mị Nương lúc này lại không khoảng không theo La Quân tranh cãi, nàng để xa Phu dừng xe, sau đó liền xuống xe. La Quân cùng Kiều Ngưng còn có lôi báo liền lần lượt xuống xe. Bọn họ lúc này đang bắc hải thành phồn hoa trên đường phố, hai bên cửa hàng san sát, trên đường phố người đi đường xuyên toa. Niếp Nghị Nương nói tới xảy ra vấn đề địa phương, lại là tại phía đông, cái kia phía đông trên bầu trời, phong vân biến hóa, nhưng nói là gió dục mây vần, còn có bụi mù cuồn cuộn tràn ngập mà lên. Xem ra bên kia là có cao thủ tại đấu pháp, La Quân trầm giọng nói ra ta nhìn phương hướng kia tựa như là thiên sơn thần cung. nhiếp mị nương nói ra, thiên sơn thần cung làm sao, la là quân không hiểu. Kiều ngưng nói ra, ta ngược lại thật ra biết thiên sơn thần cung, cái kia thiên sơn thần cung bên trong có một thiên sơn lão tổ. Thiên sơn lão tổ vốn là bắc hải vùng này thần linh, được người kính ngưỡng. Về sau thiên sơn lão tổ tiềm tu bế quan, vừa vặn lại gặp lúc này, đương kim hoàng đế cản quét bắc hải thành hoàng đế có quét dọn hết thảy như quỷ xà thần dũng khí cho nên cái kia thiên sơn thần cung chính là lọt vào hoàng đế quét sạch kiều ngưng tiếp tục nói thiên sơn lão tổ có người xưng hô hắn là thiên sơn đại nhân có người xưng hô hắn là thiên sơn lão yêu lúc ấy thiên sơn lão yêu phòng bị không kịp kịp thời đào tẩu bởi vậy đến một cái mạng mà hoàng đế cảm thấy thiên sơn thần cung là một chàng không tệ lịch sử kiến trúc cũng liền chỉ là ở bên trong vơ vét một phen cũng không hủy đi thiên sơn thần cung còn thiên sơn thần cung đệ tử, hết thảy chu sát. Mà dân gian còn có gan dám thờ phụng thiên sơn lão yêu, giết hết. Lúc ấy, hoàng đế lại là giết người, lại là tuyên bố thiên sơn lão yêu thập đại hành vi phạm tội các loại. Rất nhanh liền đem thiên sơn lão yêu tại Bắc Hải vùng này uy tín cho quét dọn. Thiên hạ này, còn có đương kim thánh thượng làm không được sự tình sao. Là quân nhịn không được nói ra, trong lòng của hắn nhịn không được suy nghĩ tưởng, hoàng đế này đến là một người như thế nào vật sao nhưng như thế lật tay thành mây trở tay thành mưa. Bắc Hải Thành, chính là thánh thượng phái triều đình trọng yếu cao thủ thủ vệ, người nào dám ở Bắc Hải Thành làm càn, chẳng lẽ là này thiên sơn lão yêu quay lại. Nhếp mị nương nhíu mày nói ra. Là quân trong lòng nhất động, nói ra, chúng ta qua xem một chút đi. Kiều ngưng nói ra, cao thủ đấu pháp, vậy thì có cái gì đẹp mắt? Nếu thật là thiên sơn lão yêu quay lại, lấy thiên sơn lão yêu tính tình, khẳng định là không phục đương kim thánh thượng không thể nói được muốn trắng trợn giết hại một phen, sau đó trốn xa. Này thiên sơn lão yêu thủ đoạn, rất là lợi hại, liền xem như ta, cũng không phải là đối thủ. Vẫn là đừng đi tốt. Là quân tâm lý lại là có chủ ý, hắn nói ra, kiều cô nương, nếu thật là thiên sơn lão yêu quay lại làm loạn, người nói ta như đi lên đem hắn bắt giết. Đường kim thánh thượng có thể hay không cao liếc lấy ta một cái. Kể từ đó, ta cũng không cần lại ngửa lan kiếm nhất hơi thở a. À. Kiều Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi ngược lại là rất lợi hại giỏi về phát hiện cơ hội, nhưng ngươi đi lên chỉ là chịu chết. La Quân cười hắc hắc, nói ra, mình đây không phải có Kiều cô nương ngươi sao? Dù sao chúng ta lần này qua thật sự là nhìn xem, không được mình thì tránh, ngươi nhìn như thế nào? Tốt a, à, Kiều Ngưng ngược lại không cự tuyệt La Quân, nàng sau đó liền thi triển ra nàng đại bằng kim xí nguyên thần. Lôi đại ca, người đi trước Quỳnh lâu chúng ta đi một chút sẽ trở lại. La Quân nói với lôi báo một tiếng, sau đó liền nhảy lên cái kia đại bằng kim sĩ sí nguyên thần. Mà Niếp Mỹ Nương cùng Kiều Ngưng cũng tới đại bằng kim sĩ sí nguyên thần bên trên. La Quân cũng là hâm mộ giống Kiều Ngưng dạng này người, có thể có nhất tôn nguyên thần, sau đó chỗ đó đều qua, chạy. Cũng không biết Tiểu Long đến lúc đó thành Tiểu Long văn thật khải, chính mình có phải hay không liền có thể ngồi hắn. Đại bằng kim sĩ sí nguyên thần bay lên không trung, cấp tốc thì hướng cái kia thiên sơn thần cung phương hướng bay đi. Cái kia thiên sơn thần cung chỗ cao điểm, lúc này, là quân một đoàn người đi vào thiên sơn thần cung bên ngoài. Cái kia thiên sơn thần cung đã bị đương kim thánh thượng chiếm lĩnh, đồng thời, thánh thượng để lâm biểu dương vì Bắc Hải thành tổng đốc, thủ tướng Bắc Hải thành sở hữu sự vụ. Mà lâm biểu dương liền liền đem phủ đệ mình gắn ở thiên sơn thần cung bên trong. Thánh thượng cho rằng, thiên sơn lão yêu luôn có một ngày sẽ đi mà quay lại, thế là liền cũng có Lâm Biểu Dương một chiêu này cờ. Cái này Lâm Biểu Dương lại là người thế nào? Hắn vốn là đào tiên đạo nhất tên đệ tử, lại cùng đào tiên đường trưởng môn có huyết hải thâm cừu. Thánh thượng liền đem Lâm Biểu Dương thu tại dưới trướng, truyền thụ tuyệt thế thần thông. Lâm Biểu Dương nhưng nói là thánh thượng nửa người đệ tử. Bây giờ, Lâm Biểu Dương rất được thánh thượng tín nhiệm, tại trong triều đình, danh vọng nhất thời có 102. Lâm Biểu Dương bên người còn có đến từ bát đại huyết đao vệ, cũng đều là tu vi cao thâm cao thủ. Là quân đám người đi tới thiên sơn thần cung bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn bên trong đình viện. Cái kia đình viện tựa như hoàng cung đại viện huy hoàng hùng vĩ. Đây cũng là thánh thượng vì cái gì không có hủy đi thiên sơn thần cung nguyên nhân. Cái kia trong đình viện cũng không chỗ không ổn. Là quân bọn người cảm nhận được năng lượng ba động tại thiên sơn thần cung bên trong. Đi, đi xem một chút. Là quân nói ra. La Quân từ trước đến nay đều là cái ưa thích mạo hiểm lớn mật ra hỏa, bởi vì hắn biết, nguy hiểm cũng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. La Quân cũng tin tưởng, có Kiều Ngưng tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Kiều Ngưng cũng là nghĩ như thế, dù cho chiến bất thắng Thiên Sơn lão yêu. Muốn chạy trốn tổng là có thể. Ba người lập tức liền tiến Thiên Sơn thần cung bình viện, sau đó liền lần theo năng lượng ba động, đi vào Thiên Sơn thần cung hậu hoa viên chỗ. Cái kia hậu hoa viên chỗ, chính là chiến trường. Trong hậu hoa viên hoa cỏ cây cối đều đã bị tàn phá hầu như không còn, khắp nơi đều là bùn đất, cùng hoa rơi toái diệp. Mà ở trong sân, Lâm Biểu Dương cùng bát đại huyết đao về kết thành đao trận, chính là vây quanh trung gian một đoàn hắc vụ. Cái kia hắc vụ tại đao trận trung gian, biến hóa vô cùng, cái kia trùng thượng vân tiêu cuồn cuộn bụi mù, liền là đến từ cái này hắc vụ. Ha ha, một trận cười khăng khạc quái dị thanh âm đột nhiên luồn lên cái kia hậu hoa viên phía trước chính là một tòa tòa nhà, tòa nhà trên đỉnh đứng một tên hắc bào lão giả. Cái kia hắc bào lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu, hắn một đầu tóc bạc, nhìn phá lệ khủng bố. Không cần phải nói, người này chính là Thiên Sơn Lão Yêu. Thiên Sơn Lão Yêu lệ cười ba tiếng, theo rồi nói ra, cầu hoàng đế phái người cũng chả có gì đặc biệt, chính là liền bản đại nhân nhất tôn nguyên thần đều khám không phá. Cái kia lâm biểu dương, người không phải cầu hoàng đế đệ tử sao? làm sao, cái này hắc ma tử tại đại trận, người cũng không phá nổi sao. Hừ, trận kia bên trong Lâm Biểu Dương khoảng 40 tuổi, hắn lại là cái một thân chính khí người. Lâm Biểu Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên từ đao trận bên trong bước ra một bước, chính là trực tiếp hư không xuyên toa đến trên nóc nhà, chính là cùng này thiên sơn lão yêu đứng đối mặt nhau. Lâm Biểu Dương người mặc triều đình quan bào, đầu đội mũ ô sa. Trong tay hắn lại là một ngụm vệ huyết yêu đao. Lâm biểu dương tu vi cũng đã là cửu trọng thiên trung kỳ, hắn quắc mắt nhìn chừng chừng, nói ra, thiên sơn lão yêu, người đạo trận pháp này ta coi là thật không phá nổi sao. Bất quá là vì dẫn người bản tôn xuất hiện. Thiên sơn lão yêu cười lạnh một tiếng, nói, không biết cái gọi là đồ, vật, cũng tốt, ta liền trước hết là giết người tế cờ, sau đó lại đem bác hải thành những này con kiến hôi toàn bộ giết không còn một mống. Như thế cũng tốt để người trong thiên hạ biết, cầu hoàng đế liền cũng bảo hộ không bọn họ lâm biểu dương trong mắt lóe lên vô cùng sát ý nói ra người cái này lão yêu ác độc tri cực ta há có thể lưu ngươi chịu chết đi sau đó hắn đem cái kia phệ huyết yêu đao tế ra tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng nói phệ huyết đao mang chém lâm biểu dương cùng hắn cửu trọng thiên cao thủ khác biệt hắn không có tu nguyên thần tất cả lực lượng liền đều là tại cái này một ngụm phệ huyết yêu trên đao hắn am hiểu cận thân tác chiến thân pháp lơ lửng không cố định đột nhiên giết ra một chiêu vệ huyết đao mang, không biết giết nhiều ít cao thủ. Trước kia, Lâm biểu Dương phối hợp Thiên Lâm đại đế, không biết giết nhiều ít lợi hại cao thủ. Ngay vào lúc này, một đạo huyết mang giết ra, huyết mang này bên trong ẩn chứa vô cùng sát ý cùng đường lớn hàm nghĩa, một đao, nhân tiện nói chỉ thế gian sở hữu. Dạng này một đao, thần tiên khó phòng. Tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Là Quân xem xét, liền liền biết, chính mình là một đao đều không tiếp nổi. Chính là Kiều Ngưng thấy thế cũng là nhíu mày, nói ra, Lâm Biểu Dương quả nhiên lợi hại, hắn vệ huyết đao mang so với ngũ hành kiếm sát lực lượng còn cường đại hơn. Là quân bị kinh ngạc, nói ra, vậy là ngươi Lâm Biểu Dương đối thủ sao? Kiều Ngưng nói ra, Lâm Biểu Dương nếu là tìm đúng thời cơ đánh lén, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bên ngoài đến đánh, hắn không phải đối thủ của ta. Hắn trời sinh thích hợp ám sát, liền cũng tại lúc này, cái kia phệ huyết đao mang chính là hướng phía thiên sơn lão yêu chém giết mà đi. Thiên sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng, lại là nhất quyền tuôn ra. Đại quang minh phổ chiếu thần quyền, thiên sơn lão yêu một quyền này ra, tựa như quang minh chi thần buông xuống, quyền ấn bên trong ẩn chứa vô thượng ánh sáng chi hàm nghĩa, đồng thời có vô cùng vô tận hám sơn thần lực bị nhiều lần ngưng tụ. Oanh! Nhất quyền, thiên diêu địa động. Cái kia phệ huyết đao mang trực tiếp liền bị phá ra đồng thời quang minh thần quyền quyền ấn hung mãnh hướng phía lâm biểu dương đụng giết đi qua quyền kia ấn tựa như nộ long gào thét một quyền này đã sống tới nó có được chính mình tinh thần cảm động không còn là một cỗ thuần túy lực lượng lâm biểu dương bạo giống một tiếng hắn hai mắt lâm vào huyết hồng tiếp theo lâm biểu dương thân hình phiêu hốt trên không trung liên tục xê dịch né tránh nhưng này quang minh thần quyền quyền ấn lại là theo đuổi không bỏ mà lại để lâm biểu dương muốn tránh cũng không được lúc này, Lâm Biểu Dương một đao nữa đột nhiên tuôn ra. Răng rắc một tiếng, cái kia thần quyền ấn bị Lâm Biểu Dương một phân thành hai, hoàn toàn hủy diệt. Lâm Biểu Dương trên không trung nhất chuyển, đột nhiên thì xuất hiện ở trên trời núi lão yêu sau lưng. Lâm Biểu Dương tinh thông thứ sát chi thuật, hắn phệ huyết yêu đao phối hợp thân pháp, đã có được hư không xuyên toa bản sự. Loại này hư không xuyên toa, liền không phải có thể bị phần tử, từ trường phá hỏng tựa như la quân cũng có thể hư không xuyên toa nhưng một khi hắn gặp gỡ cao thủ gặp gỡ đánh chính kích liệt thời không phần tử hỗn loạn tưng bừng thời điểm hắn cũng có chút mắt trợn tròn cái vấn đề khó khăn này không là la quân một người liền xem như hoa thiên anh những cao thủ này cũng gặp được loại này đau đầu vấn đề mà lâm biểu dương hiển nhiên là cái dị loại hắn là trời sinh thích khách cái này xuyên toa hư không cũng có cái kết quả gọi là phiêu miểu kinh hồng Phiêu miểu kinh hồng thân pháp. Lâm Biểu Dương xuất hiện ở trên trời núi Lão Yêu sau lưng, tiếp lấy chính là hung ác một đao. Dạng này đao ý cùng thiên địa không rõ một mảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chính là một bên Kiều Ngưng đều thấy trong lòng run sợ. Mà này Thiên Sơn Lão Yêu cũng thực bất phàm, hắn thân thể lóe lên, liền né tránh Lâm Biểu Dương một đao chí mạng này. Sau đó, Thiên Sơn Lão Yêu đưa tay ấn về phía Lâm Biểu Dương bả vai. Lâm Biểu Dương đầu vai trầm xuống, thân hình lại lóe lên, liền lại tại 30 mét bên ngoài. Lâm biểu dương quay người, một đao nữa phệ huyết đao mang giết ra. Thiên Sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên xuất liên tục ba quyền. Phanh phanh phanh, Lâm biểu dương đao mang bị quang minh thần quyền ấn nhất quyền đánh nát. Nhưng này quyền thứ nhất thần quyền ấn cũng theo đó vẫn diệt. Nhưng đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lại là vượt lên trước đánh tới. Lâm biểu dương bạo lui ra ngoài, một đao nữa liền đem đạo thứ hai thần quyền ấn bổ ra. Nhưng đạo thứ ba thần quyền ấn lại là hắn tới không? Mắt thấy Lâm Biểu Dương liền muốn chết oan chết uổng. Kiều cô nương, trong nguy cơ, là quân hô một tiếng. Kiều ngưng cái kia có thể không biết là quân ý tứ, nàng tại thời khắc mấu chốt nhất, chính là một chiêu lôi điện thần kiếm chém ra. Cái kia lôi điện thần kiếm phát ra thiên lôi thiểm điện, liền đem cái kia thần quyền ấn một chút bổ đến hôi phi yên diệt. Kiều ngưng thân hình lóe lên, liền tới đến Lâm Biểu Dương bên người. Lúc này, là quân lại là đang nhìn giữa sân cái kia bát đại huyết đao vệ cùng Thiên Sơn Lão Yêu Nguyên Thần ở giữa chiến đấu. Này Thiên Sơn Lão Yêu Nguyên Thần biến hóa hắc vụ, trở thành hắc ma tự tại đại trận, cái này hắc vụ biến hóa vô cùng, luân phiên công sát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bát đại huyết đao vệ tình huống là càng trở nên không ổn. Thiên Sơn Lão Yêu cái này nhất tôn nguyên thần gọi là hắc ma, chính là lấy tự thân pháp lực ngưng luyện, lại tụ tập ngũ độc chi địa năm nghèo chi độc. Cái này vô cùng chi độc luyện hóa thành từng cái từng cái cương độc. Cương độc sát người, lại có thể độc nhân, bát đại huyết đao vệ bế khí chém giết, như thế mới có thể bảo trì không chúng độc. Nhưng như vậy chém giết, thể lực tiêu hao rất lớn, thời gian dài bế khí lại là không thể làm. Hắc ma nguyên thần hóa thành thiên đạo cương độc sát khí, cái kia hắc ma đại trận bên trong, bát đại huyết đao vệ luân phiên chém giết, lại là thủy chung không thể rời bỏ hắc ma đại trận bọn họ như vậy tiêu tan rông dài, cái kia hắc ma nguyên thần lại là càng đánh càng hăng. Mắt thấy bát đại huyết đao vệ liền muốn chết ở bên trong đại trận. Là quân thấy thế, hắn không nói hai lời, liền thi triển ra thái cực huyền thiên chảm tới. Vậy quá cực trận ấn hình thành, huyền thiên chảm bén nhọn xé rách hướng hắc ma đại trận. Hắc ma nguyên thần cảm giác được cái này mạnh mẽ ngoại lực, không khỏi chấn động. Sau đó, hắc ma nguyên thần vận chuyển ra mấy chục đầu cương độc sát khí tới đối phó thái cực huyền thiên trảm la quân bây giờ dù sao cũng là bát trọng thiên sơ kỳ tu vi cái này mấy chục đầu cương độc chi khí lại là không làm gì được hắn cái kia cương độc chi khí vây giết mà đến la quân lập tức thi triển thái cực sinh tử luân cương độc chi khí bị hút vào đến thái cực sinh tử luân bên trong lập tức liền bị luyện hóa không còn sót lại một chút cặn la quân tiếp lấy lại thi triển thái cực huyền thiên trảm cái kia thái cực huyền thiên chảm hung mãnh chém giết tới. La quân pháp lực liên tục không ngừng, cái kia hắc ma nguyên thần đã muốn đi buồn ngủ huyết đao vệ, lại muốn tới ứng phó la quân, lại là hai đầu khó xử. Mà cái kia bát đại huyết đao vệ cũng không phải ăn chay, bọn họ rốt cục thừa dịp hắc ma nguyên thần phân thần, liền đem cái kia hắc ma đại trận phá vỡ một đầu lỗ hồng. Bát đại huyết đao vệ nối đuôi nhau mà ra, chính là thoát đi hắc ma đại trận. Cái kia hắc ma nguyên thần không khỏi nổi giận, liền bắt đầu phân biệt công sát bát đại huyết đao vệ. Cái kia bát đại huyết đao vệ thoát ly trận pháp, lập tức thi triển vô thượng đao kinh, đao đao tàn nhẫn chém giết, chính là cùng cái kia hắc ma nguyên thần chiến đến khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, hắc ma nguyên thần cũng là không làm gì được bát đại huyết đao vệ. La quân ở một bên cũng không nhàn dỗi hắn thủy chung lấy thái cực sinh tử luân thu nạp cái kia hắc ma nguyên thần cương độc sát khí. Hắc ma nguyên thần thân thể dần dần suy yếu, dần dần chống đỡ hết nổi. Thiên Sơn lão yêu đang cùng Kiều Ngưng, Lâm Biểu Dương đại chiến. Hắn cũng phát giác được nguyên thần bắt đầu không địch lại, liền vẫy tay một cái, đem hắc ma nguyên thần thu hồi. Bát đại huyết đao vệ cùng la quân liền được từ từ. Người liên can lập tức nhìn về phía cái kia trên nóc nhà chiến đấu. Mọi người nhìn nhìn không chuyển mắt. Thiên Sơn lão yêu một người chiến Kiều Ngưng cùng Lâm Biểu Dương, lại là không hề yếu hạ phong. Bọn họ bên này tu vi chiến đấu, Bát đại huyết đao vệ cùng La quân đều khó mà giúp một tay. Lâm biểu dương liên tục thi triển vệ huyết đao mang đã bắt đầu cố hết sức. Kiều Ngưng cấp tốc tế ra thượng cổ lôi phù lấy lôi phù vì trận pháp liền muốn đem Thiên Sơn lão yêu vây khốn. Nào biết Thiên Sơn lão yêu động tác càng nhanh một mình hình lé lên liền tránh đi thượng cổ lôi phù bao phủ. Đồng thời Thiên Sơn lão yêu một chiêu quang minh thần quyền ấn bạo hướng về thượng cổ lôi phù. Kiều Ngưng hơi kinh hãi nàng còn chưa bắt đầu thi pháp. Cái kia tiểu long từ thượng cổ lôi phù bên trong thoát ra nửa người, nó hơi ngửa đầu, sau đó bắt đầu phun ra ra lôi điện thần trảm. Hùng mãnh lôi điện trùm sáng hướng thần quyền ấn đánh giết tới. Đây là thuần túy nhất lôi điện chi lực, ngược lại sẽ không bị quang minh thần quyền ấn ảo nghĩa ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, tiểu long là cầm toàn bộ lôi trì chi lực tại chống lại. Cho nên chỉ chốc lát về sau, lôi điện thần chảm liền đem cái kia thần quyền ấn vỡ nát. Đồng thời Tiểu Long tiếp tục phun ra lôi điện trùng sáng, cái kia lôi điện trùng sáng hướng phía Thiên Sơn lão yêu đánh giết tới. Thiên Sơn lão yêu rất là nổi nóng, cả người hắn hướng lên trời bên trên nhảy lên, cái kia hắc ma nguyên thần đem hắn nâng lên. Thiên Sơn lão yêu nhân trên không trung, hắn phẫn nộ nói ra, các ngươi còn kiến hôi, cũng xứng cùng lão tổ ta là địch, hôm nay lão tổ liền để cho các ngươi nếm thử lợi hại tư vị. Hắn đúng là phẫn nộ, năm đó bởi vì tu luyện tới chỗ mấu chốt, không liền cùng hoàng đế đối chiến, hoảng hốt đào tẩu. Nhưng hắn Thiên Sơn lão yêu chính là nhân vật thành danh, chính là lão tiền bối. Lần này ngóc đầu trở lại, lại là liền mấy cái hậu sinh đều lâu bắt không được, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Thiên Sơn lão yêu nổi giận gầm lên một tiếng, quát, đại quang minh phổ chiếu thần quyền, ánh sáng ra thân, thánh quang phổ chiếu, bàn sơn thần quyền. Oanh, Thiên Sơn lão yêu ngưng tụ toàn thân chi lực, áo quần hắn không gió từ trống cái này đấm ra một quyền. Liền gặp quyền phong cuồn cuộn, quyền ảnh trùng điệp, sau cùng quyền ý liền như sơn nhà cẩn trọng, hướng phía cái kia thượng cổ lôi phù đánh giết tới. Lần này, tiểu long lôi điện thần trảm liền hoàn toàn không dùng được. Dạng này đồi núi chi lực, là nhỏ long không dám chống lại. Kiều ngưng cũng không khỏi thất sắc, nàng cấp tốc thu hồi thượng cổ lôi phù. Cùng lúc đó, kiều ngưng cũng pháp tướng trang nghiêm, lệ quát một tiếng, nói, thiên tiêu lôi pháp, lôi nghịch chín tầng. Trong nháy mắt, Kiều Ngưng một tay chỉ thiên, tiếp lấy chín đạo sấm sét luân phiên nổ ra, chính là hướng đổi núi chi lực đánh giết tới. Âm ầm, chín đạo sấm sét nổ lên, nhưng lại rất nhanh liền bị đổi núi chi lực trấn áp. Cái kia đổi núi chi lực trong nháy mắt đến Kiều Ngưng Hòa Lâm biểu dương trên không. Tiếp theo, Thiên Sơn lão yêu chợt quát một tiếng, một tay ép xuống. Nhất thời, tựa như một tòa núi cao hướng phía Kiều Ngưng Hòa Lâm biểu dương áp xuống tới. Kiều Ngưng cùng Lâm Biểu Dương bị kinh ngạc, hai người muốn tránh né đã là không kịp. Trong nguy cơ, Kiều Ngưng hòa Lâm Biểu Dương vận đủ pháp lực, trên hai tay nâng. Hai người này bằng vào tự thân pháp lực, liền là sinh sinh muốn đem cả tòa núi nhạc thác lên. Này thiên sơn lão yêu hai mắt huyết hồng, hai tay ra sức ép xuống. Kiều Ngưng hòa Lâm Biểu Dương nhất thời cảm thấy cố hết sức vô cùng. Là quân cùng bát đại huyết đao vệ thấy thế, lập tức cũng không nhàn rỗi chín người thân thể nhảy lên, liền cũng đến trên nóc nhà. Bát đại huyết đao vệ ra sức cầm trong tay huyết đao tế ra, lập tức, tám thanh huyết đao quán bắn mà ra, lực lượng cùng sát ý ngưng tụ, hung mãnh vô song. Này thiên sơn lão yêu thân thể lóe lên, đột nhiên cả người thế mà chui vào đến cái kia đồi núi bên trong. Tám thanh huyết đao thất bại, lập tức lại hướng đồi núi chém giết qua đời. Cái kia đồi núi ngọn núi bị tám thanh huyết đao một chảm, lập tức nhao nhao trượt xuống nhưng trượt xuống cũng chỉ là bộ phận ngọn núi, mà toàn bộ đồi núi chi lực vẫn còn đang hung ác chân áp Kiều Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương. Kiều Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương giờ phút này liền có mọi loại thần thông, cũng không cách nào thi triển. Hai người vận lực đến bên trong cực hạn. La Quân thấy thế trợn mắt hốc mồm, hắn vô pháp tưởng tượng, này thiên sơn lão yêu đến là làm sao làm được đem đồi núi chi lực chân áp đi ra. Dạng này lực lượng chân áp, nhân lực đúng là khó mà chống lại núi này ngọn núi cũng không phải là thần sơn huyết đao cũng có thể đem chém ra dấu vết la quân lập tức hét lớn một tiếng nói tiểu long chui vào trong núi từ nội bộ lấy lôi điện nổ tung ngọn núi tiểu long sau khi nghe được lập tức nói vâng ba ba sau đó tiểu long oanh một tiếng tiến vào ngọn núi sau cùng lợi dụng lôi điện chi thân nổ tung lên núi này thể nội bộ lập tức sinh ra buông lỏng kiều ngưng hòa lâm biểu dương tiếp lấy vận công bổ ra ầm ầm ngọn núi vỡ ra. Này thiên sơn lão yêu không khỏi đại hận, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, lại là hướng phía la quân vồ giết tới. Mẹ nó, la quân hãi nhiên. Này thiên sơn lão yêu nhất trưởng lăng không hướng phía la quân một bổ, la quân cấp tốc lấy thái cực sinh tử luân tới. Oanh một tiếng, thái cực sinh tử luân trong nháy mắt bị thiên sơn lão yêu một trưởng này chém nát. Tiếp theo, la quân thân thể chấn động, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ nát. Sau đó, là quần bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, tại chỗ hôn mê. Mà Thiên Sơn Lão Yêu quay người liền cấp tốc đào tẩu. Thiên Sơn Lão Yêu một chiêu này bàn Sơn thần quyền cực kỳ tiêu hao công lực, hắn vận đủ toàn lực đều bị kiều ngưng bọn họ phá vỡ. Lúc này, hắn pháp lực tổn hao nhiều, chỉ có đào tẩu một đường. Cũng may mắn Thiên Sơn Lão Yêu pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên một trưởng này mới không có muốn la quân mệnh. Không phải vậy lời nói, lấy Thiên Sơn Lão Yêu công lực, Mặc kệ là Quân thân thể khôi phục năng lực khủng bố đến mức nào, một trường này cũng sẽ để hắn chết thành cặn bã. Bất quá dù là như thế, La Quân lần này cũng là thụ thương không nhẹ. Thiên Sơn lão yêu đào tẩu, Lâm Biểu Dương trong nháy mắt mặc vào một bộ áo giáp, đó là một bộ kim quang lóng lánh khải giáp, này khải giáp gọi là thiên giáp đấu mãng khải. Lâm Biểu Dương siêu một tiếng, cả người cũng bay ra ngoài, lại là đuổi theo Thiên Sơn lão yêu không thả thiên giác đấu mãng khải chính là lâm biểu dương bí mật pháp bảo, bình thường lâm biểu dương chỉ tại bí mật ám sát người thời điểm mới có thể dùng. Hôm nay cũng là vì truy sát thiên sơn lão yêu, liền mới dùng đến. Kiều ngưng lại là không tâm tình đuổi theo thiên sơn lão yêu, nàng cấp tốc đến đến phía dưới la quân bên cạnh. nhiếp mị nương cũng là thất sắc, nàng cấp tốc chạy tới. La quân, la quân, nhiếp mị nương lo lắng hô hào. Làm sao, la là quân ngủ mê không tỉnh, sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm. Ngân Sa Vương, người nhanh mau cứu La Quân A, nhiếp mị nương đối Kiều Ngưng lo lắng nói ra. Kiều Ngưng nhíu mày, nàng một bả nhấc lên La Quân, tiếp lấy thì khống chế cái kia đại bằng kim xí nguyên thần bay khỏi nguyên địa. Kiều Ngưng mang theo La Quân đi vào một chỗ nơi yên tĩnh. Lúc này sắc trời đã toàn đen xuống, Kiều Ngưng đem La Quân phóng tới trên đất bằng. La Quân tại trong mơ mơ màng màng, cảm thấy được có cái ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn chính cùng hắn tiếp lấy hôn. Cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn, đi ra một khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu đến la quân trong thân thể. Cái kia trong hạt châu có vô cùng dinh dưỡng, đồng thời tản ra pháp lực. Hạt châu bắt đầu chữa trị la quân ngũ tạng lục phủ, còn có các loại kinh mạch. Lúc đầu, la quân thân thể sức khôi phục kinh người. Nghỉ ngơi cái hai ba ngày liền cũng liền không sao. Nói trở lại, Thiên Sơn Lão Yêu cũng coi là La Quân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Sơn Lão Yêu đối La Quân hận thấu xương, hắn hắc ma nguyên thần mắt thấy muốn xử lý tám tên huyết đao vệ, lại là La Quân tới quấy rối, hủy hắn kế hoạch. Về sau Thiên Sơn Lão Yêu mắt thấy muốn làm điểm kiều ngưng hòa lâm biểu dương. Lại là gia hỏa này nghĩ kế phá hắn đổi núi chi lực. Bởi vậy Thiên Sơn Lão Yêu vừa ra tới, ôm hận phía dưới chính là đối phó La Quân. Hắn cảm thấy một trường này lực lượng tuy nhiên yếu rất nhiều, nhưng vẫn là có thể giết chết la quân hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra la quân thân thể cường hãn đến trình độ như vậy la quân đột nhiên mở to mắt hắn một thanh ngồi xuống sau đó hắn liền cảm giác thân thể đã một chút sự tình đều không sinh long hoạt hổ mà kiều ngưng sắc mặt cũng rất kém nàng ở một bên khoanh chân vận công liệu thương kiều cô nương la quân hô một tiếng kiều ngưng mở to mắt nàng gặp la quân không có việc gì liền yên lòng nói ra người cảm giác thế nào rất tốt a à, là quân nghĩ tới một chuyện hắn nói ra ta giống như cảm giác được là kiều cô nương ngươi đang cứu ta kiều ngưng nói ra thân thể ngươi thể chất rất đặc thù cho dù ta không xuất thủ ngươi cũng sẽ không có sự tình ách người có phải hay không hôn ta là quần đột nhiên hỏi kiều ngưng nhất thời khuôn mặt đỏ lên sau đó lạnh lùng nói ra người khác nói mò audio điện tử võ tấn bền la quân nào nào, hắn cảm thấy mình tựa như là bị người hôn bất quá hắn cũng biết đó là tại liệu thương hắn cũng biết kiều ngưng không phải mình có thể đùa nghịch người niếp mị nương đâu còn có này thiên sơn lão yêu thế nào la quân hỏi kiều ngưng kiều ngưng nói ra ta không biết ngươi sau khi bị thương ta liền đưa ngươi mang ở đây la quân nhìn xem bầu trời lúc này trăng sáng lên cao đại địa một mảnh màu xám bạc hắn hỏi vội chúng ta tới bao lâu thời gian chừng một giờ, Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, chúng ta về Thiên Sơn Thần Cung bên kia đi thôi. Kiều Ngưng nói ra, người đi trước đi, ta còn muốn tu dưỡng một hồi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cái này mới tỉnh ngộ đến Kiều Ngưng tổn thương không nhẹ. Hắn nói ra, người đang cùng Thiên Sơn lão yêu đánh nhau lúc thụ thương. Kiều Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó im miệng không nói. La Quân sướng sờ sướng sờ, hắn cũng là người thông minh, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Kiều Ngưng không phải theo thiên sơn lão yêu quyết chiến thụ thương, mà là tại cứu chữa chính mình thời điểm, tổn thương không ít nguyên khí. Kiều Ngưng tính cách kiêu ngạo, nàng từ cũng sẽ không theo chính mình nói gì nhiều. Người tại sao còn chưa đi? Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân cười khan một tiếng, nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Kiều Ngưng nói ra, vì ngươi. Sau đó, nàng nhắm mắt ngưng thần, không tiếp tục để ý La Quân. La Quân chọn vẹn chờ Kiều Ngưng 3 giờ, trong vòng 3 canh giờ, La Quân cho ba đồ hảo hảo cho ăn một hồi, ba đồ chơi một hồi, chủ động trở lại giới tu di bên trong. Sau 3 tiếng, Kiều Ngưng công lực hoàn toàn khôi phục. Đi thôi, Kiều Ngưng đứng dậy. La Quân cũng đứng dậy theo. Kiều Ngưng thi triển ra đại bằng kim sĩ nguyên thần. La Quân cùng Kiều Ngưng đứng lên trên, đại bằng kim sĩ nguyên thần cất cánh, hướng cái kia thiên sơn thần cung bay đi. Rất nhanh, thiên sơn thần cung đến. Cái kia thiên sơn thần cung trong hậu hoa viên đã là một mảnh hỗn độn, đây đều là trước đó lúc tác chiến lưu lại dấu vết. Kiều ngưng để đại bằng kim xí nguyên thần rơi vào hậu hoa viên chỗ. Hai người vừa mới xuống dưới, bên kia thì có hai tên huyết đao vệ ra đón. Cái kia hai tên huyết đao vệ đi lên phía trước, bọn họ đối la quân cùng Kiều ngưng mười phần khách khí. Kiều cô nương, là công tử, các người rốt cục quay lại. Chúng ta phụng tổng đốc đại nhân chi lệnh, chờ trực đã lâu. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tổng đốc đại nhân hiện ở nơi nào?" Huyết Đao vệ nói ra, "Hai vị xin mời đi theo ta." La Quân nói ra, "Tốt." Tiếp theo, La Quân cùng Kiều Ngưng theo Huyết Đao vệ đi vào thần cung trong chính sảnh. Cái này Thiên Sơn thần cung kiến trúc rộng rãi, có cửu cung 18 điện. Cường thịnh nhất thời điểm, nhưng nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Hàng năm đều có tín đồ từ dưới núi quỷ lên núi đến cúng bái. Nhưng bây giờ Thiên Sơn Thần Cung đã trở thành nha môn làm việc địa phương, không còn tín đồ cúng bái câu chuyện. Cái kia trong chính sảnh, mấy cây lưu kim lương trụ tử bên trên điêu long mài phong. Lâm Hiển Dương ngồi ngay ngắn thượng thủ, bên cạnh có nha hoàn cầm ấm trà phục thị. Nhiếp Mị Nương ngay tại dưới tay ngồi, trong phòng điểm không ít tùng hương đèn, liền cũng coi là ánh đèn sáng tỏ. La Quân cùng Kiều Ngưng tiến đến, Lâm Hiển Dương lập tức đứng dậy đón lấy. Kiều cô nương là công tử, các người rốt cuộc quay lại. Có thể đem chúng ta cực kỳ trông mong sát, nhanh mau mời ngồi. Lâm Hiển Dương nói ra. Đại nhân khách khí, là quân ôm quyền đáp lễ. Kiều Ngưng lại là không có những này khách sáo, nàng trực tiếp ngồi xuống. Lâm Hiển Dương cũng không trách móc, hắn theo la quân trước sau ngồi xuống. Về sau, nhà hoàn dâng trà. Cái kia niếp mị nương từ la quân xuất hiện thời điểm, treo lấy tâm mới tính hạ xuống nhìn thấy la quân không có việc gì niếp mị nương thở phào một hơi niếp mị nương khóe miệng hơi hơi động một cái nhưng nàng lại nhìn kiều ngưng liếc một chút cuối cùng nàng không nói gì ra miệng la quân lại là không có qua chú ý niếp mị nương tâm lý hoạt động la quân ngồi xuống về sau liền hỏi đại nhân này thiên sơn lão yêu phải chăng bền tội lâm hiển dương nghe vậy không khỏi phẫn hận hắn nói ra ta đuổi theo ra qua nhưng là cái kia lão yêu quỷ kế đa đoan cuối cùng vẫn là bị hắn trốn. Hắn nói đến đây, liền tự đứng lên, nói ra, hôm nay còn may mà la công tử cùng kiều cô nương xuất thủ, không phải vậy hôm nay, lâm mỗ cùng thủ hạ tám tên huyết đao vệ, toàn bộ cũng phải chết ở này thiên sơn lão yêu chi thủ. Mà lại, đến lúc đó thiên sơn lão yêu sẽ còn qua giết hại không ít bách tính. Hai vị chính là ta lâm mỗ cùng huyết đao vệ môn ân nhân, cũng là toàn bộ bắc hải thành ân nhân. Kiều Ngưng nói ra, ta xuất thủ toàn là bởi vì La Quân, không phải vậy lời nói, các người Bắc Hải Thành chết sống cùng ta không có chút nào liên quan. Người muốn tạ, thì cảm ơn La Quân đi. Kiều Ngưng lời nói nghe bất cận nhân tình, trên thực tế nàng lại là muốn đem chỗ có công lao đều đẩy lên La Quân trên thân. Lâm Hiển Dương nao nao, sau đó, hắn nói với La Quân, đa tạ La Công Tử. La Quân tự nhiên là lính Kiều Ngưng nhân tình này, hắn ôm quyền nói ra, đại nhân quá khách khí. Hắn tiếp lấy chuyện lại nhất chuyển, nói ra, này Thiên Sơn lão yêu chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lâm Đại Nhân, ngài vẫn là muốn sớm làm chủ tính A. Lâm Hiển Dương nói ra, Thiên Sơn lão yêu đại khái còn phải dưỡng thương một đoạn thời gian, mà lại việc này ta đã bẩm báo Thánh Thượng. Thánh Thượng ở ngoài sáng sớm hội làm ra phê duyệt. Là quân bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, là quân đương nhiên sẽ không tìm Lâm Hiển Dương đến đòi người tình hoặc nói mời lâm hiển dương đem chính mình đề cử cho thánh thượng cái kia đều quá bị ổi la quân tin tưởng chỉ cần lâm hiển dương biết làm người vậy hắn ở trên tấu thời điểm nhất định sẽ nâng lên chính mình thời gian cũng đã không còn sớm lâm hiển dương nói ra nếu không ta an bài trước mấy vị nghỉ ngơi cho giải quyết thiên sơn lão yêu sự tình ta tái thiết yến cực kỳ cảm ơn mấy vị xuất thủ tương trợ tri ân la quân gật đầu nói ra vậy làm phiền đại nhân hắn lập tức lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, không tốt, hỏng bét, ta còn theo lôi đại ca hẹn gặp tại Quỳnh Lâu gặp mặt. Hắn lập tức đứng lên, nói ra, Lâm Đại Nhân, ta còn có việc phải đi ra ngoài một bận, cáo từ. Lâm Hiển Dương gật gật đầu, nói ra, là công tử, người nếu có sự tình, liền đi làm việc trước đi. Là quân nói ra, tốt, cáo từ. Là quân nhanh chóng nhanh rời đi thiên sơn thần cung, tiếp lấy thì hướng Quỳnh Lâu tiến đến hắn đuổi tới Quỳnh Lâu thời điểm, Quỳnh Lâu đã đóng cửa. Bởi vì cái này đêm hôm khuya khoát, Quỳnh Lâu cũng không phải nơi ăn chơi, như thế nào ban đêm còn buôn bán đâu. Lôi báo lại là một mực đang Quỳnh Lâu cửa chính chờ đợi. Là quân đến một lần liền nhìn thấy lôi báo. Lôi đại ca, thực sự ngượng ngùng, hôm nay có sự tình trì hoãn, để ngươi đợi lâu. Là quân vừa lên đến, cũng là nói liên tục xin lỗi. Lôi báo lại là không ngần ngại chút nào, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, "La huynh đệ, ngươi là nhân vật thần tiên, có thể để mắt ta lão lôi, đó là ta lão lôi phúc khí, chờ một chút lại lại có làm sao?" La là Quân nói ra, "Lôi đại ca, mặc kệ như thế nào, đêm nay nhất định phải ta đến mời khách." "Không phải vậy ta cái này tâm lý quá băn khoăn. Khó mà làm được, nói xong ta mời khách, nếu để cho ngươi mời khách, cái này còn thể thống gì? Chẳng lẽ ta chờ ngươi hơn nửa đêm, là vì để ngươi mời ta uống rượu?" Lôi báo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra la quân gặp lôi báo kiên trì hắn liền nói vậy được rồi lôi báo thoải mái cười to tiếp theo hắn lại nhỏ giọng nói ra cái kia la huynh đệ hiện ở cái này điểm muốn uống rượu có thể chỉ có hoa tử có thể uống nha la quân cười ha ha một tiếng nói ra hoa tử thì hoa tử nha ta ai đến cũng không có cự tuyệt ngươi không sợ kiều cô nương tìm làm phiền ngươi lôi báo nói ra la quân nói ra lôi đại ca cái này không thể nói lung tung được a à. ta cùng kiều cô nương đó là thanh bạch lời này của ngươi muốn để nàng nghe thấy nàng khẳng định tha không ngươi lôi báo nói ra la huynh đệ cái kia kiều cô nương ta thấy được a à. ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt la quân cười ha ha một tiếng sau đó lôi báo mang la quân qua xuân phong lâu hai người lúc uống rượu đợi lôi báo còn tìm bốn cái cô nương đến bồi lấy lôi báo trái ôm phải ấp thượng hạ tay, tốt không vui. La quân thì thu liếm nhiều, hắn cũng nhiều lắm thì xã giao vui vẻ. Đến hừng đông thời điểm, lôi báo uống nhiều, mang theo hai cái cô nương lên giường liền bắt đầu khoái hoạt. La quân lại là không làm được bực này chuyện hoang đường tới. Cái kia hai cái cô nương muốn theo La quân đi ngủ, La quân đem 10 lượng hoàng kim khen thưởng đi qua, sau đó nói, chính các ngươi đi ngủ. Mạt, La quân tìm cái ghế dựa nghỉ ngơi đứng lên hắn vốn định chỉ ngủ một hồi nào biết quá mệt mỏi xử lý là trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao hắn khi tỉnh dậy còn nghe thấy lão lôi cùng cái kia hai cái cô nương lại bắt đầu xếp bốc lên la quân không khỏi cười thầm không thôi cái này lão lôi đại khái là tại trong biển đi thuyền thời điểm một ngạt hai giờ chiều la quân sau khi từ biệt lão lôi sau đó trở lại thiên sơn thần cung cái kia thiên sơn thần cung bên trong kiều ngưng cùng niếp mị nương đang chờ đợi la quân hai nữ gặp la quân kiều ngưng sắc mặt ngược lại là hoàn toàn như trước đây lãnh đạm niếp mị nương làm theo hít thở sâu một hơi sau đó vô cùng khinh bỉ nói ra người tối hôm qua qua hoa lâu cái này ngược lại là không có cách nào chống chế la quân vội ho một tiếng nói ra qua muốn đi bất quá ta chơi cũng không có làm là lão lôi đang được ai mà tin ngươi niếp mị nương nói ra hóa la quân nói ra tiểu ra có như vậy không có phẩm vị sao Kiều Ngưng làm theo nói ra, mau chóng về Hoàng Thành đi, ta đến Hoàng Thành về sau, giúp người đem Tiểu Long luyện tốt về sau, ta liền sẽ rời đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, Lâm Đại Nhân đâu? Nhếp Mị Nương nói ra, tại hậu viện chỉ huy người sửa chữa hậu hoa viên đây. La Quân nói ra, ta qua từ cái được. Nhếp Mị Nương nói ra, ta cùng đi với ngươi. Kiều Ngưng tất nhiên là sẽ không đi. La Quân cùng Nhếp Mị Nương đi vào hậu hoa viên, Lâm Hiển Dương gặp hai người, lập tức cười một tiếng, nói ra, là công tử, ngươi quay lại á. Ngươi nhất định đói đi, ta cái này để hạ nhân qua chuẩn bị ăn. La Quân cười một tiếng, nói ra, đại nhân, ta là tới hướng ngài chào từ biệt. Chúng ta cái này muốn về hoàng thành đây. Lâm Hiển Dương nói ra, nhanh như vậy liền đi. La Quân nói ra, dù sao hiện tại cũng không có chúng ta sự tình gì, chúng ta còn có sự việc cần giải quyết tại thân, thì không chỉ hoãn lâm hiển dương nói ra vậy được rồi chờ ta lần sau về hoàng thành về sau lại uống các ngươi nâng ly một phen nhất định la quân nói ra lâm hiển dương tiếp lấy xuất ra một cái phong thư hắn nói ra la công tử đây là ta muốn mặt hiện lên thánh thượng một phong thư đã ngươi muốn về hoàng thành thì làm phiền ngươi mang cho ta đi qua la quân ngốc ngẩn ngơ tiếp lấy có chút xấu hổ nói ra nhưng ta cũng không có cách nào nhìn thấy thánh thượng a lâm hiển dương cười một tiếng nói ra người cầm ta thủ lệnh đi trước dụ phong vườn tới đó đưa tay khiến trình lên phong thư trình lên liền có thể cái kia tốt la quân thì đón lấy phong thư lâm hiển dương sau đó mỉm cười nói ra Niếp cô nương đợi la công tử một mảnh chân thành la công tử người có thể được thật tốt tiếc phúc a à. la quân không khỏi sướng sờ hắn thầm nghĩ có ý tứ gì đồng thời hắn nhịn không được nhìn Niếp mị nương liếc một chút nhiếp mị nương lại là khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không nhìn la quân sắc mặt. La quân thầm nghĩ, này nương môn tại lâm hiển dương trước mặt đến nói chơi. Cái này là la quân vĩnh viễn không đoán ra được, hắn cũng không tâm tư qua mảnh cứu, ngay sau đó đối lâm hiển dương cười một tiếng, nói ra, ta sẽ. Sau đó, la quân ôm quyền nói ra, lâm đại nhân, cáo từ. La quân cuối cùng cũng không vấn thiên núi lão yêu sự tình, bởi vì hắn tin tưởng đã thánh thượng đã biết được như vậy chuyện này liền hoàn toàn cùng hắn là quân không quan hệ. Về sau, Kiều Ngưng liền thi triển đại bằng kim sĩ nguyên thần lại la quân cùng Niếp Mỹ Nương về Hoàng Thành. Nguyên bản muốn 5 ngày lộ trình, nhưng ở Kiều Ngưng nguyên thần phía dưới, 2 giờ liền đã đến đạt. Bất quá, Kiều Ngưng cũng không có thi triển nguyên thần tiến vào Hoàng Thành. Tại Hoàng Thành bên ngoài, mọi người liền đã mất địa. Đây là bởi vì, Hoàng Thành cấm bay. Bất luận cái gì như quỷ xà thần, chỉ cần đi vào hoàng thành, đều muốn thành thành thật thật. Người nào đều không cho bay, cho dù là kiều ngưng, nàng cũng sẽ không bay vào qua. Không cần thiết gây bên trên loại phiền toái này, đương kim thánh thượng uy nghiêm, đã là xâm nhập nhân tâm. Tiến hoàng thành về sau, là quân an bài trước kiều ngưng tại một nhà không tệ khách sạn ở lại. Sau đó, là quân cùng Niếp mị nương về hầu phủ hướng lan kiếm nhất phục mệnh. Tại hoàng thành bên ngoài, là quân rõ ràng cảm giác được chính mình buông lỏng rất nhiều. Nhưng bây giờ tiến vào hoàng thành, hắn liền cảm giác được loại kia đến từ thiên tử hoàng quyền uy áp, tại cái này trong hoàng thành, hắn không dám chút nào làm can. Đối với về hầu phủ, là quân là một trăm cái không nguyện ý. Nhưng hắn hiện tại còn không phải không trở về. Về hầu phủ trước đó, Niếp Mị Nương nói ra, chúng ta liền theo trước đó thương lượng xong bẩm báo, hắn, ngươi không cần nói nhiều. Là quân gật đầu, trở lại hầu phủ về sau, Lan Kiếm Nhất lại là không tại. La Quân cùng Niếp Mỹ Nương ngay tại Lan Kiếm Nhất trong nhà chờ đợi. Một tận tới đêm khuya, Lan Kiếm Nhất mới hồi phủ. Hồi phủ về sau, Lan Kiếm Nhất liền trong thư phòng triệu kiến La Quân cùng Niếp Mỹ Nương. Lan Kiếm Nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ, hắn sắc mặt nhàn nhạt. So với tại để La Quân trước khi đi nhiệt tình, giờ phút này Lan Kiếm Nhất lộ ra lãnh đạm không ít. Cũng thế, trước khi đi, Lan Kiếm Nhất còn trông cậy vào La Quân làm việc. Dưới mắt, nhưng lại là khác biệt quang cảnh. Lan Kiếm Nhất lòng giả, dạ, cũng không có quá sâu. Cũng có lẽ là, hắn cảm thấy tại La Quân trước mặt, không tất yếu có quá nhiều che giấu. Sự tình làm được thế nào? Lan Kiếm Nhất nói ra. La Quân vốn cũng không dự định mở miệng trước, mà Niếp Mị Nương vừa muốn há mồm. Lan Kiếm Nhất liền nói ra, La Quân, người đi ra ngoài trước đi. La Quân nào nào, trong lòng hắn hiện lên vẻ tức giận, bất quá hắn không có triển lộ ra, chỉ nói là nói, tốt. Ra thư phòng về sau, La Quân cũng không có qua nghe lén Lan Kiếm Nhất nói chuyện. Lan Kiếm Nhất cũng không phải người ngu, như là La Quân nghe lén, hắn vẫn là có thể cảm giác được. La Quân chờ ở bên ngoài đại khái 2 giờ, 2 giờ về sau, nhiếp mị nương đi ra đến phòng khách gặp La Quân. La Quân, công tử ra muốn gặp ngươi, nhiếp mị nương nói ra la quân ngẩng đầu nhìn về phía niếp mị nương hắn nhìn thấy niếp mị nương gương mặt sưng đỏ hiển nhiên là chịu lan kiếm nhất khai tát nhất thời la quân tức giận trong lòng tức giận nói ra hắn đánh ngươi ta không sao niếp mị nương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nàng nói ra ngươi nhanh đi gặp công tử ra đi nàng nói xong liền vội vàng mà đi lan kiếm nhất la quân lửa giận khó tiêu hắn hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là đem cái này lửa giận cố nhịn về sau, là quân liền hướng lan kiếm nhất thư phòng mà đi. Đi vào thư phòng trước, là quân trực tiếp đẩy cửa vào. Lan kiếm nhất ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên tức giận, lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không gõ cửa sao? La quân nói ra, tại sao muốn đánh nhiếp mị nương? Lan kiếm nhất nao nao, hắn tiếp mà nói rằng, này cũng kỳ, nàng là ta tâm phúc thủ hạ. Ta đánh nàng, ngươi gấp cái gì? Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi thích nàng cái kia thật cũng không sự tình, ngươi chỉ cần an tâm làm việc cho ta, ta có thể đem nàng ban thưởng cho ngươi. La Quân nói ra, ta chỉ là hy vọng, công tử ra có thể thưởng phạt phân minh. Ta nhất là thưởng phạt phân minh, các ngươi lần này việc phải làm tựa hồ cũng không có làm tốt. Lan Kiếm nhất nói ra. La Quân nói ra, hai đại yêu tiên cùng một chỗ vì Lan Đình Ngọc hộ pháp, việc này vốn là làm không xong. Giữa bọn hắn cũng không mâu thuẫn, hai đại yêu tiên chính là qua còn Lan Đình Ngọc nhân tình. Quá trình thế nào, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm kết quả, Lan Kiếm nhất từ tốn nói. Cái này vừa nói, là quân chính là nói không được. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, ta nhìn ta cũng là vô pháp thắng mặc cho công tử ra tay dưới làm việc. Cáo từ, hắn nói xong quay người liền đi. Đứng lại, Lan Kiếm nhất cả giận nói. Là quân liền lại đối mặt Lan Kiếm nhất, hắn không kiêu ngạo không tự ti nói ra công tử gia còn có gì phân phó lan kiếm nhất nói ra ngươi cho rằng cái này hầu phủ là ngươi muốn vào đến thì tiến đến muốn đi thì đi sao la quân nói ra ta biết nơi này là hầu phủ cũng biết lan hầu gia là coi trọng nhất lý lẽ người mà lại nơi này là hoàng thành vạn sự chúng ta đều nhấc bất quá một chữ lý nếu là ta phạm luật pháp tự nhiên có thận hình ti đến bắt ta khó đạo công tử gia nguyên nhân quan trọng này giết ta Lan kiếm nhất cả giận nói, họ la, người không muốn cho thể diện mà không cần. La quân nói ra, cáo từ. Sau đó, La quân trực tiếp rời đi Lan kiếm nhất phủ đệ. Tiếp theo, La quân ra hầu phủ. Lan kiếm nhất đương nhiên sẽ không tại trong hầu phủ ra tay giết La quân. Một khi tại trong hầu phủ động thủ, cái kia thế tất sẽ kinh động phụ thân Lan thiên cơ. Đối với Lan kiếm nhất tới nói, là cái cọc chuyện xấu, hắn là không muốn khoa trương. Còn có, Lan Kiếm Nhất nếu như không sử dụng phụ thân bên người cao thủ, hắn trả thật giết không La Quân. Cho nên, Lan Kiếm Nhất thật đúng là chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Chỉ cần chờ La Quân rời đi hầu phủ, như vậy hắn liền có thể lặng lẽ động thủ. Hắn muốn thần không biết, quỷ không hay giết chết La Quân. Rời đi hầu phủ cái kia một cái chớp mắt, La Quân nôn một ngụm ác khí, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm tới cực điểm xem ra lão tử thật đúng là trời sinh không thích hợp làm nô tài a à. la quân thầm suy nghĩ đương nhiên la quân sở dĩ dám như thế rời đi lan kiếm nhất cái kia cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng la quân trong tay long văn cương tinh hồn liền là muốn đi theo thiên chỉ các cho cái bản giao thiên chỉ các lúc trước trên người mình đầu tư mình bây giờ tùy ý mà đi đương nhiên muốn cho bọn hắn một cái không tệ bản giao cái này long văn cương tinh hồn tuyệt đối có thể cho bọn họ hài lòng đồng thời là quân cũng bởi vì có kiều ngưng tại nhiều một phần khí nói thật hắn thật sự là sớm không muốn nhẫn thụ lan kiếm nhất nhà cái kia chính là cái bao cỏ hơn nữa còn là cái bạo quân đi theo hắn tiếp tục nữa sớm muộn bị chết không còn sót lại một chút cặn cũng khó trách cái này lan kiếm nhất có như thế tư nguyên thủ hạ lại không có gì ra dáng nhân tài sau đó muốn làm sao đi là quân còn chưa nghĩ ra hắn quyết định đi trước tụ hợp kiều ngưng sau đó cùng thiên chỉ các bên kia câu thông một phen như thế về sau nhìn làm sao lại theo thiên chỉ các muốn một cái thần đan lấy long văn cương tinh hồn hẳn là có thể đổi được thần đan đem thần đan cho đại ca về sau liền về thế giới bao la một chuyến về phần về sau làm sao lại dung nhập hoàng thành vậy liền rồi nói sau thực sự không được coi như dù sao mẹ nó từng cái từng cái đường lớn thông roma chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ liền không sợ bán không đến đế vương ra là quân sau khi đi, Lan Kiếm Nhất vẫn nộ nhất trưởng đem sách bàn đập nát. Đem Nhiếp Mị Nương gọi tới, Lan Kiếm Nhất sau khi hít sâu một hơi, phân phó nha hoàn như ý. Nửa ngày về sau, Nhiếp Mị Nương đến thư phòng, Nhiếp Mị Nương vừa vào thư phòng, liền gặp cái kia trong thư phòng một mảnh hỗn độn, nàng lại nhìn Lan Kiếm Nhất, Lan Kiếm Nhất tuy nhiên không nói một lời, nhưng này nội tại lửa giận nàng lại là cảm nhận được. Công tử ra bất giận Nhiếp mị nương dọa đến thân thể mềm mại phát run, một gối quỳ xuống. Lan kiếm nhất nói ra, tốt, rất tốt. Nhiếp mị nương, ta phái người đi giám thị la quân cái này tạp trùng. Người ngược lại tốt, người cùng hắn đến phát sinh cái gì. Hắn lại dám vì ngươi đến chất vấn bổn công tử. Nhiếp mị nương chấn động trong lòng, nàng cái này một cái chớp mắt tâm tình phức tạp tới cực điểm. La quân bởi vì nàng đến chất vấn công tử ra, đây là một loại như thế nào tình nghĩa. Niếp Mị Nương xúc động rất sâu, tựa hồ tại cái này trên Trần Thế cũng chỉ có La Quân để ý như vậy qua nàng. Cái kia hắn ở đâu? Niếp Mị Nương nhịn không được hỏi. Tiện Tì Lan Kiếm Nhất tiến lên một bàn tay lần nữa lắc tại Niếp Mị Nương trên mặt, nói ra: người thật đúng là cùng hắn có cầu thả. Lúc này còn tình trạng ý thiếp quan tâm hắn đúng hay không? Nô tỳ không dám. Niếp Mị Nương trên mặt nóng bỏng đau, nàng nói gấp. Lan Kiếm Nhất nói ra người quá khiến ta thất vọng, cút về, mấy ngày nay không được ta mệnh lệnh, không cho phép thực sự ra khỏi cửa phòng một bước. Vâng, công tử ra, nhiếp mị nương thấp giọng nói ra. Sau đó, Như ý đái lấy nhiếp mị nương ra thư phòng. Tại về nhiếp mị nương trong phòng về sau, nhà hoàn kia như ý nhịn không được nhiều nói vài lời, mị nương tỷ tỷ, công tử ra hiện tại hận vì kia là công tử tận xương, người có thể tuyệt không thể lại vì hắn nói chuyện. Niếp mị nương giữ chặt như ý tay, nói ra như ý cái kia là quân hiện tại người đâu Như ý nói ra là công tử cùng công tử gia đại xảo một khung sau đó là công tử liền rời đi hầu phủ hỏng bét Nhiếp Mị Nương nói ra công tử ra nhất định sẽ không bỏ qua la quân Như ý nói ra cái này là công tử tính khí cũng quá nóng nảy hắn đã đắc tội chúng ta công tử ra tự nhiên là không sống được như ý người có thể giúp ta một chuyện hay không Nhiếp Mị Nương cầu khẩn nói ra gấp cái gì như ý hơi hơi ngẩn ngơ sau đó hôn niếp mị nương nói ra người giúp ta qua thông báo la quân để hắn mau rời đi nói công tử ra tuyệt sẽ không bỏ qua hắn như ý sắc mặt nhất thời trắng bệch nàng khoát khoát tay nói ra mị nương tỉ tỉ không phải ta không nguyện ý giúp ngươi chỉ là ta nếu thật qua mật báo một khi công tử ra biết ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ thật xin lỗi mị nương tỉ tỉ như ý nói xong liền vội vàng rời đi niếp mị nương trong lòng nôn nóng không thôi, nàng nói thầm là quân a à là quân, ngươi làm sao lại như vậy không có lòng dạ đâu. nàng đồng thời lại nghĩ tới một tầng, trong lòng lại hơi hơi ngòn ngọt, ngọt. hắn đại khái là bởi vì chính mình bị công tử ra đánh, cho nên nhất thời không nhịn được a. À. là quân trực tiếp đi gặp kiều ngưng, kiều ngưng đang luyện hóa tiểu long. là quân đẩy cửa vào, kiều ngưng liền đình chỉ luyện công. tiểu long còn tại trong lôi trì ở chỗ này, nó tất nhiên là không tiện đi ra. Ta theo lan kiếm nhất náo tách ra, là quần cầu nói đầu tiên liền đối với Kiều Ngưng nói như vậy. Kiều Ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, chuyện gì xảy ra. Là quần nói ra, cũng không có gì, lúc trước đến đi theo hắn cũng là cái sai lầm quyết định. Hiện tại bất quá là kịp thời dừng tổn hại mà thôi. Kiều Ngưng nói ra, vậy ngươi muốn vào chiều làm quan, chẳng phải là không có hy vọng. Là quần nói ra, đi theo Lan Kiếm Nhất cũng vốn cũng không có hy vọng. Kiều Ngưng nói ra, nhưng Lan Kiếm Nhất phụ thân là đương triều vũ hầu, quyền khuynh triều giã. Người đắc tội Lan Kiếm Nhất, chỉ sợ thì càng khó. Nàng đối triều đình cũng không phải là cái gì cũng không biết. Lại thêm trong khoảng thời gian này cũng nghe La Quân nói không ít. La Quân nói ra, ta cùng Lan Thiên cơ tiếp xúc qua, hắn tức giận lượng cũng không phải là có thù tất báo người. Lan kiếm nhất cũng không dám đem đem ta bước đi sự tình bẩm báo cho vũ hầu, như thế vũ hầu sẽ cảm thấy lan kiếm nhất cũng không phải là đại tài. Ta cũng coi là nhìn ra, lan kiếm nhất cũng không phải là quá mức ngu xuẩn. Hắn tuy nhiên trời sinh tính lương bạc, khí lượng nhỏ hẹp, nhưng là hắn sẽ không ở vũ hầu trước mặt biểu lộ ra. Kiều ngưng nói ra, ta thật là kỳ quái, người tại sao phải tiến vào triều đình đâu? Người chính là người tu đạo, người tu đạo, Tu Vi đạt tới trí cao cảnh giới chính là mục đích. Người cái này chẳng phải là tại đi đường quanh co. Là quân nói ra, Kiều Cô Nương, người Tu Vi đã là đương thời cao thủ đúng hay không? Xem như thế đi, Kiều Ngưng nói ra, là quân nói ra, nhưng người dám cùng triều đình đối kháng sao? Ta không đáng cùng triều đình đối kháng A. Kiều Ngưng nói ra, là quân nói ra, ta muốn không chỉ là Tu Vi nâng lên thăng, cũng còn muốn mượn triều đình lực lượng. Mặt khác đương kim thánh thượng hùng tài đại lược có lẽ đi theo hắn sẽ có mặt khác kỳ ngộ đây là ta muốn kiều ngưng nói ra người đến muốn làm cái gì đâu vì cái gì còn muốn nhờ triều đình lực lượng la quân nói ra nói rất dài dòng chờ ta có thời gian liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút hắn đón đến nói bất quá cái kia lan kiếm nhất dưới mắt tại tự mình khẳng định hội có không ít tiểu động tác nói không chừng còn sẽ phái người tới giết ta hắn muốn giết lan đình ngọc sẽ có chưa nhiều cố kỵ nhưng muốn giết ta, nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy." Kiều Ngưng nói ra, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, nhưng ta không thể một mực đợi tại hoàng thành." La Quân nói ra, "Ta trước mắt cũng có một chút việc cần hoàn thành, tại hoàng thành sẽ không đợi thời gian quá dài." Kiều Ngưng nói ra, "Vậy là tốt rồi." La Quân nói ra, "Ừm, dưới mắt ta muốn phải đi ra ngoài một bận, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ?" Kiều Ngưng nói ra, chẳng lẽ không nên ăn cơm trước không? Cái này đều hơn nửa đêm, ta còn cái gì cũng chưa ăn. La Quân vỗ đầu một cái, cười một tiếng, nói ra, nhìn ta, đều quên. Sau đó, La Quân thì chọn món ăn, thuận tiện cũng cho ăn một hồi Ba Đồ. Ba Đồ sau khi đi ra, Kiều Ngưng trông thấy cũng rất là cảm thấy hứng thú. Nàng thật đúng là là lần đầu tiên trông thấy Ba Đồ, trước đó La Quân thả Ba Đồ đi ra, Kiều Ngưng lại là tại Liệu Thương cái này tiên hạc rất là chơi vui kiều ngưng cười mỉm nói ra la quân nói ra đáng tiếc a à, cũng là lớn lên quá chậm không phải vậy lời nói ta cũng không cần lấy ngươi nguyên thần kiều ngưng bạch la quân liếc một chút nói ra ngươi có thể lấy ta nguyên thần cái kia đã là ngươi phúc lớn bằng trời la quân cười ha ha một tiếng nói ra cũng là kỳ quái giống như các ngươi những người này đều không quá ưa thích người khác lấy các ngươi nguyên thần tại sao vậy đây là cái gì bệnh thích sạch sẽ a à? kiều ngưng nói ra nguyên thần chính là chúng ta một phần thân thể người ưa thích bị người khác ngồi ở trên thân thể người sao thì ra là thế La quân bừng tỉnh đại ngộ sau đó kiều ngưng còn nói thêm giống ba đồ loại này tiên hạc muốn lớn lên cái kia đến thời gian một năm nhưng một năm nay người cũng không thể nhàn rỗi đến dạy hắn thuật pháp ba đồ cũng có thể học pháp thuật La quân không khỏi bị kinh ngạc Kiều Ngưng nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, nhưng ta nhưng lại không biết muốn làm sao dậy. Kiều Ngưng nói ra, nếu không dạng này, người đem ba đồ giao cho ta, ta thu hắn làm đồ tốt. La Quân nghiêng đầu ngẫm lại, sau đó liền nói ra, ta nhìn không tệ. Hắn liền lại hỏi ba đồ, nói ra, ba đồ, để ngươi theo Kiều Ngưng tỉ tỉ học pháp thuật, thế nào? Ba đồ nghe vậy, cái đầu lúc lắc theo chống lúc lắc giống như, la quân không khỏi miệng đều tức điên hắn nói ra không được cũng phải được người nếu là không học chút bản lãnh đi ra về sau làm sao đi theo ta lăn lộn ba đồ miệng nhất biển nước mắt lập tức liền đến rơi xuống la quân nói ra khóc cũng vô dụng sau đó la quân lại tốt nói khuyên bảo sau một hồi khá lâu ba đồ mới miễn cưỡng đáp ứng kiều ngưng nghĩ tới một chuyện nói ra người cái này giới tu di bên trong là thế nào trang người sống la quân nói ra đây là ta đặc thù bản sự ta cũng có thể giúp ngươi đem giới tu di không khí đả thông kiều ngưng nói ra thật nàng ngay lập tức đem giới tu di lấy ra đưa cho la quân la quân tiếp nhận nói ra bên trong không có gì đặc biệt tư ẩn đồ vật a à. ta là muốn tại nội bộ đả thông ách ngươi chờ một chút kiều ngưng liền lại cầm lại giới chỉ nàng lại mắt nhìn la quân khuôn mặt hơi đỏ lên nói ra ngươi đi ra ngoài trước la quân lập tức ngầm hiểu hắn biết kiều ngưng khẳng định là muốn đem nội y cái gì trước lấy ra hắn biết kiều ngưng không phải cái lái nổi trò đùa người cho nên cũng không nói gì quay người thì ra khỏi phòng tăng thêm ăn cơm giúp kiều ngưng đả thông giới tu di cùng một chỗ cũng liền dùng nửa giờ sau nửa giờ la quân cùng kiều ngưng ra khách sạn còn ba đồ chính là đi thẳng đến kiều ngưng giới tu di bên trong qua la quân thuận tiện đem những đan dược kia đều cho kiều ngưng Kiều Ngưng cũng không có cực tuyệt. Cái này lúc sau đã là nửa đêm, hoàng thành trên đường phố cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có lính tuần tra xuất hiện, gặp được lén lén lút lút người, bọn họ liền sẽ để ra nghi vấn một phen. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, thiên chỉ các. Muộn như vậy, qua thiên chỉ các làm cái gì? Kiều Ngưng không khỏi kỳ quái. La Quân nói ra, cùng đi theo liền biết kiều ngưng nghe vậy cũng thì không nói thêm lời hơn nửa giờ về sau la quân mang theo kiều ngưng lần nữa đi vào thiên trì các tuy nhiên thời gian đã khuya nhưng la quân xuất ra thiên trì các tấm kia màu đen thủ lệnh về sau lập tức thiên trì các người liền để la quân cùng kiều ngưng đi vào cái kia màu đen thủ lệnh có cái tên gọi là hắc long lệnh la quân cùng kiều ngưng được đưa tới thư phòng cái kia trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng tiếp lấy lại không chờ lâu một hồi Tô Yên Nhiên liền xuất hiện. Tô Yên Nhiên một thân xiêm y màu trắng, lại là cao khiết mà nhã, giàu có khí chất tới cực điểm. Người thế mà còn không có trở lại khúc lăng, La quân nhìn thấy Tô Yên Nhiên, không khỏi ngoài ý muốn tới cực điểm. Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân ngược lại không ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn là nhìn thấy Ngân Sa Vương Kiều Ngưng. Vị này chắc hẳn cũng là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại yêu tiên một trong Ngân Sa Vương Kiều Ngưng cô nương A. Tô Yên Nhiên lập tức nói, Ta là Tô Yên Nhiên, thất kính thất kính." Kiều Ngưng nhìn Tô Yên Nhiên liếc một chút, nàng thật không có quá phận kiêu căng, chỉ nói là nói, là La Quân tới tìm các ngươi, không liên quan gì đến ta. Tô Yên Nhiên nao nao, nàng cảm thấy Kiều Ngưng tính cách thật sự là thú vị mà tính trẻ con. Nàng là sinh ý trên trận người, khéo léo, nhưng nàng cũng sẽ không trách móc Kiều Ngưng loại này thẳng thắn. Tô Yên Nhiên tiếp lấy nói với La Quân: ta sở dĩ không đi, còn không phải là bởi vì ngươi những chuyện này. La Quân cười một tiếng. Tô Yên Nhiên nói ra, đây là ngươi một ngàn mai quy nguyên đan. Nàng nói xong cũng từ giới tu di bên trong xuất ra một cái bình xứ tới. La Quân tiếp nhận, cũng không nhìn, liền thì cất vào chính mình giới tu di bên trong. Sau đó, Tô Yên Nhiên còn nói thêm, về phần ngươi để ta đi cấp Lâm Phong truyền tin sự tình, ân. Lâm Phong bọn họ từ khi qua Bắc Hải Châu bên kia tìm kiếm Long Đản, sau đó một mực chưa có trở về. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao lại một mực không có trở về. Tô Yên Nhiên nói ra, Bắc Hải Châu bên kia rất lợi hại phức tạp, bọn họ có lẽ trì hoãn, cái này cũng không kỳ quái. La Quân liền cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn lại hỏi, đúng, vậy ta muốn về thế giới Bao La chuyện này đâu? Tô Yên Nhiên nói ra, hồi thế giới Bao La chuyện này có chút khó khăn. Làm sao? La Quân hỏi, Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta có qua thế giới Bao La thông đạo, nhưng là muốn vận đưa ngươi đi, nhất định phải có cao thủ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Mà lại cái này rất lợi hại hao phí công lực, không ai nguyện ý tới đón ngươi chuyện xui xẻo này. Ngươi cũng không có gì khiến người tâm động chỗ tốt không phải. La Quân nhất thời thì phiền muộn. Ngay vào lúc này, Kiều Ngưng nói ra, "Ừm, um, ta có thể bồi La Quân đi một chuyến." La Quân đến từ thế giới Bao La chuyện này Kiều Ngưng cũng không rõ ràng. Bất quá Kiều Ngưng lại là biết thế giới bao la. Tiên giới biết nhân gian giới, nhân gian giới chưa hẳn biết tiên giới, chính là cái đạo lý này. Thế giới bao la ít có người biết Thiên Châu, nhưng Thiên Châu rất nhiều thần thông giả là biết thế giới bao la tồn tại. Là Quân nghe vậy nhất thời đại hỷ, hắn có chút kích động nói với Kiều Ngưng, "Kiều cô nương, cám ơn ngươi." Kiều Ngưng nói ra, "Không có việc gì, dù sao ta thiếu ngươi." La Quân vội ho một tiếng, nói ra, người muốn nói gì thiếu không nợ, vậy liền không có ý nghĩa. Kiều Ngưng cười một tiếng, lại không nhiều nói. Tô Yên Nhiên cũng là vui vẻ, nói ra, Kiều Cô Nương nếu là xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nàng đón đến, nói ra, bất quá La Quân, người tại Hoàng Thành bên này tiến triển tựa hồ quá chậm một chút. La Quân nói ra, đúng, ta đến chính là muốn nói với người việc này. Tô Yên Nhiên nói ra, nói thế nào? là quân nói ra, ta hôm nay chính thức theo lan kiếm nhất náo tách ra. Tô Yên Nhiên không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, người nói cái gì? Là quân nói ra, cũng là náo tách ra, mà lại đoán chừng hắn đã tại an bài sát thủ tới giết ta. Tô Yên Nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, loại chuyện này, người cũng đừng nói với ta cười. Là quân nói ra, ta còn thực sự không có nói đùa. Tô Yên Nhiên nói ra, phái người nhập hoàng thành, đây là thiên chỉ các kế hoạch. Người dưới mắt làm ra, hoàn toàn lệch cách kế hoạch chúng ta bản ý. Người biết loại hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào sao? Là quân nói ra, đi theo lan kiếm nhất, cũng sẽ không có kết quả gì. Tô Yên Nhiên nói ra, nhưng là hắn có thể mang theo người tiếp xúc đến cao tầng diện nhân, người sẽ có hắn cơ hội. Có thể người bây giờ, người đắc tội lan kiếm nhất, hoàng thành người căn bản là không tiếp tục chờ được nữa. Là quân nói ra, coi như ta đi theo lan kiếm nhất, sau đó tiếp xúc đến cao tầng diện nhân, khi đó ta phản bội không theo Lan kiếm nhất, chỉ sợ cũng không ai dám tiếp nhận ta đi. Lan kiếm nhất đến lúc đó y nguyên sẽ không bỏ qua ta. Khi đó, chúng ta hội an bài cho ngươi kế hoạch. Tô Yên Nhiên nói ra, nhưng ngươi không thể tự ý tự làm chủ. La là Quân nghe ra Tô Yên Nhiên trong giọng nói cường thế. Trong lòng hắn tuôn ra vẻ không thích đến, từ khi đi tới nơi này Thiên Châu, quả nhiên là khắp nơi bị quản chế khắp nơi kinh ngạc, làm cái gì đều còn phải xem sắc mặt người. Tại Vân Thiên Tông như là, đến Hoàng Thành một dạng như là, ở Thiên Chỉ Các cũng là như thế. Có thể đây chính là một cái nhất định phải quá trình. Muốn người trước hiển quý, liền phải người sau bị liên lụy. Là quân tại thế giới bao la có thể tung hoành ngang dọc, đó cũng là kinh doanh rất nhiều thời gian. Lúc này, tôi yên nhiên tiếp tục nói, người tạm thời không thể trở về thế giới bao la, trước đợi tại ta chỗ này ta muốn cùng phía trên qua báo cáo thương lượng nhìn còn có khả năng hay không cho ngươi bổ cứu bổ cứu la quân hơi hơi thở dài hắn nói ra thiên chỉ các là làm giao dịch địa phương chỉ cần có kiếm lời liền sẽ không có vấn đề quá lớn ta tới còn có một cuộc làm ăn muốn cùng các ngươi làm Tô yên nhiên nao nao nàng không tự chủ được hỏi cái gì sinh ý la quân nói ra ngươi nhìn vật này hắn nói xong liền xuất ra cái kia long văn cương tinh hồn cái kia Long Văn Cương Tinh Hồn bị La Quân dùng Địa Sát chi tinh ngưng kết thành một cái tiểu băng bóng, cái kia khúc côn cầu quanh thân phát sáng, bên trong tản ra nồng đậm năng lượng. Ánh sáng cũng là ngần ấy Long Văn Cương Tinh Hồn, liền có thể chế tạo ra 86 kiện Long Văn Khải Giáp. Tiểu Long thân thể to lớn, cho nên mới chỉ có thể cho tiểu long chế tạo ra một kiện tới. Nhưng cho người ta đánh khải giáp, vậy liền lại có khác nhau. Long Văn Cương Tinh Hồn, Tô Yên Nhiên thấy thế không khỏi thất sắc. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, lần trước ta cái giỏ màu tinh thạch để cho các ngươi kiếm lời đủ tiền, vậy lần này cái này Long Văn Cương Tinh Hồn, ngươi xem một chút, có thể đáng nhiều ít thần đan. Còn có, đối với ta đánh vào triều đình chuyện này, ta sẽ đi làm. Nhưng là ta hy vọng ta bất kể thế nào làm, các ngươi đều không muốn xen vào nữa. Tương lai ta nếu thật có thể tại triều đình hiển quý, ta y nguyên hội hợp tác với các ngươi. Tô Yên Nhiên đưa tay chạm đến Long Văn Cương tinh hồn, nàng thật không thể tin nói ra, người thật đúng là đem Long Văn Cương tinh hồn làm ra. La là Quân nói ra, lần trước cái giỏ màu tinh thạch, người lừa ta không ít. Lần này ta hy vọng ngươi có thể công đạo một chút. Mà lại có kiểu cô nương tại, cái này Long Văn Cương tinh hồn đến giá trị nhiều ít, người đây là lừa gạt không đến chúng ta. Tô Yên Nhiên nói ra, ta muốn trước qua cùng mặt trên báo cáo, thương lượng. La Quân gật đầu, nói ra, tốt sau đó tôi yên nhiên liền để la quân cùng kiều ngưng đợi chút tiếp theo nàng rời đi thư phòng tôi yên nhiên rời đi về sau kiều ngưng nói với la quân cái giỏ màu tinh thạch là tình huống như thế nào la quân nói ra ta trước đó có một khối cái giỏ màu tinh thạch sau đó cùng thiên chỉ các làm giao dịch kiều ngưng nói ra cái giỏ màu tinh thạch có phải như vậy hay không nàng sau khi nói xong một chỉ điểm ra nàng giữ ngón tay điện quang lấp lóe sau cùng hình thành một khối lam sắc tinh thạch. Khối này lam sắc tinh thạch cùng La Quân trước đó cái kia vĩnh hằng môi sao là giống như đúc. La Quân lập tức nói ra, không sai, chính là như vậy. Kiều Ngưng sắc mặt biến cổ quái, nàng hỏi, lớn bao nhiêu? La Quân nói ra, lớn nhỏ cỡ nắm tay đi. Kiều Ngưng hô hấp trở nên gấp rút, nói ra, người bán cho Thiên Chỉ Các. La Quân nói ra, đúng vậy a? À. Kiều Ngưng nói ra, bán thế nào? một cái thần đan sau đó một vạn lượng hoàng kim còn có một số dược tài tỷ như linh chi nhân sâm hà thủ ô cái gì la quân nói ra chỉ những thứ này kiều ngưng mở to con mắt la quân không khỏi cười khổ nói ra ngươi không muốn cái biểu tình này có được hay không ta biết ta là mắc lừa kiều ngưng dậm chân nói ra ngươi biết cái này cái giỏ màu tinh thạch là cái gì không la quân nói ra cái đồ chơi này tại chúng ta thế giới bao la cũng chính là rất lợi hại chân quý bảo thạch A. Kiều Ngưng nói ra, cái kia tại các người thế giới bao la, dùng tiền có thể mua được sao? La quân ngốc ngẩn ngơ, hắn phát hiện, đồ chơi kia giống như thật rất khó mua được. Tuy nhiên có giá, nhưng cũng rất ít có thứ này xuất hiện. Rất khó mua được, La Quân nói ra. Kiều Ngưng bình tĩnh như vậy người lúc này cũng nhịn không được căm giận khó bình. Nàng nói ra, người căn bản cũng không hiểu, cái kia cái giỏ màu tinh thạch sinh ra chính là một đoạn truyền kỳ. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, có vô thượng thần thông người ở trong hư không đại chiến, về sau một khỏa hằng tinh bị cái kia đại thần thông giả luyện hóa thành một khỏa trọng chừng 100 cân cái giỏ màu tinh thạch. Cái giỏ màu tinh thạch chịu đựng đại thần thông giả vô thượng pháp lực thối luyện, sau cùng giết tử đối thủ. Cái giỏ màu trong tinh thạch là có được một khỏa ngôi sao lực lượng. Đồng thời, cái kia cái giỏ màu tinh thạch cũng vỡ vụn thành vô số khối, lưu lạc đến trong vũ trụ. Cái kia cái giỏ màu tinh thạch rơi tới rất nhiều nơi, cũng có một chút rơi tới thế giới bao la bên trong. Người nói cái này cái giỏ màu tinh thạch chân không chân quý. Là quân trợn mắt hốc mồm. Hắn lập tức cũng đã biết, đại khái cái kia nhân hoàng tứ hoàng tử bách lý bất khí cũng không biết cái này cái giỏ màu tinh thạch cư nhiên như thế chân quý. Cái giỏ màu tinh thạch đến có tác dụng gì, là quân hỏi. Kiều ngưng nói ra, nếu là luyện thành khôi giáp liền coi như là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không phá nổi khôi giáp phòng ngự. Nếu như lại có cao thủ dẫn động bên trong tinh thần chi lực, càng có thể trở thành vô thượng sát khí. Viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay cái giỏ màu tinh thạch, đại khái có thể luyện thành mấy món khôi giáp. La Quân hỏi lại, Kiều Ngưng nói ra, tránh thức cái giỏ màu trong tinh thạch ẩn dục tinh thần chi lực, cái kia là tuyệt đối không phá nổi, chỉ có thể luyện thành một kiện. La Quân nói ra, nhưng ta làm sao còn nghe Tô Yên Nhiên nói, cái kia cái giỏ màu tinh thạch có thể chuyển hóa thành thần đan. Kiều Ngưng nói ra, cái giỏ màu tinh thạch xác thực là có thể luyện thần đan, có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Nhưng cái giỏ màu tinh thạch luyện thành khôi giáp, lại có thể để một cái gã sai vặt biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Vật như vậy, người thế mà thì đổi một cái thần đan, người muốn ta nói người cái gì tốt. Ta nhìn vẫn là đừng bảo là, ta đau lòng, là quân cười khổ nói. Kiều Ngưng cũng biết nhiều lời vô ích, luôn không khả năng giống như tiểu hài tử, còn đi cùng thiên trì các đổi ý. Ước chừng sau nửa giờ, tôi yên nhiên qua mà quay lại. Tô yên nhiên sau khi đi vào, nàng nói ra, là quân, ta thương lượng với phía trên một phen. Chúng ta có thể không so đo ngươi phá hư kế hoạch sự tình, trước đó thần đan cũng không cần ngươi trả lại. Điều kiện cũng là ngươi đem long văn cương tinh hồn giao cho chúng ta. Lời nói này đi ra, là quân sắc mặt nhất thời biến. Hắn nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên lại là không có nhìn La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn đem cái kia hắc long khiến bỏ lên trên bàn, đồng thời cũng đem Long Văn Cương tinh hồn cũng bỏ lên trên bàn, "Kiều cô nương, chúng ta đi." Ý tứ này thì rất rõ ràng, La Quân quyết ý muốn theo Thiên Chỉ các đem giới hạn phân rõ ràng. Kiều Ngưng cũng không nhiều lời, đi theo La Quân đứng dậy. La Quân rời đi thư phòng thời điểm, nói với Tô Yên Nhiên ta vốn cho rằng ta cùng ngươi cũng coi như bằng hữu, nguyên lai like giữa chúng ta chỉ có sinh ý, xem ra là ta tự mình đa tình. Tô Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên. Đợi một chút, Tô Yên Nhiên nhịn không được nói ra, nàng cũng biết mình bên này rất quá đáng, nhưng là nàng cũng không thể làm tuyệt đối người, nàng cũng phải nghe mệnh tại phía trên. Làm gì, là quân dừng thân hình, lạnh lùng hỏi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên nói ra, ta lại đi hòa thượng mặt nói một chút, người đợi thêm ta nửa giờ, thế nào? La Quân ngược lại cũng không muốn đem sở hữu thế lực đều đắc tội sạch, hắn trầm ngâm nửa ngày về sau, nói ra, tốt ha. À? Tô Yên Nhiên lại lần nữa rời đi. Tô Yên Nhiên là tại một gian hắc ám mật thất bên trong cùng phía trên câu thông. Hoàng Thành mặc dù là thiên chỉ các tổng bộ, nhưng là chân chính người chủ sự cũng không lại ở chỗ này. Trên thực tế, Tô Yên Nhiên đều chưa thấy qua phía trên tránh thức lão đại bọn họ phương thức liên lạc liền là thông qua dạng này tín hiệu liên lạc. Tại cái kia mật thất bên trong, tôi yên nhiên ngưng tụ pháp lực cùng một cái hắc long khiến câu thông. Cái kia hắc long khiến bên trong rất nhanh liền truyền đến một cỗ ý niệm. Cái kia ý niệm ý tứ trực tiếp truyền vào đến tôi yên nhiên trong đầu. Làm sao, hắn không đồng ý, đó là một cái thanh âm già nua. Tôi yên nhiên trầm giọng nói ra, hồi bẩm nghiêm trưởng lão, thuộc hạ nói chúng ta điều kiện về sau, La Quân cũng không có không đồng ý. Nhưng là hắn tại buông xuống Long Văn Cương tinh hồn đồng thời, còn buông xuống thuộc hạ tặng cho hắn Hắc Long lệnh. Xem ra, hắn là muốn cùng chúng ta từ đó đoạn tuyệt quan hệ. Nghiêm trưởng lão hơi kinh hãi, nói ra, hắn lại có phách lực như thế. Tô Yên Nhiên nói ra, nghiêm trưởng lão, thuộc hạ cho rằng, chúng ta cũng không thể quá lạnh tâm hắn. Dù sao trên người hắn còn có quá bao nhiêu thần kỳ, đầu tiên là cái giỏ màu tinh thạch, lại có giới tu di cải tạo, bây giờ còn có Long Văn Cương tinh hồn. Thuộc hạ cho rằng, đem hắn lôi kéo tốt, cho đủ tốt chỗ, tương lai sẽ có càng nhiều kinh hỉ hồi báo. Nghiêm trưởng lão trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, nghiêm trưởng lão nói ra, Long Văn Cương tinh hồn giá trị cùng cái giỏ màu tinh thạch không thể so sánh, như vậy đi, ta có thể lại rơi xuống thêm một viên tiếp theo thần đan. Đây là lớn nhất tuyến, chúng ta là làm ăn, làm ăn liền muốn có kiếm lời, tăng thêm trước đó thần đan, lại cho nhiều thì không có lời. Vâng, nghiêm trưởng lão, ta cái này qua nói với hắn. Tô Yên Nhiên trong mắt lóe lên vui mừng. Tô Yên Nhiên lần nữa đi vào trong thư phòng, nàng đem nghiêm trưởng lão đưa cho cho tuyến nói cho La Quân tới nghe. La Quân trầm mặc không nói lời nào. Tô Yên Nhiên nói ra, La Quân, ta biết trong lòng ngươi đối ta có oán khí. Nhưng là không có cách, ta chỗ tại trên vị trí này, không có cách nào cùng ngươi giảng quá nhiều tình cảm riêng tư ngươi cũng không cần quá hành động theo cảm tính nàng đón đến còn nói thêm thiên trì các cảm thấy trên người ngươi còn sẽ có càng nhiều kinh hỷ đây là ngươi giá trị nhưng đối với ngươi mà nói đắc tội thiên trì các bây giờ không có nửa phần chỗ tốt mà lại thiên trì các tình báo hệ thống có thể ở một mức độ rất lớn trợ giúp ngươi có thiên trì các trở thành sau lưng ngươi giúp đỡ đây chính là lợi ích khổng lồ tốt la quân không có nhiều lời hắn sau đó lại nhặt lên hắc long lệnh tiếp theo, là quân nói ra, ta phải nhanh một chút về thế giới bao la một chuyến, người giúp ta an bài. còn có, ta muốn trở về bao lâu thì bao lâu, coi như không trở lại, vậy cũng không nợ các ngươi, đúng hay không? tô yên nhiên nao nao, sau đó cười khổ nói, không sai. nàng không nghĩ tới là quân còn sẽ có như thế tính trẻ con một mặt. thần đan rất nhanh liền đến, là quân cất kỹ thần đan. tô yên nhiên đùa nghịch nói ra, người bây giờ trên tay thần đan đã không ít ngươi là người thứ nhất làm cho thiên chỉ các nỗ lực nhiều như vậy thần đan người. Là quân tức giận nói ra, tôi yên nhiên, ngươi có thể đừng nói là ngồi châm chọc. Ta nhớ tới ta cái kia chết oan cái giỏ màu tinh thạch thì muốn thổ huyết. Ngươi gạt ta thảm. Tôi yên nhiên hé miệng cười một tiếng, nói ra, cái kia là sinh ý, ngươi tình ta nguyện, ngươi cũng đừng nói lửa gạt cái chữ này a. À. Về sau, là quân theo tội yên nhiên thương nghị về thế giới bao la sự tình. Tô Yên Nhiên nói là Quân nếu như khẳng định muốn trở về, trời tối ngày mai liền có thể đi. La Quân ngẫm lại, liền nói ra, vậy thì tốt, thì đêm mai. Hắn nghĩ đến chờ trời, trời sáng về sau, liền đem Lâm Hiển Dương lá thư này đưa đi dụ phong vườn. Kể từ đó, liền cũng coi là hoàn thành Lâm Hiển Dương nhắc nhở. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy thì tốt, sẽ chiều ngày mai 5 điểm, người đúng giờ tới. La Quân nói ra, được, hắn lại nói, còn có, các ngươi chỉ mau giúp ta cha ta đại ca bọn họ hạ lạc, nếu như bọn họ gặp được khó khăn, các ngươi phải lập tức ra tay giúp đỡ giải cứu. Còn tương lai, ta là quân nhất định có báo đáp. Tô Yên Nhiên nói ra, tốt, không có vấn đề. Như thế thương nghị hoàn tất về sau, là quân liền cùng Kiều ngưng rời đi thiên trì các. Lúc này là 3 giờ sáng. Hoàng thành trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, bên trong thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có la quân cùng Kiều ngưng hai người an tĩnh như vậy, lại là chính thích hợp trò chuyện, cho nên là quân cùng kiều ngưng không nóng không vội đi tới. Kiều ngưng nói ra, ta không nghĩ tới, người hội tiếp nhận thiên chỉ các điều kiện. Là quân nói ra, ta hiện tại cuối cùng là biết, mặc kệ là thiên chỉ các vẫn là lan kiếm nhất, không có một cái là đồ tốt. Lan kiếm nhất cố nhiên đáng hận, nhưng thiên chỉ các càng là ăn thịt không nhả xương người. Kiều ngưng nói ra, nhưng hôm nay người lại cự tuyệt cùng thiên chỉ các đoạn tuyệt quan hệ cơ hội. La Quân cười một tiếng, nói ra: Lan Kiếm Nhất cùng Thiên Chỉ Các vẫn là có bản chất khác nhau. Lan Kiếm Nhất là vì người ngạo mạn mà tự tư, nhưng Thiên Chỉ Các đâu? Thiên Chỉ Các là trục lợi, chỉ cần ta có thể cho bọn hắn đủ tốt chỗ, mà ta cũng liền có thể tại bọn họ nơi đó đạt được ta muốn. Nếu là làm ăn, ta trước đó bồi điểm không quan hệ, một ngày nào đó ta hội tại bọn họ nơi đó cả gốc lẫn lãi cầm về. Kiều Ngưng nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là quá lạc quan cái kia thiên trì các phía sau có trường sinh đại đế bóng dáng liền đương kim thánh thượng đều không dám tùy tiện đắc tội thiên trì các người lại muốn cùng thiên trì các đến đọ sức cái này quá không biết tự lượng sức mình la quân cười ha ha nói ra đây không phải cùng thiên trì các đối nghịch ta nói là làm ăn trường sinh đại đế lại như thế nào hắn chưa hẳn thì làm ăn lợi hại hơn ta kiều ngưng nói ra người cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy la quân nói ra yên tâm đi ta từ có chừng mực. Hắn đón đến, nói ra, đúng, ta lúc này như là đã có thần đan. Vậy ngươi thiếu thần đan coi như, không cần ngươi còn. Kiều Ngưng nói ra, khó mà làm được. La là Quân nói ra, vì cái gì không được. Kiều Ngưng nói ra, một mã thì một mã, ta làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Tốt kha à, người tùy ý. La Quân nói ra, trên đường dài, một mảnh cô tịch. Đúng lúc này, Phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai cái hắc ảnh. Cái kia hai cái hắc ảnh đột ngột xuất hiện, tựa như là quỷ mị. La Quân cùng Kiều Ngưng thế mà cũng không phát hiện người đến, bọn họ ngẩng đầu mới phát hiện đến cao thủ. Hai bóng đen này liền đầu đều bao phủ tại che mặt phải phía dưới. Kiều Ngưng khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, nói ra, xem ra là Lan kiếm nhất phái tới giết ngươi người. người. La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, Lan kiếm nhất thủ hạ có loại cao thủ này. Kiều Ngưng nói ra, đoán chừng là Lan Thiên Cơ bí mật sát thủ. Kiều Ngưng suy đoán cũng không sai, Lan kiếm nhất tuy nhiên thủ hạ không có bao nhiêu chân chính cao thủ, bất quá trong hầu phủ vẫn là có Lan Thiên Cơ bí mật sát thủ. Những bí mật này sát thủ thân phận cực giữ bí mật, bình thường đều là thay Lan Thiên Cơ xử lý một chút phiền toái. Bọn họ sinh ra cũng là giết người. Cho nên, Lan kiếm nhất cũng không có khả năng để những sát thủ này đi giết Lan Đình Ngọc đó là lan thiên cơ chỗ không cho phép dưới mắt lan kiếm nhất cũng là thỉnh cầu sát thủ đầu mục trung bá hỗ trợ xử lý phiền phức trung bá cũng không cho là có chuyện đại sự gì cho nên cũng liền đáp ứng việc này lan kiếm nhất là cho rằng không sẽ kinh động đến phụ thân lan thiên cơ những bí mật này sát thủ toàn bộ đều là trong trăm có một bọn họ tu vi phổ biến là bát trọng thiên trở lên hôm nay tới hai người này tu vi toàn bộ đều đến bát trọng thiên đỉnh phong dạng này hai cái sát thủ tới giết la quân cái kia là tuyệt đối không có sơ hở nào chỉ là đáng tiếc lan kiếm nhất không có đạt được đáng tin tình báo hắn không biết la quân bên người còn có một cái kiều ngưng cái này hai tên sát thủ phân biệt gọi là cực nhọc huyền cực nhọc đông hai người thân pháp huyền diệu cầm trong tay bạch cốt yêu đao giết người vô số bọn họ cũng không có phát giác được kiều ngưng là cửu trọng thiên cao thủ cho dù là phát giác được bọn họ cũng không sợ cái này hai huynh đệ hợp lực giết qua không ít cửu trọng thiên cao thủ đây lúc này la quân cùng kiều ngưng đối mặt cực nhọc huyền cùng cực nhọc đông hai huynh đệ không nói một lời chỉ là sát ý nổi lên sau đó cái này hai huynh đệ liền đồng loạt ra tay la quân cùng kiều ngưng nhưng thấy bóng người lóe lên tiếp lấy sát ý sắc bén trực tiếp đến la quân cùng kiều ngưng trong xương tủy kiều ngưng khẽ nhíu mày Cực nhọc huyền cùng cực nhọc Easterkistan nhưng thì xuất hiện tại kiều ngưng hai bên, trong tay hai người yêu đao bỗng nhiên mà ra, nhanh như kinh hồng, lại là phân biệt thiểm điện đâm giết tới. Hư không xuyên toa thân pháp, loại này cường đại thứ sát chi thuật cùng cái kia lâm hiển dương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói đến, lâm hiển dương thứ sát chi thuật đến từ đương kim thánh thượng. Lan thiên cơ cùng thánh bên trên quan hệ thân mật, hắn có thể huấn luyện được dạng này sát thủ, đó cũng là chẳng có gì lạ dạng này sát thủ, bản thân tồn tại chính là vì đến xử lý những cửu trọng thiên đó cao thủ. Kiều ngưng hơi hơi thất sắc, nàng thiểm điện tiến lên trước một bước. Một bước phiêu miểu, đã ở 30 mét bên ngoài. Đây cũng là kiều ngưng tu vi thâm hậu, phúc trí tâm linh, như thế mới khó khăn lắm tránh đi cái này hai huynh đệ ám sát. Hai huynh đệ song đao thất bại, cũng không ngừng lưu. Bọn họ cấp tốc đao quang lóe lên, mang theo sắc bén sát ý hướng là quân bước giết tới hắc, la quân không sợ nhất cũng là đánh nhau tay đôi. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái linh dương móc sừng thi triển đi ra, người như lao nhanh tại vách núi chỗ linh dương, khó khăn lắm tránh đi hai người này ám sát. Cùng lúc đó, la quân từ cực nhọc huyền hậu bên cạnh lướt qua. Hắn cầm nã thủ chụp vào cực nhọc huyền cái cổ, cực nhọc huyền đao thế nhất chuyển, mũi đao lập tức đưa đến la quân trong tay. La quân cổ tay khẽ đảo, cong ngón búng ra, phanh một thanh âm vang lên cái kia yêu đao liền bị bắn ra la quân tiếp lấy một chiêu hoàng cầu đi tiểu đạp ra cái kia cực nhọc huyền không khỏi bị kinh ngạc vạn vạn không nghĩ đến la quân chiêu pháp bén nhọn như vậy mau lẹ cực nhọc huyền tiếp lấy hư không xuyên toa tránh đi la quân một cước này la quân lại cấp tốc công sát hướng cái kia cực nhọc đông cực nhọc đông trở tay một đao bổ tới tự nhiên mà thành la quân nhận biết một đao kia sắc bén hắn lại là lấy tay cánh tay cứng rắn luân quá qua cái kia cực nhọc đông trong mắt thoáng hiện vẻ giật mình không thể tin được trước mắt là quân lại để cho lấy thân thể máu thịt đối mặt hắn đau ý cực nhọc đông đương nhiên không sợ hắn liền một đao tiếp tục bổ tới cái kia một cái trước mắt là quân cánh tay co rụt lại cực nhọc đông yêu đao chém chúng là quân ống tay áo đao thế đi khoảng không là quân cánh tay đột nhiên như rồng thoát ra hắn lúc này lại là pháp lực phun ra nuốt vào trong lòng bàn tay lôi bạo ra phanh một tiếng cái này trong lòng bàn tay lôi phóng xuất ra một cỗ bạo tạc lực lượng trực tiếp nổ chúng cực nhọc đầu đông bộ vị này bát trọng thiên đỉnh phong cao thủ đầu bạo liệt máu tươi vẩy ra như vậy chết ngay tại chỗ thiểm điện ở giữa giao thủ hơn nữa còn là cực nhọc đông cùng cực nhọc huyền hai đại bát trọng thiên đỉnh phong cao thủ chém giết la quân nhưng là quỷ dị là la quân một người ứng đối hai người vẫn còn trong nháy mắt giết một cái cực nhọc đông Dạng này kết quả để cái kia còn thừa cực nhọc huyền trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Ngay cả Kiều Ngưng cũng là ngây người, bởi vì Kiều Ngưng cảm giác được cực nhọc huyền cùng cực nhọc đông khó giải quyết, hai người này tinh thông thứ sát chi thuật, thân pháp quá mức linh biến. Mà lại phối hợp lẫn nhau, cái này khiến Kiều Ngưng vô cùng khó đối phó. Có lẽ thì pháp giết cực nhọc huyền, cực nhọc đông thì từ phía sau lưng giết tới. Kiều ngưng dạng này cao thủ đều cảm thấy nàng mình nếu là đơn độc gặp gỡ hai người này, làm không tốt liền bị bọn họ giết chết. Kiều ngưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, là quân thế mà một người ứng đối hai cái, còn thì dễ dàng như vậy giết một cái. Cái kia cực nhọc huyền trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn tiếp lấy xoay người bỏ chạy đi. Là quân cũng lười đuổi theo, và lại cũng là đuổi không kịp. Đối phương lấy thân pháp tăng trưởng, liền xem như kiều ngưng đều rất khó đuổi kịp. Kết quả này, rất lợi hại quỷ dị. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Dạng này sát thủ sinh ra chính là vì đến bắt siết tuyệt đỉnh cao thủ. Bắt siết cũng là Kiều Ngưng loại này cửu trọng thiên cao thủ. Thuật nghiệp có chuyên công a. Kiều Ngưng tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng đối phương hai người phối hợp, thân pháp quỷ dị, yêu đao sắc bén, này lại để Kiều Ngưng khó mà toàn bộ bận tâm đến. Tựa như Kiều Ngưng là pháp sư, hai người này là nhanh nhẹn chiến sĩ a. Pháp sư đối phó một cái nhanh nhẹn chiến sĩ còn tốt, gặp được hai cái phối hợp, một cái sơ sẩy liền bị cạo chết. Nhưng là la quân đâu? La quân pháp thuật là không tính rất sáng chói, có thể ra hỏa này tại thế giới bao la bên trong, thế nhưng là có thể xưng đánh nhau tay đôi thiên hạ đệ nhất nhân A. Dưới mắt, la quân là thân pháp không bằng hai cái này sát thủ. Lực lượng cũng có không bằng, nhưng là la quân kỹ xảo lại là mạnh hơn bọn họ. Mà lại, la quân cũng là bát trọng thiên cao thủ, Hai người này tại La Quân trước mặt cũng không có thực lực tuyệt đối A. Hỏi thế gian, tình là vật chi, bất quá là vỏ quyết giày có móng tay nhọn A. Dạng này sát thủ là pháp thuật cao thủ khắc tinh, nhưng La Quân lại là những sát thủ này khắc tinh. Một khi trời dậy đấu pháp đến, La Quân là tuyệt đối thiên hạ vương giả. Chính là đối mặt thần đế, Trung Hoa đại đế những người này, hắn cũng là không thua bao nhiêu. Năm đó Trung Hoa đại đế chính là đấu pháp thiên hạ đệ nhất liền xem như thần đế tại đơn thuần đấu pháp bên trên cũng vô pháp chiến thắng Trung Hoa Đại Đế. La quân trong gen có la lăng gen, mà lại la quân tại đánh phương pháp bên trên, liền càng là hậu sinh khảo ý. Tình huống như thế nào? Kiều ngưng tiến lên, nhịn không được hỏi. La quân mắt nhìn trước mặt chết rất lợi hại thảm người bịt mặt thi thể, hắn nói ra, chính là cái này tình huống A, bọn họ muốn ám sát ta, bị ta xử lý một cái. Hai người này tu vi vô cùng lợi hại, mà lại thân pháp quỷ dị. Ta đều không có cách nào giết bọn hắn, ngươi là thế nào giết? Kiều ngưng nhịn không được hỏi. La quân cười một tiếng, nói ra, ngươi không phải nhìn tận mắt ta giết sao? Hắn đón đến, nói ra, còn thật là kỳ quái, hai người này nếu là vận dùng pháp lực tới giết ta, ta tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đánh nhau tay đôi, đây không phải muốn chết sao? Muốn nói cùng người đánh nhau tay đôi, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ. Kiều Ngưng cũng là im lặng, nàng cũng không có cách nào nói La Quân là đang khoác lác. Bởi vì La Quân đánh nhau tay đôi đúng là rất nghiêu bức, trong một sát na phá giải hai đại sát thủ công kích, sau đó bước lui một cái, giết một cái. Mà Kiều Ngưng đối mặt cái này hai đại sát thủ công kích, nàng phản ứng đầu tiên lại là né tránh. Đây là trần trụi tranh lệch A. Kiều Ngưng không khỏi bội phục La Quân đánh nhau tay đôi năng lực, nàng nói ra, người ở phương diện này rất lợi hại có thiên phú. La Quân nói ra, nhưng là đánh nhau tay đôi cùng đường lớn so sánh, trung quy là đường nhỏ. Kiều Ngưng nói ra, thế thì không sai, những sát thủ này tuy nhiên có thể mang đến cho tạo uy, nhưng bọn hắn thành tựu cũng bị hạn chế ở. Nếu như gặp phải lợi hại hơn đại thần thông giả, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Ám sát, coi trọng là nhất kích tất sát, nếu như nhất kích không thành, cũng chỉ có thể phiêu nhiên trở ra. La Quân nói ra, đúng, cái này sát thủ, ta có phải hay không muốn đem hắn thi thể qua giao cho thận hình ti? Cái này sát thủ khẳng định là có lai lịch có thể tra. Muốn tra được hầu phủ bên kia qua, cũng không phải là việc khó. Kiều Ngưng nói ra, người muốn đều không muốn nghĩ như vậy. Thận hình ti nếu thật là tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ồ, La Quân cũng không ngốc, Kiều Ngưng kiểu nói này, hắn lập tức cũng liền hiểu được. Đúng a, à, mình tại cái này hoàng thành tới nói, bất quá là vô danh tiểu tốt. Mà cái này sát thủ chính là hầu phủ người, liền xem như thánh thượng, vậy cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này qua trách cứ hầu phủ. Thánh thượng đều sẽ duy trì thận hình ti bên này không truy cứu, che giấu đi. Chính mình lại muốn bằng một cỗ thi thể cho hầu phủ tìm phiền toái, vậy thì thật là quá ngây thơ. Tính toán, chúng ta đi thôi, là quần nói ra, thi thể này chúng ta cũng đừng quản. Kiều ngưng gật đầu hai người nhanh chóng nhanh rời đi phố dài, tiếp lấy lại mặt khác tìm một cái khách sạn ở lại. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng không có chia phòng ở giữa ngủ, chủ yếu hiện tại là đặc thù thời kỳ. Tại trong phòng kia, Kiều Ngưng nói ra, Lan Kiếm nhất bên này kinh động hầu phủ bí mật sát thủ, mà bí mật sát thủ lại bị ngươi giết một cái. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? La Quân trong lòng run lên, nói ra, mang ý nghĩa chuyện này nhất định phải kinh động Lan Thiên Cơ. Kiều Ngưng nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, Lan Thiên Cơ mặc dù sẽ oán hận Lan Kiếm Nhất không còn dùng được, nhưng hắn vẫn là sẽ vì Lan Kiếm Nhất lau sạch sẽ cái mông. Hầu phủ ra tay với người một lần, người không có chết. Đây là có tổn hại hầu phủ danh dự, Lan Thiên Cơ sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Việc này trải qua người kiểu nói này, giống như hậu quả vô cùng nghiêm trọng. La quân nhíu mày nói ra. Kiều Ngưng nói ra, không sai, xác thực nghiêm trọng tại trong hoàng thành hầu phủ còn ném chuột sợ vỡ bình một khi rời đi hoàng thành bọn họ tới giết ngươi càng là không kiêng nể gì cả hầu phủ lực lượng không phải ta có thể tới lúc trước đại diệt tự đều bị hầu phủ hòa hoàng đế diệt bây giờ bọn họ muốn giết ngươi càng là đơn giản la quân không khỏi cười khổ nói ra theo ngươi kiểu nói này ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ kiều ngưng nói ra vì kế hoạch hôm nay chính là qua tìm thiên trì các hỗ trợ. Có thể cùng hầu phủ chống lại, liền chỉ có thiên trì các. Là quân nói ra, nhưng ta hiện tại cũng không có có đồ vật gì có thể đả động thiên trì các. Thiên trì các là trục lợi. Kiều ngưng nao nao, nàng theo rồi nói ra, cùng hầu phủ đối nghịch, đó là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Chỉ sợ thiên trì các thật sẽ không vì ngươi xuất thủ theo hầu phủ đối lập. Mà lại, đêm nay sự tình cũng sẽ rất nhanh bị thiên trì các tra được bọn họ đến sẽ làm ra phản ứng gì, ta cũng không nói lên được. La Quân nói ra, người có phải hay không có chút quá tại nói chuyện giật gân. Làm sao đột nhiên, ta cứ như vậy tứ phía bi ca. Kiều Ngưng nói ra, ta còn thực sự không phải cùng ngươi nói chuyện giật gân. Lúc trước bất quá là ngươi cùng Lan Kiếm nhất ân oán, hiện tại nếu là kinh động hầu phủ, cái kia chính là hầu phủ tôn nghiêm. Thiên hạ hôm nay, có mấy người dám theo hầu phủ đối nghịch. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, kiều cô nương, người vẫn là đi mau đi. Dù sao, bọn họ nhằm vào không phải ngươi, ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Kiều ngưng nói ra, ta lúc sắp chết, ngươi cũng không rời không bỏ. Chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi sao? Ta nói cho ngươi những này không phải muốn hoảng sợ ngươi, mà chính là muốn cùng ngươi nghĩ biện pháp. Nàng đón đến, còn nói thêm, thực còn có một cái biện pháp. Cái biện pháp gì? là Quân lập tức hỏi. Kiều Ngưng nói ra, chúng ta hiện tại còn theo lâm hiển dương có giao tình lâm hiển dương chính là hoàng đế tâm phúc nếu để lâm hiển dương từ đó điều đình lan thiên cơ chỉ sợ cũng phải cấp lâm hiển dương một bộ mặt la quân không khỏi vui vẻ nói ra không sai kiều ngưng nói ra nhưng là hiện ở loại tình huống này chúng ta còn có thể hay không rời đi hoàng thành cũng là không thể biết được la quân nói ra chúng ta hiện tại liền đi đi thôi kiều ngưng nói ra hiện tại hoàng thành đại môn đóng chặt ta cũng không thể vận dụng nguyên thần phi hành tại cái này trong hoàng thành một khi vận dụng nguyên thần phi hành chỉ sợ liền sẽ bị hoàng thành cấm vệ cao thủ đuổi bắt đến lúc đó liền sẽ càng thêm phiền phức la quân nói ra tiến thối không được sao kiều ngưng nói ra người đừng có gấp nơi này dù sao cũng là hoàng thành coi như lan thiên cơ lại quyền thế ngập trời cái kia một bên động thủ cũng có chưa nhiều cố kỵ đương kim hoàng đế cũng không phải người hồ đồ nàng đón đến nói ra như vậy đi chúng ta hiện tại phải đi dụ phong vườn cái kia dụ phong vườn chính là hoàng gia chiêu hiền nạp sĩ một chỗ lan thiên cơ người ở nơi đó là không dám động thủ phải nói lan thiên cơ bên này động thủ chính là nhất định muốn thần không biết quỷ không hay trong hoàng thành có thể không thể xuất hiện cái gì chuyện xấu đó là tại đánh hoàng đế mặt la quân nói ra không sai hôm nay cái kia hai cái sát thủ ban đầu vốn cũng là muốn thần không biết quỷ không hay giết ta tại cái này trong hoàng thành, chính là đấu pháp hơi lợi hại một chút, vậy cũng là muốn kinh động cấm vệ quân, kinh động thánh thượng. Thiên tử nọ chi địa, không ai dám lung tung làm càn. Là quân cùng kiều ngưng nghị định, hai người liền đi suốt đêm hướng dụ phong vườn. Bên ngoài khách sạn, hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong thiên địa, yên lặng như tờ. Là quân cùng kiều ngưng trên đường phố về sau, đi không bao lâu, mặt trước cái kia bỗng nhiên lại xuất hiện một cái hắc ảnh bóng đen kia cũng không che mặt nhìn kỹ lại là cái lão giả lão giả mặt mũi nhăn nheo mà lại trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì quang mang hắn nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ nhưng một người như vậy đến đây ngăn lại la quân cùng kiều ngưng đường đi hiển nhiên là cũng không phải là ngẫu nhiên đến trả thật nhanh la quân không khỏi nói thầm kiều ngưng nhìn về phía lão giả kia nàng trầm giọng nói ra các hạ là sao chặn đường chúng ta ngân sa vương Lão giả kia từ tốn nói, nơi này là Hoàng Thành, người thân là yêu tiên, không nên tiến đến. Kiều Ngưng trong lòng siết chặt, nàng hỏi, người đến là ai? Lão giả nói ra, ta là Hầu Phủ Trung Bá, hôm nay đến trụ sát là quân hai tên sát thủ, chính là ta bồi dưỡng. Hắn đón đến, nói ra, Ngân Sa Vương, trong Hoàng Thành, luôn luôn cấm đoán đường đi không rõ cao thủ vào thành. Càng ngươi vẫn là yêu tiên thân phận, ngươi cũng đã biết, hôm nay ở chỗ này cho dù là ta cùng ngươi đấu pháp giết ngươi chính là bị hầu gia biết được thánh thượng biết được vậy đối với ta cũng chỉ có khen thưởng kiều ngưng nói ra đã như vậy vậy ngươi là sao không trực tiếp động thủ giết ta trung bá từ tốn nói ngân sa vương hôm nay ta tới là vì việc tư ta không muốn kinh động người khác cho nên chỉ cần ngươi chịu rời đi ta liền làm làm ngươi chưa bao giờ từng tới hoàng thành kiều ngưng cười lạnh một tiếng nàng nói ra nếu ta không chịu rời đi đâu trung bá nói ra như vậy ta liền bắt giết ngươi sẽ cùng hầu ra nói người cái này ưu tiên đến đây làm loạn ta nếu có làm loạn cũng có cấm vệ quân để ý tới người bất quá là hầu phủ một cái nô tài lúc nào hầu phủ nô tài cũng tới phụ trách làm cấm vệ quân chức trách kiều ngưng nói ra trung bá nói ra xác thực tại để ý có chút không hợp cho nên ta cho ngươi cơ hội rời đi nhưng ngươi như chấp mê bất ngộ cái kia coi như tại để ý không hợp, chắc hẳn thánh thượng cũng sẽ không thái quá truy cứu. mà ngươi thì sao? ngươi cho dù có thể chiến thắng ta, nhưng thì tính sao? nơi này là hoàng thành, ngươi như giết ta, ngươi càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. cho nên, ngươi lựa chọn hẳn là sáng suốt một chút, không muốn hành động theo cảm tính, sau cùng rơi vào một cái đạo tiêu thân vẫn hạ tràng. la quân là người thông minh, hắn lập tức cũng liền minh bạch trung quan khóa dưới mắt tình thế xác thực không ổn tới cực điểm, mà lại một cái không tốt, Kiều Ngưng cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng dưới mắt, Kiều Ngưng còn có thoát thân cơ hội. Kiều cô nương, người ta bèo nước gặp nhau, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi trợ giúp. Là quân trầm giọng nói ra, nhưng là dưới mắt, người hay là đi thôi. Kiều Ngưng lạnh hừ một tiếng, nói, không có khả năng. Sau đó, nàng trong mắt lóe lên lệ quang, nàng hướng trung bá nói ra, một đầu hầu phủ lão cẩu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta có chết hay không, cái này còn khó nói. Nhưng hôm nay, ta nhất định lấy người mạng chó. Kiều Ngưng sau khi nói xong, một chỉ điểm ra lôi điện thần kiếm. Cái kia lôi điện thần kiếm điện quang tư tư, đột nhiên liền hướng Trung Bá hung mãnh chém giết tới. Trung Bá trong tay xuất hiện một cái kim sắc la bàn, cái này kim sắc la bàn gọi là âm dương la bàn. Trung Bá đem cái kia âm dương la bàn sau lưng hướng lên trên, chính là khẽ vươn tay cái kia lôi điện thần kiếm liền chạm tại trên la bàn mặt. Oanh! Điện quang chói lọi, tia lửa vạn trường. Lôi điện thần kiếm lại là chém giết không tiến, mà lại rất nhanh, cái kia lôi điện thần kiếm đang bị sau lưng la bàn thôn phệ. Một khi thôn phệ đi vào, liền có thể thông qua bên ngoài la bàn phóng thích năng lượng. Kiều ngưng lạnh hừ một tiếng, nàng lại cong ngón búng ra, lập tức, cái kia thượng cổ lôi phù bắn ra tới. Thượng cổ lôi phù bên trong, tiểu long thoát ra, không nói hai lời chính là lôi điện thần chảm hướng Trung Bá đã bắn giết qua qua. Kiều Ngưng lại liên tục thi triển pháp quyết, tiếp lấy nhất chỉ hướng lên trời, sau đó liền thiên tiêu lôi pháp, lôi nghịch chín tầng. Trong nháy mắt, chín tầng thiểm điện bổ giết đi qua. Kiều Ngưng cái này liên tiếp phiên công kích, hung hãn tới cực điểm. Cái kia Trung Bá hét lớn một tiếng, tiếp lấy toàn lực thi triển pháp lực. Cái kia sau lưng la bàn đột nhiên biến lớn, la bàn bên trong, kim sắc quang mang lóa mắt tới cực điểm. Sở hữu công kích, bao quát lôi nghịch chín tầng, còn có tiểu long lôi điện thần chảm, cùng lôi điện thần kiếm toàn bộ đều chém đến sau lưng la bàn bên trong. Trả lại cho ngươi, trung bá lệ quát một tiếng, đột nhiên nhất trưởng huy động. Hắn hai mắt huyết hồng, quần áo không gió từ trống. Cái kia sau lưng la bàn đột nhiên biến hóa thành bên ngoài la bàn, nhất thời, sở hữu công kích oanh một tiếng, toàn bộ hướng phía kiều ngưng từng đánh chết tới cái này một cái chớp mắt lực lượng hình thành lôi điện thần chém. Cái này một chùm lôi điện thần chảm tráng kiện vô cùng, hung hãn tuyệt luân. Kiều ngưng cũng không hoảng loạn, nàng đem lôi phù vận chuyển. Tiểu Long thân hình lay động, lập tức rời đi lôi phù, đồng thời, cái kia bên ngoài la bàn bạo phát tới lôi điện thần chảm toàn bộ bị lôi chỉ tiếp nhận đi vào. Trung bá hơi hơi thất sắc. Tiểu Long lẻn đến không trung thân thể lôi đình xoay tròn, chính là quấn quanh hướng Trung bá trung bá bàn tay lật một cái, lăng không hướng tiểu long đầu đánh giết tới. Phanh một tiếng, tiểu long đầu bị đánh trúng, thân thể lập tức như giống như uống say, lung la lung lay. Tiểu long lung la lung lay, thân thể của hắn lập tức tán loạn. Những lôi điện đó nhỏ xuống tại trên đường phố, trên đường phố nhất thời lùi lõm, khói xanh tư tư. La quân ngược lại không lo lắng tiểu long, hắn đã nhìn ra. Lôi điện cũng là tiểu long thân thể, thân thể này tùy thời có thể lấy đổi nhưng là muốn đem tiểu long nguyên thần ý thức xử lý cái kia tựa hồ cũng không rất dễ dàng kiều ngưng hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang nàng vận chuyển thượng cổ lôi phù thượng cổ lôi phù lập tức lại lần nữa phát ra một đạo tráng kiện lôi điện trùng sáng đánh giết hướng trung bá trung bá lập tức lấy sau lưng la bản ứng đối liền cũng tại lúc này la quân bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào trung bá sau lưng la quân đầu tiên là bạo giống một tiếng một tiếng này bạo tiếng giống biết tai màng chấn nhiếp tâm hồn. Trung bá cùng kiều ngưng cùng tiểu long đánh đến kịch liệt, thế mà nhất thời không quan sát. La quân một tiếng này giống, liền để trung bá trong lòng run lên. La quân mạnh nữa nhất quyền bạo hướng trung bá phía sau lưng. Trung bá hãi nhiên, hắn lúc này hai mặt thụ địch không dám tiếp tục đi đón kiều ngưng công kích. Hắn nhất định phải trước đem la quân công kích tránh đi. Trung bá thân hình lóe lên, liền muốn né tránh. Nào biết, la quân một quyền này lại là hư chiêu, Trung bá vừa mới động, La Quân cũng liền thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp. La Quân vừa lúc từ Trung bá trước mặt lướt qua, hắn khẽ vươn tay, thế mà thì dùng kỳ diệu cầm nã thủ từ Trung bá trong tay, đem cái kia âm dương la bàn đoạt lại. La Quân sở dĩ có thể thành công đến Trung bá phía sau mà không bị Trung bá phát hiện, đây là hắn từ lâm hiển dương cùng những bí mật kia sát thủ trên thân máu vài thứ. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, hắn đồng thời cũng tại cảm thụ từ trường. Tại trung bá cố kỵ nhất không đến phía sau thời điểm, La Quân vận chuyển từ trường, chế tạo ra một cái từ trường giả tượng. La Quân xâm nhập, cũng không có thay đổi trung bá phía sau từ trường, bởi vậy trung bá còn đến không kịp phát hiện La Quân. Mà La Quân tốc độ lại quá nhanh. Kiều Ngưng lại ở phía trước cùng Tiểu Long một mực công kích mãnh liệt, như thế phía dưới mới cho La Quân chế tạo hoàng kim không. Không một giây cơ hội, cao thủ đánh nhau, không, không một giây liền đã đầy đủ. Trung bá mất đi âm dương la bàn, không khỏi nổi giận. Hắn lập tức muốn đến cướp đoạt âm dương la bàn, đồng thời cấp tốc triệu hoán. Cái kia âm dương la bàn cùng Trung bá hòa làm một thể, thật là thụ Trung bá sai sử. Nhưng la quân lại là toàn lực chế trụ âm dương la bàn, cái này âm dương la bàn tại la quân trong tay vang ong ong động, nhưng chính là không bay ra được. Trung bá nổi giận lấy thi triển đại thủ ấn đến bắt la quân, cái kia cự đại thủ ấn ùn ùn kéo đến mà đến. Khí lưu bạo liệt, khiến người ta hô hấp đều muốn không khoái. Trung bá nén giận xuất thủ, là quân căn bản không có sức chống cự. Dù sao, trung bá thế nhưng là cửu trọng thiên trung kỳ cao thủ A. Bất quá cũng may, là quân cũng không là một người đang chiến đấu. Kiều ngưng cấp tốc ngăn ở là quân trước mặt, đồng thời, nàng bắn ra một tia chớp. Cái kia lôi điện lập tức liền đem trung bá đại thủ ấn xé rách. Lão thất phu, người lại không dừng tay, có thể cũng đừng trách ta hủy ngươi cái này đổ bỏ la bàn la quân hét lớn một tiếng cái kia trung bá dưới mắt đã lại không yêu thế hắn mất đi âm dương la bàn chiến đấu lực tổn thất không ít mà kiều ngưng lại có tuyệt thế thần khí thượng cổ lôi phù đối chiến đứng lên trung bá căn bản không có phần thắng mà lại cái này âm dương la bàn thế nhưng là trung bá mệnh căn tử a không muốn trung bá kinh hãi thất sắc kiều ngưng cũng kịp thời thu tay lại la quân liền đem âm dương la bàn giao cho kiều ngưng dù sao la quân đối với mình thân thủ còn chưa đủ tự tin cảm thấy từ kiều ngưng cầm so sánh có lời kiều ngưng tiếp nhận âm dương la bàn nàng trực tiếp bỏ vào giới tu di bên trong yêu nhiệt phương nào lại dám tại hoàng thành dương oai ngay vào lúc này không trung phong vân dũng động có người quát lớn hỏng bét là cấm vệ quân cao thủ tới trung bá biến sắc hắn bận bịu đối kiều ngưng cùng la quân nói ra các người lập tức trốn đi. Trung bá dưới mắt vì âm dương la bàn, đã hoàn toàn vì la quân cùng Kiều Ngưng an nguy cân nhắc. Trong nguy cơ, la quân cùng Kiều Ngưng đã tới không kịp chạy đi. Tiến giới tu di, la quân kéo Kiều Ngưng ngọc thủ, hai người cấp tốc tiến vào giới tu di bên trong. Thế là hiện trường bên trong, Kiều Ngưng cùng la quân tựa như là biến ma pháp một dạng biến mất tại chỗ. Ban đầu trong đất, cũng chỉ còn lại có một cái không quá thu hút giới tu di cái kia trung bá khẽ vươn tay, liền đem giới tu di bắt vào tay. Đồng thời, bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, liền xuất hiện tại trung bá trước mặt. Cái này bốn đạo nhân ảnh chính là cấm vệ quân bên trong long vệ. Long vệ là giám thị yêu nghiệt, cùng tu đạo cao thủ tồn tại. Bọn họ thấy rõ hết thảy, nếu ai tại trong hoàng thành quấy rối, ngay lập tức sẽ đến đây giám thị. Long vệ bên trong, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ mà lại đương kim thánh thượng còn tại hoàng thành bố một cái cường đại trận pháp, cái này cường đại trận pháp cũng là một chương lợi hại mạng lưới tình báo. Chỉ cần là phát sinh ở hoàng thành sự tình, chỉ cần thánh thượng muốn tra, liền có thể dựa vào trận pháp này trở lại như cũ. Long vệ nhóm cũng là dựa vào trận pháp này đến giám sát hoàng thành. Vừa rồi long vệ nhóm phát hiện nơi đây có đánh nhau năng lượng ba động, thế là lập tức bay tới. Tứ đại long vệ, cầm đầu chính là công tôn chính. Công tôn chính nhìn chừng 50 tuổi, hắn một thân cẩm bào, đầy mặt sợi dâu, uy nghiêm cùng cực. Cho dù là trung bá dạng này vũ hầu phủ hồng nhân, đối mặt công tôn chính cũng nhất định phải là cung cung kính kính công tôn đại nhân. Trung bá khách khí ôm quyền chắp tay. Cái kia công tôn chính nhìn kỹ trung bá liếc một chút, sau đó mới lên tiếng, nguyên lai là lan hầu gia phủ trung bá. Hắn đón đến, nói, chúng ta vừa mới nhìn đến nơi đây có năng lượng ba động, nhìn đất này mặt, cũng đúng là phát sinh qua chiến đấu không biết thù này là phát sinh chuyện gì trung bá nói ra công tôn đại nhân chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện công tôn chính nói ra nơi này không có người ngoài trung bá mời nói trung bá nao nao sau đó hắn nói ra sự tình là như thế này hầu phủ ra một chút chuyện nhỏ lão nô đuổi theo ra đến chính là vì chuyện nhỏ này nhưng dưới mắt chuyện nhỏ đã giải quyết Mong rằng công tôn đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ. Ngay khác, hầu phủ tất có hồi báo. Hồi báo thì không cần, công tôn chính nói ra, đã trung bá nói là hầu phủ chuyện nhỏ, như vậy chúng ta sẽ không lại truy cứu. Nhưng là trung bá, nếu quả thật làm ra chỗ sơ suất, cái kia cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia chính là lan hầu ra cũng bảo đảm không ngươi. Lão nô minh bạch, trung bá nói ra. Công tôn chính ngay sau đó vung tay lên, nói ra, chúng ta đi dưới chân bọn hắn xuất hiện liên hoa ngai vàng sau đó liên hoa ngai vàng đằng không mà lên trực tiếp bay đi trung bá gặp công tôn chính bọn người rời đi hắn hơi hơi thở phào sau đó hắn kỳ quái đem cái kia giới tu di lấy ra nhìn một chút hắn rất kỳ quái hai người này là thế nào trốn vào đi giới tu di bên trong có thể ở lại người a chẳng lẽ là tại bế khí trung bá nghĩ như vậy cũng liền thoải mái lúc này trung bá tự nhiên không thể dựa vào giới tu di đến khống chế la quân cùng kiều ngưng bởi vì la quân cùng kiều ngưng lực lượng có thể tùy thời hủy giới tu di mà lại trung bá còn muốn âm dương la bàn đây nếu quả thật có khả năng sẽ bị trung bá khống chế lại la quân cùng kiều ngưng cũng sẽ không ngu như vậy trốn vào giới tu di bên trong la quân cùng kiều ngưng nhảy ra giới tu di sau đó kiều ngưng khẽ vươn tay liền từ trung bá trong tay thu hồi giới tu di vừa rồi trốn vào qua chính là kiều ngưng giới tu di. Nơi này nói chuyện không tiện, các ngươi đi theo ta. Trung bá nói ra, là quân cùng kiều ngưng gật đầu. Không bao lâu, Trung bá tìm một cái khách sạn, sau đó ba người tiến trong phòng khách. Tại cái kia trong phòng khách, ngọn đèn tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Trung bá trầm giọng nói ra, các người đem âm dương la bàn trả lại cho ta, chuyện này liền dừng ở đây, như thế nào? La quân nói ra, vấn đề là không, bất quá người nào dám cam đoan chúng ta trả lại cho ngươi la bàn về sau người hội thật dừng tay thủ hạ ngươi đã người chết ngươi lại tự mình xuất thủ những cấm vệ quân kia cao thủ chưa hẳn sẽ không theo lan hầu ra thông khí nếu là lan hầu ra hỏi ngươi lại như thế nào hướng hầu ra bàn giao như thế nào cùng ta nhà hầu ra bàn giao đây là chuyện của ta trung bá nói ra ta tự sẽ đem đây hết thảy xử lý tốt la quân nói ra vậy được rồi ta cho ngươi ba tháng nếu như trong vòng 3 tháng, ta xác thực cảm giác không có việc gì, ta liền đem la bàn trả lại cho ngươi. Trung bá không khỏi tức giận, nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. La quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi như không nguyện ý, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh. Chúng ta trước hết là giết ngươi, sau đó chúng ta lại bị hoàng thành cao thủ đuổi bắt, mọi người nhất phách lưỡng tán. Trung bá hít sâu một hơi, hắn nỗ lực nhịn xuống nộ khí, nói ra, ta thế nào biết ngươi sau 3 tháng có thể hay không thủ tín. La Quân nói ra, ngươi vừa rồi không cũng là yêu cầu chúng ta tin tưởng ngươi sao. Vậy ngươi bây giờ làm sao lại không thể tin tưởng chúng ta? Có thể các ngươi cũng không có tin tưởng ta, Trung Bá nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, cho nên cái kia chỉ có ngươi đến tin tưởng chúng ta. Trung Bá nói, ngươi. Sau một hồi khá lâu, Trung Bá phẩy tay áo một cái, rời đi. Trung bá sau khi đi, Kiều Ngưng cùng La Quân hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, Kiều Ngưng nói ra, người cảm thấy hắn lời nói tin được không? Đương nhiên không thể tin. La Quân nói ra, cái này lão cầu sau khi trở về, khẳng định phải nghĩ biện pháp tới giết chúng ta, dùng cái này đoạt lại âm dương la bàn. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, vậy ngươi còn thả hắn đi. La Quân nói ra, tối thiểu còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Hắn đón đến, nói ra, trời cũng sắp sáng, Chúng ta đi trước đem tin đưa đến dụ phong vườn, sau đó lại qua thiên trì các, nhìn có thể hay không tìm tới giải quyết chi pháp. Chỉ cần thiên trì các đồng ý giúp đỡ, chuyện này cũng không phải là cái gì quá đại mâu thuẫn. Phái cái đầy đủ phân lượng người cùng lan thiên cơ nói một chút, hẳn là có thể đè xuống. Kiều ngưng khe khẽ thở dài, nói ra, lan thiên cơ người này, ngạo khí cùng cực, không tốt lắm đàm. Là quân nói ra, dưới mắt cũng không có hắn biện pháp không phải sao hắn theo rồi nói ra thực sự ngượng ngùng đem ngươi liên lụy đến tình cảnh như vậy kiều ngưng từ tốn nói thế thì không có việc gì giữa chúng ta nói những này không cần thiết la quân hiểu ý cười một tiếng hắn nói ra cảm ơn lời nói ta liền không nói sau đó la quân cùng kiều ngưng tiến về dụ phong vườn vũ hầu phủ trung bá trở lại vũ hầu phủ thời điểm trời đã sáng trung bá đi trước gặp lan kiếm nhất tại lan kiếm nhất trong thư phòng đối mặt trung bá lan kiếm nhất tôn kính hô trung bá trung bá hơi hơi thở dài hắn nhìn lan kiếm mắt sau đó nói lục công tử chuyện này chỉ sợ phiền phức lan kiếm nhất bị kinh ngạc nói ra chẳng lẽ ngài tự mình xuất thủ cũng không có giết chết la quân cái này tiểu tặc trung bá sắc mặt tái xanh hắn nói ra nào chỉ là không có giết chết tiểu tặc kia bây giờ liền xem như lão nô âm dương la bản cũng bị tiểu tặc đoạt lấy qua Lan kiếm nhất ngây người, cái này, cái này sao có thể? Trung bá nói ra, tiểu tặc bên người yêu tiên ngân xa vương không thể coi thường, hai người này liên thủ, lão nô không phải là đối thủ. Hắn đón đến, nói ra, lúc đầu, lão nô là muốn chỉ cần qua đem tiểu tặc kia cho giết. Sau đó lại đi hướng lão ra bẩm báo tình hình thực tế, kể từ đó, hầu ra gặp sự tình đã hoàn thành, cũng sẽ không thái quá tức giận. Nhưng là hiện tại, lão nô âm dương la bàn mất đi, còn có cực nhọc đông chết, những này đều nhất định muốn hướng lão gia báo cáo mà lại vào hôm nay trong chiến đấu lão nô bên này cũng đã kinh động long vệ đây đều là không thể giấu giếm lão gia lan kiếm nhất trầm ngâm xuống dưới hắn tuy nhiên lòng dạ hẹp hòi nhưng hắn cũng không phải người ngu hắn biết chuyện này kinh động phụ thân về sau phụ thân ở trong lòng khẳng định hội cảm thấy mình không có tác dụng lớn lan kiếm nhất nói với trung bá thật nhất định muốn hướng phụ thân ta bẩm báo sao trung bá nói ra không sai lục công tử lan kiếm nhất nói ra không có hắn biện pháp sao trung bá nói ra lục công tử người phải biết giấy gói không được lửa chủ động hướng hầu ra thẳng thắn sau so lão ra sau khi biết đến chất vấn cái này hiệu quả là khác biệt lan kiếm nhất nói ra vậy được rồi chúng ta hiện tại phải đi gặp phụ thân ta trung bá gật đầu trời vừa mới sáng lan thiên cơ đang chuẩn bị qua vào chiều sớm lúc này lan kiếm nhất cùng trung bá cầu kiến chính là tại lan thiên cơ trong phòng ngủ hai tên nha hoàn đang vì lan thiên cơ chính quần áo phụ thân lan kiếm nhất sau khi đi vào cung kính vô cùng hô trung bá cũng nói lão nô gặp qua lão gia lan thiên cơ phất phất tay để nha hoàn lui ra hắn nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn lan kiếm nhất cùng trung bá nói ra hai người các ngươi đồng thời xuất hiện chắc hẳn là có chuyện ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian cho các ngươi, nói đi. Lan kiếm nhất quỷ đi xuống, nói ra, phụ thân, nhị tử phạm sai lầm, mời phụ thân trách phạt. Lan thiên cơ cũng không ngoài ý muốn, nói ra, nói đi, sự tình gì. Lan kiếm nhất liền nói ra, phụ thân, trước đó nhị tử nhìn nhầm, thu một cái khách khanh. Khách này khanh lại là cuồng vọng vô lễ, sau cùng bị nhi tử đuổi đi ra. Nào biết, hắn sau khi ra ngoài, còn nói ta cùng ngài nói xấu. Nhị tử dưới cơn nóng giận, liền thỉnh cầu Trung Bá phái Thiên Cơ doanh sát thủ đi giết cái này cuồng đồ. Nào biết, cái này cuồng đồ bên người còn có yêu tiên ngân sa vương. Bây giờ, Thiên Cơ doanh một tên huynh đệ chết thảm, mà lại Trung Bá âm dương la bàn cũng bị bọn họ cướp đi. Chuyện này, còn kinh động Long vệ. Lan Thiên Cơ sắc mặt cũng không quá đại biến hóa, hắn nhìn về phía Trung Bá, nói ra, kinh động Long vệ. Trung Bá kinh sợ nói ra, lão nô tử tội ngươi làm sao theo long vệ giải thích lan thiên cơ hỏi trung bá nói ra lão nô theo cái kia công tôn đại nhân nói chỉ là hầu phủ chuyện nhỏ công tôn đại nhân liền không có lại truy cứu lan thiên cơ nói ra ngươi lập tức sắp xếp người qua chuẩn bị một món lễ lớn đưa đến công tôn đại nhân phủ thượng hắn đón đến nói ra tính toán ta để triệu lam đi xử lý triệu lam dĩ nhiên chính là triệu phu nhân trung bá quỳ đi xuống nói ra lão nô tử tội mời lão ra trách phạt lan thiên cơ nhìn một chút trung bá hắn nói ra ngươi cho rằng đây chỉ là kiếm nhất chuyện nhỏ cho nên liền muốn giúp hắn giải quyết đúng hay không trung bá không dám nói lời nào lan thiên cơ lạnh hừ một tiếng hắn nói ra ngươi thật là đáng chết nơi này là địa phương nào là hoàng thành trong hoàng thành bất luận một cái nào hơi chuyện nhỏ đều có thể biến thành đại sự kiện đều có thể biến thành di thiên đại họa ngươi sao có thể tự ý tự làm chủ trung bá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu đều nói không nên lời. Lan Thiên Cơ nói tiếp, còn có, kiếm nhất, đã bọn họ là cuồng đồ. Như vậy bọn họ đoạt trung bá âm dương la bàn, vì cái gì trung bá còn mạng trở lại. Chuyện này chân tướng đến là như thế nào, người còn muốn cùng ta tạo ra sao? Lan kiếm nhất thân thể phát run, hắn mỗi lần đều sợ hãi theo phụ thân đợi cùng một chỗ. Chỉ vì phụ thân có được một đôi thấy rõ thế sự con mắt, tựa hồ ở trước mặt hắn, cái gì đều không thể gạt được hắn. Trung bá, ngươi nói, Lan Thiên Cơ nói ra. Trung bá không dám giấu giếm, lập tức một năm một người toàn bộ nói. Lan Thiên Cơ sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, hắn theo rồi nói ra, kiếm nhất, ngươi quá khiến ta thất vọng. Hiện tại ta phạt ngươi hối lối đường diện bích ba năm, trong vòng ba năm, không được ta cho phép, không cho phép bước ra hối lỗi đường một bước. Vâng, phụ thân, Lan Kiếm Nhất cảm thấy hai chân đều muốn mềm hắn không nghĩ tới phụ thân xử phạt như thế nghiêm khắc, nhưng hắn không dám có chút làm trái. Cái này to như vậy trong hầu phủ, Lan Thiên Cơ muốn xen vào để ý nhiều như thế người, mà lại hắn chả có thể làm cho cả hầu phủ đâu vào đấy. Đây cũng là bởi vì Lan Thiên Cơ trị ra nghiêm minh. Trung bá, kiếm nhất, Lan Thiên Cơ nói ra, các ngươi lá gan, thật sự là quá lớn. Bây giờ hầu phủ tuy nhiên thánh quyến chính nồng, nhưng là đương kim thánh thượng là ai, các người nghĩ đến đám các ngươi có thể tại thánh thượng trước mặt có tiểu động tác. Ta mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, như giấm trên băng mỏng, các ngươi là ai cho lá gan, dám như thế cả gan làm loạn. Càng là tại cao vị, thì càng phải cẩn thận, mỗi tiếng nói cử động, nếu là đi sai bước nhầm, chỉ cần người có quyết tâm làm làm văn chương, chính là tai nạn. Đạo lý này, muốn ta nói bao nhiêu lần các người mới hiểu. Lan Thiên Cơ cả giận nói. Lan kiếm nhất cùng trung bá đầu chỉ kém không có phanh tới mặt đất. Hai người không dám nhiều một câu miệng. Đều đi xuống cho ta. Lan thiên cơ theo rồi nói ra. Trung bá nhịn không được nói ra. Lão ra, vậy cái này là quân một chuyện. Đến còn nên xử trí như thế nào? Lan thiên cơ trầm ngâm một cái trước mắt. Theo rồi nói ra. Ngân sa vương dám ở hoàng thành động thủ. Đã là tử tội. Trung bá, người đi cảnh thiên sơn trang mời vệ trang chủ đem ngân sa vương bắt còn cái kia la quân, tại chỗ giết chết là được. Đúng, Trung Bá nói ra, Lan Thiên Cơ cũng không biết la quân là thiên mệnh chi vương. Hắn thậm chí ngay cả la quân là ai đều không rõ ràng, đối với Lan Thiên Cơ tới nói, vậy cũng là không quan hệ chuyện trọng yếu. Bây giờ, la quân thiên mệnh chi vương mệnh cách, ngoại nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn ra. Đây là bởi vì theo hắn tu vi tăng trưởng mà sinh ra biến hóa. Tựa như Lan Đình Ngọc, có rất ít người biết hắn là thiên mệnh chi vương. Lan Thiên Cơ ngược lại là biết Lan Đình Ngọc là thiên mệnh chi vương. Bất quá, cho dù là thiên mệnh chi vương lại như thế nào, Lan Thiên Cơ rất rõ ràng biết cái kia bốn chữ ý vị như thế nào. Thiên mệnh chi vương mang ý nghĩa vận khí, nhưng không có nghĩa là miễn tử kim bài. Đã từng chết tại Lan Thiên Cơ cùng thánh thượng trong tay thiên mệnh chi vương cũng không phải là không có. Như cũ giết, phao đều không bốc lên một cái cảnh thiên sơn trang ở vào hoàng thành bên ngoài ngoại thành cái kia cảnh điền sơn trang chiếm diện tích vạn mẫu hào hoa có thể so với hoàng gia lâm viên hàng năm mùa hè đường kim thánh thượng đều sẽ qua cảnh điền sơn trang ở mấy ngày cho là nghỉ mát cái kia cảnh thiên núi trang trang chủ vệ vô kỵ là người thế nào đâu vệ vô kỵ lai lịch có rất ít người nói rõ ràng chỉ biết là vệ vô kỵ đã từng là thánh thượng tả bàng mà lan thiên cơ là cánh tay phải tại thánh thượng công thành về sau Vệ vô kỳ cự tuyệt công danh lợi lộc, chính là tại cái này hoàng thành bên ngoài cảnh thiên sơn trang an cư xuống tới. Đương kim triều giã, còn không có mấy người dám đối vệ vô kỵ bất kính. Vệ vô kỵ tuy nhiên không tại triều giã bên trong, nhưng lại danh chấn triều giã. Lan Thiên Cơ cùng vệ vô kỵ theo ngoại nhân, cũng không quan hệ. Nhưng vì cái gì Lan Thiên Cơ lần này sẽ để cho vệ vô kỵ xuất thủ đâu? Trong này quan hệ thật sự là vi diệu tới cực điểm. Bất quá, nếu là có tâm người biết, liền cũng là có thể nhìn ra một chút manh mối. Lan Thiên Cơ là không muốn ra tay nhiễm phải mùi tanh, mà vệ vô kỵ đến giải quyết chuyện này, sau đó trực tiếp cùng thánh thượng báo cáo, kể từ đó chính là tốt hơn nhiều. Như vậy, Lan Thiên Cơ vì cái gì có thể mời được vệ vô kỵ xuất thủ đâu? Đây cũng là một kiện la năm chuyện xưa, vệ vô kỵ còn thiếu Lan Thiên Cơ nhân tình, cho nên chỉ cần Lan Thiên Cơ có thể làm cho vệ vô kỵ xuất thủ, vệ vô kỵ nhất định sẽ không cự tuyệt bất quá hắn cũng chỉ sẽ vì lan thiên cơ xuất thủ một lần đây là rất lợi hại chân quý một cơ hội lan thiên cơ lại không chút do dự đem cơ hội lần này dùng cái này cũng nói hắn vẫn là rất lợi hại coi trọng chuyện này trung bá sau đó liền tự mình đi cảnh thiên sơn trang cái kia vệ vô kỵ nghe nói về sau liền nói với trung bá tốt ta biết trung bá liền cũng đã biết sự tình không biến hóa nữa việc này cũng coi là giải quyết vệ vô kỵ xuất thủ Ngân Sa Vương cùng La Quân lại không may mắn. Trung bá biết lão ra làm việc, từ trước đến nay là giọt nước không lọt, không ra mảy may chỗ sơ suất. Đã lão ra mời vệ vô kỵ, như vậy sự tình liền xem như đã định âm điệu. Trung bá rất lợi hại thản nhiên rời đi cảnh thiên sơn trang. Mà lúc này La Quân cùng Kiều Ngưng mặc dù biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng lại không biết đã nghiêm trọng đến nước này. Hai người trước đi một chuyến dụ phong vườn, tại dụ phong trong viên, La Quân đem tin giao ra. Tiếp theo, là quân cùng kiều ngưng qua thiên trì các. Ở thiên trì trong các, tô yên nhiên lần nữa tiếp kiến là quân cùng kiều ngưng. Thời gian là 10 giờ sáng. Trong thư phòng, tô yên nhiên nói ra, các người ý đổ đến, không nói ta cũng biết. Là quân khẽ cười khổ, nói ra, thiên trì các tình báo thật đúng là danh bất hư truyền A. tô yên nhiên trầm giọng nói ra, nhưng là rất xin lỗi, là quân, kiều ngưng, chúng ta thiên trì các lần này sẽ không xuất thủ. Vì cái gì?" La Quân hỏi. Kiều Ngưng sắc mặt cực kỳ phức tạp, nàng cũng không mở miệng. Tô Yên Nhiên nói ra, "Lúc đầu, dựa theo phía trên ý tứ, ta cũng không thấy các ngươi. Nhưng là La Quân, chúng ta tình cảm riêng tư không cho phép ta không thấy ngươi." La Quân dần dần ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn trầm mặt, nói ra, "Ngươi có thể nói cho ta biết, sự tình đến nghiêm trọng đến mức nào sao?" Trung bá đi một chuyến cảnh Thiên Sơn Trang, Tô Yên Nhiên nói ra, có ý tứ gì, La Quân không hiểu. Kiều Ngưng lại hơi hơi thất sắc. La Quân đem Kiều Ngưng thần sắc biến hóa thu hết mắt, hắn hỏi Kiều Ngưng, cảnh thiên sơn trang có gì không ổn sao? Tô Yên Nhiên nói ra, cảnh thiên núi trang trang chủ gọi là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ là đương kim thánh thượng tâm phúc, những này đều không nói, chủ yếu nhất là, vệ vô kỵ tu vi khả năng đã đạt tới tầng 10. Hắn như xuất thủ, các người một điểm dẫy dụa cơ hội đều không có. Tầng 10 La Quân không khỏi thất sắc. Hắn tuy nhiên ở trên trời châu gặp rất nhiều cao thủ, nhưng thật đúng là một cái tầng 10 cao thủ đều chưa từng thấy. Không đúng, phải nói, cái kia Vân Thiên Tông trưởng giáo trí tôn vân hóa ảnh là tầng 10 cao thủ. Tầng 10, đó là cái gì cảnh giới? Cái kia đại biểu cái gì? Điểm này La Quân trong lòng là rất rõ ràng. Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Nhưng hắn cho dù không đến tầng 10, cũng là cửu trọng thiên niên phong cảnh giới. La Quân trầm giọng nói ra, vệ vô kỵ nhất định sẽ xuất thủ tới đối phó chúng ta sao? Tô Yên Nhiên nói ra, vệ vô kỵ thiếu Lan Thiên Cơ nhân tình, lần này, đã Lan Thiên Cơ mở miệng, vệ vô kỵ nhất định sẽ trả nhân tình này. La Quân nói ra, làm sao mà biết, Lan Thiên Cơ là để trung bá qua tìm vệ vô kỵ tới đối phó chúng ta. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Thiên Cơ làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, hắn làm người rất cẩn thận. Các người kinh động long vệ sửa tình, Chúng ta cũng đã biết được, chuyện này đã không thể gạt được thánh thượng, Lan Thiên Cơ không muốn nhiễm lên một thân bùn, cho nên hắn mới có thể qua tìm vệ vô kỵ. La Quân nói ra, cho nên nói, trên cơ bản đã xác định vệ vô kỵ là muốn ra tay với chúng ta, đúng hay không? Tô Yên Nhiên nói ra, không sai. La Quân nói ra, nếu là Kiều cô nương rời đi đâu? Tô Yên Nhiên nói ra, vô dụng, Kiều cô nương cũng đã dính líu vào nàng bây giờ nghĩ đi là tuyệt đối đi không nổi. La Quân nói ra, như vậy các ngươi thiên chỉ các đâu. Mặc kệ ta cho ra cái dạng gì đại giới, các ngươi đều sẽ không xuất thủ đến hóa giải cái này cái cọc ân oán, đúng hay không? Tô Yên Nhiên nói ra, không sai. Vì cái gì, chẳng lẽ các ngươi cũng sợ hãi vệ vô kỵ? La Quân nói ra, Tô Yên Nhiên nói ra, không chỉ là vệ vô kỵ, lần này nước quá sâu vệ vô kỵ liên tiếp lan thiên cơ lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ lại cùng thánh thượng có thiên ti vạn lũ quan hệ thiên chỉ các nếu là dính vào một cái không ổn có thể sẽ cho toàn bộ thiên chỉ các mang đến tai họa ngập đầu đương kim thánh thượng thủ đoạn liền xem như vân thiên tông đều muốn kiêng kỵ chúng ta thiên chỉ các tuy nhiên không e ngại nhưng cũng sẽ không dễ dàng đến vạch trần cái này tổ ong vỏ vẽ la quân liền cũng liền chú ý tới phàm là quan hệ đến hoàng thành quan hệ đến thánh thượng như vậy mặc kệ là Lan Thiên Cơ vẫn là Thiên Trì Các, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ có cái gì đi sai bước nhầm. Lúc này, Kiều Ngưng bỗng nhiên xuất ra cái kia sở hữu Long Văn Cương Tinh Hồn, nếu như ta đem cái này cho các ngươi, mời các ngươi điều đình đâu. Tô Yên Nhiên nhìn thấy cái này bóng đá Đại Long Văn Cương Tinh Hồn lúc không khỏi hãi nhiên, nói ra, lại có nhiều như thế Long Văn Cương Tinh Hồn. Kiều Ngưng nói ra, có thể chứ. Tô Yên Nhiên sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng nói tiếp, không được. Là quân mày nhân lại. Tô Yên Nhiên nói ra, thật có lỗi, chuyện này không có thương lượng. Nếu là lại tăng thêm ta cái này thượng cổ lôi phù đâu? Kiều Ngưng nói ra, nàng đem lên cổ lôi phù lấy ra. Tô Yên Nhiên vẫn lắc đầu, nàng nói ra, đây không phải sinh ý sự tình, dưới mắt đã là vấn đề chính trị. Thiên chỉ các là làm ăn, người làm ăn tuy nhiên cũng sẽ tham dự chính trị. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này nhất trí các tuyệt sẽ không đến lỗi cái này vũng nước đục thật có lỗi ta cũng lực bất tòng tâm kiều ngưng liền thu long văn cương tinh hồn hòa thượng cổ lôi phù nàng đứng lên nói ra là quân chúng ta đi nàng vốn là cái không nguyện ý cầu người tính tình là quân cũng thì không nói thêm lời đến giờ này khắc này liền cũng là chỉ có thể sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên là quân cùng kiều ngưng chuẩn bị ra thư phòng thời điểm tội yên nhiên khe khẽ thở dài nàng nói ra là quân người tính cách quá manh động. Ta đã sớm nói, Lan Kiếm nhất không thể đắc tội. Hiện tại ngươi rơi xuống tình cảnh như vậy, ta không biết nên nói cái gì. Ta rất muốn giúp ngươi, thế nhưng là xin ngươi thứ cho, ta thật bất lực. Ta minh bạch, La Quân nói ra, sau đó, hắn còn nói thêm, ta có thể không thể tín nhiệm ngươi, để ngươi vì ta làm một việc. Ngươi nói, tôi yên nhiên nói ra. La Quân nói ra, ta đem thần đan giao cho trên tay ngươi, người nghĩ biện pháp giao cho ta đại ca Lâm Phong. Tô Yên Nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra, được. La Quân liền đem thần đan giao cho Tô Yên Nhiên trên tay. Như thế về sau, La Quân cùng Kiều ngưng rời đi thiên chỉ các. Ra thiên chỉ các, ánh sáng mặt trời chính liệt. La Quân cùng Kiều ngưng nhìn nhau. Ta rất lợi hại muốn nói với người một tiếng thật có lỗi, mặc kệ là ở trên biển, vẫn là hiện tại tình trạng, đều là ta một tay tạo thành la quân nói ra kiều ngưng cười nhạt một tiếng nói ra ta là chết qua một lần người cái này với ta mà nói cũng không tính là gì la quân nói ra kiều cô nương trong lòng ngươi thật không trách ta kiều ngưng nói ra ta kiều ngưng xưa nay không có bằng hữu ngươi tính toán là cái thứ nhất ở trên biển thời điểm ngươi làm ra hết thảy sao ta hiện tại muốn càng gian nan la quân bỗng nhiên cười một tiếng hắn nói ra ngươi nói ta đi cùng lan kiếm nhất cầu xin tha thứ cho hắn dập đầu hắn có thể không thể bỏ qua ngươi thì sao hắn lúc nói những lời này đợi tuy nhiên đang cười nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu thống khổ lại là không thể gạt được kiều ngưng la quân là sợ chết nhưng là không lại bởi vì sợ chết mà đi trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ hắn là sợ chết không đáng hắn là còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm có thể la quân càng sợ là hơn liên lụy bằng hữu đi theo chết cái này khiến la quân càng không chịu nhận ngươi muốn đều đừng như vậy nghĩ. Kiều Ngưng nói ra, đừng nói ngươi đi tìm lan kiếm nhất vô dụng, liền xem như hữu dụng, ta cũng không cho phép ngươi làm như thế. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, ngươi là lừng lẫy đại trượng phu, há có thể hướng loại kia tiểu nhân dập đầu. La Quân nói ra, đúng vậy a, à, tìm lan kiếm nhất cũng vô dụng. Ta biết hiện tại cấp độ này đã cùng lan kiếm nhất không liên quan. Nếu như ta không khoảnh khắc sát thủ, chuyện này liền có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định nhưng bây giờ pandora hộp ma đã mở ra hết cách xoay chuyển người trung quy chết kiều ngưng nói ra bất quá là đến sớm cùng tới chậm mà thôi la quân nói ra ta luôn luôn phúc lớn mạng lớn trải qua không ít sinh tử gian nguy nhưng sau cùng ta đều sống sót có lẽ chúng ta lần này y nguyên sẽ có kỳ tích đây không phải mỗi một lần đều sẽ có kỳ tích kiều ngưng nói ra lần này đối phương quá cường đại trên cơ bản không có bất kỳ cái gì may mắn La Quân cười một tiếng, nói ra, muốn là lần này chúng ta có thể may mắn sống sót, chúng ta thì thành anh em kết bái thế nào. Kiều Ngưng từ tốn nói, không hứng thú. La Quân cười ha ha một tiếng. Người còn bật cười, Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, không cười làm sao bây giờ, chẳng lẽ khóc lớn một trận sao. Kiều Ngưng cũng liền không lại phản ứng La Quân cái này gốc dạ, nàng nói ra, hiện tại chúng ta đi nơi nào. Qua nhiều người địa phương, vệ vô kỵ nhất định không dám ở nhiều người địa phương ra tay la quân nói ra kiều ngưng nói ra sớm muộn muốn tới không nhiều lắm ý nghĩa la quân nói ra vậy ai nói đến chuẩn đâu chết tử tế không bằng lại còn sống có thể sống lâu một điểm cũng là một điểm đi kiều ngưng nói ra tốt à, tùy ngươi về sau la quân cùng kiều ngưng vẫn tại trên đường cái xuyên toa hoàng thành ban ngày đường đi bên trên ngựa xe như nước rất là náo nhiệt cái kia trung bá lão thất phu nói không giữ lời, đáng giận cùng cực. Trong đám người, là quần bỗng nhiên nói với Kiều Ngưng, cái này âm dương la bàn chúng ta cũng không có phúc khí hưởng thụ, người nói chúng ta là không phải đến cho hắn hủy đi, để hắn đau lòng đau lòng. Ta thấy được, Kiều Ngưng nói xong liền đem cái kia âm dương la bàn ném vào trong lôi trì. Tại cái kia lôi trong ao, Tiểu Long cảm giác được âm dương la bàn. Hắn hiếu kỳ đi qua, sau đó một ngụm liền đem âm dương la bàn thôn vệ tiến trong bụng đây hết thảy lại là la quân cùng kiều ngưng cũng không biết đến tiểu long thôn vệ âm dương la bàn hội có tác dụng gì cũng là không có người biết thiên dần dần hắc trên đường đám người dần dần tán đi nên đến trước sau sẽ tới kiều ngưng cùng la quân cũng không thể rời đi hoàng thành trong hoàng thành vệ vô kỵ còn sẽ có kiêng kỵ một khi rời đi hoàng thành cái kia chính là bị chết càng nhanh hai người cũng không có khả năng trốn vào trong nhà người khác, tại bách tính ra bên trong, đó là thuộc về phạm vi nhỏ, vệ vô kỵ sẽ không kiêng kỵ. La Quân cũng nghĩ qua, có thể xài bạc tìm rất nhiều người bồi tiếp chính mình. Chỉ cần nhiều người, vệ vô kỵ liền sẽ kiêng kỵ. Nhưng là về sau, hắn ngẫm lại dạng này cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ tích, nơi đó sẽ có nhiều như vậy kỳ tích. Trì hoãn cái một ngày dưới đêm, thật hữu dụng sao? sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới, đêm nay không có trăng sáng. Cái kia đường đi phía trước, một cái thân ảnh màu đen rốt cục xuất hiện. Người này một thân hắc bào, hắn nhìn khoảng 40 tuổi. Người này chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nhìn rất lợi hại ôn hòa, tựa như là một cái bình thường trung niên đại thúc. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, ngân sa vương, người không nên tới hoàng thành. Trong hoàng thành, không phải là các ngươi những này yêu tiên có thể tự do buông thả địa phương đến liền tới nói nhảm cái gì kiều ngưng trong mắt lóe lên lệ quang muốn giết cứ giết càng muốn miệng bên trong rông dài bực bội tốt ngân sa vương tốt tiểu cô nương tính khí ta thích vệ vô kỵ đón đến hắn cười một tiếng còn nói thêm bất quá người ở trước mặt ta còn quá non một chút kiều ngưng đang muốn xuất thủ ngay vào lúc này cái kia vệ vô kỵ lại là động trước hắn nhìn như động thân thể lại tại nguyên chỗ bất động chỉ gặp đỉnh đầu hắn đưa ra một mảnh kim sắc vũ khí. Cái này kim sắc vũ khí cấp tốc hình thành nhất tôn nguyên thần, cái này nguyên thần cao lớn vô cùng, khuôn mặt cùng vệ vô kỵ giống như đúc. Này nguyên thần chính là vệ vô kỵ tu luyện bàn nhược bất diệt nguyên thần. Lúc này, bàn nhược bất diệt nguyên thần cấp tốc bước bách đến kiều ngưng trước mặt, cái này nguyên thần cái gì cũng không làm. Kiều ngưng liền cảm giác được toàn bộ không khí đều phảng phất bị động lại ở, từ trường cũng bị động lại ở. Cái này một cái chớp mắt, Kiều Ngưng thế mà không thể nhúc nhích. La Quân cũng không thể động. Hai người duy nhất có thể di động chính là quay tròn chuyển trong mắt. Có phải hay không rất lợi hại thần kỳ, cái kia nguyên thần há mồm nói chuyện, lại là vệ vô kỵ thanh âm. Bàn nhược nguyên thần tiếp tục nói chuyện, ngân xa vương, người tu vi thật không tệ. Lúc đầu không nên ở trước mặt ta như thế không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc, ta như vậy như nguyên thần có thể cải biến thời gian, không gian hết thảy quy tắc mà ngươi còn tại quy tắc bên trong, cho nên ngươi thì không có động thủ năng lực. Kiều Ngưng trong mắt phun lửa, một trận, thật sự là uất ức tới cực điểm a. Ngay vào lúc này, Tiểu Long bỗng nhiên từ lôi phù bên trong sông tới, hắn há mồm cũng là lôi điện thần trảm. Cái kia lôi điện trùng sáng hướng phía Bàn Nhược Nguyên Thần từng đánh chết tới. Bàn Nhược Nguyên Thần vung tay lên, liền đem cái kia lôi điện trùng sáng tiếp trong tay. Chỉ chốc lát, cái kia lôi điện trùng sáng liền bị bàn nhược nguyên thần vò thành một cái bóng. Cái này còn không nói, bàn nhược nguyên thần trực tiếp đem trận banh này thôn phệ tiến trong bụng. Hắn chả đánh ở no nê, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ. Rất thú vị một đầu lôi long, bàn nhược nguyên thần đưa tay chộp một cái, liền đem tiểu long nắm trong tay. Tiểu long kịch liệt giấy ruộng, nhưng nhưng căn bản giấy ruộng không ra. Người cái này sinh linh, kiếm không dễ, ta không giết ngươi, đi thôi vệ vô kỵ vốn là dự định đem cái này tiểu long thôn vệ nhưng sau cùng ngẫm lại lại đem tiểu long ném về phía hắc ám trời cao tiểu long lần này không biết phải bay ra bao xa la quân lúc này ý thức được một sự kiện cái kia chính là vệ vô kỵ như vậy như nguyên thần có chút cùng loại cái kia ấn nguyệt lạt ma tiểu mệnh vận thư này thời gian cùng không gian là bị vệ vô kỵ đóng băng bất quá quỷ dị là như vậy như nguyên thần cũng không thụ thế gian này không gian ảnh hưởng bằng vào điểm này vệ vô kỵ thực sự thì so cái kia tiểu mệnh vận thư mệnh quá nhiều mà lại kiều ngưng cùng la quân mặc kệ như thế nào thì triển pháp lực đều như cũ là không thể động đầy vệ vô kỵ bàn nhược nguyên thần tới gần kiều ngưng cùng la quân cái kia bóng người to lớn đem la quân cùng kiều ngưng hoàn toàn bao phủ sau đó vệ vô kỵ nhìn về phía la quân hắn mỉm cười nói ra ban đầu tới vẫn là cái thiên mệnh chi vương mệnh cách bất quá ta đã từng giết qua hai cái thiên mệnh chi vương lại giết một cái chắc hẳn cũng không có gì a à. hắn đón đến còn nói thêm lan thiên cơ để ta đối với người giết chết bất luận tội thiên mệnh vương người có thể đi đến một bước này chắc hẳn trải qua không ít sinh tử nguy hiểm a à. có phải hay không mỗi lần đều biến nguy thành an như vậy lần này người cảm thấy người còn có thể biến nguy thành an sao la quân muốn mở miệng nói chuyện nhưng hắn lại nói không ra lời bất quá kiều ngưng lại có thể kiều ngưng tu vi dù sao cao hơn la quân quá nhiều vì cái gì nhất định muốn giết La Quân? Chẳng lẽ ngươi cũng phải nghe mệnh tại Lan Thiên Cơ? Vệ vô kỵ sắc mặt lạnh lẽo, hắn nói ra, cho cười, ta hội nghe lệnh của Lan Thiên Cơ. Kiều Ngưng nói ra, vậy ngươi tội gì muốn vì này chu sát một cái thiên mệnh chi vương, chẳng lẽ không sợ nhiễm nhân quả? Vệ vô kỵ cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cùng Lan Thiên Cơ sự tình há lại ngươi cái này tiểu tiểu yêu tiên có thể minh bạch, chu sát thiên mệnh chi vương lại như thế nào? Đến ta tình trạng này, liền chính là muốn đấu với trời đấu với đất nhân quả nhiều lại như thế nào hóa giải một cọc nhân quả liền có thể nhiều tăng thêm một phần tích xúc kiều ngưng nói ra cho nên người thị phi muốn khăng khăng vệ vô kỵ nói ra không sai bất quá ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi ta sẽ đem ngươi bắt sau đó giao cho thánh thượng có lẽ thánh thượng gặp ngươi mỹ mạo hội thu ngươi tại hậu cung làm tiểu thiếp vậy liền cũng là ngươi một trận tạo hóa ha ha ngươi kiều ngưng không khỏi nổi giận để cho nàng nhân vật như vậy qua cho một cái nhân gian đế vương làm tiểu thiếp đây là cực lớn nhục nhã nhưng là hết lần này tới lần khác kiều ngưng lúc này không thể động đậy thiên mệnh vương mặc kệ ngươi vận khí dĩ vãng lại làm sao không sai nhưng là cho tới hôm nay hết thảy đều kết thúc vệ vô kỵ nói ra hắn sau khi nói xong liền muốn ra tay tới giết la quân hắn muốn giết la quân chính là cực kỳ đơn giản sự tình hơi chút động niệm, La Quân liền muốn thân tử. Vệ vô kỵ đã từng giết qua hai cái thiên mệnh chi vương, cái kia là đến từ hắn vị diện không gian. Giết chết thời điểm, cũng không có quá khác nhiều, tuy nhiên đã từng phát sinh qua một chút nho nhỏ biến hóa, nhưng những biến hóa này đều bị vệ vô kỵ chân áp. Cái gì thiên mệnh chi vương, thiên mệnh giả, theo vệ vô kỵ, đều là trong trần thế một chút biến hóa. Quản ngươi biến hóa gì, lão tử vung tay lên, hết thảy chân áp đây chính là vệ vô kỵ bá khí vô cùng chỗ. Bất quá đúng vào lúc này, thiên mệnh chi vương kỳ diệu biến hóa ra hiện. Vệ vô kỵ đang chuẩn bị giết la quân thời điểm, hắn cảm giác được năng lượng ba động. Là từ phía đông mà đến. Quả nhiên có chút yêu thiêu thân, ta liền muốn nhìn, cái dạng gì người có thể ngăn cản ta tới giết người cái này thiên mệnh vương. Vệ vô kỵ cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không sốt ruột giết la quân. Lúc đầu, hắn lúc này ra tay giết la quân, không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, vệ vô kỷ tính cách cũng là như thế ngông cuồng mà tự ngạo, hắn chính là muốn dùng vô thượng pháp lực đem đủ loại này biến hóa chân áp. Với hắn mà nói, đây là rất thú vị khiêu chiến. Nhất Tôn Liên Hoa Ngai vàng xuất hiện, sau đó, Long vệ đứng đầu Công Tôn Chính xuất hiện. Công Tôn Chính cũng không dám đi vào đến bàn nhược nguyên thần thi pháp trong không gian, liền cũng là ở bên ngoài, Công Tôn Chính lãnh đạm liền ôm quyền, nói ra, vệ trang chủ thủ hạ lưu tình. Hoàng thượng muốn gặp vị này kiều cô nương cùng la công tử. Vệ vô kỵ ngốc ngẩn ngơ. Sau đó, hắn ánh mắt xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn một chút la quân, tiếp theo, hắn thì thu hồi bàn nhược nguyên thần. La quân cùng kiều ngưng lập tức liền được từ từ. La quân từng ngụm từng ngụm thở dậy khí thô đến, bàn nhược nguyên thần áp bách lực quá mạnh, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn ngạt thở. Cũng là tại lúc này, tiểu long bay trở về. Kiều Ngưng đem Tiểu Long triệu kiến lôi phù bên trong. Vệ vô kỵ hướng La Quân cười một tiếng, nói ra, người cái này thiên mệnh vương có chút không giống bình thường, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là ngươi liền đã tránh thoát ta truy sát. Liền nhìn thánh thượng nói thế nào đi. Sau đó, vệ vô kỵ lại hướng công tôn chính khách khí liền ôm quyền, nói ra, nghĩ không ra lần này truyền tin, lại là công tôn đại nhân tự mình đến đây. Công tôn chính lãnh đạm nói ra, ta nếu không tự mình đến đây, thánh thượng giờ phút này chỉ sợ là không gặp được hai người này. Vệ trang chủ, chẳng lẽ Lan Hầu ra không dám làm sự tình, người thì dám làm sao? Có phải hay không thánh thượng tại trong lòng ngươi, đã không có chút nào uy nghiêm có thể nói? Vệ vô kỵ nhất thời sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp quỳ đi xuống, nói ra, vệ vô kỵ quả quyết không dám có ý tưởng này. Công tôn chính lạnh hừ một tiếng, hắn nói tiếp, đi thôi, hoàng thượng cũng muốn gặp ngươi. Ngay sau đó, Công Tôn Chính liền để La Quân cùng Kiều Ngưng cũng tới đến hắn hoa sen kia trên bảo tọa. Chỉ chốc lát về sau, Liên hoa ngai vàng cất cánh, chính là hướng hoàng thành bay đi. Liên hoa ngai vàng trên không trung bay lượn phi hành, La Quân nhìn trước mắt Công Tôn Chính lại là cảm xúc chập trùng. Mà cái kia vệ vô kỵ chính là khống chế nguyên thần ở phía sau theo sát. La Quân đầy đủ cảm nhận được triều đình uy nghiêm chi lực. Công Tôn Chính xa hoàn toàn không phải vệ vô kỵ đối thủ, nhưng là vệ vô kỵ Lan Thiên Cơ lại đối công tôn chính kiên kỵ có thừa. Thậm chí công tôn chính lại ngừ một tiếng, bọn họ đều muốn dốc hết ra bên trên ba dốc hết ra. Đây cũng là nhân cơ hội, công tôn chính mượn thánh thượng thế. Đem đến mình nếu là đại biểu triều đình, vân thiên tông bên trong, cho dù là vân hóa ảnh cũng phải nhìn thẳng vào chính mình. Giờ này khắc này, là quân là lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thấy mình thật không tính là một cái thành thuộc chính khách, tính cách quá manh động. La Quân cảm thấy chính hắn duy nhất ẩn nhẫn cũng là một lần kia qua âm diện thế giới giết nhạc quang thần. Tới Thiên Châu về sau, mấy lần đại họa lâm đầu liền đều là mình tính cách chỗ tạo thành. Nhưng mà, một cá nhân tính cách lại là khó khăn nhất cải biến. Đối mặt Vân Thiên Tông không động trưởng lão bọn người bức bách lúc, La Quân nếu như thỏa hiệp, vậy hắn cũng cũng không phải là La Quân. La Quân có hắn kiêu ngạo cùng đạo tâm, hắn đạo tràng chính là đại thánh đạo tràng, áp bách càng mãnh liệt, phản kháng liền càng mãnh liệt. Mà lần này đối mặt lan kiếm nhất thời điểm, là quân còn chưa đủ ẩn nhẫn. Nếu như nhẫn nại một chút, liền không có như vậy khốn cảnh. Không chỉ là hại chính mình, còn kém chút hại kiều ngưng cô nương. Là quân lại một lần nữa xa vào đến mở mịt bên trong. Ta thật sai sao? Đổi, có thể đổi sao? Nếu là liền bản tâm đều đổi, như vậy hắn tu vi còn thế nào trưởng thành? Người đang suy nghĩ gì? kiều ngưng bỗng nhiên dùng nguyên thần chuyển ý biện pháp cùng la quân giao lưu nàng nhìn ra la quân hoang mang la quân liền tại trong não vực cùng kiều ngưng giao lưu nếu như ta là một thân một mình không có bất kỳ cái gì ràng buộc như vậy chết cũng liền chết mặc kệ như thế nào ta đều không có vi phạm bản tâm nhưng lần này ta kém chút hại chết ngươi ta tính cách bên trong có phải hay không có quá lớn thiếu hụt cho nên cần phải sửa lại nếu như ta đối lan kiếm nhất nhiều dễ dàng tha thứ một chút cũng sẽ không có những này hậu quả. Kiều Ngưng nói ra, người khác nghĩ nhiều như vậy, người tính cách là xúc động. Phần này xúc động thật là mang cho người đến rất nhiều tai nạn, nhưng cùng lúc cũng mang cho người đến rất nhiều cơ duyên. Hai cái này là chặt chẽ không thể tách rời, người cho rằng người mỗi một lần nguy hiểm sau cùng đều biến nguy thành an, hoàn toàn là vận khí sao. Liền không có người tính cách thành phần ở bên trong hỗ trợ sao. Là quần lẫm nhiên, hắn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang mang hết thảy đều rộng mở trong sáng đúng a à, tính cách đã hình thành không có cách nào cải biến ta cũng không cho rằng chính ta làm gì sai ta tại sao muốn qua đổi nếu là nghịch bản tâm đó mới được trả bằng mất mỗi lần ta đều biến nguy thành an vậy cũng không chỉ là vận khí càng nhiều là ta nhân mạch đang có tác dụng ta trước đó nếu không xúc động giúp lam tử y lam tử y như thế nào hội tương trợ tại ta ta như không bảo vệ kiều ngưng kiều ngưng như thế nào nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử ta như không chính trực dương cương là lăng tiền bối như thế nào nguyện ý coi trọng tại ta hết thảy hết thảy ta tính cách bên trong tốt hỏng vậy cũng là ta quý giá nhất đồ vật ta không thể nghịch ta bản tâm cái này một cái chớp mắt là quân tâm tư hoàn toàn xác định được hắn không hề hoang mang không hề bàng hoàng kiều ngưng nói ra tựa như lần này chúng ta lại biến nguy thành an Ngươi đoán là bởi vì cái gì? La Quân nói ra, chỉ sợ là Lâm Đại Nhân lá thư này có tác dụng. Không sai, Kiều Ngưng nói ra, đắc tội Lan Kiếm nhất là ngươi quyết định, chẳng lẽ trợ giúp Lâm Đại Nhân đối phó Thiên Sơn Lão Yêu cũng không phải là ngươi quyết định. La Quân đã nghĩ thông suốt, hắn liền nói ra, cảm ơn ngươi, Kiều Cô Nương. Kiều Ngưng cười nhạt một tiếng, lại nói lúc này, cái kia Hoàng Cung đã đạt tới công tôn chính tại hoàng cung huyền trước cửa chính hạ xuống cái này hoàng cung kiến trúc hạo đại mà tinh mỹ rộng rãi mà chắc tuyệt còn chưa tiến vào hoàng cung la quân cùng kiều ngưng liền có thể cảm nhận được hoàng cung hoàng giả uy nghiêm kiều ngưng nhịn không được cảm thán nói ra đương kim hoàng đế quả nhiên là danh bất hư truyền ta tại trước đây thật lâu từng tới hoàng cung khi đó còn không phải đương kim hoàng đế khi đó hoàng cung tại ta tới nói cũng bất quá là phổ thông kiến trúc nhưng bây giờ lại làm cho ta sinh ra không dám ngỗ nghịch tâm tư. Hoàng đế một người chịu uy đến tận đây, quả thực là khủng bố. Cái kia công tôn chính từ tốn nói, kiều cô nương, chúng ta đương kim hoàng thượng chính là thiên cổ nhất đế, tự nhiên không phải còn lại hoàng đế có thể so sánh. Hắn lời nói này rất lợi hại thản nhiên, tuyệt không sợ bị người nghe qua. Lời này thực thật nghiêm trọng, khó mà nói nghe điểm, chính là khinh nhờn hoàng thất liệt tổ liệt tông A. Tiến Hoàng Thành, đầu tiên là một đầu thật dài thông đạo, hai bên đều là tường trắng ngói đỏ. Chuyển qua một chỗ ngoặt, liền gặp phía trước nhất khôn cùng điện. Cái kia khôn cùng điện chính là Hoàng đế cùng đại thần nghị sự địa phương. Tiếp theo, lại đi qua Phụng Thiên Điện, Phụng Thiên Điện chính là Tế Tự Thiên Địa Tổ Tông. Bất quá nghe nói, Hoàng đế từ có tới hay không Tế Tự qua. Lại gặp Vĩnh Cùng Điện, chính Thiên Điện, lại nhìn bên kia chính là Ngự Hoa Viên, tiếp theo là Hậu Cung các loại. Toàn bộ hoàng cung kiến trúc tinh mỹ rộng rãi, đẹp không sao tả xiết. Trong hoàng cung, Ngự Lâm quân, Cấm vệ quân vừa đi vừa về tuần tra, các cung nữ các tổ chức thái giám xuyên tới xuyên lui. Cái này là một bộ tránh thức cổ đại thanh minh thượng hà đồ, hết thảy đều là nghiêm cẩn, chân thực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng đế tại trong thượng thư phòng triệu kiến là quân cùng Kiều Ngưng. Trong thượng thư phòng một gã chất sự lão thái giám thì đứng sau lưng hoàng đế, lão thái giám chân mày buông xuống, tồn tại cảm giác không mạnh. Mà trong thượng thư phòng, là quân cùng kiều ngưng cùng vệ vô kỵ lúc đi vào đợi liền phát hiện Lan Thiên Cơ cũng tại. Tại cái kia thượng thủ trước bàn sách, một tên nam tử ngồi ngay ngắn bên trên. Nam tử này một thân minh trường sam màu vàng, hắn nhìn chừng 30 tuổi, mặt như ngọc. Nam tử này ánh mắt ôn nhuận, chính cầm bút lông tại nghiêm túc viết chữ vệ vô kỵ chính phải quỳ lại, cái kia lão thái giám khoát tay ra hiệu vệ vô kỵ không nên quấy dày. Vệ vô kỵ liền cũng liền không dám thở mạnh. Lan thiên cơ cũng ở một bên, hắn không nhúc nhích. Người này cũng là đương kim hoàng đế, là quân nhìn lấy nam tử kia, trong lòng của hắn nói không nên lời rung động. Hoàng đế này mặc dù không có nói chuyện, nhưng là quân nhưng cũng là không dám thở mạnh. Đồng thời, là quân cũng không có tại hoàng đế trên thân cảm thụ ra quá đại uy nghiêm hoàng đế này nhìn tựa hồ là cái mười phần ôn hòa người. Cũng là tại lúc này, hoàng đế đem bút lông đặt tại trên nghiên mực. Hai tay của hắn chấp dậy giấy tuyên thành, sau đó thổi một hơi, sau cùng mới ngẩng đầu. Mấy vị ái khanh đều đến nha, hoàng đế mỉm cười, nói ra. Chúng thần bái kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế, lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ cung cung kính kính quỷ đi xuống. Dưới loại tình huống này, là quân cùng kiều ngưng không có bất kỳ cái gì dễ dụa cũng quỳ theo xuống dưới. Lại có cốt khí, cái kia cũng không phải ở chỗ này biểu hiện ra cốt khí. Cái kia là muốn chết a. À. Hoàng đế cười nói, Thiên Cơ, Vô Kỵ, hai người các ngươi làm sao mỗi lần đều theo chấm như thế xa lạ, mau dậy đi. Lan Thiên Cơ cùng vệ Vô Kỵ nhân tiện nói, tạ hoàng thượng. Như thế về sau, hai người vừa rồi đứng lên. Có thể hoàng đế cũng không có nói để Kiều Ngưng cùng La Quân đứng dậy a, à, cho nên La Quân cùng Kiều Ngưng y nguyên quỳ. Hoàng đế nhìn la quân cùng kiều ngưng liếc một chút, hắn nhỏ bé nói nói, các ngươi cũng đứng lên đi. La quân cùng kiều ngưng vội vàng tạ ơn, tạ ơn về sau, phương mới đứng dậy. Hoàng đế còn nói thêm, thiên cơ, vô kỵ, các ngươi đến xem chấm chữ này viết thế nào, còn không có trở ngại a. À? Lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ liền đi ra phía trước. La quân cùng kiều ngưng cũng thấy không rõ lắm phía trên kia viết là cái gì. Chỉ gặp Lan thiên cơ tường tận xem xét một trận, sau đó thất sắc quỳ dạp trên đất. Hắn nói ra, hoàng thượng chữ, lão thần đã không có tư cách lời bình, ngài một chữ này đã ủng có vô cùng linh căn, liền cũng có thể tự hiệu triệu đồi núi thiên địa. Thật sao, hoàng đế cười nói với vệ vô kỵ, vô kỵ, người cảm thấy thế nào? Vệ vô kỵ cũng là thất sắc quỳ xuống đất, hắn nói ra, hoàng thượng, chúng thần có thể đi theo ngài dạng này thánh quân, chính là thần chớ đại phúc khí cùng vinh quang A. Là quân cùng kiều ngưng có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này vệ vô kỳ cùng Lan Thiên Cơ đã là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh, có thể hai người kia tại hoàng đế trước mặt, lại là hèn mọn như vậy. Hoàng đế cười cười, nói ra, hai vị ái khanh đứng dậy đi, các ngươi nha, cũng là quá yêu đập chấm mông ngựa. Các ngươi lời nói, chấm không dám tin, hắn đón đến, nói ra, là quân, kiều ngưng, các ngươi tiến lên đây nhìn xem. Là quân cùng kiều ngưng nghe được hoàng đế chuẩn bị hô lên bọn họ tên, trong nháy mắt, hai người lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác hai người ứng thanh là sau đó đi ra phía trước lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ lui qua một bên la quân cùng kiều ngưng cũng liền đứng ở hoàng đế dưới tay lúc này la quân cũng kiều ngưng mới mới nhìn rõ ràng phía trên chữ cái kia chính là một chữ một cái sùng chữ la quân nhìn thấy cái chữ này hắn mới nhìn vẫn không cảm giác được đến thế nào nhưng cẩn thận ngưng tụ thần lập tức liền cảm nhận được núi non trùng điệp tựa hồ đối mặt cái chữ này, tựa như đối mặt núi non trùng điệp. Kiều ngưng sau khi thấy rõ cũng là thất sắc. Hoàng thượng thần uy, kiều ngưng bội phục, kiều ngưng không tự chủ được cúi đầu xuống, chắp tay nói ra. Là quân lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, kiều ngưng, ngươi là rất lợi hại vừa thẳng tính, xưa nay không biết nói trái lương tâm lời nói. Đã ngươi đều nói như vậy, chấm tin ngươi, như vậy đi, sơ lần gặp gỡ, cái chữ này, chấm thì tặng cho ngươi, chính là xem như lễ gặp mặt. Đa tạ hoàng thượng, kiều ngưng quỳ đi xuống. Hoàng đế đem cái kia giấy tuyên thành giao cho phía sau lão thái giám, nói ra, lão thường, người đi đem phiếu bên trên, sau đó lại đến đưa cho kiều ngưng. Vâng, hoàng thượng, lão thái giám tiếp nhận cái kia giấy tuyên thành. Ừm, hoàng đế lại mắt nhìn vệ vô kỳ cùng lan thiên cơ, hắn cười cười, nói ra, hôm nay đột nhiên đem các ngươi gọi tới, cũng không có việc khác tình. Nhu nhiên nước bên kia ra roi thúc ngựa cho chấm đưa một chút hải sản tới, chấm đã để ngự thiện phòng đi làm, chính là hô hai vị ái khanh đến nếm thử tươi. Như vậy đi, hai vị ái khanh đi trước chính mình trong biện chờ một chút, chấm sau đó liền tới. Vệ vô kỵ cùng Lan Thiên Cơ nói ra, vâng, Hoàng thượng. Sau đó, hai người liền cung cung kính kính lui ra ngoài. Đợi cái này sau khi hai người đi, trong thượng thư phòng chỉ còn lại La Quân, kiều ngưng còn có hoàng đế liền cái kia lão thái giám đều đi làm việc không trải qua bên ngoài thư phòng còn có phục thị cung nữ cùng thái giám hoàng đế nhìn một chút kiều ngưng hắn cười một tiếng nói ra kiều ngưng chấm trước sớm cũng đã được nghe nói ngươi danh tiếng thế nào có hứng thú hay không vào triều làm quan chấm cái này triều đình cho tới bây giờ đều là không bám vào một khuôn mẫu chính là nữ nhân cũng có thể làm quan phong tướng kiều ngưng nao nao nàng lập tức nói, hồi hoàng thượng, dân nữ nhất tâm tu hành, cũng không ý này. Mong rằng hoàng thượng không nên trách trách dân nữ. Hoàng đế cười to, nói ra, chấm cũng không phải hôn quân, như thế nào ép buộc. Người không nguyện ý, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tạ hoàng thượng, kiều ngưng hơi khẽ thở vào một cái. Hoàng đế còn nói thêm, tiếp đó, chấm có chút tư mật thoại muốn cùng la quân nói. Chấm hy vọng những lời này không muốn truyền vào người thứ ba trong tai, Kiều Ngưng, ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được thì lưu lại, không thể làm đến thì đi ra ngoài trước, nhưng ngươi như vi phạm chấm lời nói, hậu quả không cần chấm nhiều lời. Kiều Ngưng nói ra, dân nữ như truyền vào người thứ ba trong tai, nguyện thụ hoàng bên trên bất kỳ xử phạt nào. Hoàng đế nói ra, cái kia tốt, hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, biết chấm vì sao lại đột nhiên thấy các ngươi sao. La Quân nói ra, là bởi vì Lâm Đại Nhân tin, Hoàng đế nói ra, có thể nói như vậy, nếu không phải biểu dương tin, chấm còn không có ý thức được ngươi đã đến nơi này. Ngươi biết biểu dương trong thư viết những gì sao? La quân nói ra, thảo dân không biết. Hoàng đế nói ra, hắn hướng chấm tiến cử ngươi, lúc đầu, biểu dương đã mở miệng. Coi như ngươi là bao cỏ, chấm cũng sẽ cho ngươi một cái không tệ nhàn xoa. La quân không biết rõ hoàng đế đến muốn nói cái gì, hắn nhịn không được nói, hoàng thượng, Chẳng lẽ ngài trước kia thì có chú ý thảo dân? Hoàng đế nói ra, tuy nhiên chấm hôm nay là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng là trước kia chấm đã nghe nói qua ngươi. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói ra, thảo dân tựa hồ còn không có lớn như vậy danh khí. Hoàng đế cười một tiếng, nói ra, chấm là nghe môn chủ đề cập qua ngươi. Môn chủ? La Quân kinh ngạc, hắn không biết môn chủ là ai. Kiều Ngưng cũng là kinh ngạc. Hoàng đế nói ra trung hoa đại đế la lăng người đây cuối cùng cũng biết đi la quân nhìn về phía hoàng đế hắn nhịn không được nói ngài hoàng đế nói ra nói ra cũng không sao ta bản tính hiên hiên chính hạo la quân bừng tỉnh đại ngộ hắn nói ra ta nhớ tới trước kia la lăng tiền bối đại sở môn bên trong có một cái trí tuệ vô song quân sư ngài thì là vị nào quân sư hoàng đế cười một tiếng nói ra không sai là ta hắn đón đến nói, chấm đối ngươi, trên mặt cảm tình là mâu thuẫn. Nếu là nhìn phụ thân ngươi La Thiên Nhai, ngươi sớm đáng chết. Năm đó La Thiên Nhai chu sát ta đại sở môn nhiều tên cao thủ, bao quát bụi tỷ cũng chết ở tay hắn. Ta bản tôn thân thể, cũng coi là bị La Thiên Nhai cho hủy. Thù này, chấm cùng môn chủ sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên. La Quân trong mắt lóe lên hận sắc, nói ra, La Thiên Nhai mặc dù là phụ thân ta, nhưng ta đối với hắn mối hận, sẽ không ít hơn ngài. Hiên chính hạo nói ra, đây cũng là ngươi vì cái gì còn sống nguyên nhân, Phải lại, môn chủ cũng nói người bản tính bên trên ngược lại cùng hắn nhất là giống nhau. Ngươi ngược lại là lớn nhất giống con của hắn. La quân nhịn không được nói ra, ngài là lúc nào gặp qua la lăng tiền bối. Hiên chính hạo nói ra, mấy cái tháng trước đi. La quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên chính hạo nói ra, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có cái tầng quan hệ này tại, chấm liền sẽ cho ngươi rất nhiều trợ giúp. La Quân không khỏi ngạc nhiên. Hiên chính hạo nói ra, cái này một mối liên hệ, người cắt không thể cùng người khác nói. Hiểu chưa? Vâng, Hoàng thượng, La Quân nói ra. Hiên chính hạo tiếp tục nói, mỗi người đường, đều cần chính mình qua đi. Người khác là không thể thay người đi, riêng là người đường. Nếu như người bất hạnh trên đường chết hiểu, đó cũng là chúng ta mặc khả nại hà sự tình. Về sau, chấm sẽ cho ngươi một cái quan chức. Người có công, chấm hội thưởng, từng có cũng sẽ phạt. Việc phải làm làm không tốt, đuổi đi ngươi cũng không phải là không được. Là quân tâm tình đã rất là khác biệt, hắn đột nhiên cảm thấy hoàng đế cùng hắn có như vậy một tia cảm giác thân thiết. Thảo dân nhất định dốc hết toàn lực. Hiên chính hạo nói ra, ừm, um, cứ việc tự mình, ta đem ngươi trở thành làm vãn bối. Nhưng là cho dù tự mình, ngươi vẫn là bảo đảm giữ bổn phận đi. Chấm không muốn ngoại nhân biết cái này một mối liên hệ. La Quân nói ra, vâng, Thảo Dân minh bạch. Hiên chính hạo theo rồi nói ra, người biết chấm tại sao phải nói cho người biết những này sao. La Quân sướng sờ một chút, sau đó như nói thật nói, Thảo Dân không biết. Hiên chính hạo nói ra, thật sự là đồ ngu, chấm là muốn để người biết, rất nhiều chuyện, người có thể buông tay đi làm. Bởi vì sau lưng ngươi còn có chấm tại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên chính hạo còn nói thêm, quan trọng hơn là, đây là môn chủ bàn giao sự tình. Cho nên, chấm nhất định phải chi tiết làm tốt. Là quân nhịn không được nói ra, hoàng thượng, ngài bây giờ đã là thiên cổ nhất đế, như vậy tại trong lòng ngài, La Lăng tiền bối đến là một cái vị trí nào đâu? Thảo dân cả gan, còn mời hoàng thượng chớ trách. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, hoàng đế chi vị, đối chấm tới nói, liền như cỏ rác. Sở dĩ sẽ làm nhiều như vậy, hội tại trên vị trí này, Vẹn vẹn vì giúp môn chủ vượt qua hắn Ma Kiếp. La Quân cùng Kiều Ngưng thân thể chấn động. La Quân không nhịn được nghĩ, đến La Lăng tiền bối lớn bao nhiêu nhân cách mị lực a, lại có thể để hoàng thượng nhân vật như vậy vì hắn cam nguyện cúi đầu xem như trẻ con trâu. Các ngươi đi xuống đi, ngày mai chấm sau đó chỉ cho ngươi phong quan viên." Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra. La Quân nói ra, "Hoàng thượng, thảo dân còn dự định về trước một chuyến thế giới bao la." Hiên Chính Hạo nao nao sau đó hắn nói ra không sao người quan chức là cái nhàn chức người đi hướng bất kỳ địa phương nào chấm cũng không hẹn buộc ngươi bất quá nếu là có trọng yếu việc phải làm chấm sẽ cho ngươi cơ hội đa tạ hoàng thượng la quân một gối quỳ xuống nói ra hiên chính hạo nói ra ừm đi xuống đi trên thực tế hiên chính hạo là đến từ thế giới bao la mà la quân cũng là đến từ thế giới bao la như loại này quỳ xuống nghi thức xã giao ban đầu vốn cũng không tất yếu nhưng Hiên Chính Hạo cũng không muốn tận lực, hắn là sợ La Quân như không quỳ xuống, sẽ có vẻ phá lệ đặc thù. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng rời đi hoàng cung. Rời đi hoàng cung về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng buông lỏng một hơi. Nhưng Kiều Ngưng vẫn là có rất nhiều không hiểu phương, nàng nói ra, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Môn chủ là ai, La Lăng là ai, các ngươi đều là đến từ thế giới bao la? La Quân nói ra, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ chân nơi này nói chuyện không tiện lắm kiều ngưng nói ra tốt trong hoàng cung lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ bồi tiếp hoàng đế dùng bữa hoàn tất về sau hoàng đế liền đi nghỉ ngơi để lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ tự hành trở về lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ ra hoàng cung sau đó vệ vô kỵ bên trên lan thiên cơ trong xe ngựa xe ngựa hướng phía trước chạy bánh xe ép lấy đá xanh trải phát ra có quy luật thanh âm bầu trời mây đen một mảnh tựa hồ muốn trận tiếp theo mưa to. Trong xe, Lan Thiên Cơ nhắm mắt ngưng thần. Vệ vô kỵ từ tốn nói, Thiên Cơ huynh, thánh thượng hôm nay là có ý gì, người rõ ràng sao? Lan Thiên Cơ nói ra, thánh thượng cái này một cái sùng chữ, đã cũng là đang chấn nhiếp chúng ta. Thánh thượng tu vi, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Người ta là tuyệt đối không bằng, nhưng là, thánh thượng hôm nay lại không nói gì, càng không trách trách chúng ta. Đây là ý gì, hẳn là vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là thánh thượng biết rõ nói chúng ta hết thảy tiểu động tác, hắn chỉ là không nói mà thôi. Cũng là đang cảnh cáo chúng ta, muốn chúng ta giữ bổn phận. Không nói, chỉ là không muốn mọi người lẫn nhau khó chịu. Vệ vô kỵ nói ra, thánh thượng tâm tư cùng thủ đoạn, thật sự là khó mà phỏng đoán. Chúng ta lần này thật là tự cho là thông minh, hắn đón đến, nói ra, chỉ là không biết cái này là quân một tiểu nhân vật, tại sao lại đạt được thánh thượng coi trọng chẳng lẽ thì bởi vì hắn là thiên mệnh vương có thể thiên mệnh vương lại như thế nào chúng ta sát thiên mệnh vương còn thiếu sao lan thiên cơ nói ra chúng ta làm thần tử chính là hết thảy lấy thánh thượng ý chỉ làm tôn chỉ như thế làm việc đương nhiên sẽ không sai sao tốt đến ngông cuồng hiểu rõ thánh ý đâu tốt ga người lão hồ ly này vệ vô kỵ liền cũng liền cái gì cũng không nói sau một lúc lâu vệ vô kỵ còn nói thêm vậy ngươi còn phải lại đối phó la quân sao thánh thượng cứu người ra ta như lại dám đối phó chẳng phải là đang tìm cái chết sao lan thiên cơ nói ra cái kia ngươi có muốn hay không qua lôi kéo la quân thiếu niên này vệ vô kỵ hỏi lan thiên cơ nói ra thánh thượng ghét nhất chúng ta làm thần tử kéo bè kết phái vẫn là không muốn tự cho là thông minh tốt vệ vô kỵ nói ra ai chiều này bên trong sự tình thật sự là quá mức phức tạp may mắn ta đã bước ra đi ra lan thiên cơ nói ra trong chiều có ý hướng bên trong phiền não, nhưng cũng có trong chiều chỗ tốt. Cái kia ngược lại là, vệ vô kỵ nói ra, La Quân cùng Kiều Ngưng trở lại trong khách sạn. Kiều Ngưng tại La Quân trong phòng trước đợi, nàng là giang hồ nhi nữ, cũng không sợ cái gì lời đàm tiếu, ngoại nhân ánh mắt. La Quân đi qua một phen đơn giản tự thuật về sau, liền nói ra, sự tình chính là như vậy. Kiều Ngưng cũng đại khái giải hoàng đế hiên chính hạo cùng thế giới bao la quan hệ, La Quân nói tiếp, muốn nói Hoàng thượng, năm đó hắn tại thế giới bao la thời điểm, nghe nói hắn còn không có gì tu vi thời điểm, cũng đã kém chút để Trung Hoa Đại Đế La Lăng tiền bối thất bại. Không phải La Lăng tiền bối trên thân có một cái gọi là làm Long Ngọc bảo bối, lúc ấy giải độc, không phải vậy lời nói, La Lăng tiền bối sớm liền chết tại quân sư trên tay. Về sau cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không biết, chỉ biết là Hoàng thượng liền đến La Lăng tiền bối trận doanh. Thay La Lăng tiền bối chấn thủ đại sở môn, khi đó đại sở môn, cho dù là La Lăng Tiền Bối không tại, cũng không có người dám phạm. Muốn nói đến quyền mưu thiết kế, hoàng thượng tại thế giới Bao La bên trong thì chưa từng gặp qua địch thủ. Liền La Lăng Tiền Bối ở phương diện này cũng không là đối thủ. Là quân lớn nhất rồi nói ra. Kiều Ngưng nói ra, hoàng thượng thủ đoạn bây giờ cũng không ai dám không phục. Nàng đón đến, nói ra, tuy nhiên người bây giờ có hoàng thượng tầng này quan hệ vi diệu, nhưng ngươi cũng không thể ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu hoàng thượng cũng tuyệt không phải ngươi sở chứng kiến như vậy hòa ái la quân nói ra cái này ta đương nhiên minh bạch ta thậm chí minh bạch hoàng thượng cùng la lăng tiền bối là có ý muốn để ta trưởng thành đối phó la thiên nhai la thiên nhai kiều ngưng nói ra phụ thân ngươi ngươi cha ruột sao chuyện này là sao nữa la quân đối kiều ngưng cũng không giấu giếm hắn nói ra người biết thế giới bao la tứ đế sao Kiều Ngưng nói ra, ta nghe qua một chút, bất quá không có cẩn thận giải. La Quân liền đem chân tướng, hắn trước giảng tứ đế. Cũng giảng Trung Hoa Đại Đế cùng Ma Đế ở giữa quan hệ, sau cùng lại giảng chính mình cùng Ma Đế ở giữa ân oán. Đoạn chuyện cũ này một khi nói ra, La Quân liền cảm giác vết thương bị đẫm máu xé mở. Đây là hắn lớn nhất tự ẩn đồ, vật, nếu không phải Kiều Ngưng, hắn là đoạn sẽ không nói ra. Kiều Ngưng nghe xong không khỏi chấn kinh, nàng nói ra, không nghĩ tới người còn có dạng này một đoạn bi thảm thân thế. La Quân nói ra, còn có rất nhiều chuyện, có cơ hội, ta có thể đều nói cho ngươi nghe. Kiều Ngưng nói ra, ngươi nói chúng hòa đại đế cùng hoàng thượng là có ý để ngươi tới đối phó phụ thân ngươi, đúng hay không? La Quân nói ra, La là Lăng tiền bối chưa bao giờ che giấu qua cái ý này đồ, mà ta cũng xác thực cần muốn trưởng thành. Bởi vì coi như tương lai ta không hợp nhau La Thiên Nhai, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta cái này kết, không giải được. Kiều Ngưng nói ra, Hoàng thượng bây giờ có được tứ hải, thủ hạ cao thủ vô cùng vô tận. Trung Hoa Đại Đế cũng là quan tuyệt thiên hạ tồn tại, bọn họ muốn giết La Thiên Nhai, còn cần dùng ngươi sao? Chính bọn hắn chẳng lẽ giết không La Thiên Nhai? La Quân nói ra, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là La Thiên Nhai công pháp đặc thù, năm đó thần đế cùng Trung Hoa Đại Đế đồng loạt ra tay cũng không thể giết La Thiên Nhai, chỉ là đem hắn chân áp tại Thái Sơn tựa hồ là bọn họ cũng còn không tìm được giết chết la thiên nhai biện pháp cho nên bọn họ muốn lợi dụng ngươi tìm đến ra biện pháp kiều ngưng nói ra có lẽ la quân nói ra kiều ngưng nói ra nhưng la thiên nhai lại có mọi loại không phải cuối cùng cũng là phụ thân ngươi ngươi cũng không thể giết hắn đi ta không nghĩ tới giết hắn ta chỉ là muốn để hắn qua mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm la quân nói ra kiều ngưng nói ra đã ngươi cũng không có ý định giết La Thiên Nhai, người hoàng thượng kia cùng Trung Hoa Đại Đế bồi dưỡng ngươi là có ý gì? La Quân nói ra, La là Lăng tiền bối đối đãi ta là chân thành, hắn không có che giấu qua hắn ý nghĩ trong lòng. Chỉ ít, ta qua bức bách La Thiên Nhai, đối với La Thiên Nhai đã kích rất lớn. Mặt khác, La là Lăng tiền bối hòa hoàng bên trên phía sau còn có thâm ý gì, ta đây lại là không rõ lắm. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, có lẽ, tương lai ngươi trưởng thành, có thể giúp được bọn hắn cái gì? Có lẽ bọn họ tại hạ một bàn rất lớn cờ, ngươi là bên trong một con cờ quan trọng. La Quân nói ra, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta thật là cần muốn cường đại lên. Kiều Ngưng gật gật đầu. Đúng, tiếp xuống ngươi là dự định như thế nào? Kiều Ngưng hỏi. La Quân nói ra, ngày mai trước tiếp chỉ, tiếp chỉ về sau qua đưa tin, đưa tin hoàn tất về sau, chúng ta lại đi tìm Tô Yên Nhiên. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, thiên trì các cũng thật giống là hoa lâu bên trong cô nương, chỉ cần ngươi không có giá trị lợi dụng, tùy thời đều có thể trở mặt không quen biết. La Quân cũng cười, nói ra, thiên trì các là làm ăn địa phương, theo người làm ăn, cũng không tốt đàm cảm tình. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Kiều Ngưng ngay tại trong khách sạn đợi. 10 giờ sáng, tuyên chỉ thái giám đúng giờ đến đây. Cái kia tuyên chỉ thái giám cũng không có giống chống khua chiên chỉ là cưới khoái mã mà đến. Tuyên chỉ thái giám đến La Quân trong phòng, liền để La Quân quỳ xuống tiếp chỉ. La Quân thành thành thật thật quỳ xuống, cái kia tuyên chỉ thái giám tặng hắng một cái, liền thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm văn công tử La Quân thông minh có thừa, văn võ song toàn, đặc biệt phong công tử La Quân vì thiếu uy tướng quân, quan viên bái tứ phẩm, khâm thử. Thảo dân tạ ngô hoàng đại ân, ngô hoàng vạn tuế. La Quân trong lòng chấn kinh, ngoài miệng nói như vậy. Cái kia tuyên chỉ thái giám liền đem thánh chỉ giao cho la quân trong tay, la tướng quân, ngài về sau có thể cũng không phải là thảo dân, chính là ta đại khang mệnh quan triều đình. Hắn đón đến, nói ra, ngài cần tại trong vòng ba ngày, cầm cái này thánh chỉ đến lễ bộ đi một chuyến. Lễ bộ hội sắp xếp cho ngài hết thảy. Vâng, nhiều tạ công công, la quân nói xong liền rất lợi hại thức thời móc ra trăm lượng hoàng kim, công công, tiểu chút lòng thành, mong rằng vui vẻ nhận cái này, là tướng quân, người cái này là ý gì, cái này có thể tuyệt đối không ổn. Chúng ta làm nô tài, vì hoàng thượng làm việc, chính là thiên kinh địa nghĩa, há có thể còn thu ngươi tốt chỗ. Không thể không có có thể, tuyên chỉ thái giám liền liền nói. Là quân cưỡng ép đưa qua qua, hắn nói ra, đây là ta một điểm tâm ý, ta có chủ tâm muốn cùng công công làm người bằng hiếu. Công công, ngài nếu là không thu, chính là xem thường ta. Cái kia tuyên chỉ thái giám liền nói ra, Tốt à, nô tài lại sao dám xem thường La tướng quân ngài đây?" Hắn thu hoàng kim, sau đó liền nét mặt vui cười rời đi. La quân lập tức liền cầm thánh chỉ đi gặp Kiều Ngưng. Đóng cửa phòng về sau, La quân nói ra, "Hoàng thượng thật đúng là phong ta một cái tướng quân, vẫn là tứ phẩm tướng quân. Quan này thật là không nhỏ, ta nhớ được Lan Đình Ngọc cùng Lan Kiếm Nhất cũng là tứ phẩm quan giai." Cái này rất rõ ràng, Kiều Ngưng nói ra, hoàng thượng là cố ý đưa người phóng tới cùng Lan Đình Ngọc, Lan Kiếm nhất đồng dạng địa vị. La Quân nói ra, chỉ là như vậy để bà tại ta, không sẽ chọc cho triều đình chỉ trích sao. Kiều Ngưng nói ra, người cảm thấy hoàng thượng sẽ quan tâm triều đình chỉ trích sao. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Kiều Ngưng tiếp lấy cười một tiếng, còn nói thêm, ta đoán chừng, thiên trì các chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Giờ phút này lại tìm ngươi, chỉ sợ là muốn đổi một bộ sắc mặt lần này tuy nhiên khó khăn chắc chở không nhỏ nhưng cuối cùng ngươi vẫn là nhân họa đắc phúc nếu không phải là như thế ngươi muốn đi đến một bước này bằng vào đi theo lan kiếm nhất đó là cả một đời cũng đừng hòng la quân khóe miệng nhịn không được liên lụy ra vẻ tươi cười tới thành cũng là bởi vì chính mình tính cách bại cũng là bởi vì chính mình tính cách làm người làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm còn sinh tử làm gì như vậy nhìn không ra đâu la quân cẩn thận hồi tưởng hắn từ tiến vào Vân Thiên Tông bắt đầu. Tuy nhiên cái này xúc động tính cách trêu ra không ít tai họa, nhưng tựa hồ cũng là bởi vì này mà một đường tại đi về phía trước. Giờ khắc này, là quân hoàn toàn tiêu tan. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, người khác kinh nghiệm thủy chung là người khác kinh nghiệm. Coi như Lăng Vân Phong thành công, có thể chưa chắc chính mình giống như Lăng Vân Phong nhẫn nhục liền có thể thành công. Mỗi người thành công hình thức đều là không thể phục chế. Kiều Ngưng suy đoán không sai là, sau 2 giờ, Thiên Trì Các bên kia chủ động phái người tới cùng La Quân liên hệ. La Quân cũng là không già mồm, hắn cùng Kiều Ngưng liền đi một chuyến Thiên Trì Các. Ở Thiên Trì Các trong thư phòng, vẫn là Tô Yên Nhiên tiếp kiến La Quân cùng Kiều Ngưng. La Quân cũng không xí diện, hắn đối Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, không biết lần này tìm ta, Yên Nhiên ngươi là lấy bằng hữu thân phận vẫn là Thiên Trì Các thân phận. Tô Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm qua gặp ngươi là bằng hữu thân phận. Hôm nay tìm ngươi, là thiên trì các thân phận. Nàng đón đến, nói ra, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy ta tội yên nhiên nhân phẩm có vấn đề a à. La quân nói ra, không biết, nếu là ngươi nhân phẩm có vấn đề, ta cũng sẽ không đem thần đan phó thác cho ngươi. Tội yên nhiên nói ra, ngươi không nói ta còn kém chút quên, đã ngươi hiện tại đã không có việc gì. Như vậy thần đan trả lại cho ngươi. La quân cũng không cự tuyệt, hắn tiếp nhận thần đan về sau, lại bỏ vào giới tu di bên trong. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta đều không nghĩ tới, lần này ngươi lại có thể biến nguy thành an, hơn nữa còn đạt được hoàng đế sắc phong. Xem ra ngươi cách kế hoạch chúng ta lại tiến lên một bước dài. La Quân nói ra, kế hoạch gì, ta có thể không rõ lắm. Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, làm ăn là làm ăn, ta không phải nhằm vào ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, ta biết, bất quá ngươi bây giờ thái độ này không nhận nợ có thể là không được a. À? dù sao, ngươi là bắt chúng ta thần đan, mà lại, việc này cũng không phải ngươi lui hoàn thần đan là được rồi. Thần đan ta sẽ không lui, là quân nói ra, tuy nhiên thiên chỉ các đem hết thảy cũng làm thành sinh ý, nhưng hôm qua, các ngươi cũng coi ta là thành người chết. Hôm nay ta sống tới, các ngươi liền trực tiếp nói chuyện hợp tác. Thật có lỗi, ta không hợp tác, mà lại, ta cũng không sợ các ngươi thiên chỉ các tới đối phó ta. Ta hiện tại là mệnh quan triều đình, có gan các người thì tới giết ta nhìn xem thánh thượng có thể hay không tùy ý ta chết đi như thế tô yên nhiên không khỏi cười khổ nàng nói ra là quân người thật sự là càng ngày càng tinh là quân cười cười nói ra vậy cũng không thể một mực bị các ngươi xem như dê béo không phải sao tô yên nhiên nói ra chúng ta vẫn là đường đường chính chính nói chuyện làm ăn đi là quân nói ra ta vẫn luôn là rất lợi hại nghiêm túc đang nói. Kiều Ngưng ở một bên cũng không xen vào, nói đến nói chuyện làm ăn, nàng có thể không thông thạo. La Quân còn nói thêm, ta hiện tại chính được thánh sủng, đi theo hoàng thượng, không có là cái gì là không thể nào. Ta vì cái gì còn muốn theo thiên chỉ các lăn lộn cùng một chỗ. Nếu là hoàng thượng không thích, vậy ta chẳng phải là tự hủy tương lai. Chỉ sợ cho đến lúc đó, thiên trì các cũng sẽ không cứu ta. Tô Yên Nhiên nói ra, là quân, người quá ngây thơ la quân nói ra ồ tô yên nhiên nói ra muốn tại hoàng thành đứng vững gót chân ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể a à. lan đình ngọc sau lưng đều có quý tộc tài đoàn đang ủng hộ không phải vậy lời nói hắn lấy cái gì tiền đến đả thông quan hệ chỗ của hắn có tình báo có thể nói hắn nếu không có phía sau duy trì ra ngoài là không làm được sự tình trong chiều muốn hắn chết muốn đảo hắn loạn quá nhiều người một mình ngươi thế đơn lực bạc nếu là phía sau không có cường đại duy trì, người cho rằng người có thể đi lâu dài. Không sai, người trước mắt là đến hoàng thượng coi trọng. Nhưng khi người việc phải làm không làm được thời điểm đâu. Người luôn có gặp được ngăn trở thời điểm, cho đến lúc đó, người thế lực sau lưng thì có thể phát huy tác dụng. Không phải vậy lời nói, tất cả mọi người sẽ lập tức đưa người dẫm đến vạn kiếp bất phục. Là quân nói ra, hợp tác với các ngươi, cái này chỉ sợ là không thể gạt được hoàng thượng ta không muốn phạm hoàng thượng kiêng kỵ. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta cũng không phải là muốn phản đối hoàng đế, cũng không phải muốn làm phản. Chỉ bất quá, chúng ta có đôi khi cần một chút tình báo, là liên quan tới hoàng thượng. Bảo trì tin tức thông suốt, đây mới là chúng ta sinh ý chi đạo. Hoàng thượng cho dù là biết một chút, nhưng chỉ cần ngươi đem việc phải làm xử lý xinh đẹp, hắn cũng sẽ đối với chuyện này mở một con mắt, nhắm một con mắt. Người hoàng thượng kia là sao không để cho các người phái người khác tiến vào hắn ánh mắt. La quân nói ra. Tô yên nhiên nói ra, bởi vì bọn hắn bản sự không chiếm được hoàng thượng coi trọng, nhưng người có thể a. À. La quân trong lòng tất nhiên là có so đo. Hắn cũng biết, thiên trì các tố cầu cũng không phải là hoàng thượng kiêng kỵ, mình tại bên trong chỉ nên nắm chắc tốt độ, vậy liền cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao, tại triều chính bên trong, mỗi một cái đại thần phía sau, đều sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người là quần cư động vật, bọn họ đều hiểu được như thế nào kiến tạo chính mình thế, như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Bất kỳ một cái nào quan viên, nếu như hắn là độc lập, không theo bất luận kẻ nào sang bên. Như vậy dạng này người, khẳng định là đợi không lâu. Trong triều đình có triều đình quy tắc, người không theo trò chơi quy tắc đến, vậy ai đùa với ngươi? Là quân nhìn tôi yên nhiên liếc một chút, hắn nói ra, nếu là nói chuyện làm ăn, chỗ tốt kia đâu. Tô yên nhiên nào nào, nàng nói ra, những vật này, trước đó không đều là đàm được không? La quân nói ra, mỗi thời mỗi khác. Hôm qua thiên chỉ các tuyệt tình, La quân nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đây. Cho nên hiện tại, hắn không có gì tốt cùng thiên chỉ các nương tay. Tô yên nhiên nói ra, La quân, người đừng quên, người muốn về thế giới bao la, còn muốn dựa vào chúng ta đây. La quân nói ra, các người có thể cự tuyệt ta, ta lại nghĩ biện pháp là được." Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nàng nói ra, "Vậy ngươi còn muốn cái gì?" La Quân nói ra, "10 cái thần đan." Tô Yên Nhiên không khỏi thất sắc. Một bên Kiều Ngưng cũng là bị kinh ngạc. Tô Yên Nhiên trầm giọng nói, "La Quân, ngươi yêu cầu này quá phận. Thần đan cũng không phải rau cải trắng, không có khả năng lập tức cho ngươi nhiều như vậy." La Quân nói ra, "Đúng, cho chẳng phải giải thể, mà lại không có thương lượng. Sau đó, La Quân đứng lên, hắn nói với Kiều Ngưng, chúng ta đi. Kiều Ngưng cũng liền đứng lên. La Quân cùng Kiều Ngưng rất nhanh liền rời đi Thiên Chỉ Các, chỉ còn lại có tôi yên nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Ra Thiên Chỉ Các về sau, Kiều Ngưng nhịn không được nói ra, 10 cái thần đan, điều đó không có khả năng. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, vậy ta thì mặc kệ, ta nói qua, Thiên Chỉ Các ưa thích làm ăn vậy ta thì cùng bọn hắn hảo hảo làm ăn thiếu nợ ta luôn có một ngày để bọn hắn cả gốc lẫn lãi trả lại kiều ngưng nói ra bọn họ sẽ không đáp ứng la quân nói ra không đáp ứng thì dẹp đi đi dù sao ta hiện tại cũng không cần thấp kém cầu lấy bọn hắn kiều ngưng nghĩ cũng phải nàng nói ra vậy sao ngươi về thế giới bao la la quân nói ra ngươi nói ta muốn là mời hoàng thượng hỗ trợ đâu kiều ngưng lập tức nói nghĩ gì thế ngươi thật đem hoàng thượng xem như là bằng hữu của ngươi. Ngươi không muốn lầm, Lan Thiên Cơ những người kia đi theo hoàng thượng lập xuống công lao hãn mã, nhưng bọn hắn tại trước mặt hoàng thượng thế nhưng là thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bản phận, không dám có nửa phần lãnh đạm. Từ một điểm này bên trên, ngươi nên nhìn ra, hoàng thượng cũng không phải là hắn mặt ngoài biểu hiện khách khí như vậy. Ngươi tốt nhất quên hoàng thượng thân phận chân thật, từ tâm lý đem hắn liền xem như là hoàng thượng. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ có đại phiền toái. La Quân trong lòng run lên, hắn nghiêm nghị nói ra, ngươi lời nói nhắc nhở ta, ta kém chút đắc ý phong hình. Kiều Ngưng nói ra, muốn về thế giới Bao La, trọng yếu nhất là cần phải có trận pháp cứ điểm, hình thành trùng động vượt qua. Loại này cứ điểm, Vũ Hóa môn, Vân Thiên Tông, Ma môn đều có. Hoàng thượng khẳng định cũng có, Thiên trì Các cũng có. Mặt khác, ta biết một người bạn, hắn hẳn là có trận pháp này cứ điểm. Nếu như thực sự không được, chúng ta phải đi tìm người bạn kia. La Quân nói ra, được. Kiều Ngưng nói ra, tốt, ta hiện tại muốn về khách sạn nghỉ ngơi, cũng gấp rút luyện chế tiểu long. Ba đồ cũng phải nuôi nấng, người đi trước bận biểu người sự tình đi. La Quân nói ra, tốt. Hắn dưới mắt liền quyết định đi trước lễ bộ đưa tin. Trong Hoàng Thành, các bộ san sát, cũng các tổ chức. La Quân rất nhanh liền đến lễ bộ, cái kia lễ bộ quan viên khách khí tiếp đãi La Quân đồng thời thiếu uy đem quân quan phục quan mạo quan ấn thủ lệnh toàn bộ đều giao cho la quân trong tay la quân là lần đầu tiên vào triều làm quan cho nên cũng có chút mộng hắn hỏi cái kia quan viên nói ra ta mỗi ngày cần phải làm những gì muốn thượng triều sao cái kia quan viên cười một tiếng nói ra tiểu tướng quân như bọn ngươi từ hoàng thượng đặc biệt phong tướng quân bình thường là không cần vào triều la quân nói ra ách vậy ta phải làm những gì còn có ta cần văn phòng sao quan viên nói ra không cần là quân có chút mắt trợn tròn nói ra vậy ta chức vụ cụ thể là làm gì quan viên có chút khó khăn nói ra cái này tiểu tướng quân chúng ta cũng không biết a à. bởi vì hoàng thượng không có đã thông báo ngươi chức vị trước mắt là treo ở chúng ta lễ bộ bên này mỗi tháng bổng lộc cũng là phát đến lễ bộ lễ bộ tái phát đến trong tay ngươi là quân sờ sờ hàm dưới tâm hắn nghĩ Thật đúng là cái nhàn trước a. Ta có hay không tướng quân phủ?" La quân hỏi. Quan viên nói ra, "Cái này không có. Ngay cả Lan Đình Ngọc tướng quân còn có lan kiếm nhất những này tiểu tướng quân, hết thảy đều là không có tướng quân phủ. Chỉ có đại tướng quân mới có thể có tướng quân phủ." La quân nói ra, "Vậy ta ở chỗ nào?" Quan viên nói ra, "Ách, tiểu tướng quân, ngươi nếu là không có chỗ ở, chúng ta lễ bộ có thể cho ngươi an bài." bất quá dừng chân điều kiện khả năng không tốt lắm là quân nói ra tốt ta minh bạch sau đó là quân liền chuẩn bị rời đi cái kia quan viên nói ra tiểu tướng quân người mỗi ngày đều muốn tới lễ bộ đến báo cái chuẩn bị ký cái đến nếu như có chuyện không thể tới cũng cần báo cáo ở nơi đó càng là muốn nói rõ dạng này vạn nhất có chỗ triệu hoán mới có thể tìm được tiểu tướng quân ngài là quân nói ra tốt ta biết rời đi lấy bộ về sau la quân tướng quan phục chờ một chút bỏ vào giới tu di bên trong hắn có chút mộng mặc dù là khi mệnh quan triều đình vẫn là cái tứ phẩm nhưng là giống như giống như theo không có khi không có chơi khác nhau a à. la quân không biết là hắn đã trở thành hoàng thành một cái kỳ tích nhân vật tất cả quyền quý đều đang nghị luận la quân tất cả mọi người không hiểu cái này đặc thù thanh niên vì sao lại đột nhiên xuất hiện còn được đến hoàng thượng coi trọng cái này đến là tại phóng thích tín hiệu gì cũng không ai biết được. Mà lại, hoàng thượng cho La Quân an bài vẫn là nhàn chức, bởi như vậy, hoàng thượng an bài lại khiến người ta cảm thấy ý vị thâm trường. Cho nên, hoàng thành đông đảo quyền quý trước đều lựa chọn bàng quan. Đương nhiên, cũng sẽ có kẻ đầu cơ đến nịnh bợ La Quân, muốn cùng La Quân giữ gìn mối quan hệ. Đầu năm nay, Vĩnh Viễn không thiếu khuyết gan lớn cùng yêu mạo hiểm. La Quân tại vào lúc ban đêm liền thu đến thiên trì các mời tại là la quân cùng kiều ngưng lại chạy tới thiên trì các kiều cô nương người đoán thiên trì các lần này mời chúng ta qua là không biết có chuyện gì la quân hướng kiều ngưng cười hỏi kiều ngưng trầm ngâm một cái chớp mắt nói ra sẽ không phải thiên trì các định cho ngươi mười cái thần đan a à. la quân nói ra không phải là không có khả năng này nha kiều ngưng nói ra nếu như là thật vậy liền quá điên cuồng la quân mỉm cười tới thiên trì các về sau Tô Yên Nhiên vẫn là trong thư phòng gặp La Quân. Kiều Ngưng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đây là Tô Yên Nhiên quyết định. Trong thư phòng, Tô Yên Nhiên trịnh trọng nói với La Quân, La Quân, đi qua chúng ta phía trên thận trọng cân nhắc cùng quyết định, người muốn 10 cái thần đan, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. La Quân cũng không thế nào giật mình, hắn chỉ là cười một tiếng. Tô Yên Nhiên đồng thời nghiêm mặt nói ra, La Quân, 10 cái thần đan, đây đối với thiên chỉ các tới nói, cũng không phải là một cái tiểu quyết định. Làm ngươi cầm tới cái này 10 cái thần đan thời điểm, ngươi thì phải hiểu, cái này đối với ngươi mà nói, ý vị cái gì. Thiên chỉ các tuy nhiên không nguyện ý đối địch với triều đình, nhưng ngươi như dám lừa gạt thiên chỉ các, như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, thiên chỉ các đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây cũng không phải là tại đùa giỡn với ngươi. La Quân nói ra, ta minh bạch. Tô Yên Nhiên nói ra, 10 cái thần đan, Cầm đi đi." Nàng nói xong liền đem một cái hộp gấm đưa hiện lên đến La Quân trước mặt. La Quân tiếp nhận hộp gấm, trong lòng của hắn ngược lại không có kích động như vậy. Hết thảy, tựa hồ cũng đã nắm trong lòng bàn tay. "La Quân, ta lấy bằng hữu thân phận khuyên bảo ngươi một câu, tuyệt đối không nên chơi với lửa có ngày chết cháy." Lần này, thiên chi các tuyệt đối là nghiêm túc, Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, "Ta minh bạch, bất quá" Ta Tuyệt sẽ không làm phản bội hoàng thượng sự tình, điểm này cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Thần đan trọng yếu đến đâu, cũng không kịp mệnh ta trọng yếu. Tô Yên Nhiên nói ra, cái này phân tắc, chúng ta sẽ đem nắm. La Quân sau đó lại cười một tiếng, nói ra, như vậy, cái này thần đan coi như đã là ta đúng không? Tô Yên Nhiên nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta muốn xử trí như thế nào đều được. Đúng, Tô Yên Nhiên nói ra. Là Quân ngay sau đó lấy ra một cái thần đan, hắn nói ra tặng cho ngươi. Là Quân là đưa hiện lên cho Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên không khỏi sửng sốt, nàng nhất thời cũng có chút cả lâm, nói đưa cho ta. Là Quân nói ra người tu vi cách cửu trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước, cầm đi đi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra thật đưa cho ta. Là Quân nói ra chẳng lẽ ta sẽ còn mở cái này trò đùa sao? Tô Yên Nhiên nói ra tuy nhiên ngươi bây giờ có 10 cái thần đan, nhưng là ngươi cũng đừng nó xem như phàm phẩm đến xử lý. Nó chân quý, ngươi hẳn là biết được. La Quân nói ra, ngươi thì chưa nói nhảm nhiều như vậy, ta không phải muốn lấy lòng ngươi. Thuần túy coi ngươi là bạn mà thôi, ta hiện tại cũng không cần định nọt thiên chỉ các bất luận kẻ nào. Bởi vì ta rõ ràng biết, cùng thiên chỉ các giao dịch, chỉ có lợi ích hai chữ. Bộ cái gì giao tình, đều là hư. Tô Yên Nhiên hít sâu một hơi, nói ra, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Nói xong, nàng đem cái viên kia thần đan mà trịnh trọng nhận lấy. La Quân còn nói thêm, ừm, um, giúp ta tìm đại ca, nhị ca bọn họ sự tình, người giúp ta lưu ý thêm. Một khi có gì cần trợ giúp, các ngươi lập tức hành động. Về sau, ta hội hồi báo. Tô Yên Nhiên nói ra, cái này không có vấn đề. La Quân còn nói thêm, còn có, ngày mai ta thì về thế giới bao la, người giúp ta chuẩn bị một chút. Tô Yên Nhiên nói ra, tốt, nàng đón đến, nói, trở về bao lâu, đúng, về sau ta thì thường chú Hoàng Thành bên này, đây là phía trên ý tứ, ta là chuyên môn phụ trách ngươi. La Quân không khỏi kinh ngạc, hắn nói ra, ta trở về đại khái một tháng. Đúng, các ngươi vì sao lại đối ta để ý như vậy, chẳng lẽ là sợ Hoàng Thượng hội đối với các ngươi thiên trì các bất lợi. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên trì các có thể lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình sinh tồn chi đạo. Mà lại, Đường Kim Hoàng đế chính là Thiên cổ nhất đế. Tâm hắn nghĩ, chúng ta thực sự khó mà phỏng đoán. Cho nên, chúng ta không thể làm cái mắt mù, tại cái này hoàng thành, một cái sơ sẩy liền sẽ thịt nát xương tan. Chúng ta thiên chỉ các tuy nhiên có thực lực đối mặt hết thảy nguy hiểm, nhưng là đối mặt hoàng đế, chúng ta thực sự không nguyện ý đi đến ngọc đá cùng vỡ một bước nào. Hoàng đế thực lực quá kinh khủng, ngươi hiểu chưa? La Quân gật gật đầu. Tô Yên Nhiên nói ra, người muốn trọng giúp ta chú ý một chút. La Quân nói ra, Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta hoài nghi, nàng đón đến, còn nói thêm, lời này, người ngàn vạn không thể truyền đi. La Quân gật gật đầu, Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta hoài nghi, Hoàng đế cùng thế giới bao la tứ đế ở giữa có vi diệu liên hệ. La Quân thân thể chấn động, hắn nhìn Tô Yên Nhiên liếc một chút, trong lòng không khỏi bội phục cái này thiên chỉ các thần thông quảng đại. Cái này không thể nào, La Quân cố ý giật mình nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, chỉ là hoài nghi, nếu như hoàng đế phía sau có cái kia tứ đế tồn tại, sự tình liền sẽ phức tạp rất nhiều. Cái này cũng có thể đối toàn bộ thiên châu tới nói đều là một chàng tai nạn. Ta hội xem kỹ điểm này, La Quân lập tức nói. Tô Yên Nhiên gật đầu, nàng đón đến, còn nói thêm, hôm nay chúng ta nói, không nên bị người thứ ba biết, bao quát kiểu cô nương. La Quân nói ra, kiều cô nương ta không có cách nào che giấu, nàng đã biết được không ít thứ. Gạt ngược lại không hiển chân chân thành, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, nàng sẽ không tiết lộ chúng ta nói chuyện. Tô yên nhiên trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, vậy được rồi. Về sau, là quân rời đi tô yên nhiên, hắn cùng kiều ngưng cùng rời đi thiên trì các. Ra thiên trì các về sau, kiều ngưng cũng không hỏi nhiều, nàng cảm thấy thần đan sự tình so sánh mẫn cảm, cho nên thì lười nhắc hỏi nhiều. La Quân cũng không nhiều lời. Bất quá tại trở lại khách sạn về sau, tại kiều ngưng trong phòng, La Quân đóng cửa phòng. Tô Yên Nhiên cho ta 10 cái thần đan, ta đã cùng thiên chỉ các đạt thành hiệp nghị. La Quân nói như vậy. Kiều Ngưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng trầm giọng nói ra, thiên chỉ các thế lực liền hoàng thượng đều muốn kiêng kỵ, người về sau hành tẩu ở thiên chỉ các hòa hoàng bên trong ở giữa, tình cảnh hội rất vi diệu, cũng rất gian nan. Hơi chút vô ý, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. La Quân nói ra, cái này ta tự nhiên minh bạch, bất quá ta cũng muốn thông, sát kiếp buông xuống, thiên đạo đại thế như hồng thủy dậy sóng mà xuống, ta ở chính giữa, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng phải thuận thế mà làm. Đến họp có kết quả gì, ta không biết, nhưng ta cần đem hết toàn lực. Kiều Ngưng gật gật đầu. La Quân còn nói thêm, ta còn đưa cho Tô Yên Nhiên một cái thần đan. Kiều Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, đó là ngươi sự tình giọng nói của nàng cũng không bất cứ ba động gì. Nhìn ra được, Kiều Ngưng là thật không thèm để ý. La Quân còn nói thêm, ta chỗ này hết thảy còn có 10 cái thần đan, ta định cho ta đại ca cùng nhị ca một người hai cái. Lại chính ta chuẩn bị hai cái, mặt khác ba cái thần đan, ta còn có một số an bài. Thế là thì còn nhiều thêm một viên tiếp theo thần đan, cái này mai thần đan, ta tặng cho ngươi. Còn ngươi nói thiếu nợ ta cái viên kia, ngươi coi như là ta cho ngươi hai cái, ngươi trả cho ta một cái, ngươi xem coi thế nào. Kiều ngưng nhìn nhiều la quân liếc một chút, nàng sau đó thở dài, nói ra, ngươi làm như vậy rất lợi hại không sáng suốt, biết không? La quân nói, ừm, nói thế nào? Kiều ngưng nói ra, cái này 10 cái thần đan tựa như vạn kim gia tài, thế nhưng không ai đạt được vạn kim gia tài, trong nháy mắt liền muốn chia xong. Ngươi lưu ở trên thân thể ngươi, khe nhỏ sông dài chậm rãi dùng, đương nhiên tốt chỗ vô cùng, người cần gì phải đem cái này thần đan xem như rau cải trắng xử lý giống nhau đâu là quân nghe vậy cười một tiếng hắn nói ra ta biết cũng biết ngươi nói có đạo lý bất quá ta từ trước đến nay đều là có chỗ tốt liền muốn cùng bên người hảo bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ nếu có đồ tốt ngươi để một mình ta độc chiếm ta sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu ta đại ca nhị ca ta là nhất định phải cho mạng bọn họ sao chính ta mệnh còn trọng yếu hơn trước đó chỉ có một cái, cho nên ta trước cố lấy đại ca, hiện tại đã đều có, tự nhiên không thể thiếu ta nhị ca. Mà kiều cô nương, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng trong lòng ta, ngươi cũng là ta rất khỏe rất tốt chi kỳ cùng bằng hiếu, ngươi muốn không tiếp thụ, ta hội rất khó chịu. Kiều ngưng thở dài, nói ra, ngươi thật là một cái tụ không được tài người, ta cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi hội nhiều như vậy địch nhân, lại hội nhiều như vậy bằng hiếu. Bởi vì ngươi thích xen vào chuyện của người khác, luôn luôn phá hư người khác chuyện tốt nhưng ngươi lại đối với bằng hữu trượng nghĩa cho nên cũng sẽ có bằng hữu nguyện ý đối ngươi khăng khăng một mực ngươi đừng nói nhiều như vậy ngươi nhìn ta an bài như vậy ngươi cảm thấy được hay không la quân nói ra được kiều ngưng cười một tiếng nói ra sau đó la quân thì cho kiều ngưng một cái thần đan như thế về sau la quân lớn lên thở dài một hơi kiều ngưng không khỏi nói ra ta thật muốn biết chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều không có loại kia tham luyến, muốn đem đồ tốt chiếm làm của riêng, không cho bất luận kẻ nào biết tâm lý. Độc chiếm lấy đồ tốt, cái kia có ý gì và vui sướng. Ta cảm thấy chia sẻ cho bằng hữu của ta, nhìn lấy bọn hắn cũng bắt đầu vui vẻ, đây mới là lớn nhất đại hưởng thụ. Là quân tự nhiên mà vậy nói ra. Kiều Ngưng nói ra, tốt ha, à, coi như ta hỏi không. Ngày thứ hai, là quân đi trước lễ bộ báo cáo chuẩn bị, cũng nói muốn rời khỏi chừng một tháng. Lễ bộ bên này, đương nhiên sẽ không làm khó dễ La Quân, phê chuẩn. Sau đó, La Quân liền cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ lần nữa qua Thiên Chỉ Các. Tô Yên Nhiên bên này thì an bài Kiều Ngưng cùng La Quân đường Thiên Chỉ Các trong tầng hầm ngầm. Cái kia trong tầng hầm ngầm có bát quái trận đồ, trận đồ nhìn không thấy được. Nhưng là pháp lực rót vào về sau, liền sẽ bộc phát ra lóa mắt kim sắc quang mang tới. Loại này trùng động khiêu dược chỉ có cửu trọng thiên cao thủ mới có thể độc lập vận chuyển lại, giống la quân loại này, phải cùng mấy người cùng một chỗ vận chuyển. Cho nên trước đó qua thế giới bao la thời điểm, thỉnh thần vận công bên trong, những cao thủ kia đều là công lực đại tồn. Đó là bởi vì, bọn họ là hợp lực đến thế giới bao la. Tỏa độ nhất định sẽ là tại chúng ta thế giới bao la hoa hạ quốc nội sao. Có khả năng hay không đến khác quốc gia đi, là quân hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng nói ra, người hỏi ta, ta cũng không biết. Ta càng không biết tọa độ hội ở nơi nào. Sau đó, Kiều Ngưng liền toàn lực thi pháp. Đi vào Thiên Châu cũng bất quá là hơn một tháng khoảng chừng nhưng La Quân lại là cảm giác mình giống như đã rời đi thế giới bao la cực kỳ lâu. Trong lòng của hắn rất là chờ đợi. Theo kim sắc quang mang nồng đậm, Kiều Ngưng pháp lực thôi vận cũng đến cực hạn. Thế giới bao la chính là cuối tháng 8 quang cảnh, Nam Phương địa khu nóng bức vô cùng. Lại nói liền xem như Thiên Châu bên này, cũng là nóng cực kỳ. Thiên châu cùng thế giới bao la vô luận là khí hậu vẫn là thời gian đối với ứng, đều có lạ thường tương tự. Bao quát lời nói, văn tử, cũng đều theo hoa hạ có kinh người tương tự. Thiên châu, thế giới bao la, thiên châu thay thế thế giới bao la, đó cũng không phải cái gì vọng tưởng, là có thể thực hiện. Khi kim sắc quang mang biến mất thời điểm, là quân cùng kiều ngưng đã đi tới thế giới bao la. Là quân kiều ngưng chỗ đứng vị trí cũng chính là một cái bát quái trận đồ cái này bát quái trận đồ là tại trong một mảnh rừng rậm, về phần rừng rậm này là thuộc tại cái gì khu vực, là quân cũng không rõ lắm. Ánh nắng tươi sáng, buổi sáng thời gian 11 giờ. Phải nói, ánh sáng mặt trời độc ác, bất quá tại trong núi rừng liền cũng liền không có nóng như vậy. Khi hai người đứng vững về sau, dưới chân bọn hắn bát quái trận đồ liền cũng liền dần dần biến mất. Kiều ngưng sắc mặt trắng bệch, nàng suy yếu tới cực điểm. Kiều cô nương, người thế nào? La Quân bị kinh ngạc, lập tức đỡ lấy Kiều Ngưng. Kiều Ngưng khoát khoát tay, nàng nói ra: Ta không sao, nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục một chút pháp lực. Sau khi nói xong, Kiều Ngưng ngồi xếp bằng. La Quân liền ở một bên vì Kiều Ngưng hộ pháp, đồng thời hắn đưa điện thoại di động từ dưới tu di bên trong lấy ra. Điện thoại di động một mực là tắt máy trạng thái, lúc này mở ra, không nghĩ tới còn có chút hít điện nhắc tới điện thoại di động chất lượng vẫn là coi như không tệ la quân lập tức liền dùng di động định vị rất nhanh la quân thì biết mình là tại cái gì khu vực ban đầu tới nơi này lại là đại hưng an lĩnh cứ như vậy la quân liền biết đông nam tây bắc hắn muốn về trước tân hải một chuyến nhìn xem tô tình cũng nhìn xem nghiên nhi kiều ngưng một mực vận công đến tối một vòng hạo nguyệt thăng lên chân trời lúc này kiều ngưng từ từ mở mắt la quân bận bịu lo lắng hỏi thế nào kiều ngưng nói ra đã khôi phục không sai biệt lắm tám thành công lực không ảnh hưởng hành động đây chính là cửu trọng thiên cao thủ cùng bát trọng thiên khác nhau bát trọng thiên cao thủ một đám người cùng một chỗ vận công mà lại tới còn thời gian rất lâu không khôi phục lại được nhưng kiều ngưng đã khôi phục lại tám tầng bây giờ đi đâu bên trong kiều ngưng hỏi la quân la quân nói ra ta muốn trước qua tân hải thành phố Kiều Ngưng nói ra, ta không biết phương hướng, người muốn chỉ đường. La Quân nói ra, không có vấn đề. Sau đó, Kiều Ngưng lại đem ba đồ phóng suất ăn cái gì. Ba đồ khoái hoạt một trận về sau, liền lại nghe lời trở lại giới tu di bên trong. Kiều Ngưng triệu hồi ra nàng đại bằng kim xí sí nguyên thần. La Quân cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ ngồi vào nguyên thần phía trên, La Quân chỉ đường, đại bằng kim sĩ sí nguyên thần tựa như một đạo lưu quang bay ra ngoài. Kiều cô nương, chúng ta thế giới bao la cùng thiên châu bên kia vẫn là có khác nhau rất lớn. Người đợi sẽ nhìn thấy có nhiều thứ, cũng đừng quá giật mình. La quân nói ra, kiều ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt, yên tâm đi, ta cũng coi là gặp qua một chút các mặt của xã hội, không có như vậy thổ. La quân cười ha ha, hắn tiếp lấy lại giải thích thế giới bao la bên này tình huống. Tỷ như công nghệ cao, xe hơi, phi cơ, tỷ như chế độ, quốc gia chế độ các loại, là quân nói rất lợi hại thô, Kiều Ngưng cũng chính là như thế nghe xong. 3 giờ sau, cũng là 10 giờ tối. Là quân cùng Kiều Ngưng đi vào Tân Hải chợ trên không. Hai người lựa chọn một quán rượu tầng cao nhất hạ xuống. Hạ xuống về sau, là quân trước mang Kiều Ngưng cảm thụ một chút thế giới bao la phồn hoa. Khi Kiều Ngưng đứng ở trên sân thượng bên trên, nhìn thấy cái kia đông nghịt, phồn hoa gấm đám thành phố lớn cảnh đêm lúc, nàng lại là kinh ngạc đến ngây người thật xinh đẹp so với ngân hà xinh đẹp hơn kiều ngưng trong lòng nói không nên lời rung động thiên châu có ngày châu mỹ lệ hùng vĩ đó là nguyên thủy đẹp mà thế giới bao la lại là khoa học kỹ thuật đẹp la quân nói ra ta chỗ này có một ít y phục chúng ta muốn đổi bên trên không phải vậy xuống dưới lời nói sẽ bị xem như người điên kiều ngưng gật đầu sau đó kiều ngưng phải đi giới tu di bên trong thay quần áo nam thay đổi lo lắng quần bò la quân giới tu di bên trong vốn là có nữ nhân y phục đó là chuẩn bị cho lạc ninh một chút khoan hãy nói kiều ngưng mặc vào cái này phục trang về sau lại là để la quân trước mắt rực rỡ hẳn lên tựa như kiều ngưng là cái hiện đại thời trang đại mỹ nữ một dạng tuyệt không không hài hòa kiều ngưng lại là nói ra ta thế nào cảm giác y phục này là lạ không tốt lắm đâu hai cái cánh tay đều hoàn toàn lộ ra la quân cười một tiếng nói ra thế giới bao la bên trong lộ chân cùng hở eo đều là chuyện thường, lộ cánh tay tính là gì. Người đợi chút nữa đi xuống, liền biết ngươi cũng không quái gì. Đồng thời, là quần cũng tiến giới tu di bên trong đổi quần áo mới. Cũng là áo sơ mi trắng, quần bò, giày thể thao. Là quần tóc vốn là còn không dài, dạng này xem xét, lại là cho Kiều Ngưng một loại cảm giác khác thường. Kiều Ngưng nói ra, người dạng này mặc, còn rất đẹp. Là quần cười nói, thực ngươi dạng này cũng rất đẹp sau đó la quân nói ra đi thôi chúng ta xuống dưới ta trước mang ngươi ăn chút đồ ăn ngon kiều ngưng nói ra tốt hai người liền ngồi thang máy nhắm rượu cửa hàng kiều ngưng đối cái này thang máy cảm thấy rất ngạc nhiên hạ xuống thời điểm vị này yêu tiên lại là sắc mặt trắng bệch vô ý thức nắm chắc la quân tay la quân không khỏi buồn cười ra quán rượu về sau nhìn lấy trên đường lui tới xe cộ Kiều Ngưng càng thêm kỳ quái, những quái thú này cũng là người nói xe. La Quân nói ra, đây là xe, cũng không phải quái thú. Kiều Ngưng nói ra, chúng nó vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy. La Quân nói ra, đây chính là hiện đại khoa học. Thiên Châu bên trong, từng cái pháp lực kinh người, nhưng là các người Thiên Châu trình độ khoa học kỹ thuật cơ hồ bằng không. Chúng ta nơi này bình thường dân chúng là muốn so Thiên Châu người hạnh phúc nhiều. Kiều Ngưng nói ra, hẳn là đem ở trên trời châu, phàm nhân mệnh cũng là cỏ rác. Bất quá bây giờ đại khang bên này, bởi vì hoàng thượng cơ trí, dân chúng bình thường sinh mệnh cũng coi là đạt được nhất định bảo hộ. Những tiên nhân kia cũng không dám nói bừa loạn tác phi. La quân nói ra, không nói những cái kia, lần này ngươi coi như là đến du lịch, ta mang ngươi tận hứng chơi bên trên một chuyến. Mà lại về sau, chúng ta sự tình thuận lợi một chút, cũng có thể đi thêm vài chỗ chơi đùa. Kiều ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng đừng làm cho quá làm cho ta hưởng thụ những vật này không phải vậy ta về sau có thể sẽ một mực đi theo ngươi đây la quân nói ra ha ha đó chính là ta nghĩ có ngươi dạng này một cái đại cao thủ ở bên người vậy thật là tốt kiều ngưng nghiêm mặt nói ra nhưng cái này cũng không hề lợi cho ngươi trưởng thành cho nên đang giúp ngươi xử lý xong những chuyện này về sau ta nhất định sẽ rời đi ngươi la quân a à một tiếng hắn nghe kiều ngưng nói lúc rời đi trong lòng liền có chút phiền muộn. Nhưng hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, dù sao thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Còn tốt, là quân cảm thấy còn có thể cùng Kiều Ngưng ở chung một đoạn thời gian. Hắn không phải đối Kiều Ngưng có nam nữ chi ái, chỉ là ngày này châu con đường quá mức tịch mịch. Có Kiều Ngưng ở bên người thời điểm, hắn cảm thấy bên trong lòng yên bình rất nhiều. Là quân mang Kiều Ngưng qua một nhà Hàn Quốc quán đổ nướng. Kiều Ngưng nhìn lấy trong tiệm sửa sang, nhìn lấy hết thảy đều là như vậy mới lạ. La Quân trả lại Kiều Ngưng muốn một ly rượu đuôi gà, Kiều Ngưng uống mấy ngụm, bắt đầu cảm thấy quái, về sau còn nói quá tốt uống. Nàng một hơi uống người chén, La Quân không khỏi cười nói, người cũng đừng uống say. Kiều Ngưng nói ra, cái này không có gì tử kinh, lại nhiều cũng sẽ không say. La Quân nói ra, tử kinh ở phía sau đây. Kiều Ngưng nói ra, cái kia có dạng này sự tình. Nàng lại ăn dậy thịt nướng tới. Thứ này còn ăn ngon thật, Kiều Ngưng nói ra, nàng mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy hưng phấn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta có loại Obito ba ba vào thành cảm giác. Kiều Ngưng nói ra, phi. La Quân vốn định an bài Kiều Ngưng tại quán rượu ở một đêm, hắn qua tìm Tô Tình. Quá lâu không thấy Tô Tình, La Quân tâm lý rất lợi hại là tưởng niệm, mà lại trong lòng của hắn cũng nghẹn một đám lửa, hắn cũng là nam nhân, có bình thường sinh lý nhu cầu a hắn muốn đi theo tô tình vuốt ve an ủi. Làm sao biết, kiều ngưng lại là uống say. Vị này yêu tiên say như chết gục xuống bàn. Là quân tâm lý bỗng nhiên rất lợi hại lo lắng, bởi vì kiều ngưng là ngân sa vương, là yêu tinh A. À. Trong tivi yêu tinh uống say về sau đều sẽ hiện ra nguyên hình. Muốn là kiều ngưng hiện ra nguyên hình, vậy mình nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, cái lo lắng này lại là dư thừa. Kiều ngưng thủy chung đều là kiều ngưng. Là quân ngẫm lại, tính tiền về sau liền đem Kiều Ngưng chặn ngang ôm ra quán đổ nướng. Hắn cũng không có đem Kiều Ngưng cất vào giới tu di, như thế hội có chút quái dị. La Quân cản một chiếc xe taxi, sau đó liền đón xe đến quán rượu. Đến quán rượu về sau, tìm xong gian phòng cho Kiều Ngưng. La Quân đem Kiều Ngưng ôm đến trên giường, đồng thời múc nước cho Kiều Ngưng đơn giản rửa mặt cùng chân, như thế về sau, đem điều hòa không khí mở ra, điều tốt nhiệt độ, cũng không Kiều Ngưng đắp lên không điều bị làm xong đây hết thảy về sau la quân mới lặng yên rời đi kiều ngưng gian phòng hắn một sau khi đi kiều ngưng liền mở to mắt nàng ngồi xuống sau đó liền đến cửa sổ sát đất trước kiều ngưng đúng là uống say nhưng là nàng tu vi cao thâm cho dù là uống say trong lòng từ cũng là thanh tình không biết chuyện gì xảy ra nàng cảm thấy nàng rất lợi hại hưởng thụ la quân chiếu cố mà lại còn có một loại không tin đảm nhiệm sai la quân vui sướng từ đầu đến cuối, La Quân đều là quy quy củ củ. Khi La Quân múc nước cho Kiều Ngưng rửa mặt cùng rửa chân lúc, Kiều Ngưng là ngượng ngùng, cũng là cảm động. Quân tử đối xử mọi người lấy chân thành, ôn nhuận mà như nước. Vậy đại khái thì là La Quân nhân phẩm. Cùng dạng này nhân tướng chỗ, rất là dễ chịu. La Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn điện thoại di động tại quán đổ nướng lúc nạp điện một hồi. Hiện tại gọi điện thoại không hề có một chút vấn đề, La Quân trước cho Tô Tình gọi điện thoại. Tô Tình tiếp vào La Quân điện thoại lúc vui sướng mà kích động. La Quân có chút áy náy nói ra, Tô Tình, ta quay lại không thể đợi quá lâu, cho nên không muốn đi quấy rầy cha mẹ ngươi. Ngươi có thể đi ra không? Tô Tình nói ra, đương nhiên được. Tại là La Quân thì cùng Tô Tình ước nơi tốt gặp mặt. La Quân tại bên đường phố các loại, chỉ chốc lát về sau, Tô Tình thì mở ra ra qua tới. Sa qua xe đứng ở La Quân bên người, sau đó la quân kéo ra tay lái phụ trên cửa xe xe vừa vào trong xe liền có thể ngửi được thuộc về tô tình trên thân mùi thơm tô tình ăn mặc màu trắng váy đầm nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mà thành quen tô tình cải biến rất lớn cùng la quân lần thứ nhất gặp nàng lúc là một trời một vực khi đó tô tình quật cường nhưng thực chất bên trong tự ti tuy nhiên mỹ lệ nhưng lại không như bây giờ như vậy từ trong ra ngoài đều tản ra một loại tự tin mị lực Tô tình không nói gì, nàng cứ như vậy ẩn ý đưa tình nhìn lấy La Quân. La Quân lại gần, hai người hôn cùng một chỗ. Nụ hôn này là nóng rực kịch liệt, cũng là hương nồng, khó mà tách ra. Chỉ có tưởng niệm, nhưng không có loại kia tỷ y hát phun trào. Sau một hồi khá lâu, hai người rời môi, Tô Tình mới lên tiếng, đi chỗ nào. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, qua quán rượu đi. Tô Tình mỉm cười, nói ra, tốt. Quán rượu phòng tổng thống bên trong là quân cùng tô tình từ phòng tắm đến trên giường, từ trên giường đến trên ghế salon, từ trên ghế salon tới đất bên trên. Liên tiếp ba lượt kích tình, như thế về sau, là quân mới phát giác được đau nhức nhanh đến cực điểm. Mà tô tình cũng cả thân thể đều mềm tại la quân trong ngực. Nàng cũng thỏa mãn tới cực điểm, thậm chí cảm thấy đến cả thân thể đều lười biếng tới cực điểm, nhất động cũng không muốn động. Trong đêm yên tĩnh, cả tòa thành thị đều an tĩnh lại ngay tại cửa sổ sát đất trước, là quân liền xuyên cái bốn góc quần đùi. Tô tình làm theo mặc đồ trắng váy đầm, tóc nàng bồng bồng lỏng lẹt, rất có mị lực. Hai người tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm rượu vang đỏ. Tô tình tính tính tựa ở la quân trên vai. Đêm đó cảnh, là xinh đẹp như vậy. Có muốn biết hay không ta trong khoảng thời gian này đi nơi nào? La quân nhẹ giọng hỏi tô tình. Tô tình nói ra, người muốn nói, ta liền nghe. La quân hơi hơi cảm khái, hắn nói ra tô tình người biết không trên cái thế giới này mỗi người đều là tại trong một cái lồng đều sẽ bị một ít quy tắc trói buộc vì cái gì nói như vậy tô tình không khỏi hiếu kỳ nói ngươi là kinh lịch cái gì mới có dạng này cảm khái la quân nói ra ta bị buộc hướng hạ nhân quỳ cầu xin tha thứ qua dạng này nói cho ngươi người hội sẽ không cảm thấy ta để ngươi rất thất vọng tô tình thân thể chấn động nàng ngẩng đầu nhìn la quân La Quân ánh mắt cũng rất thản nhiên. Tô tình ôm chặt lấy La Quân, nàng nói ra, ta sẽ không thất vọng, chỉ sẽ đau lòng ngươi. Nàng đón đến, nói ra, ta luôn luôn đều biết, ngươi ở bên ngoài phấn đấu đến không dễ dàng, thật không nghĩ đến, hội là như thế này không dễ dàng. Ta rất muốn vì ngươi chia sẻ một chút, nhưng là ta lại chia sẻ không. La Quân không khỏi cảm động, hắn biết, mặc kệ chính mình thành tình trạng gì. Hoặc là vạn nhân kính ngưỡng, hoặc là thâm uyên bùn nhão, nhưng Tô Tình cũng sẽ không ghét bỏ chính mình. Hắn ôn nhu nói, ngươi cái gì đều không cần vì ta làm, ngươi có thể khỏe mạnh, an toàn, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Tô Tình ân một tiếng. Hừng đông về sau, là quân liền nói với Tô Tình, ta đợi chút nữa đi gặp Nghiên Nhi, sau đó thì sẽ rời đi Tân Hải bên này. Lần này trở về thời gian không dài, nếu như còn có dư thừa thời gian, ta liền lại tới tìm ngươi. Tô Tình tuy nhiên không nỡ là quân, nhưng nàng cũng là biết phân tất người. Gật gật đầu, nói ra, thuận buồm xuôi gió. Về sau, là quân rời đi tô tình, hắn đi trước tìm Kiều Ngưng. Kiều Ngưng đã rời giường, nàng chính đang thưởng thức buổi sáng phong cảnh. Ngay tại cái kia cửa sổ sát đất trước. Là quân sau khi đi vào, Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, người đến thật sớm, muốn gặp người đã gặp sao. Là quân nói ra, còn không có gặp xong, đợi chút nữa muốn đi gặp một cô gái, nàng là huynh đệ của ta muội muội năm đó chúng ta cùng một chỗ tại châu phi phấn đấu đồng sinh cộng tử thế nhưng là về sau huynh đệ của ta phạm sai lầm ta đem hắn trục xuất đoàn đội không nghĩ tới hắn vì vậy mà tự sát hắn chỉ như vậy một cái muội muội thì ra là thế kiều ngưng nói ra vậy ngươi phải đi gặp đi ta ngay ở chỗ này khắp nơi dạo chơi la quân cười một tiếng nói ra ta còn thực sự sợ ngươi hội lạc đường kiều ngưng nói ra Vậy cũng không sợ, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký. Làm sao cũng có thể tìm tới ngươi. Vậy được rồi, là quân nói ra. Về sau, là quân cho Kiều ngưng điểm bữa sáng, để quán rượu người đưa đến trong phòng. Lại cho Kiều ngưng một số người dân tệ. Như thế về sau, là quân mới an tâm đi làm việc. Cái kia cẩm hồ cao ốc nhã lông mày công ty vẫn là như cũ. Là quân đầu tiên là đi cùng phòng bảo an chào hỏi. Lão Hạ vẫn còn, khi Lão Hạ trông thấy là quân lúc hắn cả thân thể đều là chấn động la quân lão hạ bước nhanh lên hắn một thanh hung hang ôm la quân lệ nóng doanh tròng la quân không khỏi cười ha ha nói ra lão hạ ta cũng không phải nữ người gặp ta về phần kích động như vậy sao lão hạ nói ra người cái tên này hắn có chút nói năng lộn xộn hắn nói ra người sao có thể người cho ta cái kia một trăm vạn người cái này người cái này gọi ta làm sao có ý tứ có cái gì ngượng ngùng la quân nói ra ngươi là ta lão đại ca ta có tiền để cho lão đại ca qua điểm cuộc sống thoải mái có cái gì không thể tiền kia với ta mà nói cũng là ăn bữa cơm xử tình ngươi đừng có dùng lấy không an lòng la quân một bữa cơm tự nhiên không có xa hoa như vậy nhưng hắn thì là muốn cho lão hạ không nên suy nghĩ nhiều đêm nay qua trong nhà của ta ăn cơm có được hay không lão hạ nói ra la quân lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói ra thật là có chút không có thời gian a à lần sau đi về sau nhiều cơ hội là lão hạ nói ra người bây giờ thật sự là người bận rộn a à, mời cũng không mời nổi la quân nói ra lão hạ người biết ta ta không phải loại kia già mồm người cũng càng sẽ không nói là xem thường lão đại ca ngươi nếu không phải thật có sự tình làm sao lại cự tuyệt lão hạ liền cười một tiếng hắn chùi chùi nước mắt nói ra ta biết ta biết la quân ta thực không biết nên làm sao nói cho ngươi cảm tạ ta dưỡng hai đứa con trai, vì bọn họ nỗ lực hết thảy, nhưng bọn hắn lại tất cả đều là ngỗ nghịch bất hiếu, coi ta là máy rút tiền. Ta cùng ngươi bất quá là uống hai ngừng lại tử, nhưng ngươi lại đối ta chiếu cố như vậy. Là Quân nói ra, lão hạ, người cả đời này, không dài. Ngươi muốn đối với mình tốt một chút, không muốn cái gì đều cố lấy nhi tử, biết không? Mà lại, bọn họ nếu không cảm ơn, ngươi thì tâm ngoan một điểm mà. Ta cho ngươi một trăm vạn, bọn họ không cho ngươi đem đi đi. Không, ta không có để bọn hắn biết, lão hạ nói ra. La quân nói ra, ừm, nhìn thoáng chút, thực sự không được, thì ra ngoài du lịch, muốn là thiếu tiền, liền đến tìm nghiên nhi. Ta hội nói rõ với nghiên nhi, chỉ cần là ngươi lấy tiền, ta đều sẽ trả lại nghiên nhi. Vậy nhưng tuyệt đối đừng, ta lại tìm ngươi lấy tiền, ta lão hạ chẳng phải là bạch nhãn lang. Lão hạ nói ra, là quân nói ra, người khác nghĩ như vậy hắn đón đến nói tốt ta không cùng ngươi nhiều lời ta đi gặp nghiên nhi lão hạ gật đầu sau đó liền đưa mắt nhìn la quân rời đi la quân trong phòng làm việc nhìn thấy tống nghiên nhi cùng đường thanh cái này tự nhiên là mừng rỡ gặp mặt sau đó la quân cùng tống nghiên nhi cùng đường thanh ăn một bữa bữa trưa bữa trưa thời điểm la quân biết được đường thanh đã đính hôn nàng đã không có đối la quân loại kia nhàn nhạt, nhạt yêu say đắm bây giờ trên mặt nàng rào rạt là ái tình vui sướng nhưng hiển nhiên tình yêu này không có quan hệ gì với la quân la quân trông thấy đường thanh tìm tới hạnh phúc hắn từ cũng là theo chân hoan hỉ đường thanh sau đó đối la quân hung dữ nói ra ta đính hôn thời điểm người có thể nhất định phải tới tham gia nha la quân nói ra khả năng này có chút khó ta chỉ sợ không có thời gian tới bất quá người yên tâm ta người không đến lễ vật nhất định đến Đường Thanh cũng là thuận miệng kiểu nói này, nàng cười một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Nhiên nhi, người có phải hay không cũng nên quan tâm dưới cuộc đời mình đại sự. La Quân sau đó cười hỏi Tống Nhiên nhi. Tống Nhiên nhi rất là lạnh nhạt, nàng nói ra, không có gặp được phù hợp. Tại Tống Nhiên nhi mắt chỗ sâu, có một loại nói không nên lời tịch mịch. Nàng yêu cái trước không nên người yêu, thậm chí ngay cả nói cũng không thể nói. Phần này cảm tình, nàng mãi mãi cũng chỉ có thể giấu ở tâm chỗ sâu. La Quân cũng không phải là quá giải tống Nghiên Nhi tâm tư, hắn không biết, hắn cũng là tống Nghiên Nhi tâm chỗ sâu người kia. Nhưng là tống Nghiên Nhi dạng này thần sắc lại làm cho La Quân không khỏi đau lòng. Vừa vặn lúc này, Đường Thanh nhận cú điện thoại, thế thì đồ rút đi. La Quân thật sâu nhìn tống Nghiên Nhi liếc một chút, hắn nói ra, Nghiên Nhi, ta hy vọng ngươi có thể khoái lạc, hạnh phúc. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, Nói ra, ta sẽ. La Quân nói ra, nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Tống Nghiên Nhi nói ra, ừm. Đúng, Tống Nghiên Nhi còn nói thêm, ngươi chừng nào thì sẽ đi? La Quân nói ra, ta dự định đợi chút nữa liền đi. Tống Nghiên Nhi bị kinh ngạc, đồng thời trong mắt lóe lên không muốn, nói ra, nhanh như vậy. La Quân gật đầu, nói, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tống Nghiên Nhi nói ra có thể ngày mai mới đi sao. La Quân nhìn về phía Tống Nghiên Nhi, hắn từ Tống Nghiên Nhi trong mắt nhìn thấy không muốn xa rời, tốt. La Quân Thủy chung cự tuyệt không Tống Nghiên Nhi. Ban đêm thời điểm, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi dạo bước bãi cát. Hải Triều chập trung. Tống Nghiên Nhi lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, nàng tại La Quân bên người vốn là không cần quá nói nhiều, cứ như vậy đợi tại La Quân bên người, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Ca, ngươi vì sao lại một mực bận rộn như vậy đâu? Tống Nhiên Nhi nhịn không được hỏi. La Quân khe khẽ thở dài, hắn nói ra: người trong giang hồ, thân bất do kỳ, ta thế giới cùng người thế giới khác biệt, ta thế giới bên trong, hết thảy đều là kỳ quái. Ta hãm sâu bên trong, không thể lui lại. Ta biết, người có tiên nhân chi thuật, người vốn cũng không phải là phàm nhân. Tống Nhiên Nhi nói ra: ồ, La Quân bỗng nhiên đến hứng thú nói ra ta mang người chơi tốt chơi đồ vật tống nghiên nhi hỏi cái gì tốt chơi đồ vật la quân kéo tống nghiên nhi tay nói đi theo ta tống nghiên nhi đang bị la quân kéo trong tích tắc cả người nàng đều là run lên giống như là có một cỗ điện lưu tập qua tống nghiên nhi không phải đường thanh đường thanh ưa thích la quân lúc rất lợi hại thuần túy không thích cũng rất thuần túy đường thanh chính là như vậy hùng hùng hổ hổ lấy lên được thả xuống được cô nương mà tống nghiên nhi đâu, nàng là ôn nhuận trà hoa, không tranh, không đoạt. Cũng là như vậy lạnh nhạt đứng tại chỗ. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, ca ca cũng đến quốc ngoại. Nàng tại dưỡng gia trưởng lớn, tuy nhiên dưỡng đãi nàng không tệ, nhưng nàng y nguyên sống rất cẩn thận. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nói với dưỡng, ta muốn món kia lễ vật, ta muốn cái kia đồ chơi chờ chút. Trẻ em mồ côi tâm lý ít nhiều cũng sẽ có chút vấn đề, mà Tống Nghiên Nhi tại dạng này đặc thù hoàn cảnh dưới lớn lên tâm lý vấn đề có thể nghĩ mà chính là sẽ có. Lại nói lúc này, là quân lôi kéo Tống Nghiên Nhi đi vào bờ biển. Mặt biển minh mông, dao động hơi hơi chập trùng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Là quân nửa ngồi xổm xuống, nói ra, ta có ngươi. Tống Nghiên Nhi xứng sờ sững sờ, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Nhưng sau đó vẫn là rất lợi hại dũng cảm bên trên La Quân cõng. Có tin hay không ta? La Quân hỏi Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, tin tưởng. Được rồi, La Quân bỗng nhiên thét dài cười to, sau đó thì cõng Tống Nghiên Nhi hướng Đại Hải tiến lên. Tống Nghiên Nhi không khỏi giật mình, chủ yếu là dạng này cử động quá mức quỷ dị. Nàng một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng La Quân. Thực sự Tống Nghiên Nhi ở sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy cứ như vậy cùng La Quân táng thân Đại Hải cũng không phải là không thể được là quân mang theo tống nghiên nhi vào tới trong biển nhưng là càng quỷ dị là hắn cũng không có cùng tống nghiên nhi chìm xuống là quân chính là như vậy đạp trên sóng biển trên mặt biển tiến lên tình cảnh như vậy rất là mới lạ cũng rất quỷ dị người nhìn bên kia một đôi tình lữ mắt thấy cái này tình huống bên trong nữ tử đối nam tử chỉ chỉ là quân bên kia nam kia nói ra ta dựa vào cái này nước biển như thế cạn người cũng cóng ta đi thử xem cái kia nữ nũng nịu. Nam nói ra, tốt, thế là, nam cõng nữ đi vào trong nước biển, thế nhưng là đi tới đi tới, cái kia nước biển đã đã bao phủ đến nam đầu vai nơi này. Không được, nam băng không được, đem nữ buông ra. Hắn cảm thấy, lại đi tiếp như vậy, khẳng định là muốn treo ở trong biển. Lão công, ngươi xem bọn hắn. Lúc này, là quần cùng Tống Nhiên Nhi đã rời đi bãi biển chừng 50 mét. Bọn họ đang hướng đi trong biển van xin sẽ không phải là gặp được quỷ A. Nữ tử đột nhiên thất sắc, hai người này nhất thời dọa đến chỉ kém không có tè ra quần, quay người liền chạy ngược về. Là quần cõng tống nghiên nhi trên mặt biển tiếp tục hành tẩu, hắn thân thể lực lượng cường đại, đồng thời phụ trợ pháp lực. Chân hắn chỉ vận khởi lực đến, tựa như 10 cái tráng hán quấy mặt biển, dạng này lực lượng tăng thêm thăng bằng, muốn cõng lên tống nghiên nhi căn bản không phải vấn đề. Bất quá dạng này cũng phá lệ hao phí pháp lực. Qua hồi lâu, Tống Nghiên Nhi quay đầu nhìn lên, nàng và La Quân đã tại trong biển van xin. Nàng không nhìn thấy bờ biển, nàng cứ như vậy đột một xuất hiện tại mặt biển van xin. Tình cảnh này nhất định là cả đời khó quên, Tống Nghiên Nhi lấy điện thoại di động ra quay chụp rất nhiều mở đầu, hơn nữa còn mang quay phim. Giờ khắc này, Tống Nghiên Nhi cảm thấy ngọt ngào vô cùng. La Quân đi hơi mệt chút, hắn vận chuyển pháp lực, gọi đến một đầu cá mập. Cái kia cá mập xuất hiện lúc Tống Nghiên Nhi hãi nhiên thất sắc. La Quân mỉm cười, nói ra, ngốc nhà đầu, đừng sợ, đây là ta triệu hoán tới. Hắn nói xong cũng mang Tống Nghiên Nhi ngồi vào cá mập cõng lên. Cái kia cá mập nhu thuận hướng hồi du qua. Tống Nghiên Nhi sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Tống Nghiên Nhi không có đi hỏi La Quân đây hết thảy là làm sao làm được, nàng cũng không muốn hỏi. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên xinh đẹp như vậy một đêm. Ngày thứ hai, La Quân rời đi Tống Nghiên Nhi, đêm nay, La Quân bồi tiếp Tống Nghiên Nhi trò chuyện rất nhiều. Đến hừng đông thời điểm, bọn họ mới rời khỏi bãi biển. La Quân đem Tống Nghiên Nhi xem như thân muội muội, hắn nguyện ý vì nàng nỗ lực rất nhiều thứ, chỉ cần nàng có thể khoái lạc. Tống Nghiên Nhi tâm lý ái mộ La Quân, nhưng cũng hưởng thụ La Quân cái thân phận này. Nàng biết, nếu như khi muội muội, nàng mãi mãi cũng sẽ không mất đi La Quân, mà lại, nàng cũng mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị nhiều năm như vậy tống nghiên nhi sớm liền học được không tranh la quân đồng thời còn bàn giao tống nghiên nhi để tống nghiên nhi hỗ trợ cho đường thanh đính hôn lúc mang lễ vật tống nghiên nhi tự nhiên đáp ứng như thế la quân vừa rồi yên tâm rời đi chạy đợi tống nghiên nhi hỏi la quân nói chúng ta lúc nào còn sẽ gặp mặt la quân nói ra chỉ cần ta còn sống chỉ cần ta có thời gian ta thì nhất định sẽ về tới nơi này bởi vì nơi này Ngươi là muội muội ta, Tô Tình là thê tử của ta, các ngươi là ta căn vị trí. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Tân Hải nơi này. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, lạ thường, nàng nghe được La Quân nói Tô Tình là vợ hắn lúc, nàng không có cảm thấy không thoải mái. Đại khái là bởi vì La Quân đưa nàng cùng Tô Tình đặt song song, nàng địa vị cũng không thua kém Tô Tình, mà lại nàng vẫn là như vậy đặc thù, cho nên nàng cũng liền thoải mái. Thế nhưng là thật Tống Nhiên Nhi nhưng lại không biết nên đi như thế nào lại yêu người khác. La Quân sau khi đi, lập tức cùng Kiều Ngưng tụ hợp. Kiều Ngưng tại hôm qua bên trong còn qua không ít địa phương, cũng shopping. Tại trong tử điếm, La Quân tiến gian phòng lúc, Kiều Ngưng đang uống lấy rượu vang đỏ, ăn hoa quả, được không hài lòng. Nàng nói ra, nơi này thật sự là rất đặc biệt, mỗi một chỗ kiến trúc đều như thế độc đáo. Tựa như khắp nơi đều là hoàng cung một dạng, thiên châu theo nơi này so sánh, quả thực cũng là nông thôn địa phương. La quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, thế giới bao la bên trong còn có thật nhiều mỹ lệ phong cảnh, châu Âu bên kia còn có cảng phồn hoa thành thị. Mà lại chúng ta du thuyền ra biển, càng thêm hào hoa. Nơi này muốn hưởng thụ đồ, vật cùng địa phương thực sự quá nhiều, còn có đếm mãi không hết mỹ thực. Người có thể đừng nói, ta sợ ta sẽ nhịn không được yêu nơi này, từ mà không chịu rời đi. Kiều Ngưng nói ra, La quân nói ra, vậy thật đúng là có thể ta trong cái thế giới này có thật nhiều tiền ngươi có thể dùng tiền mua được sở hữu ngươi muốn muốn đồ vật chỉ cần ngươi muốn đợi ở chỗ này hoàn toàn có thể kiều ngưng nói ra vậy ngươi có thể đợi ở chỗ này sao nơi này mặc dù tốt nhưng ta không muốn làm cái người cô đơn mà thiên châu thủy chung là ta căn vị trí la quân nói ra ta rất lợi hại muốn ở lại chỗ này nhưng ta không thể không qua thiên châu sát kiếp đã lên ta là thiên mệnh vương, coi như ta lẩn tránh lại xa, ta cũng trốn không thoát vận mệnh này, này thiên đạo. Còn có, ta có rất nhiều chuyện muốn đi làm, đây là ta không thể không đối mặt. Kiều Ngưng nói ra, vậy cũng được, ta có thể giúp ngươi. Chờ hết thảy đều hết thảy đều kết thúc về sau rồi nói sau. Cảm ơn ngươi, Kiều Cô Nương, La Quân nói ra. Kiều Ngưng mỉm cười. La Quân tiếp lấy biểu lộ cảm xúc, hắn nói ra, ngươi biết không, thực ta rất sợ hãi sợ cái gì kiều ngưng nhịn không được hỏi la quân nói ra ta có đôi khi cảm thấy ta là điểm số người ở bên cạnh ta rất nhiều bằng hữu đều sẽ chết đi ta là có thê tử thê tử của ta tư đồ linh nhi nàng là cái rất lợi hại cô nương tốt nhưng nàng lại vì cứu ta đưa nàng não hạch cấy ghép cho ta ta tuy nhiên sống tới có thể nàng lại vĩnh viễn thành người thực vật bây giờ nàng bị thần đế mang đi cũng không biết thế nào Nguyên Lai người còn có dạng này một đoạn cố sự, Kiều Ngưng hơi kinh hãi, nàng sau đó còn nói thêm, nhưng thê tử ngươi nguyện ý vì ngươi mà chết, cái này cũng nói ngươi vì nàng đồng dạng làm rất nhiều. La Quân vẫy vẫy đầu, nói ra, ta loạn thất bát tao sự tình rất nhiều, về sau có cơ hội, ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Kiều Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân nói ra, đúng, ngươi còn không có ăn điểm tâm a. Kiều Ngưng nói ra, không có. La Quân nói ra, ta điểm bữa sáng lên. Kiều Ngưng nói ra, tốt. Bữa sáng rất nhanh liền bị La Quân đốt đến, sandwich, sữa bò, trứng chiên. Rất lợi hại kiểu Tây bữa sáng. Kiều Ngưng ăn rất lợi hại dễ chịu, nàng đồng thời nói ra, người còn có dư thừa ba cái thần đan, người lần này tới Tân Hải, là muốn cho ra qua sao. La Quân cầm sandwich cắn một cái, hắn nói ra, không phải, bên này bằng hữu đều là người bình thường, thần đan cho các nàng, các nàng hội không chịu nổi, bạo thể mà chết. Hắn đón đến, nói ra, bên trong hai cái, ta là muốn cho ta một cái khác thê tử Lạc Ninh. Còn có một cái, định cho ta yến kinh bằng hữu trầm mặc nùng. Thê tử ngươi đến có bao nhiêu cái? Kiều Ngưng cười hỏi, nàng đương nhiên sẽ không để ý, nàng đối La Quân cũng không có nửa chút nữ chi tình. La Quân cười ha hả, nói ra, giống như cũng không nhiều a, à, cứ như vậy ba bốn cái. Ngươi thật là một cái hoa tâm củ cải. Kiều Ngưng cười cười, nàng nói tiếp, tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? La Quân nói ra, đi trước trên biển một chuyến, ta đã đáp ứng người hứa hẹn, hiện tại muốn đưa qua. Kiều Ngưng nói ra, tốt, ăn xong thì lên đường. Ăn điểm tâm xong về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng khống chế nguyên thần nhắm hướng đông biển mà đi. Ba giờ sau, Đông Hải trước làng trài nhỏ đến. Kiều Ngưng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục khống chế nguyên thần, dù sao tại cái kia trong biển khoảng cách cũng là quá xa. Cũng may là quân biết tiêu chí, không phải vậy lời nói, bằng vào nguyên thần, quả quyết không dám lung tung ra biển. Tại cái kia làng trài nhỏ nghỉ ngơi sau 2 giờ, chính là 2 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời chính liệt, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi phất qua đến, lại là thư sướng cùng cực. Là quân cùng kiều ngưng lấy nguyên thần ra biển. Liên tiếp phi hành 6 giờ, 8 giờ tối, trời hoàn toàn tối ngầm hạ qua. La Quân cùng Kiều Ngưng rốt cục đến Đông Lai Đảo. Tại rừng cây trên không, La Quân nói với Kiều Ngưng, trong này khắp nơi đều là khí độc, người không muốn xuống dưới, ta một người xuống dưới liền tốt. Kiều Ngưng gật gật đầu, nàng tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là thân thể cũng không thế nào cường đại, cũng là sợ hãi chúng độc. La Quân nhảy đi xuống về sau, hắn đi vào cái kia phiến đầm lầy địa. La Quân mới vừa đến, cái kia âm dương tử điện xong xà thì từ trong vùng đầm lầy lộ đầu ra. Người cuối cùng tới, công xà đầu nói ra. Mẫu xà đầu làm theo nói ra, nhưng hắn tốt như cái gì đều không mang. Công xà đầu nhất thời mắt lộ ra hung quang, nói, tiểu tử, người đùa bỡn chúng ta đúng hay không? Mẫu xà đầu nói ra, vâng, tiểu tử này bây giờ tu vi phóng đại, nhiễm nhiên đã là bát trọng thiên tu vi. Chúng ta cũng vạn ắt không là đối thủ của hắn. Công xà đầu nhất thời phẫn nộ, nói ra, hảo tiểu tử, người muốn qua sông đoạn cầu đúng hay không? La quân lập tức nói, hai vị không nên hiểu lầm, đồ, vật ta mang. Hắn đón đến, nói ra, ta từ đông bên bờ biển tới, đường được vạn lý, cũng không có cái này thời gian dỗi đến tiêu khiển hai vị. Người cho chúng ta mang châu ở đâu? Công xà đầu hỏi. Nó khí tiêu một chút. La quân nói ra, ta lần này đến vội vàng, châu là không có cách nào mang. Bất quá, bảo đan ta mang không ít, hắn nói xong cũng đem một ngàn mai quy nguyên đan lấy ra. Quy nguyên đan chứa ở trong hồ lô, là quần đem hồ lô ném qua qua. Cái kia công xà đầu thân thể khẽ quấn, liền đem hồ lô tiếp được. Lưỡng đầu xà cấp tốc kiểm tra một lần, chờ phát hiện bên trong thật sự là một ngàn mai bảo đan lúc, lưỡng đầu xà nộ khí nhất thời toàn bộ tiêu tan. Châu không có mang đến, này một ngàn mai bảo đan xem như năm năm tiến cống, các ngươi nhìn có thể chứ dù sao, một cái bảo đan liền có thể mua vô số đầu trâu. Năm năm về sau, ta hội lại tiến một ngàn mai bảo đan tới, đến lúc đó, chúng ta trứng thì thanh, các người thấy thế nào? La Quân nói ra, được, công xà đầu lập tức nói, mẫu xà đầu cũng vui vẻ ra mặt, nói ra, La Quân, ngươi là thủ tín người, người người bạn này, chúng ta giao. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ta còn có việc, thì không ở lâu. Đi đường bình an. Công xà đầu cùng mẫu xà đầu lập tức nói. Sau đó, La Quân liền cùng Kiều Ngưng tại trên bờ cát tụ hợp. Kiều Ngưng cũng mệt mỏi không nhẹ, tối nay là nhất định đi không. La Quân liền mắc lều bồng để Kiều Ngưng khoanh chân an dưỡng. La Quân liền ở bên ngoài hộ pháp. Kiều Ngưng đem ba đồ phóng xuất, ba đồ ăn quy nguyên đan về sau, liền vui vẻ trên mặt biển phi hành. Hắn so trước đó lớn lên lớn không ít, bất quá vẫn là không đủ gánh chịu La Quân phi hành. Ba đồ thế giới rất đơn thuần, là quân cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là muốn lấy mẫu thân hắn bởi vì chính mình mà chết. Chính mình làm sao cũng phải chiếu cố thật tốt hắn, để hắn vui vui sướng sướng trưởng thành. Ba đồ chơi một hồi, cũng liền mệt mỏi, hắn trở lại kiều ngưng giới tu di bên trong nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, kiều ngưng trạng thái hoàn toàn khôi phục. Dưới một chỗ, chúng ta muốn đi đâu? Kiều ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, qua Yến Kinh, Yến Kinh, Kiều Ngưng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, Yến Kinh là chúng ta hoa hạ thủ đô, ta đi nơi nào trước gặp trầm mặc nùng. Nàng là cơ quan nhà nước, ta còn cần thông qua nàng tìm đến đến Lạc Ninh. Lúc trước đau xót đã qua, La Quân tự nhiên biết mình không nên đi quái Lạc Ninh. Cho nên dưới mắt, hắn muốn tìm tới Lạc Ninh. Đương nhiên, La Quân cũng không muốn để Lạc Ninh cuốn vào đến Thiên Châu cái kia nguy hiểm vòng xoáy thị phi bên trong nhưng hắn nhất định phải đem thần đan giao cho lạc ninh trên tay cũng phải để lạc ninh tiêu tan nếu như lạc ninh một mực trong lòng không khoái la quân trong lòng cũng hội không thoải mái sớm trên mặt biển là như thế bình tĩnh hải âu lướt qua mặt biển lại là một phần dị dạng yên tĩnh đó là rất mỹ lệ hình ảnh la quân cùng kiều ngưng lấy đại bằng kim sĩ nguyên thần bắt đầu đường về tại 2 giờ chiều đến yến kinh tại yến kinh hạ xuống về sau là quân liền thì cho trầm mặc nùng gọi điện thoại tới yến kinh khí trời rất tốt trời xanh mây trắng đây đối với yến kinh tới nói là tương đối khó đến khí trời rất xuống đất điểm cũng là tại minh châu cao ốc trên lầu chót cái này minh châu cao ốc cũng là viên tinh vân công việc địa phương là quân đã từng tới hắn lấy điện thoại di động ra cho trầm mặc nùng gọi điện thoại tới điện thoại rất nhanh liền thông là quân còn chưa lên tiếng nhưng trầm mặc nùng bên kia lại càng thêm kích động la quân là ngươi sao trầm mặc nùng giọng nói phát run la quân cười ha ha nói ra ta cái này cũng không có rời đi bao lâu a à, làm sao nghe thấy ta thanh âm kích động như vậy trầm mặc nùng lại tựa hồ như không tâm tình cùng la quân nói giỡn, nàng nói ra ngươi ở chỗ nào la quân nói ra ta đã tại minh châu cao ốc nơi này ngươi thì sao trầm mặc nùng bị kinh ngạc nói ra ngươi cũng đến yến kinh đúng vậy a à, la quân nói ra người hôm nay làm sao là lạ trầm mặc nùng nói ra chúng ta gặp mặt lại nói người chờ ta một chút ta lập tức tới ngay sau đó nàng liền cúp điện thoại la quân một mặt hồ nghi trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra rất lợi hại dự cảm không tốt tới làm sao kiều ngưng hỏi la quân la quân nói ra cảm giác nàng là lạ theo dĩ vãng khác biệt tựa như là chuyện gì phát sinh hơn nữa còn là liên quan tới ta Kiều Ngưng nói ra, người chớ suy nghĩ quá nhiều, gặp mặt thì biết tất cả mọi chuyện. La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng nói rõ châu cao ốc bên ngoài. Bọn họ dưới lầu chờ đợi Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng đến rất nhanh, nàng mở là xe quân dụng. Cái kia xe quân dụng ầm vang một tiếng thắng gấp đứng ở La Quân cùng Kiều Ngưng trước mặt. Bởi vậy cũng có thể gặp Trầm Mặc Nùng tới là nhanh cỡ nào. Trầm Mặc Nùng ăn mặc một thân màu đen váy đầm, nàng sau khi xuống xe gỡ xuống kính dâm la quân trầm mặc nùng hô một tiếng la quân trông thấy trầm mặc nùng sắc mặt rất là ngưng trọng trong lòng hắn đập mạnh liền vội vàng hỏi làm sao vì cái gì bộ biểu tình này trầm mặc nùng lại là không đếm xỉa tới hội kiều ngưng nàng nhìn về phía la quân một câu cũng nói không nên lời la quân bất đắc dĩ hắn nói ra trầm mặc nùng người đừng như vậy đến chuyện gì phát sinh người ngược lại là nói a à nói càng về sau hắn lại là sốt ruột trầm mặc nùng nói ra người muốn có chuẩn bị tâm lý tốt ta có chuẩn bị tâm lý người nói đi la quân nói ra lạc ninh nàng chết trầm mặc nùng thấp trầm giọng nói ra trong tích tắc la quân giống như ngũ lôi oanh đỉnh hắn chỉ cảm thấy chán tối đen tại chỗ liền ngất đi la quân trầm mặc nùng cùng kiều ngưng thất sắc không biết qua bao lâu la quân rốt cục mơ màng tỉnh lại hắn đã bị trầm mặc nùng cùng kiều ngưng đưa đến Minh Châu cao ốc phụ lầu 3, cũng chính là viên tinh vân phòng nghiên cứu bên trong. Bất quá viên tinh vân cũng không tại. La quân là tại thiền trong phòng nghỉ ngơi, trong này vô cùng yên tĩnh. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, La quân bỗng nhiên ngồi xuống, hắn hai mắt huyết hồng, một phát bắt được trầm mặc nùng tay, quát ẩm lên, ngươi nói cái gì? Ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Trầm mặc nùng mặc cho La Quân nắm lấy tay nàng, nàng khổ sở nói ra la quân ngươi đừng như vậy la quân thân thể run rẩy kịch liệt lấy hắn nói ra đến là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta biết cái này nhất định không phải thật sự cái này nhất định không phải thật sự ngươi không muốn cùng ta đùa kiểu này la quân trong lòng có vô cùng vô tận hoảng sợ loại này hoảng sợ đuổi đi không rời hắn thật rất lợi hại sợ hãi cứ như vậy sẽ không còn được gặp lại lạc ninh nếu như không gặp được cái kia sẽ như thế nào La Quân thật sự là không dám tưởng tượng. Kiều Ngưng nhìn lấy La Quân thống khổ như vậy, nàng tâm cũng nắm chặt cùng một chỗ. Có thể nàng thực sự không am hiểu an ủi người, cho nên giờ phút này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, không phải vậy ta không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo, La Quân hô lên tới. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, ngươi dạng này cũng không làm nên chuyện gì a. À. La quân hít sâu một hơi, hắn đột nhiên liền tỉnh táo lại. Loại này tỉnh táo lại là lộ ra đến đáng sợ. Là quân nhìn về phía trầm mặc nùng, nói ra, người bây giờ có thể nói đi. Trầm mặc nùng bất đắc dĩ, nàng cảm thấy là quân như vậy tỉnh táo ngược lại càng thêm đáng sợ. Nhưng nàng cũng không tiện nói gì. Lúc này, trầm mặc nùng cũng hít sâu một hơi, nàng xử lý đầu mối, nói ra, sự tình là như thế này, một tháng trước, cũng chính là người đi thiên châu không lâu về sau sự tình. Đêm hôm đó, ta chính đang say ngủ, Lạc Ninh một sợi tàn khuyết thần hồn chạy đến giường của ta trước. Lúc ấy, ta giật mình, chờ ta tỉnh ngộ lại thời điểm, mới biết được là ra đại sự. Nàng thần hồn bây giờ ở nơi nào? La Quân nắm chặt hai nắm đấm, gấp rút hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, người hãy nghe ta nói hết được không? Lạc Ninh cái kia sợi thần hồn quá tàn khuyết, vẻn vẹn chỉ là một đoạn hình ảnh. Ta cùng viên sử đã đem cái kia đoạn hình ảnh bảo lưu lại đến, đó là lưu cho ngươi. Lạc Ninh làm mọi thứ có thể để lưu lại cái này sợi thần hồn, chính là vì ngươi. Hiện tại, cái này sợi thần hồn mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, đều là đang tiêu tán. May mắn ngươi kịp thời đến, không phải vậy lời nói, ta thật sợ ngươi không thấy bất cứ cái gì. Ở đâu?" La Quân khàn giọng hỏi. Trầm Mặc nùng nói ra, "Các ngươi đi theo ta." Sau đó trầm mặc nùng liền đem la quân cùng kiều ngưng đưa đến khác trong một cái phòng. Trong phòng kia bị bày trận phương pháp, chính là trận pháp đang trợ giúp lạc ninh tàn hồn bảo trì dinh dưỡng. Trong gian phòng đó, tràn ngập âm khí, chính là thoải mái thần hồn nơi tốt. Bởi vậy cũng có thể gặp, trầm mặc nùng các nàng xác thực là dụng tâm lương khổ. Các ngươi ra ngoài đi, La Quân nói ra. Trầm mặc nùng cùng Kiều Ngưng nhìn nhau, các nàng không nói gì, ngay sau đó liền thì yên lặng lui ra khỏi phòng sau đó đóng cửa phòng. La Quân nhìn về phía cái kia trung tâm trận pháp. Cái kia trung tâm trận pháp bên trong có thần hồn từ trường tại vận chuyển. La Quân run rẩy hô một tiếng, lạc ninh. Thế là, cái kia thần hồn từ trường liền bắt đầu ngưng tụ. Dần dần, lạc ninh bộ dáng thì xuất hiện, nàng thân hình rất là phiêu miểu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Lạc ninh, La Quân nhịn không được quỳ đi xuống, hắn kinh ngạc nhìn lấy cái kia lạc ninh bộ dáng la quân lạc ninh bỗng nhiên cười một chút nàng mở miệng nói chuyện thanh âm này là trực tiếp truyền vào đến la quân trong não vực la quân trong lòng vui vẻ hắn cảm thấy lạc ninh không chết đây không phải còn sống sờ sờ nói chuyện sao lạc ninh thật xin lỗi ta sai ngươi không cần rời đi ta có được hay không la quân cơ hồ là cầu khẩn nói ra nhưng là mặc kệ la quân làm sao nói lạc ninh lại là nghe không được nàng tiếp tục nói ta không biết người đến còn có thể hay không thu đến ta cái này một sợi tàn hồn giữ lại một chút ý thức nhưng ta coi như ngươi nghe được nếu như ngươi không nghe thấy cũng hy vọng nghe được người có thể đem những này lời nói thuật lại cho ngươi ta không được lúc này ta ngoài ý muốn biết càng ngày càng mơ hồ tử vong đã cách ta rất gần ta cảm giác ta lại là như vậy sợ chết thế nhưng là cái này đều không dùng a à. ta trước khi chết lo lắng nhất vẫn là ngươi là quân ta quá giải ngươi là phi dùng chết để ngươi khổ sở như vậy ngươi hận không thể đi chết mà ta đây ta lấy như thế một cái phương thức rời đi ngươi khi ngươi biết sau khi ta chết ngươi chẳng phải là hội hận chết chính ngươi nhưng là la quân đáp ứng ta không nên hận chính ngươi bởi vì ta mãi mãi cũng yêu ngươi ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống ngươi như không tốt ta chết không nhắm mắt giết ta người đến từ thiên châu ta lúc trước đạt được một kiện pháp khí kiện pháp khí này gọi là như lai áo cà sa. Cái này áo cà sa nghe nói là viễn cổ chư thần bên trong một vị đắc đạo cao tăng áo cà sa. Mặc lên người, có thể có được siêu thoát bỉ ngạn lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, ta không thể lính ngộ áo cà sa sự ảo diệu, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Người kia là cái công tử trẻ tuổi, rất là tuấn giật, nhưng ta không cách nào hình dung ra hắn cụ thể bộ dáng, bởi vì hắn trên mặt tựa hồ không có cái gì đặc thù. Mà lại, là quân, ta không quá hy vọng ngươi đi tìm hắn báo thù. Hắn tu vi quá cao, mà lại bây giờ lại được như lai áo cà sa, ngươi càng không phải là đối thủ. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể đi giúp ta giết phạm vô ngu, báo cha mẹ ta đại thù, như thế, liền đã biết đủ. Nói càng về sau, lạc ninh thanh âm dần dần phiêu miểu, sau cùng, nàng thân thể cũng cứ thế biến mất. Lạc ninh, là quân lệ hống, hắn hai mắt trong chốc lát toát ra máu và nước mắt. Đó là một loại như thế nào đau lòng, tựa như là trong lòng có đồ vật gì vỡ ra một dạng. Hắn liều mạng muốn muốn nắm ở Lạc Ninh, thế nhưng là có thể bắt lấy chỉ có hắc ám cùng không khí. Cái này một loại thống khổ, sau so La Phi rung rời đi lúc còn muốn đau nhức. La Quân gào khóc đứng lên, hắn co quắp tại mặt đất, nước mắt nước mũi lăn lộn thành một đoàn. Là ta, là ta không tốt, nếu như ta không đuổi ngươi đi, ngươi thì sẽ không xảy ra chuyện. La Quân khóc nói là ta hại chết ngươi, là ta. Hắn bỗng nhiên vọt lên, sau đó liền ba 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 cho mình 10 cái cái tát. Trong nháy mắt, hắn song gương mặt xương thành đầu heo. Máu tươi hợp lấy hàm răng bay ra ngoài. La quân là tại đối với mình hạ tử thủ, hắn lại chạy đến vách tường trước, phanh một tiếng, đầu vọt tới vách tường. Trong nháy mắt, La quân đầu rơi máu chảy. Là ta, là ta đáng chết, ta đáng chết. La quân liều mạng tự mình hại mình chính mình. Hắn hiện tại hận nhất không phải cái gì khác người, chính là chính hắn. Trong lòng của hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Ninh, nghĩ đến ngày đó, hắn để Lạc Ninh rời đi. Đủ loại nguyên do hồi tưởng lại, La Quân chỉ muốn đem chính mình giết cho Lạc Ninh báo thù. La Quân, Trầm Mặc Nùng cùng Kiều Ngưng rốt cuộc đợi không được, các nàng xông tới. Khi nhìn đến La Quân thời điểm, Trầm Mặc Nùng cùng Kiều Ngưng ngây người. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng nước mắt tuôn trào ra cho dù là ý chí sắt đá như kiều ngưng, nàng nước mắt cũng chảy ra. Đơn giản là, La quân đã đem chính hắn tra tấn thành huyết nhân. Trầm mặc nùng tiến lên, nàng ngăn cản la quân lại như vậy xuống dưới. Nàng ôm chặt lấy la quân, khóc nói ra, la quân, ta cầu ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy tra tấn chính ngươi. Ta cầu ngươi, là ta hại chết nàng, là ta đuổi đi nàng. La quân thuốc thiết nói ra, hắn tựa như là một đứa bé một dạng, khóc đến như thế bi thiết mà thương tâm. Giờ này khác này La Quân, hắn mất đi sở hữu kiên cường, hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Trầm mặc nùng ôm chặt lấy La Quân, có thể La Quân lập tức lại nổi điên, lạc ninh, ta đến bồi ngươi, ta đến bồi ngươi. La Quân lúc này chờ tỉnh ngộ, hắn cảm thấy, hắn chỉ có một đường chết mới có thể xứng đáng lạc ninh. Hắn bỗng nhiên đem lạc ninh đẩy ra, sau đó liền muốn nhất trưởng đánh chết chính mình. La Quân cũng không phải tại hư tình giả ý, hắn chưa từng có dạng này hối hận qua. Hối hận muốn tuyệt, lúc này, người nào đều không rảnh đi hận, hận chỉ có chính hắn. Kiều Ngưng thấy thế, lập tức xuất thủ, nàng nhất trưởng liền đem La Quân đánh ngất đi. Ba giờ sau, La Quân tại thiền trong phòng chậm rãi tỉnh lại. Thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có. Kiều Ngưng cùng trầm mặc nùng một bước không rời trông coi La Quân la quân ngồi xuống trầm mặc nùng cùng kiều ngưng lo lắng nhìn về phía la quân trầm mặc nùng nói ra la quân đã chuyện phát sinh chúng ta như thế nào đi nữa đi hối hận cái kia đều đã là không làm nên chuyện gì ngươi hiểu chưa quan tâm ngươi người để ý ngươi người riêng là lạc ninh chúng ta đều không hy vọng sự ngược đãi như thế của ngươi chính ngươi kiều ngưng nói ra ngươi đừng quên ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm ngươi còn có từ đồ linh nhi La Quân nhìn trầm mặc nùng cùng Kiều Ngưng liếc một chút, hắn nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Trầm mặc nùng cùng Kiều Ngưng hơi khẽ thở phào một cái. Là Quân xoay người xuống giường, hắn hỏi trầm mặc nùng, mấy giờ rồi? Trầm mặc nùng sướng sờ sướng sờ, sau đó nói, 11 giờ đêm. Là Quân nói ra, người có biết hay không Lạc Ninh là ở nơi nào xảy ra chuyện? Trầm mặc nùng diêu đầu, nói ra, ta bên này cái gì cũng không biết cái kia tàn hồn cũng không phóng thích qua bởi vì chúng ta một khi phóng thích người thì không nhìn thấy la quân gật đầu hắn nói ra kiều cô nương chúng ta đi thôi ngươi muốn đi đâu trầm mặc nùng lập tức hỏi la quân nói ra chuyện không liên quan ngươi sau đó la quân cùng kiều ngưng ra minh châu cao ốc kiều ngưng tế ra nguyên thần đại bằng kim xí sí. la quân cùng kiều ngưng đến nguyên thần phía trên trầm mặc nùng muốn đi theo lên la quân lại là ngăn lại trầm mặc nùng người chớ cùng đến ta có một số việc phải xử lý la quân người khác làm cái gì việc ngốc trầm mặc nùng lo lắng vô cùng kiều ngưng nói với trầm mặc nùng người yên tâm đi ta sẽ chăm sóc ở hắn sau đó kiều ngưng liền khống chế nguyên thần bay ra ngoài vân hải ngao du bên trong kiều ngưng nói với la quân la quân người còn tốt đó chứ la quân nhìn về phía kiều ngưng hắn nói ra là ta hại chết nàng kiều ngưng nói ra ta không hiểu ngươi vì cái gì trung quy nói là ngươi hại chết nàng la quân đã tỉnh táo lại hắn nói ra lúc trước hắn đem một lần kia cùng cự linh giáo giao phong cùng bạch dịch hàng ân oán nói ra sau cùng đủ loại chờ một chút la quân toàn nói ra kiều ngưng nghiêm túc lắng nghe la quân kể rõ những vật này cũng là một loại giảm sức ép phương thức không phải vậy trong lòng của hắn rất khó chịu kiều ngưng sau khi nghe xong cũng liền hoàn toàn minh bạch. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì La Quân sẽ nói chính hắn là cái điểm xấu người, hắn thật sự là kinh lịch quá nhiều ly biệt cùng đau xót. Vậy ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào? Kiều Ngưng hỏi. La Quân nói ra, qua nước Hương Sơn, đến thần vực. Phạm vô ngu là lạc ninh cửu nhân giết cha, thù này, ta hiện tại muốn vì nàng báo. Thần vực, ngươi nói là trước kia ngươi cùng ta giảng, thần đế lưu tại thế giới bao la một cái tồn tại, Kiều Ngưng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, không sai. Kiều Ngưng lo âu nói ra, thần đế thế nhưng là ngang dọc vũ nội đệ nhất nhân, người đến đó mặt giết người, chỉ sợ sẽ để thần đế không thích a. À. La Quân nói ra, đến giờ này khắc này, ta quản chẳng phải nhiều. Kiều Ngưng khẽ thở dài một tiếng, theo rồi nói ra, tốt a, à, người muốn làm thế nào, ta đều cùng ngươi. Ngươi không muốn tham dự vào, đây là chuyện của ta. La Quân nói ra. Kiều Ngưng từ tốn nói, chuyện này, người nói không tính. Là quân nào nào, sau đó, hắn thì cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Một đường tiến về nước bay đi, dù là nước Mỹ khoa học kỹ thuật phát đạt. Nhưng nguyên thần phi hành trên không chung, cái này nhưng cũng không phải bọn họ không chung phòng ngự có thể phát hiện. Kiều Ngưng cùng La Quân tại sau 6 tiếng, cũng là dạng sáng 5 giờ, đến Hương Sơn. Chính là tại thần vực bên ngoài hạ xuống thần vực môn miệng vẫn là có người chấn giữ người không có phận sự không được đi vào khi la quân xuất hiện lúc giữ cửa mấy tên thần vực đệ tử hãi nhiên thất sắc bởi vì la quân bọn người sớm đã là thần vực bên trong phong vân nhân vật bây giờ la quân đột nhiên xuất hiện bọn họ có thể nào không bị kinh ngạc la quân thế nhưng là hạng nhất tội phạm truy nã a à. đứng lại cái kia mười tên thủ môn đệ tử kịp phản ứng về sau lệ quát một tiếng ngăn cản la quân cùng kiều ngưng xâm nhập bên trong. Cái này mấy cái tên đệ tử bất quá là kim đan kỳ thực lực, bọn họ tại la quân trước mặt thực sự không đáng chú ý. La quân hít sâu một hơi, nói ra, các ngươi qua bẩm báo chư vị sư tôn đi, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Mặc kệ như thế nào, la quân tâm địa đều là thiện lương. Quản chi đến giờ này khắc này, vẫn nộ sông phá lý trí, hắn hay là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Làm càn, cái kia mấy tên thủ môn đệ tử cũng là tâm cao khí ngạo. Bên trong hai người ngăn lại La Quân đường đi, tiếp lấy liền xuất thủ bắt La Quân. La Quân thân thể mạnh mẽ chấn động, phanh một tiếng, cái này hai tên đệ tử liền ngã bay ra ngoài. Lúc này, cái này mấy tên thủ môn đệ tử mới hoàn toàn thất sắc. Sắc trời đã tờ mờ sáng, bình minh buông xuống. Chân trời thải hà là xinh đẹp như vậy, cái này hương sơn bên trong lại là như thế yên tĩnh gió sớm quét mà đến, thấm vào ruột gan. Cũng là lúc này, các vị sư tôn, còn có một loại nội môn đệ tử toàn bộ đều đi ra. Tiếp cận 300 tên đệ tử đều đi ra. Thích Vĩnh Long cũng tại. Tả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu, Thích Vĩnh Long là ba vị sư tôn. Ngoài ra còn có không ít chấp pháp trưởng lão các loại. Bây giờ, Tả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu, Thích Vĩnh Long ba người này tu vi đều đến thất trọng thiên. Bọn họ tu vi tiến triển cũng là rất nhanh. Tại thế giới bao la tới nói, thần vực thực lực cũng không tính kém. Chính là cái kia âm diện thế giới, âm diện thế giới mất đi tống đế vương trèo trống, lại bị địa tàng vương Bồ Tát ước thúc. Về sau, âm diện thế giới đã khôi phục bình thường quỹ tích. Bọn họ không còn dám đến quấy rối thần vực, thần vực cũng không cần lại cho giao đan dược. Địa tàng vương Bồ Tát là bao nhiêu lợi hại người, hắn trả để đồng xuyên bọn người đến nhà bồi thường xin lỗi. Đơn giản là, đồng xuyên những người này đối thần đế khuyết thiếu kính sợ. Nhưng là, địa tàng vương Bồ Tát trong lòng là rõ ràng. Địa tàng vương Bồ Tát về sau còn sẽ nghĩ biện pháp cùng thần đế câu thông, cầu được thần đế tha thứ. Còn thần đế sau cùng có thể hay không tiêu tan, cái kia vốn là là một ẩn số. Đả thần vực, cũng là đả thần đế mặt. Đừng nhìn thần đế không tại, những hư không đó thần linh lại không một cái dám đến thần vực quấy rối. Cũng chính là có thắng đế câu thông trình kiến hoa giống tả thiên tông những người này, những hư không chân thần đó căn bản không dám tới nghĩ cách. Bởi vì bọn hắn đều sợ hãi từ nơi sâu xa thần đế A. Là quân, người cái này phản đồ, cũng còn dám xuất hiện. Tả thiên tông lạnh lùng nói ra. Là quân liếc nhìn liếc một chút tả thiên tông, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi tại phạm vô ngu cùng thích vĩnh long trên thân. Thích vĩnh long ăn mặc áo khoác trắng, đầu hắn là đầu chọc. Nhìn, thích vĩnh long cũng là người trẻ tuổi, nhưng là thủ đoạn hắn, Hắn giá trị con người lại là không thể đo lường. Đã từng, La Quân đối mặt thích Vĩnh Long, hắn tựa như là bùn nhão. Mà thích Vĩnh Long cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay gặp nhau, La Quân nhìn thích Vĩnh Long lại là một mặt nhìn xuống thái độ. Hắn nhạt lạnh nhìn lấy thích Vĩnh Long. Thích Vĩnh Long hãi hùng khiếp vía, hắn đã từng vũ nhục qua người trẻ tuổi này. Nhưng người trẻ tuổi này trưởng thành nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Bây giờ, thích Vĩnh Long lại là muốn ngưỡng mộ La Quân ta hôm nay đến, là muốn giết một người, phế một người. Là quân tử tốn nói, người khác, ta không muốn thương tổn các ngươi. Dù sao, trong nội tâm của ta là kính ngưỡng thần đế tiền bối. Các ngươi tốt nhất đừng bước ta. Làm càn, tả thiên tông giận dữ, nói, này này địa phương, cũng là người cái này nhiệt xúc dương oai địa phương sao. Là quân bỗng nhiên cười như điên, hắn nhìn gần tả thiên tông, nói, ta thì dương oai, người có thể làm gì. Tà Thiên Tông nổi giận, hắn lập tức mệnh lệnh sau lưng mấy tên nội môn đệ tử, bắt đại hộ pháp đệ tử, bắt lại cho ta cái này cuồng đồ. Vâng, vực chủ, cái kia hậu phương tám tên đệ tử đều xuất hiện, cái này tám tên đệ tử tu vi là trường sinh cảnh tam trọng khoảng trừng. Bọn họ cấp tốc đem La Quân vây quanh. Còn thiếu rất nhiều, La Quân cười lạnh một tiếng. Tám tên đệ tử cùng nhau ra chiêu, bọn họ tế ra trong tay pháp bảo. Trong nháy mắt, kiếm quang vẩy ra. La Quân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đợi kia kiếm quang tập sát mà đến, La Quân một chiêu thái cực sinh tử luân thi triển đi ra. Cái này bát đại hộ pháp đệ tử chính là Tả Thiên Tông về sau tại trong nội môn đệ tử tuyển ra tới. Cái này tám tên nội môn đệ tử là hiệu trung Tả Thiên Tông, Tả Thiên Tông cũng phân phối cho bọn hắn pháp khí. Lúc này, kiếm quang bay múa, cái gì Trích Tiên Linh, Thiên Ti Lụa, Phi kiếm, Kim kiếm, Lôi đao một mạch hướng là Quân tập giết tới thần tiên đánh nhau, đã là như thế. Mà la quân thân ở trung ương, hắn thái cực sinh tử luân trong nháy mắt thi triển. Liền gặp vậy quá cực trận ấn ra hiện, thái cực trận ấn trung tâm chính là lốc xoáy tầng tầng lớp lớp. Những pháp khí này liền toàn bộ bị hút vào đến thái cực sinh tử luân bên trong, lại một cái chớp mắt, sở hữu pháp khí đều hôi phi yên diệt. Mọi người không khỏi thất sắc. La quân quát lạnh một tiếng, nói ra, tả thiên tông, ngươi phải biết, hôm nay chiến tranh, không phải là các ngươi nhiều người là được rồi. Những đệ tử này, trưởng lão lên, chưa hẳn hữu dụng. Ta cũng không muốn giết hại đồng môn, người như thương tiếc tính mạng bọn họ, liền tốt nhất đừng lại để bọn hắn xuất thủ. Này Kiều Ngưng cũng nói, không sai. Sau đó, nàng đem cái kia lôi phù tế ra. Tiểu Long cũng trên không trung gào thét, cái kia lôi điện trên không trung bố thành lôi trận, chỉ cần Kiều Ngưng nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem nơi đây san thành bình địa cửu trọng thiên cao thủ đến cái này thế giới bao la, vốn chính là có thể đi ngang tồn tại. Nhất thời, tất cả mọi người không dám vọng động. Phạm vô ngu cùng thích vĩnh long càng là sắc mặt thay đổi. Tả thiên tông sắc mặt trắng bệch, hắn run giọng nói ra, là quân, người cũng đã biết ngươi làm như vậy hội có hậu quả gì không? Người đây là vũ nhục thần vực, vũ nhục thần đế sư tôn. Hôm nay cho dù ngươi đạt được, ngươi cho rằng thần đế sư tôn sẽ bỏ qua ngươi sao? người nghĩ đến đám các ngươi đã có thể chống lại thần đế sư tôn la quân nói ra ta biết hôm nay sở tác sở vi tất định là thần đế tiền bối chỗ không dung nhưng là tả thiên tông ta có thể bồi mệnh ngươi có thể sao tả thiên tông không khỏi ngẩn ngơ gặp được không sợ chết người hắn còn có cái gì dễ nói ngươi muốn thế nào tả thiên tông hỏi la quân không tiếp tục để ý tả thiên tông ánh mắt của hắn tới trước thích vĩnh long trên thân Thích Vĩnh Long, La Quân hô một tiếng. Thích Vĩnh Long thân thể run lên, hắn cũng nhìn về phía La Quân. Lúc trước người bước ta quỳ xuống cầu sinh, còn thống khoái sao? La Quân hỏi Thích Vĩnh Long. Thích Vĩnh Long sắc mặt trắng bệch, nói, người muốn như thế nào? La Quân nói ra, lúc trước, người e ngại thần đế, cho nên không có giết ta. Đã không có giết ta, người thì không nên lại vũ nhục ta. Như là đã vũ nhục ta, như vậy hôm nay cái này hậu quả, ngươi hẳn là nghĩ đến. chẳng lẽ ngươi bây giờ ngay cả thần đế còn không sợ? thích vĩnh long trầm giọng hỏi. đây không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi. con đường thứ nhất, ta đưa ngươi giết. thứ hai con đường, ngươi hướng ta quỳ xuống, dập đầu ba cái. đây là ngươi khi đó cho ta hai con đường, ta bây giờ trả lại ngươi. là quân, ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt? thích vĩnh long thanh âm phát run. lại tuyệt cũng là người trước làm, La là Quân lạnh lùng nói ra. Thích Vĩnh Long lui lại hai bước, La Quân nói ra, nếu như ngươi muốn chạy trốn, ta thì coi ngươi là lựa chọn con đường thứ nhất, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Thích Vĩnh Long nói ra, có phải hay không ta hướng ngươi quỳ xuống, ngươi liền có thể tha ta. La Quân nói ra, không sai. Thích Vĩnh Long cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta quỳ. Lúc này Thích Vĩnh Long là thức thời Tuấn Kiệt, Loại tình huống này, người bình thường đều chọn quỳ xuống. Bởi vì, không có người không sợ chết. Cầu sinh là người bản năng, lợi hại hơn nữa đại thần thông giả cũng vô pháp siêu thoát tầng này. Thế là, tại trước mắt bao người, thích vĩnh long quỳ đi xuống, hướng La Quân dập đầu ba cái. Sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, người có thể hài lòng. La Quân nói ra, tốt, ta tha cho ngươi, bất quá, chỉ là tha mạng của ngươi, ngươi khi đó không có phế ta, nhưng hôm nay ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau tiểu tặc ngươi thích vĩnh long không khỏi giận dữ sau đó thích vĩnh long lệ hống một tiếng hắn trong nháy mắt tế ra hắn pháp khí đó là một ngụm tang hồn chung oanh tang hồn chung bỗng nhiên bay ra phát ra chói tai cùng cực thanh âm thanh âm này giống như ma âm nhiếp nhân tâm phách đồng thời tang hồn chung biến lớn bay thẳng đến la quân tập sát mà đến tốc độ cực nhanh chóng La quân mắt cũng không chấp, hắn đột nhiên nhất quyền vung ra. Mạnh mẽ lực lượng thả ra ngoài, oanh. Tang hồn chung bên trong, năng lượng kịch liệt ba động. Một giây sau, tang hồn chung hoàn toàn nổ tung phá hủy. Mảnh vỡ kia bay loạn loạn xạ, la quân trực tiếp lấy điện sát chi tinh đem hoàn toàn động lại. Chiêu này, nhất thời làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bây giờ la quân, vậy nhưng lại không lúc trước người yếu. Hắn là dùng tuyệt đối cường giả chi tư xuất hiện thích vĩnh long liên tiếp lui về phía sau hắn liền muốn trốn đi được sao la quân lại ngừ một tiếng hắn trong nháy mắt bắn ra địa sát kiếm thích vĩnh long còn không có kịp phản ứng địa sát kiếm đã cắt đứt thích vĩnh long hai cái đùi thích vĩnh long rên lên một tiếng thê thảm sau đó té ngã trên đất hắn hai chân đã ly thể bạch cốt âm u cùng máu tươi hỗn hợp có cùng một chỗ là quân tiếp lấy lại đánh một cây địa sát chi tinh ngưng tụ băng châm bắn vào đến Thích Vĩnh Long trong não vực qua. Trong nháy mắt, Thích Vĩnh Long liền hoàn toàn thành ngu ngốc. Chính là từ giờ phút này bắt đầu, là quân cùng Thích Vĩnh Long ân oán hoàn toàn kết. Tả Thiên Tông bọn người lại là một câu cũng nói không nên lời. Là quân vừa nhìn về phía Phạm Vô Ngu. Phạm Vô Ngu bờ môi phát run, hắn nói ra, là quân, mặc kệ như thế nào, ta đã từng cũng là sư phụ ngươi chẳng lẽ ngươi? La Quân nói ra, Phạm Vô Ngu, ngươi cũng không cảm thấy ngại sách sư phụ hai chữ. Lúc trước Nguyên Thạch sự tình, ngươi là thế nào vu hãm ta? Đương nhiên, chuyện này, ta lười nhắc cùng ngươi tính toán. Ta hiện tại cùng ngươi tính toán Lạc Ninh sự tình. Lạc Ninh, Phạm Vô Ngu sắc mặt kịch biến. La Quân nói ra, Lạc Ninh phụ mẫu là thế nào chết, trong lòng ngươi rõ ràng. Hắn đón đến, đột nhiên hai mắt huyết hồng. Lệ Hống nói, để mạng lại lấp đi. La Quân trong nháy mắt đánh ra nhất trưởng tới. Thái cực huyền thiên trảm. Cái kia cự đại thái cực trận ấn hình thành, cuồng bạo như rồng cuốn vòng xoáy sức mạnh công kích tiềm điện tích lũy giết đi qua. Dạng này lực sát thương là khủng bố. Phạm vô ngu hoàn toàn không cách nào chống cự. Oanh! Thái cực huyền thiên trảm xuyên thấu phạm vô ngu thân thể, phạm vô ngu bị đông thành băng côn, sau đó vỡ thành vụn băng, liền thi thể cũng không tìm tới. La Quân lúc này mới thu địa sát chi tinh. Sau đó, La Quân nhìn Tả Thiên Tông liếc một chút, tiếp theo, hắn cùng Kiều Ngưng rời đi thần vực. Từ đầu đến cuối, Tả Thiên Tông bọn người lại là một câu lời cũng không dám nói. La Quân cùng Kiều Ngưng cứ như vậy ngang nhiên xông vào thần vực, cứ như vậy phế thích Vĩnh Long, giết phạm vô ngu, sau đó nghênh ngang rời đi. Đối với thần vực tới nói, là cực lớn đại nhục nhã. Nếu là thần đế tại lúc, trong thiên hạ, không ai dám làm như thế rời đi thần vực về sau la quân cùng kiều ngưng đến los angeles khu vực thành thị tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút tới la quân cũng không có mượn rượu giải sầu hắn nói ra kiều cô nương người có biết hay không như lai áo cà xa kiều ngưng nao nao theo rồi nói ra như lai áo cà xa ta nghe nói qua kiện bảo bối này nhưng ta cũng chưa gặp qua la quân đến tinh thần hắn nói ra như lai áo cà xa đến là kiện cái dạng gì bảo bối kiều ngưng nói ra nghe nói như lai áo cà sa chính là hư giữa không trung một vị đắc đạo cao tăng áo cà sa vị này cao tăng gọi là nguyên thông thiền sư nguyên thông thiền sư đang bị người đánh giết về sau hắn có thật nhiều lực lượng thì còn sót lại đến bên trong áo cà sa mặc vào cái này áo cà sa có thể có được siêu thoát bỉ ngạn lực lượng cái gì gọi là siêu thoát bỉ ngạn la quân hỏi kiều ngưng nói ra ta như thế giải thích với người đi chúng ta người tu đạo một mực đang đi lên phía trước tựa như là tại trong bể khổ chúng ta cũng không biết khổ hải đối diện là cái gì nhưng khổ hải nhất định sẽ có giới hạn cái kia giới hạn chính là bỉ ngạn la quân là người thông minh hắn nói ra bỉ ngạn tuy nhiên tồn tại nhưng người nào có thể đến tới bỉ ngạn tu đạo cuối cùng ai có thể tưởng tượng đi ra tất cả mọi người là đang suy nghĩ thần đế cũng còn chưa đạt tới bỉ ngạn cái này nguyên thông thiền sư cho dù là cao tăng lại như thế nào hắn đồng dạng bị người đánh giết như vậy chỉ là hắn một kiện áo cà sa, dựa vào cái gì nói có thể có siêu thoát bỉ ngạn năng lực. Kiều Ngưng nói ra, nghe nói là nguyên thông thiền sư cho rằng bỉ ngạn là hắn tại tư tưởng tầng thứ bên trên huyễn hóa ra đến, nguyên thông thiền sư tu vi tuy nhiên chưa chắc tại thần đế phía trên. Nhưng hắn là tu Phật chi nhân, hắn là xem thấu là thế sự vạn vật, thời gian không gian chờ một chút hết thảy biến hóa người. Hắn tư tưởng thượng cảnh giới, chỉ sợ không ai bằng. La Quân nói ra, thì ra là thế. Kiều Ngưng nói ra, như lai áo cà sa vẫn luôn là một kiện truyền thuyết, không ai thấy qua. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi như lai áo cà sa đến? La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói ra, Lạc Ninh cũng là bởi vì trong lúc vô tình đạt được như lai áo cà sa, như thế mới đưa tới họa sát thân. Giết nàng người là đến từ Thiên Châu. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, nàng tiếp tục hỏi, người kia là cái dạng gì? La Quân nói ra, chỉ nghe Lạc Ninh nói là cái trẻ tuổi anh Tuấn Công Tử. Kiều Ngưng nói ra, bằng vào điểm này, rất khó tìm đến hung thủ. Mà lại, người này có thể theo trời châu đi vào thế giới bao la, như vậy tu vi tất nhiên không kém. Mà lại, hắn bây giờ giống như đến áo cả xa nơi tay, chỉ sợ càng khó ứng phó. La Quân nói ra, không sai, cho nên ta dự định đêm nay ăn hai cái thần đan, tranh thủ để tu vi đến bát trọng thiên trung kỳ. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, nàng nói ra, người cũng không thể dạng này làm ẩu, dục tốc bất đạt, hai cái thần đan sử dụng đồng thời, chỗ đó chịu đựng được. Ăn thần đan, cũng không phải là nói tương đương đói bụng ăn cái gì. Không sai, là quân tùy thời ăn vào thần đan đều có thể gia tăng tế bào khai phát. Nhưng là một cái thần đan đại khái là có thể khai phá một triệu viên tế bào khoảng chừng Một trăm vạn tế bào não, đã là thất trọng thiên tu vi. Đây cũng là thần đan chỗ chân quý. Tu vi quá thấp người, ăn thần đan, rất có thể hội bảo thể mà chết bởi vì đầu không chịu nổi dược lực. La Quân dự định lưu một cái thần đan cho Trầm Mặc Nùng, cũng không phải là muốn Trầm Mặc Nùng lập tức phục dụng. Đó là để Trầm Mặc Nùng tại thích hợp thời điểm đến phục dụng. Mà tại La Quân tới nói, hắn phục dụng hai cái thần đan, dược hiệu vô cùng lớn, hắn rất khó đem khống ở. Nhưng hắn muốn cũng không phải là một cộng một bằng hai. Bởi vì bát trọng thiên trung kỳ tiêu chuẩn là 1.500 vạn mai tế bảo não. Mà sơ kỳ tiêu chuẩn 600 vạn tế bào não loại này toán cộng không phải nhân với thứ hai tính toán. Tại bát trọng thiên đỉnh phong, phù hợp là 3.000 vạn, nhưng cũng có cao thủ đạt tới 5.000 vạn tế bảo não. Mà khi đó, 5.000 vạn tế bảo não một khi đột phá đến cửu trọng thiên, chính là ức vạn cấp bậc. Đây đều là không có một cái nào xác định tiêu chuẩn. Audio điện tử võ tấn bền Dựa theo bình thường ăn thần đan trình độ tiến hóa, là quân ăn hai cái thần đan, tế bào não khai phát đến một ngàn vạn. Nhưng là, nếu như hắn hai cái cùng một chỗ ăn, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Có khả năng để hắn lập tức phá vỡ trung kỳ bình chướng, đến bát trọng thiên trung kỳ, từ đó để tế bào trong nháy mắt tiến hóa đến một ngàn vạn. Đương nhiên, cũng có thể là hai ngàn vạn tế bào não. Thứ này, từ trước đến nay đều không phải là một cộng 1 bằng hai. Mà chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật la quân liền là muốn mượn hai cái thần đan uy lực trực tiếp tấn thăng đến bát trọng thiên trung kỳ cái này rất nguy hiểm nhưng trong nguy hiểm cũng có một tia kỳ ngộ ta là thiên mệnh vương ta nghĩ ta cho dù là muốn chết cũng sẽ không cứ như vậy chết la quân rất lợi hại kiên định nói với kiều ngưng ngươi không thể như thế chỉ vì cái trước mắt kiều ngưng nói ra người bây giờ tâm tính rất lợi hại có vấn đề dạng này luyện công quá nguy hiểm la quân nói ra ta biết ta đang làm cái gì ngươi không cần nhiều lời. Kiều ngưng nổi nóng nói ra, ngươi vì cái gì nhất định liền muốn đem chính mình ở vào loại nguy hiểm này tình trạng bên trong đâu. Ngươi biết ngươi như cái gì sao, ngươi tựa như là một cái thua đỏ mắt điên cuồng dân cờ bạc. Ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có thể khai ra đại sao. Ngươi vận khí cho dù tốt, cũng có mở ra khi còn bé. Ngươi không cần thiết bốc lên loại này vô vị mạo hiểm. Ta biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi là cảm thấy giết lạc ninh cái kia cá nhân tu vi quá cao cho nên ngươi muốn liều mạng tăng cao tu vi, nhưng là, nếu như ngươi chết đâu, vạn nhất ngươi chết đâu, vậy ngươi còn có hy vọng sao? Lạc ninh thù, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lựa chọn bảo hiểm phương thức đến tăng cao tu vi. Nàng đón đến, nói ra, ngươi mất đi lạc ninh rất thống khổ, nhưng là, ta cũng chỉ có ngươi một người bạn như vậy. Nếu là ta mất đi ngươi, ta cũng sẽ rất thống khổ. Là quân nhìn về phía Kiều Ngưng, Kiều Ngưng nói ra, Ta không phải phản đối ngươi đồng thời ăn hai cái, nhưng bây giờ không phải là thời cơ. Chờ ngươi tránh thức tỉnh táo lại, dùng một loại lý tính, khách quan thái độ đến mặt đối với chuyện này thời điểm, ta tuyệt không khó ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể thản nhiên đối mặt Lạc Ninh rời đi, lúc nào liền có thể ăn thần đan. Lạc Ninh hiện tại là ngươi tâm ma, ngươi một khi ăn hai cái thần đan, loại này tâm ma tuyệt đối có thể hủy đầu óc ngươi, ngươi hiểu chưa? Là Quân trầm mặc một lát, hắn gật gật đầu nói ra, Kiều Ngưng, cảm ơn ngươi. Hắn theo rồi nói ra, ta nghĩ ngươi nói không sai, Lạc Ninh xác thực đã thành ta tâm ma. Hôm nay nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta đại khái đã chết. Kiều Ngưng hơi khẽ thở vào một cái, nàng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm. Là quân, hôm nay ngươi rất lợi hại uy phong A. À. Ngay vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến La Quân cùng Kiều Ngưng trong lỗ tai la quân cùng kiều ngưng lập tức bị kinh ngạc thần đế tiền bối la quân kinh nghi bất định liền cũng tại lúc này la quân cùng kiều ngưng trước mặt cái kia từ trường bắt đầu ngưng tụ sau cùng thế mà ngưng tụ thành một người người này không phải cái gì khác người chính là thần đế thần đế một thân thô bố y sam hắn không cao giá người rất lợi hại lớn mạnh nhìn tựa như là cái nông thôn hán tử có thể ai có thể nghĩ đến một người như vậy chính là danh chấn thiên hạ thần đế thần đế tiền bối la quân nhìn gặp thần đế xuất hiện hắn lập tức thật sâu chắp tay kiều ngưng cũng kinh nghi bất định nàng không nghĩ tới cứ như vậy nhìn thấy thần đế nàng đối chuyện hôm nay vốn là trong lòng còn có e ngại bởi vì cái gọi là tên người bóng cây thần đế tại người tu đạo trong lòng cái kia chính là vĩnh viễn không thể vượt qua đại sơn thần đế ánh mắt lãnh đạm hắn cứ như vậy nhìn lấy la quân thần đế tiền bối vãn bối hôm nay mạo phạm thần vực tội đáng chết vạn lần. La Quân nói ra, nhưng là vãn bối khẩn xin tiền bối cho vãn bối thời gian 10 năm, 10 năm về sau, vãn bối nhất định cho ngài một cái công đạo. Ngươi là Linh Nhi trượng phu, thần đế nói ra, lại là thiên mệnh chi vương, tại đem đến khí vận bên trong có tác dụng rất lớn, nếu không phải nhìn lấy hai điểm này, hôm nay ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này yêu tiên liền sớm đáng chết. Chẳng lẽ lúc ấy tiền bối ngài tại thần vực bên trong? La Quân giật mình, thần đế nói ra, bổn tỏa đã giải quyết một chút phiền toái, suy nghĩ liền có thể giám sát đến thần vực một chút tình huống. Dưới mắt, bổn tọa người ở trong hư không, nhưng suy nghĩ đến nơi đây, liền ngưng tụ từ trường cùng các ngươi gặp mặt. Trên trời dưới đất, vạn giới các vị diện, chỉ cần suy nghĩ có thể đến tới địa phương, bổn tọa chính là ở khắp mọi nơi. Kiều ngưng không khỏi hãi nhiên, thần đế tu vi, quả nhiên là kinh khủng như vậy sao? Thần đế theo rồi nói ra, là quân, cho dù người có người lý do nhưng là người mạo phạm thần vực, chính là mạo phạm bổn tọa uy nghiêm. Bổn tọa thân cư thiên đạo, thiện ác không thể không minh, thưởng phạt không thể không thanh. Người nói người muốn thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, bổn tọa có thể cho ngươi. 10 năm về sau, chỉ cần ngươi có thể tại bổn tọa thủ hạ sống qua 3 phút, lần này sự tình liền thì như vậy tính toán. Như là không thể, bổn tọa sẽ giết ngươi. Là quân trầm giọng nói ra, vâng, tiền bối. Hắn đón đến, bỗng nhiên thì quỳ đi xuống, Hắn nói ra, Tiền Bối, Vãn Bối hôm nay hướng ngài quỳ xuống, cũng không phải là cầu xin tha thứ. Vãn Bối cảm ơn ngài đối linh nhi chiếu cố, chuyện hôm nay, Vãn Bối trong lòng tuy nhiên chưa phát giác làm sai, nhưng lại lớn nhất có lỗi với Tiền Bối ngài, xin Tiền Bối thụ Vãn Bối cúi đầu. Sau khi nói xong, hắn đập một cái khấu đầu. Thần Đế Từ Tốn nói, đứng lên đi. La quần cái này mới đứng dậy. Thần Đế nói ra, Thiên đạo vận chuyển, luân hồi các ti coi như người có linh nhi cái tầng quan hệ này, cũng có la lang tầng kia quan hệ. Nhưng là bổn tọa xưa nay sẽ không vì bất luận kẻ nào xuất thủ. Nếu là xuất thủ, chính là tại thiên đạo vận chuyển bên trong. Tương lai người chính mình đường, cũng chỉ có chính ngươi mới có thể đi tiếp. Đây là ai đều giúp không ngươi." Vãn Bối Minh Bạch, La Quân nói ra. Thần đế còn nói thêm, linh nhi bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bổn tọa không cứu sống nàng. Nhưng cái này không có nghĩa là Linh Nhi không có thuốc nào cứu được, bởi vì nàng cũng là đang chờ đợi một cái cơ duyên. Thuộc về nàng cơ duyên nếu là đến, nàng tự nhiên năng được cứu. Người cũng không cần lo lắng quá mức, nàng kinh lịch như vậy sự tình còn có thể sống sót, cái này đã nói lên, thiên đạo không có ý định để cho nàng chết. Dù sao Linh Nhi mệnh cách cùng người thường khác biệt, nàng cũng là thiên mệnh giả, nàng không nên dễ dàng như thế mà chết. Là quân trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nói ra, Linh Nhi, nàng tình huống cũng không có chuyển biến xấu a. À. Thần đế nói ra, không, vẫn luôn đang say rất nồng. La Quân nói ra, đa tạ tiền bối chăm sóc. Thần đế nói ra, người tự giải quyết cho tốt, còn có, 10 năm ước hẹn, bổn tọa tuyệt không phải là đùa giỡn với ngươi. 10 năm về sau, sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Sau khi nói xong, thần đế thân hình bắt đầu phiêu miểu. Tiền bối, ngài là có đại thần thông người, có thể hay không nói cho vãn bối, là ai đã giết Lạc Ninh. Là quần nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vội vã nói ra. Nhưng là thần đế lại không có trả lời, cái kia thân hình rất nhanh biến mất, tiếp lấy cái kia từ trường lại khôi phục vận chuyển bình thường. Bất quá, thần đế vẫn là để lại một câu nói, chính ngươi đi thăm dò. Là quần sợ sệt địa phương. Kiều ngưng lại là như chút được gánh nặng. Vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ta liền cảm giác so gặp hoàng đế còn muốn thụ áp bách. Thần đế quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất, Kiêu Ngưng từ đáy lòng nói ra. Là Quân trong lòng đã phiền muộn vừa sợ thán, hắn thầm nghĩ, nếu là ta có thần đế tiền bối bản lãnh như vậy, mặc kệ cái gì Thiên Châu vẫn là hắn không gian, lại có nơi đó là đi không được. Còn có người nào sắc mặt cần phải đi để ý đâu? Về phần thần đế suy nghĩ hóa nguyên thần, nguyên lý này chính là, khi một người tại yến kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến ra hương chiếc kia giếng. Lúc này suy nghĩ liền đến chiếc kia giếng ý nghĩ này nồng đậm tới trình độ nhất định liền có thể ngưng tụ chiếc kia bên giếng từ trường sau đó hình thành suy nghĩ nguyên thần cứ như vậy thần đế thật là xem như ở khắp mọi nơi thậm chí hắn chả làm cho suy nghĩ trở lại quá khứ một nơi nào đó quá khứ hiện tại tương lai bất kỳ địa phương nào đâu đâu cũng có đây mới thực là thần linh đương nhiên giả dụ la quân gặp được nguy hiểm cái kia thần đế cũng không biết, bởi vì hắn tư tưởng cũng không biết là quân hội ở nơi nào. Mà lại, coi như là quân gặp nguy hiểm, thần đế cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Thần đế là tuân theo thiên đạo người, hắn là không sẽ quản nhàn sự. Là quân, Kiều Ngưng bỗng nhiên lại lo lắng, thời gian 10 năm, người làm sao có thể tại thần đế trong tay chống nổi 3 phút. Thần đế chính là thiên đạo, chính là đã nói là làm người. Hắn tuyệt không phải là tại đùa giỡn với ngươi. Là quân nói ra, nhưng đây đã là rất lợi hại kết quả tốt tại qua sông thần vực thời điểm ta đã làm tốt phải dùng mệnh đến thường dự định chí ít hiện tại ta còn có một đường sinh cơ kiều ngưng hơi hơi thở dài nàng nói ra ta ngược lại không cảm thấy có cái gì sinh cơ người cái này xúc động tính cách ta thật không biết nên nói cái gì cho phải la quân liền cũng liền trầm mặc xuống dưới sau một hồi khá lâu hắn nói ra thần đế tiền bối nhất định biết người nào là hung thủ Hắn vì cái gì không chịu nói cho ta biết. Kiều Ngưng nói ra, người khác suy nghĩ nhiều, thần đế làm việc, tự nhiên có đạo lý. Nên nói không nên nói, đều là thuận ứng thiên ý. Là quần nói ra, có lẽ đi. Một đêm này, Kiều Ngưng cũng rất tu dưỡng một phen. Sáng ngày thứ hai, là quân cùng Kiều Ngưng về Yến Kinh. 6 giờ nguyên thần phi hành, là quân cùng Kiều Ngưng tại buổi tối 7 giờ đến Yến Kinh. Loại này tranh lệch nghịch chuyển khiến người ta rất lợi hại không thoải mái. La Quân cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại, Trầm Mặc Nùng thu đến La Quân điện thoại, nàng lo lắng hỏi, La Quân, người ở đâu? La Quân nói ra, ta đã về Yến Kinh, người ở đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta thì tại Minh Châu trong cao ốc. Tốt, chúng ta tiến tới tìm ngươi. La Quân nói xong liền cúp điện thoại. La Quân chuyến này đến đi vội vàng, Trầm Mặc Nùng cũng không biết La Quân đến qua làm gì. Nàng cũng hỏi không ra tới. Bất quá trầm mặc nùng nhìn thấy là quân bình yên vô sự lúc, nàng cũng liền tránh thức buông lỏng một hơi. Tại thiền trong phòng, là quân đem một cái thần đan lấy ra, nói, mặc nùng, cái này là một cái thần đan, tặng cho ngươi. Trầm mặc nùng ngây người, nàng nói ra, cái gì, thần đan. Nàng cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Một cái thần đan có thể đề bạt một trăm vạn tế bảo não. Người bây giờ là thần thông chín tầng nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể để ngươi trực tiếp đạt đến thái hư trọng thiên chi cảnh. Bất quá, cái này cũng rất nguy hiểm, ngươi càng có thể sẽ não vực chịu không nổi, phát cuồng mà chết. Cho nên, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ tự mình tu luyện đến trường sinh cảnh về sau, tuyển cái phù hợp thời cơ phục dụng. Là quân đón đến, nói ra, lúc đầu không nên sớm như vậy cho ngươi, nhưng là ta chuyến đi này, lại cũng không biết lúc nào mới có thời gian quay lại. Thiên châu hung hiểm, ta càng sợ ta hơn hội chết trước là quân, cái này quá quý giá, ta sao có thể thu đâu. Trầm mặc nùng nói ra. Là quân nói ra, người thu cất đi, tại ta chỗ này, không có cái gì quý giá câu chuyện. Người là ta rất trọng yếu bằng hiếu, người còn muốn theo giúp ta ngao du hư không, như vậy, người nhất định phải bước nhanh. Trầm mặc nùng nao nao, sau đó nàng nói ra, vậy thì tốt, ta nhận lấy. Là quân cười một tiếng. Trầm mặc nùng nói ra, các người còn chưa ăn cơm đi, ta mời các ngươi đi ăn cơm. Ngày thứ hai, La Quân cùng Kiều Ngưng tiến về Đại Hưng An Lĩnh. Bọn họ tại Đại Hưng An Lĩnh nghỉ ngơi mấy giờ về sau, tiếp lấy Kiều Ngưng thi pháp trở về Thiên Châu. Lần này đi vào thế giới bao la, hết thảy chỉ đợi 5-6 ngày. Lúc đầu, La Quân là nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn. Chí ít còn muốn về Tân Hải cùng Tô Tình vuốt ve an ủi. Nhưng là Lạc Ninh chết cho hắn quá lớn kích thích, La Quân muốn trở lại Thiên Châu biết rõ ràng như lai áo cà sa. Hắn muốn tăng thực lực lên, đồng thời truy tra như lai áo cà sa. Lạc Ninh Thù, nhất định muốn báo. Khi La Quân trước mắt Kim Quang biến mất lúc, hắn cùng Kiều Ngưng đã trở lại Thiên Trì Các trong tầng hầm ngầm. Kiều Ngưng sắc mặt trắng bệch, đoạn thời gian này bên trong, nàng mỗi ngày phụ tải lượng quá lớn, bây giờ trong thời gian ngắn, tu vi là khó khôi phục. La Quân lo lắng hỏi Kiều Ngưng, nói, người thế nào? Không có việc gì, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi." Kiều Ngưng nói ra, La Quân nói ra, "Nếu không ngươi ăn thần đan." Kiều Ngưng khoát khoát tay, nói ra, "Ta cái này công lực chỉ cần tu dưỡng là được rồi. Mà thần đan là tại thời khắc mấu chốt đến đột phá cảnh giới, cũng không thể phung phí của trời." La Quân gặp Kiều Ngưng nói như thế, hắn liền cũng liền không lại kiên trì. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng tiến đến gặp Tô Yên Nhiên lúc này là 10 giờ sáng. Tô Yên Nhiên một mực chấn thủ hoàng thành thiên trì các, nàng mỗi ngày cũng không phải là bề bộn nhiều việc. La Quân trông thấy Tô Yên Nhiên thời điểm, kinh ngạc phát hiện Tô Yên Nhiên đã đột phá đến cửu trọng thiên tu vi. Tô Yên Nhiên lúc đầu một mực cũng là bát trọng thiên đỉnh phong, có được 3.000 vạn tế bào não khai phát lượng. Giờ phút này, nàng đã có được 74 triệu tế bào não khai phát lượng. Tô Yên Nhiên thực sự trở thành tuyệt thế cao thủ, Thiên Châu tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng là cửu trọng thiên cao thủ cũng không có nhiều như vậy. Cửu trọng thiên cùng bát trọng thiên là cái cự đại đường danh giới. Từ bát trọng thiên có thể vọt vì cửu trọng thiên, đây là lý cá vượt long môn biến chất, tội yên nhiên, người thế mà đột phá. La Quân cảm thấy giật mình vô cùng. Tội yên nhiên mỉm cười, nói ra, cái này phải nhờ có ngươi cho ta cái viên kia thần đan, ta tại bát trọng thiên đã dừng lại mấy năm, tích lũy cũng đã đầy đủ, Bất quá lần này vận khí cũng coi như tốt, dựa vào thần đan chi lực, thế mà một chút nâng đột phá. "Chúc mừng ngươi." La Quân từ đáy lòng nói ra. Tô Yên Nhiên hồng quang đầy mặt, nàng nói ra, "Ta phải cảm ơn ngươi mới là." Là Quân nói ra, "Cảm ơn cũng không tất, Kiều cô nương theo ta tới tới đi đi, công lực hao tổn không ít." Nàng cũng nhịn ăn thần đan, "Ngươi có hay không chính mình tư tảng hắn đan dược?" Tô Yên Nhiên nói ra, "Cái này ta còn thực sự có." Ta chỗ này có hai cái vô cực chính nguyên đan, chính là thiên đan phẩm chất. La Quân nói ra, vậy ngươi có thể cho ta không? Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Ngay sau đó La Quân liền lấy Tô Yên Nhiên hai cái thiên đan qua tìm Kiều Ngưng. Kiều Ngưng chính trong phòng vận công liệu thương. La Quân vừa tiến đến, Kiều Ngưng thì mở to mắt. Kiều cô nương, ta từ Tô Yên Nhiên nơi đó làm ra hai cái thiên đan, ngươi ăn vào vận công liệu thương. La Quân nói ra. Kiều Ngưng trong mắt lóe lên vui mừng, nàng không có cửa tuyệt La Quân cho thiên đan. Kiều Ngưng ăn thiên đan về sau, nàng vận công liệu thương 2 giờ, sau đó, nàng liền khôi phục sở hữu công lực. Tô Yên Nhiên đã đột phá bát trọng thiên giảng buộc, đến cửu trọng thiên. La Quân nói với Kiều Ngưng. Kiều Ngưng hơi kinh hãi, nàng nói ra, nghĩ không ra nàng lại có như vậy tạo hóa. La Quân cười một tiếng. Tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta đợi chút nữa qua tìm Tô Yên Nhiên, để cho nàng giúp ta tra như lai áo cả xa sự tình. Kiều Ngưng nói ra, ta gần đây cũng không có việc gì, liền một mực đang bên cạnh ngươi giúp ngươi một chút. Thuận tiện, ta tiếp tục thối luyện Tiểu Long. La Quân nói ra, đa tạ, Kiều Cô Nương. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng cùng đi tìm Tô Yên Nhiên vừa vặn cũng là đến cơm trưa thời gian, tôi yên nhiên để hạ nhân chuẩn bị bữa trưa. Thiên trì các bên trong, các tổ chức, là quân bọn người có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bận rộn, nhưng là tôi yên nhiên người phụ trách này cũng không thế nào bận biểu. Tại nhã trong các, hoàn cảnh thanh u, thức ăn thịnh soạn bưng lên, tôi yên nhiên hào hứng rất tốt, xuất ra một bình la năm chúc diệp thanh cho la quân cùng kiều ngưng rót đầy. Thế nào, là quân, ta cảm giác người lần này trở về giống như không hăng hái lắm mà lại ngươi không phải nói muốn đi một tháng sau. Làm sao sớm như vậy liền trở lại, Tô Yên Nhiên đổ đầy tử về sau rốt cục phát hiện có chút không đúng, thế là hỏi La Quân. Kiều Ngưng Yên lặng uống một hớp rượu, nàng cũng không nói lời nào. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên La Quân gào khóc bộ dáng. Trong chớp mắt ấy, nàng tránh thức bị chấn động đến. Nàng cảm giác được chính mình tâm thế mà cũng sẽ đau nhức. La Quân sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói ra, yên nhiên, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Tô yên nhiên nao nao, nàng nói ra, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. La Là quân nói ra, thiên trí các tình báo, thiên hạ không ai bằng. Ta nghĩ ngươi giúp ta điều tra thêm, người nào trên thân có được như lai áo cả xa. Như lai áo cả xa, tô yên nhiên nhất thời bị kinh ngạc. Ngươi cũng biết như lai áo cả xa. La quân gặp Tô yên nhiên biểu lộ như vậy, hỏi. Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, như lai áo cà sa bực này trí bảo, ta lại sao lại không biết. Bất quá ta chỉ ở truyền thuyết bên trong nghe được, cũng không tránh thức nhìn thấy cái này áo cà sa. Là quần nói ra, như lai áo cà sa là như thế nào chí bảo. Tô Yên Nhiên nói ra, như lai áo cà sa chính là viễn cổ nguyên thông thiền sư lưu lại áo cà sa. Nguyên thông thiền sư trí tuệ cùng lực lượng đều chất chứa tại áo cà sa bên trong, này áo cà sa có thể dẫn người siêu thoát bỉ ngạn, bực này trí bảo chính là người tu đạo tha thiết ước mơ. Nàng đón đến, lại nói, đúng, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi như lai áo cà sa đến. Cái này áo cà sa một khi hiện thân thiên châu, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. La quân nói ra, trước đó như lai áo cà sa xuất hiện tại thế giới bao la bên trong, thê tử của ta tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được như lai áo cà sa. Tô yên nhiên giật mình, nàng đồng thời cũng có chút buồn bực, lại là không nghĩ tới La quân còn có thê tử. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm, tôi yên nhiên nói ra, thê tử ngươi đạt được như lai áo cà sa. Ngươi chắc chắn chứ, ngươi nếu là có thể đem như lai áo cà sa giao cho thiên trì các, ngươi có thể mở bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần thiên trì các có thể làm đến. Là quân nói ra, thê tử của ta đã bị người hại chết, nàng cái xác không hồn. Mà như lai áo cà sa bị đến từ thiên châu người cướp đi, ta bây giờ muốn ngươi hỗ trợ chính là cha ra cái này sát hại thê tử của ta người. Cái kia như lai áo cả xa cũng là cái kíp nổ. Tô Yên Nhiên xứng sở xứng sờ nàng cũng coi là rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân biểu lộ âm trầm. Thật xin lỗi, La Quân, Tô Yên Nhiên có chút xấu hổ, nàng nói ra. La Quân cũng không ngại, nói ra, không có việc gì. Tô Yên Nhiên cũng liền nghiêm mặt nói ra, người nói thê tử ngươi từng chiếm được như lai áo cả xa, việc này thật chứ. La Quân nói ra, thê tử của ta một sợi tàn hồn thật là như thế nói với ta. Tô Yên Nhiên nói ra, như lai áo cà sa ủng có vô cùng huyền bí, bất quá nguyên thông thiền sư lưu lại dưới áo cà sa, có thể khám phá người không nhiều. Tại không có khám phá ảo diệu trước đó, cái kia cướp đoạt áo cà sa người quả quyết là không dám lộ ra áo cà sa tới. Cái này áo cà sa, có được siêu thoát bỉ ngạn bí mật. Chính là viễn cổ chư thần gặp cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Nàng đón đến, nói, cho nên bởi như vậy, muốn truy tra áo cà sa cũng không tốt truy tra bất quá la quân chúng ta hội tận lực đi thăm dò nếu như chúng ta thiên chỉ các bởi vậy thực sự đến áo cà sa vậy ngươi cũng coi là cho thiên chỉ các lập công cực khổ la quân nói ra tốt chỉ muốn các ngươi có phát hiện gì cần phải nói cho ta biết cái kia áo cà sa ta không hứng thú nhưng là giết thê tử của ta người ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu tô yên nhiên khe khẽ thở dài nói ra la quân bớt đau buồn đi ngày thứ hai La quân cân nhắc muốn tại Hoàng Thành làm một cái tòa nhà. Hắn không có khả năng vẫn luôn ở tại trong khách sạn. Kiều Ngưng cũng duy trì La Quân ý nghĩ. Bất quá, khi La Quân đến hỏi mua bán tòa nhà tình huống lúc liền có chút mắt trợn tròn. Bởi vì một tòa ra dáng tòa nhà giá cả, đó là vạn lượng hoàng kim trở lên A. Cũng thế, đây là địa phương nào? Là tắc đất tắc vàng hoàng thành A. Một vạn lượng hoàng kim cũng chính là NDT 8.000 vạn tám vạn tại yến kinh mua biệt thự vậy cũng quá sức tòa nhà cái gì gọi là tòa nhà cái kia đến có đình viện có hậu viện còn muốn có lầu các, có thiên viện có độc lập nhà bếp các loại như thế mới tính được là một tòa tòa nhà la quân là cái xuất thủ hào phóng người trên tay một vạn lượng hoàng kim bất chi bất giác đều dùng ba lượng ra ngoài cho nên hiện tại đứng trước mua tòa nhà vấn đề này hắn thế mà xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tại phòng ốc phòng giao dịch bên ngoài ánh sáng mặt trời chính là long lanh kiều ngưng vừa cười vừa nói mua tòa nhà còn muốn mua nha hoàn mời quản gia đầu bếp các loại đây đều là muốn trường kỳ chi tiêu triều đình bổng lộc vậy nhưng căn bản không đáng chú ý nha la quân nói ra những người kia là làm sao trèo trống chẳng lẽ đều là tại tham ô kiều ngưng nói ra tại trong hoàng thành người ai sẽ qua tùy tiện tham ô Mọi người phía sau đều có đại gia tộc ủng hộ đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, tầng này, thực tỉ mỉ nghĩ lại, rất dễ dàng nghĩ đến. Làm quan, chính mình sẽ không đi tham, nhưng là bọn họ có thể sử dụng chức vụ chi tiện cấp chỗ tốt. Hoặc cho thân thích chỗ tốt, sau đó thân thích kiếm tiền, lại tới trả lại. La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực, hắn nói ra, ta là nhàn chức, giống như muốn tham ô đều không thể nào tham dậy a. À. Thiên chỉ các tuy nhiên nguyện ý ủng hộ ngươi, nhưng là bọn họ cũng sẽ không trắng trợn cho ngươi tiền tài. Lời như vậy, bọn họ thì hoàn toàn bại lộ mục đích. Kiều Ngưng nói ra. Là quân nói ra, cho nên chẳng lẽ ta chỉ có thể một mực ở khách sạn sao? Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi đừng có gấp nha, ngươi phải biết, ta là một mực đang thiên châu sinh hoạt. Những năm này, ta vẫn có một ít tích xúc, khác không nói. Trăm vạn lượng hoàng kim vẫn là có la quân không khỏi đại hỷ nói ra thật kiều ngưng nói ra những vật này đều không trọng yếu ta còn cần đến cùng ngươi nói láo la quân nói ra nhưng là thật giống như ta dùng ngươi tiền cũng không tốt lắm kiều ngưng cười cười nói ra đến đi ngươi thiếu cùng ta giả mù xa mưa la quân cười ha ha một tiếng sau đó trong ba ngày la quân cùng kiều ngưng liền trực tiếp hoa hai vạn lượng hoàng kim mua một tòa hào hoa tòa nhà bên trong quản gia nhà hoàn đầu bếp gia đình đều là đầy đủ mọi thứ này cũng tiết kiệm la quân không ít chuyện tòa nhà bị la quân viết cái thiếu uy phủ treo ở môn biển bên trên thiếu uy phủ tại trong hoàng thành lặng lẽ mà đứng không làm kinh động bất luận kẻ nào la quân cũng không có đại yến khách mời nhưng là kỳ diệu lại là tại khai phủ ngày đó lại có không ít quan to quyền quý đến cửa tặng lễ lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ tự nhiên là sẽ không tới ngược lại là trong chiều văn đợi sai người đưa một phần lễ tới. Những này các đạt quan quý nhân sai người tặng lễ, đưa xong lễ liền đi, cũng không để lại dưới ăn cơm. Ban đêm thời điểm, là quần kiểm kê dưới quà tặng, những này quà tặng giá trị thật đúng là không ít. Kiều Ngưng đối với cái này cười nói, Hoàng thượng đối người thái độ mập mờ, nhưng là những này các đạt quan quý nhân là sẽ không dễ dàng gây thù hằn. Quà tặng đại biểu là một phần tâm ý, tất cả mọi người nguyện ý bán tốt. Nếu như về sau hoàng thượng không cần ngươi, cái kia coi như. Nếu như ngươi đỏ, mọi người cũng có cái giao tình ở phía trước. La Quân cũng hiểu cái này để ý, hắn cười cười, nói ra, ta bổn nhất giới mãng phu, không nghĩ tới đời ta thế mà còn có thể chức vị. Trên thực tế, La Quân hiểu rất nhiều đạo lý, đối với trận pháp, chu dịch bát quái thuật số chờ một chút, hắn đều rất lợi hại tinh thông. Trên trận pháp bao nhiêu phương trình, hắn hạ bút thành văn. Nhưng trong hiện thực thật cho hắn phương trình đến giải, hắn tuyệt bức là mắt trợn tròn. Tại thế giới bao la bên trong, khoa học kỹ thuật thời đại, coi trọng là hiện đại hóa công nghệ cao nhân tài, riêng là tại quan viên phân công bên trên, bằng cấp là tuyệt đối đánh giá chỉ tiêu. Thì la quân cái kia bằng cấp là căn bản không có khả năng làm quan. Loạn dưới đời, còn có thể. Cho nên giờ phút này, la quân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm khái. Ban đêm thời điểm, Quản gia Lâm Bá đem quà tặng toàn bộ kiểm kê, thu nạp cũng tạo sách, sau đó giao cho La Quân xem qua. Cùng lúc đó, Lâm Bá an bài hai tên nha hoàn chuyên môn hầu hạ La Quân cùng Kiều Ngưng. Theo thứ tự là Bích Nguyệt, Bích Đào, Bích Nguyệt phục thị La Quân, Bích Đào phục thị Kiều Ngưng. La Quân cho chính hắn cùng Kiều Ngưng tuyển hai cái đặc biệt không tệ phòng ngủ, như thế một bố trí cách ăn mặc, Kiều Ngưng đều có chút thích thiếu uy phủ. Kiều Ngưng nói ra, ta tại băng hồ ở trên đảo có động phủ mình bất quá nơi đó thì ta cùng Minh Nguyệt Nha Đầu hai người. Minh Nguyệt Nha Đầu sau khi chết, ta thì một người. Ngược lại là không có ở ngươi cái này thiếu uy trong phủ đến chơi vui. Là quân nào nào, theo rồi nói ra, trăng sáng sau khi chết, ngươi có phải hay không rất khó chịu. Kiều Ngưng sầm mặt lại, nàng nói ra, trăng sáng từ nhỏ liền theo ta, nàng chết cho ta đã kích rất lớn. La Quân nói ra, thật xin lỗi. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân, nói ra tại sao muốn nói xin lỗi ta không tin người tính tình như vậy sẽ đi giết trang sáng la quân nói ra trang sáng xác thực không phải ta giết chết nhưng lúc đó ta là có thể cứu trang sáng chỉ bất quá ta đối với người cái kia lôi phù cũng trong lòng còn có tham niệm cho nên thì trơ mắt nhìn lấy lăng côn giết trang sáng kiều Cô nương thật xin lỗi nếu như là hiện tại ta liều chết cũng phải che chở trang sáng không trách ngươi kiều ngưng nói ra lúc ấy người ta cũng không nhận ra cái này rất bình thường ngươi không nợ ta cái gì cũng không nợ trang sáng cái gì chỉ là ta thiếu trang sáng cái kia lăng côn đã bị ta giết la quân nói ra ta biết kiều ngưng nói ra la quân bỗng nhiên nói ra kiều côn nương đáp ứng ta một việc được không kiều ngưng kỳ quái nhìn về phía la quân nói ra la quân nói ra không muốn chết ta không thể tiếp thụ ta nữa người bên cạnh cách ta mà đi nói đến đây câu nói lúc hắn trong mắt lóe lên cực kỳ bi ai chi sắc linh nhi xảy ra chuyện la phi dung chết còn có lạc ninh chết đủ loại đả kích đều thật sâu để la quân cảm thấy bi ai cảm thấy vận mệnh này quá mức bi thương la quân nhịn không được ở trong lòng hỏi vận khí ta thì thật sự là được không phụ thân ta giết mẫu thân của ta đây là cái đạo lý gì ta người yêu yêu ta người gắt gao thương tổn thương tổn đây cũng là vì cái gì Kiều ngưng ngốc ngẩn ngơ, có như vậy một cái chớp mắt, nàng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất đồ, vật bị la quân lời nói đụng chạm lấy. Nàng là tận mắt nhìn đến la quân thương tổn cùng đau nhức, cho nên, nàng thật sâu minh bạch la quân những lời này hàm nghĩa. Tốt, kiều ngưng nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, ta đáp ứng ngươi. La quân cũng cười một tiếng, nói ra, một lời đã định. Một lời đã định, đêm khuya thời điểm, thiếu uy phủ lại nghênh đón một vị đặc thù khách nhân người này không phải cái gì khác người lại là đã lâu niếp mị nương niếp mị nương toàn thân áo đen nàng tiêu tụy không ít la quân trong thư phòng cùng niếp mị nương gặp mặt niếp mị nương rất là yên tĩnh lời nói cũng rất ít la quân để bích nguyệt phao trà nóng tới Người còn tốt đó chứ la quân nhẹ giọng hỏi niếp mị nương ngẩng đầu nhìn về phía la quân nàng nói ra công tử gia bị hầu gia phạt cấm đoán trong vòng ba năm không được rời đi hối lỗi đường la quân nào nào sau đó lại cười một tiếng nói ra đây là một tin tức tốt niếp mị nương cũng cười một tiếng nàng lại không có nói thêm cái gì la quân còn nói thêm ngươi dự định vẫn luôn tại hầu phủ tiếp tục chờ đợi sao niếp mị nương nói ra cũng không có thứ hai con đường có thể đi không phải sao nàng đón đến nói ngươi lần này cũng là cử tử nhất sinh ta không có như ngươi loại này vận khí tốt ta nhược ly mở hầu phủ chính là một con đường chết La quân trầm mặc xuống dưới hắn chả thật không có cách nào đem niếp mị nương tiếp nhận đến thiếu uy phủ tới bởi vì niếp mị nương thật là hầu phủ người hầu phủ người chạy đến thiếu uy phủ đến điều này có thể sao lan thiên cơ bên kia có thể danh chính ngôn thuận can thiệp hoặc là giết niếp mị nương la quân liền nói ra vậy ngươi tối nay tới thiếu uy phủ sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi a niếp mị nương nói ra không quan trọng đại không phải liền là vừa chết mà nhưng là ngươi hôm nay khai phủ, ta làm bằng hiếu, làm sao cũng muốn đến xem không phải. La Quân chân thành nói ra, cảm ơn, hắn đón đến, lại nói, như có cơ hội, ta nhất định cứu ngươi ra hầu phủ. Chỉ là khi đó, ta không biết ngươi có nguyện ý hay không rời đi hầu phủ. Niếp mị nương kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, người tại sao muốn đối ta tốt như vậy? La Quân nói ra, trừ chúng ta là bằng hữu bên ngoài, chẳng lẽ còn có khác giải thích sao? Niếp mị nương cười cười nói ra đúng vậy a à, không có khác giải thích nàng đón đến nói ta mang cho ngươi một kiện lễ vật nàng nói liền xuất ra một cái hộp gấm nhỏ la quân tiếp nhận hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra là cái gì Niếp mị nương nói ra ta sau khi đi ngươi lại nhìn đi la quân hơi xứng sở theo rồi nói ra tốt Niếp mị nương còn nói thêm ta biết công tử gia không phải người tốt lành gì hắn đối đãi ta cũng chưa từng đem ta xem như là một cái tránh thức người. Nhiều lắm thì một kiện công cụ, dùng tốt, liền có thể cho hắn nét mặt tươi cười. Nếu là dùng đến không thuận, tùy thời cũng có thể vứt bỏ. Là quân không khỏi kỳ quái, nói ra, người đã minh bạch, là sao còn muốn. Mệnh ta là công tử ra cho, Niếp Mị Nương nói ra, năm đó ta một nhà già trẻ bị cừu ra tàn sát, là công tử ra cứu ta, hơn nữa còn giúp ta báo thù. Ta cái mạng này, sớm không phải chính ta, ta đối công tử ra, chỉ có lấy chết đến báo. La quân trầm mặc xuống dưới. Trong lòng mỗi người đều có tự mình làm người chuẩn tắc, hắn không thể nói Niếp Mị Nương cũng là sai. Sau đó, Niếp Mị Nương rời đi. La quân mở ra Niếp Mị Nương cho hộp gấm, ở trong đó lại là một quả hạt trâu màu đen, bất quá là nửa cái lớn chừng cái trứng gà. Cái này hạt trâu màu đen mượt mà vô cùng. Cái này hạt trâu màu đen một mảnh đen kịt la quân không khỏi kỳ quái cái này đến là cái gì hắn đem hạt châu màu đen cầm trong tay tường tận xem xét một lát lại là cái gì cũng cảm giác không ra mà lại liền pháp lực cũng thăm dò vào không đi vào ta dựa vào cái quỷ gì la quân kinh dị đứng lên liền xem như kim cương thạch là quân pháp lực cũng có thể thăm dò vào đi vào trong nháy mắt đem bên trong phần tử phân giải ra ngoài có đôi khi gặp được pháp khí mạnh mẽ sẽ xuất hiện bên trong lực lượng đem la quân pháp lực bài xích bên ngoài nhưng là giống trước mắt loại này căn bản là trực tiếp thăm dò vào không đi vào lại là có chút quỷ dị la quân hiếu kỳ tới cực điểm hắn rất muốn đi tìm niếp mị nương hỏi thăm rõ ràng cái này hạt châu màu đen đến là cái gì nhưng hắn cũng không dễ đến hỏi bởi vì niếp mị nương thân phận quá mẫn cảm la quân tự nhiên cũng biết cái này hạt châu màu đen không là phàm phẩm hắn ngẫm lại đêm nay cũng không còn sớm liền ngày mai rồi nói sau. Sáng ngày thứ hai, La Quân liền đem hạt châu màu đen cho Kiều Ngưng nhìn. Kiều Ngưng cũng đứng trước một dạng xấu hổ, liền xem như nàng pháp lực cũng thăm dò vào không đi vào. Kiều Ngưng nói ra, ta cũng không biết cái này hạt châu màu đen là cái gì cấu tạo, rất lợi hại kỳ lạ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá, thiên trì các là thần thông quảng đại, người có thể đi hỏi một chút thiên trì các. La Quân nói ra, thiên trì các tham lam cực kỳ, cái này hạt châu màu đen nếu thật là trí bảo bọn họ khẳng định phải nghĩ biện pháp cho ta lấy đi kiều ngưng nói ra người có thể dùng bằng hữu thân phận tìm tô yên nhiên la quân nghĩ cũng phải nói ra cũng đúng ta qua tìm tô yên nhiên ngay tại là quân chuẩn bị rời đi thiếu uy phủ thời điểm ngoài cửa có thái giám ra roi thúc ngựa tới cái kia thái giám đến về sau một đường xâm nhập thiếu uy phủ thiếu uy phủ gia đình căn bản không dám ngăn trở thánh chỉ đến thiếu uy tướng quân nhanh chóng đi ra tiếp chỉ. Cái kia thái giám sau khi đi vào, liền quát lớn. Thái giám này không phải lên lần thái giám, là quân cũng không nhận ra. Nhưng gặp thánh chỉ, là quân cũng không dám thất lễ. Loại tình huống này, kiều ngưng là sẽ không ra tới. Nàng mới không thích trước bất kỳ ai dập đầu, bao quát hoàng thượng. Là quân xuất lĩnh một đám gia đình, quản gia chờ một chút quỳ xuống tiếp chỉ. Cái kia thái giám triển khai thánh chỉ, nhân tiện nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Chấm người lâm khê huyện phát sinh nạn châu chấu, nạn dân khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Lại có thái thượng dậy thừa cơ làm loạn, mê hoặc nạn dân, tụ tập giặc cỏ, ý muốn phản ta đại khang. Ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục, chấm mệnh thiếu uy tướng quân La Quân, trấn viễn thiếu tướng quân Lan Đình Ngọc lập tức tiến về binh bộ lãnh binh phù, cũng áp vận lương cỏ cùng tiền bạc tiến về lâm khê huyện cứu tai bình loạn, khâm thử la quân nói ra thần tiếp chỉ sau đó la quân tiếp thánh chỉ cái kia thái giám cũng không nhiều lời lập tức liền rời đi kiều ngưng đợi cái kia thái giám đi lập tức đi ra la quân phất tay để mọi người tán đi hắn có chút buồn bực nói với kiều ngưng ngươi vừa rồi cũng nghe thấy đi kiều ngưng nói ra không sai la quân nói ra hoàng thượng để cho ta cùng lan đình ngọc cùng đi cứu trợ thiên tai bình loạn cái này là ý gì chẳng lẽ hắn không biết ta cùng lan đình ngọc cũng không hòa thuận sao kiều ngưng nói ra đây là hoàng thượng đang khảo nghiệm ngươi cho ngươi áp lực muốn là lần này lan đình ngọc hoàn toàn vượt trên ngươi hoặc là ngươi vượt trên lan đình ngọc hai người các ngươi đều sẽ rất khó chịu về phần kết quả như thế nào thì xem các ngươi bản sự la quân liền cũng không có thời gian đi kiểm tra cái này hạt châu màu đen lai lịch hắn đem hạt châu màu đen phóng tới giới tu di bên trong kiều ngưng mỉm cười nói ra vốn đang cho là có hai ngày cuộc sống an ổn có thể qua trong nháy mắt giúp tiểu long đem long văn khải giáp chế tạo ra tới hiện tại xem ra là không có thời gian la quân không khỏi cười khổ nói ra lan đình ngọc bây giờ chỉ sợ đã là đến long văn cương hắn thực lực đã hơn xa tại ta may mắn ta bên này còn có ngươi không phải vậy thật không biết làm sao chống lại với hắn hắn đón đến nói ra ngươi nói trên đường lan đình ngọc có thể hay không cho ta chơi ngáng chân đối phó ta hắn đối ta hẳn là hận cực. Kiều Ngưng nói ra, cái kia hẳn là sẽ không, Lan Đình Ngọc là người thông minh. Hoàng thượng dưới thánh chỉ, hắn nếu dám ở chính giữa đối người chơi ngáng chân, hắn thì không sợ Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc. Hoàng thượng cũng không phải là người hồ đồ, bất quá, làm người gặp được địch nhân, hoặc là nguy hiểm thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không tận hướng tới giúp người cứu người. La Quân nói ra, ta cùng Lan Đình Ngọc ở giữa vốn cũng không thù hận, chỉ tiếc, trời đưa đất đẩy làm sao mà làm thành hiện tại cái dạng này. Ngươi nói ta cùng hắn còn có cơ hội hay không hòa hảo đâu. Kiều ngưng nói ra, nghĩ gì thế, ngươi lần trước phía sau đánh lén hắn, lại đoạt hắn tân tân khổ khổ được đến Long Văn Cương tinh hồn. Cái này cửu oán có thể tùy tiện bỏ qua qua sao. Ngươi thì không sợ hắn trên miệng cùng ngươi tốt nhất ở chung, âm thầm vẫn là xuống tay với ngươi. Nói như vậy, ngươi càng thêm bị động. Là quần khe khẽ thở dài, nói ra đầu nhập vào lan kiếm nhất cũng là cái thiên sai lầm lớn kiều ngưng nói ra không thể nói như vậy không đầu nhập vào lan kiếm nhất ngươi làm sao lại ra biển làm sao lại cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa ta làm sao có thể đạt được long văn cương tinh hồn ngươi làm sao có thể kết bạn lâm hiển dương đại nhân không như thế lời nói ngươi bây giờ làm sao lại bị hoàng thượng nhìn chúng trở thành thiếu uy tướng quân đâu la quân nhãn tình sáng lên nói ra giống như ngươi nói cũng không sai Tiếp theo, là quân thì cùng kiều ngưng đơn giản thu thập hành trang, sau đó tiến về binh bộ. Còn thiếu uy phủ hết thảy, liền giao cho quản gia Lâm Bá đến quản lý. Lâm Khê huyện tại núi xa tiết kiệm một vùng, từ Hoàng Thành đến núi xa, đi đường thủy là nhanh nhất thuận tiện nhất. Là quân cùng kiều ngưng còn có Lan Đình Ngọc lấy thần uy hào đi đường thủy tiến về Lâm Khê huyện. Thiên Lâm Đại Đế sau khi lên ngôi, vì tăng cường vận chuyển, cải biến cả nước tình trạng kinh tế, Hắn phát động nhân lực vật lực đục một đầu đại vận hà. Đầu này đại vận hà cũng không phải là tại thế giới Bao La đại vận hà, mà chính là bị Thiên Lâm đại đế cải biến phong thủy, quý thích chờ một chút chỗ tạo nên tới. Thiên Lâm đại đế hiên chính hạo chính là thế giới Bao La người, đương nhiên sẽ không tán thành Thiên Châu kế hoạch. Hắn cũng biết Thiên Châu kế hoạch, cái này đại vận hà là một cái điểm mấu chốt. Thiên Châu trong kế hoạch chính là muốn ở trên trời châu bên trong đục đại vận hà tạo vạn lý trường thành, đoạt long mạch. Hiên chính hạo đại vận hà phản đạo mà đi chi, lấy thế giới bao la đại vận hà chính là mẫu hà tới nói, như vậy hiên chính hạo đại vận hà cũng là một đầu công bờ sông. Tương lai những chân thần đó nhóm muốn lấy đời thế giới bao la, nhất định phải đem hiên chính hạo công bờ sông lấp bên trên, sau đó lại tạo mẫu hà. Năm đó, Dương Quảng Đục Đại Vận Hà, hao phí vô số nhân lực vật lực, làm cho dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất, thậm chí đem chọn cái đại tùy triều quốc lực đều kéo giật xuống qua. Mà hiên chính hạo đục đại vận hà lại là khác biệt, hắn cho lao lực khổ công chân phát đầy đủ tiền công, cho đầy đủ lương thực. Tại đục đại vận hà bên trong, gặp được đại sơn, khổ công nhóm nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, ngọn núi lớn kia liền đã biến mất. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, đầu này đại vận hà tạc thành. Đại vận hà cũng không gọi đại vận hà, mà chính là vận thiên hà. Cái này vận thiên hà tạc thành về sau, Bách tính vỗ tay bảo hay, xưng đây là công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Thần uy hào chính là hoàng gia hạm đội, cái này thần uy hào to lớn vô cùng, chính là là chân chính thế lực bá chủ, thiết đầu thuyền. Trên thuyền có thần uy đánh, đánh thiên phù trận bảo vệ. Là quân cùng Lan Đình Ngọc Lĩnh 3.000 tinh anh, cái này 3.000 tinh anh chính là binh bộ luyện hổ lang chi sư, bọn họ có một cái tên, chính là đao vệ. 3.000 đao vệ, Đồng thời tại 3.000 đao vệ bên trong có 30 tên pháp lực cao thủ, đồng đều tại bát trọng thiên tu vi. 30 tên pháp lực cao thủ cùng còn lại đao vệ mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ, huyết nhục tương dung, luyện thành cuồn cuộn đao trận. Cái này cuồn cuộn đao trận chính là 3.000 đao vệ lực lượng, một khi thi triển ra, có thể miểu sát cửu trọng thiên cao thủ. Đại trận này chính là hiên chính hạo tự mình đốc xúc luyện thành. Lần này, cũng không đem 3.000 đao vệ phái ra, liền cũng có thể nhìn ra triều đình tiêu diệt phản loạn quyết tâm. Thần uy hào đằng sau còn có vài chục chiếc tàu chở hàng, cái kia ba ngàn đao vệ phân biệt trải rộng trên thuyền, hiện lên chung quanh trạng thái hộ vệ thần uy hào. Ba ngàn đao vệ lĩnh đội tướng quân gọi là Bộ Thiên Hồng. Bộ Thiên Hồng bát trọng thiên đỉnh phong tu vi, hắn năm nay 50 tuổi khoảng chừng Bất quá hắn người rất lợi hại tinh thần cứng rắn, hắn quan viên bái lục phẩm, tại La Quân cùng Lan Đình Ngọc trước mặt, chính là cấp dưới lần này bộ thiên hồng xuất lĩnh đao vệ chính là đến phối hợp cùng nghe theo lan đình ngọc cùng la quân lan đình ngọc bên người cũng mang hai tên cao thủ cái này hai tên cao thủ vô cùng điệu thấp gọi là tông chính cùng tông trạch hai người này là thái hư thất trọng thiên tu vi tông chính cùng tông trạch tại lan đình ngọc bên người giống như người tàng hình một câu cũng không nhiều lời về phần lần này người tổng phụ trách là ai hoàng thượng lại không có nói rõ cho nên lần này bộ thiên hồng cũng rất đau đầu hắn không hiểu vì cái gì hành động lần này sẽ có hai cái người phụ trách. Mà lại, hai cái này người phụ trách bên trong, một chút cũng không có phân chủ thứ. Đây là dụng binh đại kỵ. Bộ thiên hồng tâm lý chưa hẳn thì chịu phục Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Bởi vì hắn là chân thật đi đến một bước này, nhưng hắn bất quá là cái lục phẩm. Nhưng La Quân cùng Lan Đình Ngọc hai cái này thiếu niên công tử không có bất kỳ cái gì chiến công, lại là quan viên bái tứ phẩm. Riêng là cái này La Quân, càng là nghe đều chưa nghe nói qua bất quá bộ thiên hồng tuy nhiên tâm lý không phục nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì tới hắn sâu biết rõ được hoàng thượng tuyệt không phải hôn quân đã hoàng thượng an bài như vậy vậy liền nhất định có đạo lý la quân cùng lan đình ngọc ở trên thuyền thời điểm mới chính thức đánh đối mặt bất quá hai người cái gì cũng không nói lan đình ngọc lãnh đạm nhìn la quân liếc một chút xoay người rời đi la quân cũng liền cùng kiều ngưng qua nơi khác Chiếc thuyền này còn có thuyền trưởng tại, thuyền trưởng gọi là Thạch Khắc Long, Thạch Khắc Long cho La Quân cùng Lan Đình Ngọc An bài gian phòng. La Quân gian phòng rất là hào hoa. Lúc này là 6 giờ tối, tàn dương như huyết. Thần Uy Hào đã lái đi ra ngoài một giờ, rời đi Hoàng Thành. Rời đi Hoàng Thành về sau, hai bên bờ phong cảnh Mỹ Diệu. La Quân mở cửa sổ ra liền có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài, hắn cùng Kiều Ngưng trong tay cầm chén rượu, gần cửa sổ uống rượu. Hoàng thượng thế mà không có an bài hai người các ngươi chủ thứ, xem ra lần này, diệt phỉ là thứ yếu, khảo nghiệm hai người các ngươi mới là chủ yếu. Kiều Ngưng nói ra, là quân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn nói ra, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm, chúng ta bây giờ đối lâm khê huyện bên kia không có chút nào giải, cho nên cũng là không hiểu ra sao. Kiều Ngưng nói ra, ừm, đến lúc đó đợi đến lâm khê huyện, liền lại tùy cơ ứng biến. Lần này Hoàng thượng ý tứ chính là muốn cứu trợ thiên tai, tiêu diệt thái thượng dậy, trừng trị tham quan. Người cùng Lan Đình Ngọc đều là khâm sai, có chém trước tâu sau quyền lực lợi. Cho nên, cái này mấy cái hạng nhiệm vụ, người vẫn là muốn cùng Lan Đình Ngọc tốt tốt thương lượng một chút. Riêng phần mình phụ trách riêng phần mình, đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng tốt theo Hoàng thượng báo cáo. La Quân nói ra, ừm, hắn đón đến, nói, tiêu diệt thái thượng dậy hẳn là khó khăn nhất, người nói ta là hẳn là ôm lấy cái này khó khăn nhất sống, vẫn là giao cho Lan Đình Ngọc đâu. Kiều Ngưng nói ra, tiêu diệt thái thượng dậy chưa hẳn thì là khó khăn nhất, cái này chừng trị tham quan cùng cứu trợ thiên tai chỉ sợ càng khó. Bởi vì tham quan mặt trên còn có người, sau khi người tới, động một ít người, cái kia chính là động người khác lợi ích. Bọn họ khó tránh khỏi không có tiểu động tác đây. La Quân nói ra, cái này cũng không sợ, ta vốn là nhàn chức, không tại bất luận cái gì lợi ích trong lưới lần này ta chính là muốn giết cái uy phong đi ra, quản hắn mọi việc đây. Kiều Ngưng nói ra, vậy cũng được, dù sao những này việc phải làm phải làm cho tốt, cũng không dễ dàng. Người đợi chút nữa ăn cơm tối xong phải đi triệu tập Lan Đình Ngọc, Bộ Thiên Hồng, còn có một số thủ hạ tướng lãnh cùng một chỗ triển khai cuộc họp, mọi người phân công hợp tác. Khi trước mặt mọi người đem công điểm, dạng này đến lúc đó, mọi người cũng không cần lấy tới lấy lui, từ chối trách nhiệm. La Quân nói ra, tốt. Kiều Ngưng còn nói thêm, còn có, Thái Thượng dạy tình huống, Lâm Khê huyện tình huống, người muốn đi tìm thiên chỉ các hỏi thăm rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. La Quân nói ra, đi được quá mau, thật đúng là không có thời gian đến hỏi. Kiều Ngưng nói ra, thiên chỉ các ở các nơi đều có phần đà, chúng ta lần này đi Lâm Khê huyện đại khái muốn nửa tháng, chờ dừng sát ở Bạch Lộc Nguyên thời điểm. Ta và ngươi lên bờ qua tìm thiên chỉ các phân đà bộ lấy tình báo, La Quân nói ra, tốt. Kiều Ngưng nói ra, thực ngươi còn phải chú ý một vấn đề. La Quân nói ra, vấn đề gì? Kiều Ngưng nói ra, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là nghĩ ra được. La Quân nói ra, ngươi nói là, Thái Thượng dạy có khả năng tại chúng ta chưa tới lâm khê huyện thời điểm liền đánh lén chúng ta sao? Kiều Ngưng nói ra, không sai, mà lại, Thái Thượng dạy có khả năng cùng một ít quan viên có cấu kết đây. Đây đều là phải chú ý. Là Quân nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, hắn cười một tiếng, nói ra, Kiều cô nương, người thật là một cái không tệ quân sư đây. Kiều ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, tốt xấu ta cũng sống nhiều tuổi như vậy số, cũng nên có chút kinh nghiệm mà. Hai người chính nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài nha hoàn đến đây hô, là tướng quân, Kiều cô nương, cơm tối thời gian đến, là cho các ngài đưa đến trong phòng đến, vẫn là đến trong phòng ăn qua ăn. Là quân liền đi mở cửa, đồng thời hỏi nha hoàn kia nói ra, Lan Sông Quân bọn họ ở nơi nào dùng cơm. Nha hoàn nói ra, tại nhà ăn. La Quân liền nói ra, vậy thì tốt, chúng ta cũng đi nhà ăn. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng liền tiến về nhà ăn. Cơm này sảnh cũng không lớn, chỉ là cung cấp tướng lãnh cao cấp ăn cơm. Lan Đình Ngọc, Bộ Thiên Hồng, còn có cái kia Tông Trạch, Tông Chính huynh đệ cũng đều tới. Mặt khác một chút phổ thông tướng lãnh cũng đều tại nhà ăn dùng cơm. Mọi người cũng là tại một cái dài mảnh trên bàn yên lặng ăn. Lan Đình Ngọc ngồi ở vị trí đầu, tại Lan Đình Ngọc bên cạnh còn có một cái chỗ ngồi là trống không, cái này chỗ ngồi liền là La Quân. Kiều Ngưng làm theo ngồi tại La Quân dưới tay. Ngồi xuống thời điểm, Bộ Thiên Hồng bọn người đứng dậy bái kiến La Quân, La Quân bận bịu chào hỏi mọi người ngồi xuống, hắn nụ cười chân thành, lại là ôn hòa lắm đây. Sau đó, mọi người liền bắt đầu ăn cơm lan đình ngọc trước hết nhất cơm nước xong xuôi cơm nước xong xuôi về sau hắn đứng dậy nói ra chư vị chậm dùng ta đi trước một bước la quân liền nói ra lan tướng quân có thể hay không dừng lại một bước lan đình ngọc nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía la quân nói ra chuyện gì la quân hai tay hướng đông phương hoàng thành vị trí ôm quyền hắn nói ra lần này lâm khê huyện nạn đói thêm phản loạn trách nhiệm trọng đại hoàng thượng tin cậy chúng ta đem nặng như thế đảm nhiệm ủy thác chúng ta lại là tuyệt đối không thể cô phụ thánh thượng kỳ hạn nhìn la quân tuy nhiên mới vừa vào quan trường nhưng những này lời xã giao vẫn là hội kể một ít cái kia bộ thiên hồng cùng còn lại tướng lãnh cũng lập tức nói ra chính là chính là Là tướng quân lời nói cũng là chúng ta trong lòng nghĩ ai cũng không dám nói không đúng vậy a à, vạn nhất bị người xem như bím tóc bắt lấy coi như thảm nhưng lan đình ngọc cũng không lớn để ở trong lòng hắn cũng không ngồi xuống chỉ là nhìn về phía la quân nói ra người muốn nói cái gì La Quân rõ ràng cảm giác được Lan Đình Ngọc đối với mình định ý này cũng cũng trách không được Lan Đình Ngọc người nào để cho mình lại nhiều lần đắc tội hắn đây chỉ là La Quân trong lòng nghĩ muốn cùng Lan Đình Ngọc hòa giải tâm tư cũng hoàn toàn không có hắn cũng không phải cái ưa thích ăn nói khép nép người La Quân liền nói ra Lan tướng quân mọi người chúng ta hiện tại là một đoàn thể đây là đoàn thể tác chiến đoàn thể tự nhiên là phải thương lượng phương thức tác chiến chí ít hiện tại, ta cảm thấy ngươi nên ngồi xuống, đây là tối thiểu tôn trọng. Lan Đình Ngọc nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, có thể thương lượng, nhưng ta tại sao muốn tôn trọng ngươi? Ngươi nói đi, ta thích đứng đấy. La Quân trong lòng thoáng hiện nộ khí, hắn hít sâu một hơi, cũng là nhịn xuống qua. Tốt ra, tính toán lão tử trước đó đánh lén ngươi, trong lòng ngươi đối lão tử tức giận, có thể lý giải. La Quân liền nói ra, hiện tại Lâm Khê huyện có hai chuyện, đầu tiên là muốn cứu trợ thiên tai, thứ hai là tiêu diệt thái thượng dậy, lắng lại phản loạn. Ta cùng ngươi ở giữa, hẳn là trong ngoài phối hợp, phân công có thứ tự. Hai chuyện này, ngươi tuyển cái kia một kiện. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi trước tuyển đi, tuyển còn lại để ta làm chính là. Hắn ngược lại là đại khí cực kỳ. Có thể La Quân cũng là không nguyện ý chiếm Lan Đình Ngọc tiện nghi người. Cái này cứu trợ thiên tai cùng tiêu diệt thái thượng dậy, nhìn, độ khó khăn đại tiện là tiêu diệt thái thượng dậy dù sao đây là muốn đau thật thương thật đi làm. Mà cứu trợ thiên tai tương đối ôn hòa rất nhiều. Và lại, bẩm báo lên trên, nghe xong cũng là tiêu diệt thái thượng dậy công lao lớn. Nhưng thực, cứu trợ thiên tai cũng là nan đề. Nhìn, cứu trợ thiên tai cũng là đem lương thực phát hạ qua, nhưng là tham quan ô lại lại ở chính giữa cản trở, kiếm lấy chất béo. Là quân nếu là đi cứu trợ thiên tai, người khác lực có hạn, không có khả năng đem lương thực tự mình toàn bộ đốc xúc cấp cho xuống dưới. Liên hướng sẽ nói, có lẽ khâm sai đến, tham quan ô lại có chỗ thu liếm. Nhưng thái thượng dậy đã kinh doanh đã lâu, bọn họ khẳng định hội âm thầm cản trở. Thật để cho các người đem tai cứu tế tốt, vậy bọn hắn còn chơi cái gì? Lâm khê huyện phụ cận nông thôn chờ một chút, đều là tao tai, lần này diện tích rất lớn. Càng nguy hiểm hơn là, cứu trợ thiên tai lương thực lúc đầu cũng không đủ, khâm sai đi qua còn muốn tự nghĩ biện pháp gom góp lương thảo ba đao vệ mỗi ngày cũng phải ăn cơm cái này cũng muốn cứu trợ thiên tai bên này khâm sai đến hoạt động độ cho nên cứu trợ thiên tai nhìn rất đơn giản ôn hòa thực bên trong môn đạo quá nhiều đó là cái trong bông có kim việc la quân nói ra vậy thì tốt ta tuyển tiêu diệt thái thượng dạy kiều ngưng nghe vậy ở một bên tâm lý hơi hơi thở phào nàng biết la quân là cái không nguyện ý chiếm tiện nghi người cho nên cũng không quá lo lắng la quân chọn cứu trợ thiên tai trên thực tế, trong nội tâm nàng rõ ràng, cứu trợ thiên tai so tiêu diệt thái thượng dậy còn đau đầu hơn. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, sau đó nói, cái kia cứ như vậy định đi, ta cứu trợ thiên tai, người tiêu diệt thái thượng dậy. Còn bộ thống lĩnh bọn họ những người này thì đều tùy ngươi cùng đi diệt phỉ. La Quân nói ra, vậy chỉ sợ là không quá được thôi, ngươi còn muốn đi siêu tập lương thảo, cũng là cần muốn nhân thủ. Chính ta có thể nghĩ đến biện pháp, Lan Đình Ngọc từ tốn nói. Tiếp theo, hắn lại nói, ta hiện tại có thể đi sao? La Quân nói ra, xin cứ tự nhiên. Thông qua chuyện này, La Quân cũng phát hiện Lan Đình Ngọc vẫn là cái rất chân thực người. Tuyệt đối không có lan kiếm nhất như vậy hư ngụy, mà lại hắn làm việc cũng là phúc hậu. Cũng tỷ như cái này phân công, hắn tuyệt không tranh. La Quân tâm lý thở dài, đáng tiếc không làm được bằng hữu. La Quân cũng không biết Lan Đình Ngọc chính là thiên mệnh chi vương, không phải vậy lời nói Hắn cũng liền nên minh bạch, Thiên Mệnh Chi Vương là người sát kiếp. Người sát kiếp người, làm sao có thể ở chung hòa thuận? Cái này theo thủy hỏa tương khắc một dạng, là cùng một cái đạo lý. Cho dù là La Quân cùng Lâm Phong bọn người, cũng là có chút ảo diệu ở chính giữa. Thiên Vương Chi Vương cùng Thiên Mệnh người, tuy nhiên có thể tạm thời hòa thuận, nhưng lâu dài xuống dưới, chắc chắn sẽ có vấn đề xuất hiện. Về đến phòng bên trong về sau, Kiều Ngưng nói ra, người lựa chọn tiêu diệt thái thượng dậy là chính xác. La quân cười một tiếng, nói ra, đã quân sư đều nói là chính xác, vậy khẳng định không sai. Kiều ngưng cũng cười, sau đó, nàng nói ra, chuyện này, người thật đúng là nhất định phải để thiên trì các hỗ trợ. Thái thượng dậy mảnh chúng ta không thăm dò rõ ràng, chuyện này rất khó hoàn thành. La quân gật đầu, nói ra, ừm, ta biết. Thuyền tại hai ngày sau đó, Đỗ Bạch Lộc Nguyên tiến hành nhất định phải tiếp tế. La Quân liền cùng Lan Đình Ngọc nói ra, "Lan tướng quân, ta muốn lên bờ đi làm một ít chuyện. Đại khái qua chừng 2 giờ, thần uy hào bên này liền nhiều ỉ lại ngươi." Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, "Ừm, trừ cái đó ra, không còn hắn chứ?" La Quân cũng thói quen, hắn thì cùng Kiều Ngưng lên bờ. Lan Đình Ngọc bên này, tự nhiên có Bạch Lộc Nguyên quan viên thu đến phía trên ra lệnh, sớm đem tiếp tế chuẩn bị kỹ càng, cũng đưa đến cầu tàu những quan viên kia tự nhiên cũng phải mời lan đình ngọc cùng bộ thiên hồng ăn cơm bất quá lan đình ngọc cực tuyệt mạng hắn khiến cho mọi người đợi không được xuống thuyền trên thuyền cái kia quan viên tốt không xấu hổ lan đình ngọc liền nói ra người quý danh cái kia quan viên nói ra hạ quan họ tăng từng một hiền chính là bạch lộc nguyên tri huyện tăng đại nhân bản tướng không phải là ở trước mặt ngươi đùa nghịch quan uy bác mặt mũi ngươi thật sự là việc này chuyện rất quan trọng thần uy hào bên trên, có trận pháp bảo vệ. Nếu là chúng ta rời đi thần uy hào, vậy quá bên trên dậy phản nghịch đến đây phá hủy tàu thuyền, trách nhiệm này, ai cũng đảm đương không nổi, ngươi hiểu chưa? Lan Đình Ngọc nói ra. Lan Đình Ngọc trừ cùng la quân lãnh đạm bên ngoài, thực hắn cũng không phải là cái ngạo khí người, cũng nguyện ý cùng người giải thích một ít gì đó. Cái kia từng một hiền nghe vậy, liền nói ra, vâng, tướng quân, hạ quan minh bạch. Thật là hạ quan muốn không chu toàn, vậy hạ quan khiến người ta chuẩn bị đồ ăn, đưa đến trên thuyền được chứ? Lan Đình Ngọc nói ra, có thể, làm phiền. Cái kia từng một hiền chính là hoan hỉ qua. Bộ thiên hồng sau lưng Lan Đình Ngọc nói ra, Lan Tiểu Tướng Quân, ngài cũng không phải là bất thông tình lý người, cùng là Tiểu Tướng Quân nhưng đều là phúc hậu tính cách. Nhưng là sao ngài cùng là Tiểu Tướng Quân lại như thế không thoải mái đâu? Lan Đình Ngọc nói ra, ta đi qua liền cùng hắn có chút cửu oán, nếu không có hắn đã vào triều đình, Ta quả quyết không thể chịu đựng hắn còn sống. Có thể làm được dưới mắt như vậy, đã là ta cực hạn. Đối với Lan Đình Ngọc tới nói, bị La Quân đánh lén đánh ngất xỉu, cướp đi Long Văn Cương tinh hồn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. À. Lúc đầu Lan Đình Ngọc sau khi trở về, chính là muốn quyết định giết La Quân. Nhưng hắn lại được biết rõ La Quân đã vào chiều làm quan, thế là Lan Đình Ngọc trong lòng thì nghẹn một hơi. Nhưng hắn cho dù có ngày lớn mật, hắn cũng không dám giết mệnh quan triều đình a thiên hạ hôm nay, có mấy người dám làm trái hoàng thượng. Dù là hắn Lan Đình Ngọc Tâm cao khí ngạo, cũng là không dám. Vậy quá bên trên dậy lại là không biết cái gì mảnh, lại dám tại đại khang cảnh nội được như thế phản nghịch sự tình. Bạch Lộc Nguyên thuộc về Bình Nguyên Địa Đái, tại Bạch Lộc Nguyên trong thành thị, có chút phồn hoa. Con Bạch Lộc này ban đầu cũng coi như thành phố lớn, đặt ở thế giới bao la bên trong tới nói, đó cũng là hàng hai thành thị cho nên thần uy hào chọn ở chỗ này tiến hành tiếp tế. Mà thiên trì các cũng lại ở chỗ này mở chi nhánh. La quân cùng kiều ngưng đi thẳng đến bạch lộc nguyên bên trong thiên trì các. Khiến la quân cùng kiều ngưng ngoài ý muốn là, tội yên nhiên cũng đến bên này. Trong thư phòng, tội yên nhiên cười một tiếng, nói ra, các người muốn đi lâm khê huyện sự tình, chúng ta sớm biết. Ta đoán được các ngươi lại ở chỗ này tới tìm chúng ta hỏi thăm tình báo, cho nên ta đem tình báo tra tốt, thuận tiện tới trước một bước. La Quân nói ra, thiên trì các tình báo tuy nhiên lợi hại, nhưng Hoàng thượng tai mắt cũng không kém. Ngươi như vậy đi ra, không sợ Hoàng thượng biết, hoài nghi ta và các ngươi thiên trì các quan hệ. Tô Yên Nhiên nói ra, việc này, lúc đầu cũng liền không gạt được Hoàng thượng. Hoàng thượng phải dùng ngươi, không lại bởi vì ngươi cùng thiên trì các có liên quan thì chán ghét ngươi. Dù sao chúng ta thiên trì các cũng không phải cái gì phản loạn tổ chức. La Quân nói ra, vậy được rồi. Tô Yên Nhiên nói ra, Thái Thượng dạy không có các người muốn đơn giản như vậy. Kiều Ngưng nói ra, lúc đầu chúng ta cũng không có đem chuyện này muốn đơn giản. Hiện tại đại khang cảnh nội, dám công nhiên cùng triều đình đối nghịch không nhiều. Cái này Thái Thượng dạy dựa vào cái gì đâu. La Quân nói ra, Hoàng Thượng nhìn rõ mọi việc, chỉ sợ cũng biết Thái Thượng dạy mảnh. Việc này khó làm, cho nên mới phái ta cùng Lan Đình Ngọc tới. Tô Yên Nhiên nói ra, Hoàng thượng có biết hay không, ta là không rõ ràng. Nhưng Thái thượng dậy phía sau, chỉ sợ còn có Ma Môn bóng dáng. Mà lại Ma Môn động thủ, Vân Thiên Tông cũng ngầm đồng ý. Đây cũng là một cái rất trọng yếu tín hiệu, Ma Môn cùng Vân Thiên Tông hiện tại cũng đối hoàng bên trên tương đương bất mãn. La Quân cùng Kiều Ngưng bị kinh ngạc, La Quân nói ra, như là Ma Môn cùng Vân Thiên Tông đều đối hoàng thượng bất mãn, bọn họ là sao không trực tiếp xuất thủ, càng muốn làm những này âm mưu quỷ kế đâu? Tô yên nhiên nói ra, người đây thì không hiểu sao. Như là ma môn công nhiên xuất thủ như vậy trên mặt mũi, vân thiên tông vẫn phải đi đối phó ma môn đây. Dù sao thế nhân đều biết đại khang hàng năm đều cho vân thiên tông cống lên, vân thiên tông là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến bảo hộ đại khang. Là quân bừng tỉnh đại ngộ, kiều ngưng nói ra, ma môn trước kia liền muốn nhất thống thiên hạ, bây giờ hoàng thượng quật khởi chính là để vân thiên tông đau đầu ma môn không nên là mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu sao. Tô Yên Nhiên nói ra, Ngân Sa Vương, người đây thì có chỗ không biết. Kiều Ngưng nói ra, Nguyệt nghe tường. Tô Yên Nhiên nói ra, đương kim hoàng thượng cùng thế giới bao la tứ đế tại trong cõi u minh, tựa hồ có chút liên hệ. Đương nhiên, những này chúng ta là cha không rõ ràng. Nhưng là, bây giờ tại thượng cổ chư thần bên trong đã trải ra thiên châu kế hoạch. Thiên châu kế hoạch, người nên có nghe thấy a à? Thiên Châu kế hoạch vốn nên là một bí mật lớn. Cái này cái đại bí mật không biết vì cái gì, ngay tại Thiên Châu tin tức ngầm bên trong truyền ra. Thậm chí còn truyền đến thế giới bao la một số người trong tai. Đây là liền thiên chỉ các đều nghĩ không ra. Thiên Chỉ các ở trên trời châu xác thực được cho thần thông quảng đại, nhưng là bọn họ là cha không được thế giới bao la rất nhiều chuyện. Càng là la quân cùng Trung Hoa Đại Đế, cùng thần đế ở giữa quan hệ vi diệu. Đây cũng là tôi yên nhiên tại sao muốn để La Quân đi thăm dò Hoàng đế cùng Đại Thiên Tứ đế quan hệ nguyên nhân. La Quân cũng không rõ lắm Hoàng thượng cùng Trung Hoa Đại Đế còn có còn lại Tam Đế có liên lạc hay không. Dù cho La Quân biết, chuyện này, hắn cũng sẽ không hướng thiên chỉ các lộ ra. La Quân chỉ sẽ tiết lộ có thể lộ ra đồ, vật, hắn cũng không ngốc. Lúc này, Kiều Ngưng nói ra, Thiên Châu kế hoạch ta biết. Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Châu kế hoạch là có lợi cho sở hữu đại thần thông giả, nhưng cũng là nghịch thiên. Ma môn cửu U Thiên Đế chính là có đại khát vọng người, nhất tâm muốn thúc đẩy việc này. Nhưng Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn lại không nguyện ý đến biến thành ma môn pháo hôi, đây là mấu chốt mâu thuẫn vị trí. Kiều Ngưng nói ra, người nói những này ta minh bạch. Tô Yên Nhiên nói ra, Ngân Sa Vương, La Quân, các người đừng nóng vội, ta lập tức sẽ nói đến các người muốn nghe đồ, vật. Nàng đón đến, nói, Hoàng thượng yên lặng đối kháng Vân Thiên Tông, cái này là Ma Môn vui với nhìn thấy. Thế nhưng là hoàng thượng còn có chút hành động, lại là để Ma Môn nhìn không được. Cái gì làm? La là Quân hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, hoàng thượng đục vận thiên hà, cải biến phong thủy quy tắc, phá hư vận hà thuộc tính. Đây là đang cho Thiên Châu kế hoạch một ngạt, tương lai Thiên Châu muốn lấy đời thế giới bao la, cái này vận thiên hà không những không thể thay thế đại vận hà, hơn nữa còn nhất định phải đem vận thiên hà trước lấp đầy lại đục đại vận hà đây là một còn có mặt khác sửa tình hoàng thượng lại tại bốn phía tụ tập yamanaka linh tinh chi khí hắn muốn lấy linh tinh chi khí đến tướng thiên châu mấy chỗ vị trí then chốt lấp đầy những quan trọng đó vị trí chính là làm ma môn chuẩn bị đem thế giới bao la long mạch đào tới lấp bên trên chờ linh tinh chi khí bố trí xong về sau vậy đối với thiên châu kế hoạch tới nói lại là cái đại phiền toái hoàng thượng từng bước một làm hoàn toàn là cùng trời châu kế hoạch ngược mà đi các ngươi nói ma môn còn ngồi được vững sao kiều ngưng nói ra ma môn thực lực thâm bất khả chắc ta nhìn liền xem như hoàng thượng cũng khó có thể chống lại ma môn ma môn đã không thể chịu đựng vì cái gì không trực tiếp phái nhiều một ít người tới đối phó hoàng thượng cho đến lúc đó vân thiên tông chắc chắn sẽ không kịp thời viện thủ hoàng thượng chờ hoàng thượng bị ma môn xử lý về sau vân thiên tông lại đến đuổi đi ma môn cái này là ma môn cùng vân thiên tông đều vui với nhìn thấy sự tình a à. tô yên nhiên nói ra ma môn thực lực không thể khinh thường đây là không giả nhưng hoàng thượng thực lực cũng là thâm bất khả chắc cái này trong hoàng thành bị hoàng thượng bố trận kinh doanh con rồi cũng bay không đi vào năm đó những người tu đạo kia vây công hoàng cung cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ tiến hoàng thành liền phao đều không bốc lên một cái nhìn từ điểm này các ngươi nói ma môn muốn phái nhiều ít cao thủ đi ra chỉ sợ là muốn cửu U Thiên Đế đi ra mới có thể. Mà lại coi như cửu U Thiên Đế đi ra, cửu U Thiên Đế cũng còn muốn e ngại Hoàng thượng mưu kế. Hoàng thượng lớn nhất làm cho người khủng bố cũng là hắn mưu kế quỷ tài. Là quân nói ra, như vậy cái này Thái Thượng dậy đến muốn làm gì? Tô Yên Nhiên nói ra, Thái Thượng giáo là một cái kiếp nổ, mà môn là muốn tiêu hao Hoàng đế kinh lịch. Bốn phía làm loạn, liền để Hoàng đế bốn phía qua dập lửa, kể từ đó, hoàng đế còn thế nào tiếp tục chính hắn kế hoạch đâu. La quân nói ra, thì ra là thế, như vậy lần này thái thượng giáo bên này, người nhưng có thực lực cụ thể bảng danh sách. Mà môn đến phái cao thủ gì đến đây? Tô yên nhiên nói ra, cũng may mắn người hỏi tới ta, không phải vậy lời nói, các người nếu là tùy tiện tấn công thái thượng giáo, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Nàng tiếp lấy lấy ra một tờ địa đồ, trải ở trên bàn sách, thái thượng giáo xảo huyệt là tại lâm khê huyện phía bắc tỏa vong phong bên trên, cái này tỏa vong phong địa thế dốc đứng, từ dưới núi đến trên núi, trọn vẹn cao có 3.000 mét. Cái này địa hình, các người muốn hạng mà không tấn công cũng không có khả năng. Mà lại, Thái Thượng Giáo đã dự trữ đầy đủ thực vật, bọn họ so với các ngươi hao tổn nổi. Nhưng các người muốn lên qua tấn công cũng rất khó. Đợi đến về sau, trông thấy cái kia dốc đứng sơn phong, các người mới có thể hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là dễ thủ khó công. Cái này địa hình, gần như không thể phá, không có mấy người là đều có thể bay đi lên, người cùng kiều cô nương có thể bay đi lên, hắn ở đâu. Hai người các ngươi đi lên về sau, thái thượng giáo cao thủ rất tình nguyện đến giết các ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, là quần sở mũi một cái, nói ra, xem ra việc này là càng phát ra khó giải quyết. Tô Yên Nhiên nói ra, mặt khác, theo chúng ta chỗ cha, thái thượng giáo thủ hạ hạch tâm cao thủ có hơn 80 người. Còn lại đều là lưu dân tạo phản, có chừng hơn 3 vạn người. Cái này hơn 3 vạn người là phòng thủ tỏa vong phong, bọn họ tuy nhiên lực công kích không mạnh, nhưng là từ phía trên liền xem như ném thạch đầu, dội lăn dầu vậy cũng muốn để cho các ngươi rất khó công đi lên. Cái kia 80 tên cao thủ sen lẫn trong bên trong, càng là hội để cho các ngươi khó lòng phòng bị. Về phần tỏa vong phong địa hình lấy cùng bên trên phân bố, ta chỗ này cũng đã cho các ngươi vẽ tốt địa đồ. Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, trong ma môn, có thật nhiều chủng tộc phân bố, bọn họ lần này phái xeo ma tộc hai tên đại công tới hiệp trợ. Cái này hai tên đại công, một cái 80 tuổi. Bất quá nhìn mới 40 tuổi, gọi là Lỗ Lâm. Lỗ Lâm là xeo ma tộc quý tộc, hắn tu vi là bát trọng thiên đỉnh phong. Một vị khác đại công là 120 tuổi, nhìn cũng mới chừng 50 tuổi. Gọi là vàng bàn nhược, vàng bàn nhược là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi. Thái thượng giáo bản thân giáo chủ thì là đã từng bị hoàng thượng diệt tiên môn ba thiên môn môn chủ ba trí văn. Ba chí văn là cửu trọng thiên sơ kỳ cao thủ, những năm này tụ tập không ít cao thủ, thành lập Thái thượng giáo. Bọn họ rất lợi hại bí ẩn, trước đó cũng không làm loạn, này mới khiến hoàng thượng không có chú ý tới bọn họ. La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi nhìn nhau cười khổ, cái này thực lực đối phương cường hãn đến khiến người ta líu lưỡi cấp độ. Lần này muốn tấn công xong Thái thượng giáo, rất khó khăn. Càng nguy hiểm hơn là, La Quân còn theo Lan Đình Ngọc phân công hiện tại La Quân cũng không tiện qua để Lan Đình Ngọc cùng mình cùng một chỗ tấn công Thái Thượng Giáo. Tô Yên Nhiên gặp La Quân cùng Kiều Ngưng khó xử, liền nói ra, ta có thể cùng các người cùng đi tấn công Thái Thượng Giáo. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vậy quá tốt. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên trì các còn có thể phái cao thủ đi ra, nhưng này dạng sẽ quá trói mắt. Chúng ta không hy vọng để ngoại nhân biết thiên trì các cuốn vào triều đình phân tranh nhiều như vậy. Mà lại ta hội che giấu, không khiến người khác biết. Các ngươi đi trước Lâm Khê huyệt, ta hội âm thầm theo tới." La Quân nói ra, "Rất tốt." Về sau, La Quân đem cái kia hạt châu màu đen lấy ra cho Tô Yên Nhiên nhìn xem. Tô Yên Nhiên nhìn nửa ngày sau cũng là nhìn không ra cái như thế về sau. La Quân bất đắc dĩ, liền cũng liền thu hạt châu màu đen, sau đó cùng Kiều Ngưng rời đi thiên trì các. Trở về trên đường, La Quân cùng Kiều Ngưng thuê một chiếc xe ngựa. Ở trên xe ngựa, kiều ngưng nói ra lần này tấn công thái thượng giáo chỉ có thể dùng trí không thể cường công la quân gật gật đầu nói ra ta cũng nghĩ như vậy có thể là như thế nào dùng trí phương pháp đâu kiều ngưng nói ra việc này nếu để cho lan đình ngọc cùng một chỗ ngược lại phiền phức bởi vì tôi yên nhiên đến giúp đỡ lan đình ngọc như là theo chân nói như vậy không chắc chắn sinh cái gì sự đoan nàng vừa trầm ngâm một cái trước mắt nói tiếp biện pháp cũng không phải nhất thời nửa khắc nghĩ ra được đoạn đường này đến lâm khê huyện còn có thời gian chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp là quân nói ra ừm kiều ngưng nói ra mấy ngày nay ta trước nghĩ biện pháp giúp tiểu long đem long văn khải giáp chế tạo ra tới chờ hắn long văn khải giáp chế tạo ra đến ngươi liền có thể cưỡi hắn phi hành hắn cũng có thể giấu vào ngươi dưới tu di là quân nghe xong đại hỉ nói ra vậy thì thật là quá tốt hắn đồng thời nói ra ta hôm nay cảm giác rất không tệ, đêm nay ta cũng phải thử trùng kích đại quan. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, được. Nàng nhìn ra La Quân tâm tính đã khôi phục, cho nên lúc này thì không ngăn cản La Quân. La Quân trong tay hết thảy còn có 8 cái thần đan, hắn cái tần lâm cùng lâm phong hết thảy lưu 4 cái. Như vậy La Quân trên tay cũng còn có bốn cái thần đan, vừa nghĩ tới đó, La Quân thì trong lòng chua xót thống khổ. Bởi vì còn có hai cái, hắn là chuẩn bị lưu cho Lạc Ninh về phần mạc vũ la quân cũng không nghĩ tới hắn mạc vũ tuy nhiên cũng là huynh đệ mà dù sao mọi người đường đã khác biệt cho nên gặp mặt lúc có thể đàm cảm tình có thể ôn chuyện nhưng là con đường này nhất định không thể mang theo mạc vũ đi thần đan cũng không cần thiết cho mạc vũ cái kia quá lãng phí la quân cũng không có ý định một người đem bốn cái thần đan đều cho nuốt tính hắn đánh đêm nay trước ăn hai cái thần đan sau đó còn lại lưu lại nhìn về sau chỗ hữu dụng rồi nói sau. La Quân cùng Kiều Ngưng sau đó trở lại trên thuyền. Đến vào hôm nay đoạt được tình báo, La Quân cũng không có đi nói với Lan Đình Ngọc. Nói cũng nói không rõ ràng, nói chuyện liền muốn đem thiên chỉ các mang lên bên ngoài. Mỗi người đều có mỗi người tư ẩn, là mảnh cứu không được. Thần uy hào tiếp tục chạy. Ban đêm buông xuống, một vòng hạo nguyệt treo trên cao ở chân trời. Thần uy hào tại vận thiên hà bên trong như quái vật to lớn, trên mặt sông gợn sóng chập trùng ban đêm gió sông quét mà đến hài lòng vô cùng lan đình ngọc ngay tại bong tàu nhìn phía xa bộ thiên hồng đến lan đình ngọc sau lưng hắn nói ra lan tiểu tướng quân đang suy nghĩ gì đấy lan đình ngọc nhàn nhạt nhìn một chút bộ thiên hồng hắn nói ra bộ thống lĩnh người tựa hồ rất lợi hại quan tâm bản tướng làm sao không thấy người đi cùng la tướng quân mảnh trò chuyện đâu dù sao lần này tấn công thái thượng giáo chính là hắn làm chủ soái. Các ngươi không nên nhiều câu thông một chút cảm tình sao? Bộ Thiên Hồng cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, là tướng quân chính trong phòng tu luyện, ta không tiện quấy rầy. Lan Đình Ngọc nao nao, nói ra, hắn tại tu luyện. Bộ Thiên Hồng nói ra, không sai. Sau đó, hắn lại giật mình, nói ra, Lan tiểu tướng quân, ngài nên không phải muốn. Bộ Thiên Hồng thật là nhất thời lanh mồm lanh miệng, chờ nói ra sau mới nhớ tới Lan Đình Ngọc cùng La Quân có cửu oán tại A. Vạn nhất Lan Đình Ngọc thi triển nguyên thần chờ một chút quỷ vực chi thuật qua hại La Quân, đây chính là thần không biết, quỷ không hay sự tình A. Lan Đình Ngọc nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, người yên tâm đi, ta Lan Đình Ngọc không có như thế bị ổi. Bộ Thiên Hồng cảm nhận được Lan Đình Ngọc ngạo khí, hắn liền cũng đã biết là mình lo ngại, cái này Lan Đình Ngọc khí độ không có nhỏ như vậy. Bộ Thiên Hồng nói tiếp, Lan tiểu tướng quân, ti chức có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Lan Đình Ngọc nói ra, người đã hỏi ra, chắc hẳn cũng là tất giảng không thể, nói đi. Bộ Thiên Hồng liền nói ra, ti chức cảm thấy, lần này Hoàng thượng tuy nhiên cắt cử chúng ta làm hai chuyện. Nhưng là cứu trợ thiên tai một chuyện, hoàn toàn không cần sốt ruột. Chỉ cần chúng ta trước hợp lực đem Thái Thượng Giáo diệt trừ, sau đó mọi người cùng nhau đến cứu trợ thiên tai, vấn đề này hội đơn giản rất nhiều. Lan Đình Ngọc nhìn bộ thiên hồng liếc một chút, hắn nói ra, bộ thống lĩnh, người thủy chung là cái quân nhân. Ta biết trong lòng ngươi không phục ta cùng la quân, cảm giác cho chúng ta một không đầy đủ tư lịch, hay không đủ sự tình. Dựa vào cái gì có thể tại ngươi phía trên đâu. Bộ thiên hồng giật mình, nói ra, thì trước đoạn không dám có này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Lan Đình Ngọc cười dưới, nói ra, người bố cục, không đủ. Hắn đón đến, nói ra, tục ngữ nói tốt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lâm khê huyện đã là thái thượng giáo trước ở bên kia kinh doanh địa phương nếu như chúng ta đi trước tấn công thái thượng giáo cứu trợ thiên tai lương khoản gặp nạn làm sao bây giờ bị hắn và thái thượng giáo một đám tham quan lung tung phân làm sao bây giờ nạn dân nhóm bây giờ còn có hy vọng nhưng khi bọn hắn biết lương khoản toàn bộ không có thời điểm bọn họ hội cùng theo một lúc nổi điên cho đến lúc đó cục diện này ai cũng khống chế không nổi cho nên, cứu trợ thiên tai cùng tiêu diệt Thái Thượng Giáo nhất định phải hai bút cùng vẽ, hai chuyện này đều không phải là chuyện dễ dàng. Bộ thiên hồng nhất thời trên trán kinh hãi ra mồ hôi lạnh, hắn nói ra, vâng, lan tướng quân người nói đúng, hoàn toàn là ti chức cân nhắc không chu toàn. Lần này lâm khê huyện sự kiện, không dễ dàng như vậy. Chuyện xui xẻo này, cũng xử lý không tốt, lan đình ngọc hơi hơi thở dài, nói ra, bộ thống lĩnh, lần này phái các người đến, không phải nghỉ phép, phải có làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý. Bộ thiên hồng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, bị ổi minh bạch. Trong bóng đêm, chính là trong phòng cũng có thể nghe phía bên ngoài dao động chập trùng thanh âm. La quân cùng Kiều Ngưng chung sống một phòng, Kiều Ngưng một bên đem chú ý lực thả ở bên ngoài, một bên đem thần thức pháp lực phóng tới lôi phù bên trong giúp tiểu long chế tạo long văn khải giáp. Mà La là Quân làm theo một hơi đem hai cái thần đan thôn vệ đi vào to lớn dinh dưỡng tại La Quân trong thân thể xông vào, theo sau tiến nhập trong não vực. La Quân trong não vực liền cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Vô cùng tế bào tại tiến hóa, có tiến hóa, có trực tiếp bị thiêu đốt. Đây là một cái cực nguy hiểm quá trình, một cái không tốt, tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, sẽ để cho sở hữu tế bào thiêu đốt, sau cùng chính là tổ hỏa nhập ma mà chết. La Quân tựa như tại siếc đi dây, hắn muốn đối mặt mãnh liệt tế bào tiến hóa, lại phải phòng ngừa số ít tế bào thiêu đốt hội hiện ra liệu nguyên chi thế. Lúc này, là quân liền cần tuyệt đối tỉnh táo, mặc kệ ngoại giới chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể loạn. Một cái sơ sẩy, cái kia chính là tử vong. Kiều Ngưng cũng rất chú trọng là Quân an toàn. Nhưng mà, hết thảy đều khó có khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió. Cũng là ở thời điểm này, toàn bộ thần uy hào bỗng nhiên mãnh liệt chấn động. Bàn kia dâng trà chén trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn. Kiều ngưng hãi nhiên, nàng lập tức liền khôi phục thần thức, cấp tốc đứng lên. La quân cũng là bị kinh ngạc, cái này dưới sự kinh hãi, trong đầu tế bào đại diện tích bốc cháy lên. La quân, hết thảy đều không muốn quản, nơi này có ta. Kiều ngưng thấy thế lập tức quát. La quân cấp tốc tập trung ý chí, hắn lập tức lấy pháp lực đem những thiêu đốt đó tế bào cấp tốc giết chết. Trong đầu tế bào, triệu tỷ tỷ, cho nên chết một chút tế bào là không quá quan trọng, người mỗi ngày vốn là muốn chết rất nhiều tế bào giờ phút này kiều ngưng rất lợi hại muốn đi xem bên ngoài phát sinh cái gì nhưng là la quân tu luyện tới khẩn yếu quan đầu nàng sợ bên trong điều hổ ly sơn chi kế kiều ngưng trầm ngâm một cái trước mắt chia binh hai đường nàng thi triển ra đại bằng kim sĩ sí nguyên thần để đại bằng kim sĩ sí nguyên thần qua tìm kiếm đến tột cùng trong lúc nhất thời kiều ngưng thần thức cùng đại bằng kim sĩ sí nguyên thần hỗn hợp cùng một chỗ cái kia đại bằng kim xí nguyên thần thì hình thành kiều ngưng bản thể bộ dáng. Cái này nguyên thần cấp tốc đi ra phía ngoài. Chỉ kiến thần uy hào bong tàu, Lan Đình Ngọc cùng bộ thiên hồng còn có một đám tướng lãnh đều tại. Xảy ra chuyện gì, kiều ngưng nguyên thần đi lên phía trước, lập tức hỏi. Lan Đình Ngọc cùng bộ thiên hồng nhìn thấy kiều ngưng nguyên thần, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bộ thiên hồng đối kiều ngưng vẫn có chút tôn trọng, đến một lần Kiều Ngưng thực lực mạnh mẽ, thứ hai cũng phải nhìn La Quân mặt mũi. Giờ phút này Kiều Ngưng hỏi, Bộ Thiên Hồng liền nói ra, Kiều cô nương, ngươi nhìn nước này mặt, tựa hồ có phần không bình thường. Vừa rồi chúng ta là bị một đầu đại giao đụng đánh. Kiều Ngưng nhìn về phía trên mặt sông, cái kia trong nước dòng nước phun trào. Dòng nước phía dưới, tựa hồ ẩn tàng rất nhiều đại hình loài cá. Chúng nó rõ ràng đều là hướng phía thần uy hào mà đến. Ở phía xa, càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lại là có càng nhiều ngư tinh quỷ quái đến đây. Là có người tại sai xử cái này trong nước ngư quái đến công kích chúng ta. Kiều ngưng trầm giọng nói ra. Oanh, cái kia phía dưới thuyền, đại giao lại đang liều mạng công kích thuyền, lại là muốn đem thuyền đục xuyên. Chỉ tiếc, cái này đại giao nghĩ không ra là, thần uy hào không chỉ là chất liệu lợi hại, hơn nữa còn có trận pháp bảo vệ. Một đầu đại giao cũng muốn đục xuyên thần uy hào, căn bản là si tâm vọng tưởng ta đi giết súc sinh này. Kiều Ngưng cũng không nhiều lời, nàng thả người nhảy một cái, liền đến trong nước sông. Nguyên thần cũng không cần hô hấp, Kiều Ngưng đi vào dưới thuyền, lập tức liền nhìn thấy đầu kia cự dao. Cái này cự dao cũng đã nhìn thấy Kiều Ngưng. Cự dao chiều dài chừng 30 mét, thô như chùa miếu đại đỉnh, nó mãnh liệt quét qua đuôi, liền nhấc lên kinh thiên hãi lãng công kích về phía Kiều Ngưng nguyên thần. Nhiệt xúc, muốn chết, Kiều Ngưng căn bản không có đem cái này cự dao để vào mắt, Tay nàng chỉ một điểm, lập tức thi triển ra một đạo mạnh mẽ lôi điện đánh giết tới. Oanh, cái này cự dao bị lôi điện đánh trúng, lập tức như uống say, lung la lung lay. Nhưng là rất nhanh, cự dao lại khôi phục qua thần đến, nguyên lai lại là bởi vì cái này vốn là trong nước. Nước bản thân có to lớn dẫn điện tác dụng a. Điện lực bị phân tán. Kiều Ngưng cũng không nhiều lời, cấp tốc nhấn một ngón tay, một ngụm lôi điện cự kiếm hình thành. Qua lôi điện cử kiếm cấp tốc bay ra trực tiếp đem cái kia đại dao đầu sọ chặt đứt lập tức nước sông bị máu tươi nhiễm đỏ cái này cự giao thân thể vẫn tại mãnh liệt co rúm bất quá đã là bách túc chi trùng tử nhi bất cương căn bản không đủ gây sợ kiều ngưng lại nhìn bốn phương tám hướng nàng nhất thời quất một ngụm hơi lạnh nguyên lai like cái này trong giang hồ sở hữu loài cá toàn bộ lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời đang theo bên này vào tới kiều ngưng biết không ổn cái này vận thiên hà bên trong không có cái gì lợi hại tinh quái những này loài cá toàn bộ công giết tới cũng là không đủ gây sợ nhưng là thần uy hào có trận pháp bảo vệ một khi xúc động trận pháp liền có thể đem những này loài cá toàn bộ giết chết vận thiên hà bên trong nếu là loài cá toàn bộ chết lại là sẽ phá hư sinh thái thăng bằng cái này hậu quả cũng là nghiêm trọng kiều ngưng liền chuẩn bị đi lên cùng lan đình ngọc có chỗ thương lượng ngay vào lúc này một cái âm lãnh thanh âm chui vào kiều ngưng trong lỗ tai tiểu cô nương xuống tới cũng đừng nghĩ đi lên kiều ngưng bị kinh ngạc nàng lập tức liền trông thấy một cái áo đen văn sĩ xuất hiện ở trước mắt người đến cũng là nhất tôn nguyên thần âm dương tú sĩ đồ văn đường kiều ngưng biến sắc nói ra ngươi là ma môn người quả nhiên là các ngươi đang gây sóng gió cái kia đồ văn đường xác thực thì là ma môn bên trong cao thủ ma môn cũng xưng thần tộc thần tộc bên trong, đệ nhất chủng tộc là thần tộc, đệ nhị chủng tộc là hoàng kim tộc. Mà Đồ Văn Đường cũng là hoàng kim tộc cao thủ. Đồ Văn Đường là một người đến đây, cũng là phụng thần tộc cao tầng mệnh lệnh lẻn vào đến đại khang cảnh nội. Mà môn hiện tại không thể có thể gióng chống khua chiêng phái rất nhiều cao thủ tới, bởi vì hoàng đế giám sát quá lợi hại. Bọn họ là có thể chui vào một cái là một cái. Đồ Văn Đường có thể triệu hoán loài cá tinh quái thuật pháp, lần này, Đồ Văn Đường đến đây cũng là có hai loại kế hoạch. Loại thứ nhất, để sở hữu loài cá tinh quái bị thần uy hào giết chết. Thứ hai, hắn đem thần uy hào hủy diệt đi, cứ như vậy, hoàng đế liền cũng là mặt mày xám xịt. Mà cứu trợ thiên tai không thành, như vậy Lâm Khê huyện bên kia tình huống hội càng thêm phức tạp. Đây là Đồ Văn đong đếm vẽ. Hắn cũng vốn có thể chính mình trước đó liền đem loài cá tinh quái giết chết, nhưng lại cảm thấy tổng không kịp như vậy đến bất việc. Mà lại những này loài cá tinh quái còn có thể giúp hắn bận bịu. Đồ Văn Đường đánh là tính toán, có thể đủ để gọi loài cá tinh quái, đây cũng là đồ Văn Đường đặc thù bản sự. Người khác, pháp lực lại cao hơn, cũng khó có thể có này bản sự. Đồ Văn Đường tự thân là sẽ không đến đây, dù sao tại Đại Khang cảnh nội, tràn ngập quá nhiều nguy hiểm. Hắn chính là phái ra cái này nhất tôn nguyên thần đến gây sóng gió. Bất quá Đồ Văn Đường bản thân đã là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ hắn có cái này tự tin. Cái này nhất tôn nguyên thần chính là âm dương tú sĩ đắc ý nguyên thần, gọi là âm dương như ý nguyên thần. Mà lại, âm dương tú sĩ hoàn thủ cầm hắn trí tôn pháp bảo thiên sát hàng thần châu. Ngày này sát hàng thần châu bên trong ủng có vô cùng tinh sát khí, những ngày tinh rất là thái dương tinh sát cùng hỏa chi tinh sát dung hợp. Sát khí cường đại, nhiệt độ cực cao. Kiều ngưng nếu là bản tôn đến đây, cũng không sợ âm dương tú sĩ cái này nhất tôn nguyên thần, nhưng nàng cũng biết chính mình nguyên thần quả quyết không phải âm dương tú sĩ nguyên thần đối thủ hỏng bét kiều ngưng âm thầm gọi hỏng bét đồng thời trên tay nàng cũng không ngừng nghỉ trực tiếp một chiêu lôi điện kiếm chém giết tới cái kia lôi điện thần kiếm phát ra mãnh liệt lôi đình điện quang trong một sát na liền là chém đến âm dương tú sĩ vị trí hiểm yếu âm dương tú sĩ cười lạnh một tiếng hắn lại là nguyên địa bất động cái kia lôi điện thần kiếm đem âm dương tú sĩ cổ họng ngăn cách nhưng âm dương tú sĩ lại là thờ ơ đầu của hắn lập tức lại khâu lại tốt phải biết đây bất quá là nguyên thần a nguyên thần tụ tán vô thường căn bản sẽ không sợ hãi loại này vật lý công kích kiều ngưng thấy thế bị kinh ngạc nàng biết mình nếu là đào tẩu liền càng thêm nguy hiểm âm dương tú sĩ cười lạnh liên tục nói tiếp người tiểu cô nương này cũng ăn ta nhất trưởng hắn nói xong chính là một trưởng vỗ gia một trưởng này chính là âm dương tú sĩ thiên sát trưởng sát khí trùng thiên đạo ý ẩn chứa vô cùng lợi hại mặt nước sóng gió nổi lên thiên sát trưởng oanh một tiếng hướng phía kiều ngưng ngực bụng từng đánh chết tới kiều ngưng nhận biết bên trong lợi hại nàng thân thể hư lui ra ngoài tiếp trong tay ngưng tụ điện quang lôi thần tri ấn kiều ngưng hét lớn một tiếng trong nháy mắt kiều ngưng pháp tướng trang nghiêm lôi điện chém giết mà ra bên trong ẩn chứa lôi thần điện mẫu trị uy nghiêm oanh lôi thần chi ấn trong nháy mắt đem thiên sát trưởng tan giã. Âm dương tú sĩ hơi hơi giật mình một chút, hắn sau đó chính là thẹn quá hóa giận, nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đến kiều ngưng trước mặt. Tiếp lấy chính là một bàn tay hướng kiều ngưng bộ mặt rút tới. Kiều ngưng thân thể ngưng tụ, nguyên thần bỗng nhiên giống như tán mà không rời. Kiều ngưng nguyên thần tán đi, liền để đồ văn đạo nhất trưởng thất bại. Sau đó, Kiều Ngưng xuất hiện sau lưng đồ văn đạo, nàng tố thủ xoay chuyển, hóa thành việt sát ấn, nhất trưởng ấn qua. Một trường này bên trong, ẩn chứa Kiều Ngưng tinh khí thần, đây là một cỗ anh dũng có đi không có về lạc ấn. Một khi đánh chúng nguyên thần, thần hồn, liền có thể cho thân thể đối phương mang đến vĩnh hằng thương tổn. Đồ văn đạo lập tức liền phát giác được Kiều Ngưng một trường này lợi hại, hắn thân thể uốn éo, cấp tốc tránh đi Kiều Ngưng một trường này. Đồng thời, đồ văn đạo mãnh liệt há miệng, lập tức hai cỗ mãnh liệt âm khiếu ở trong nước kịch liệt ba động hướng thẳng đến kiều ngưng lỗ tai đánh giết tới kiều ngưng thân thể cũng uốn éo toàn bộ thân thể bắt đầu mơ hồ này âm thanh giết gào liền lại đánh giết cái khoảng không tiện tì muốn chết ha đồ văn đạo cũng là giận hắn căn bản là không có đem kiều ngưng nguyên thần để vào mắt nhưng bây giờ mấy lần công kích thế mà đều bị kiều ngưng hóa giải hắn làm sao không giận sau đó đồ văn đạo dứt khoát không quan tâm hắn chả có quá bao lớn sự tình muốn làm. bởi vậy, đồ văn đạo trực tiếp tế ra thiên sát hàng thần châu. ngày đó sát hàng thần châu chính là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, toàn thân kim sắc. mễ bá mễ bá hồng, đồ văn đạo hét lớn một tiếng, lập tức thiên sát hàng thần châu bên trong tuôn ra một đoàn mãnh liệt kim quang chiếu dọi hướng kiều ngưng. kim quang này tốc độ nhanh đến cực hạn, kiều ngưng còn không có kịp phản ứng, liền đã bị kim quang bao phủ. a à. Kiều ngưng hét thảm một tiếng, nguyên thần bên trên toát ra khói xanh tư tư. Ngày này sát hàng thần châu kim quang cường hãn đến tuyệt luân cấp độ. Lúc này, Kiều ngưng căn bản không thể nào chống cự cùng tránh né, mắt thấy cái này nhất tôn nguyên thần lập tức liền muốn thân tử đạo tiêu. Đúng vào lúc này, đồ văn đạo bỗng nhiên thất sắc. Lại là cái kia hậu phương, Lan Đình Ngọc giết tới. Lan Đình Ngọc trực tiếp nhảy cầu tiến đến, người khác tại trong hồ nước, đột nhiên tế ra cửu viêm thần hỏa. Cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa hóa thành một đạo tinh mang liền hướng phía Đồ Văn Đạo tập giết tới. Cái này Cửu Viêm Thần Hỏa dung hợp Long Văn Cương tinh hồn, bây giờ chính là là chân chính không có gì không hòa tan, không gì không phá. Đồ Văn Đạo thất sắc, hắn lập tức thay đổi đầu thương, lấy Thiên Sát Hàng Thần Châu đối phó Cửu Viêm tinh mang. Thiên Sát Hàng Thần Châu bắn ra mạnh mẽ kim sắc quang mang, liền cùng cái kia Cửu Viêm tinh mang đụng giết cùng một chỗ. Hai cố cường đại lực lượng lẫn nhau bốc cháy lên. Lan Đình Ngọc lạnh hừ một tiếng, ngón tay hắn biến hóa. Cái kia cửu viêm tinh mang đột nhiên hóa thành cửu viêm thần kiếm. Thần kiếm bên trong ẩn chứa cũng là vô cùng long văn cương tinh hồn. Thần kiếm trên thân kiếm, long văn như từng cái từng cái con run bạo khởi, cũng ở phía trên leo lên. Đồ văn đạo toàn lực thi triển, đem pháp lực quán chú ở trên trời sát hàng thần châu phía trên. Thiên sát hàng thần châu kim mang càng thêm hung mãnh, liền đem cái kia cửu viêm thần kiếm thiêu thành dịch thể hình. Nhưng Cửu Viêm Thần Kiếm bên trên Long Văn cấp tốc phát huy lực lượng, lại để cho thần kiếm khôi phục như lúc ban đầu. Qua, Lan Đình Ngọc rên lên một tiếng. Oanh, cái kia Cửu Viêm Thần Kiếm tựa như một tia điện, trực tiếp đem Kim Mang đánh nát, cũng chém giết ở trên trời sát hàng thần châu bên trên. Trong nháy mắt, Thiên Sát Hàng Thần Châu nổ tung, bên trong năng lượng bốn phía phiêu tán. Mà Cửu Viêm Thần Kiếm đồng thời chạm tại Đồ Văn Đạo trên thân, Đồ Văn Đạo nguyên thần lúc đầu vô cùng lợi hại. Nhưng này Cửu Viêm Thần Kiếm cấp tốc hóa thành Cửu Viêm Chân Hỏa. Liệt liệt chân hỏa, oanh một tiếng, liền đem Đồ Văn Đạo Nguyên Thần đốt đốt thành cho bụi. Tuy nhiên Lan Đình Ngọc vẫn chỉ là bát trọng thiên trung kỳ thực lực, nhưng là hắn Cửu Viêm Thần Hỏa tăng thêm Long Văn Cương Tinh hồn, bây giờ đã để hắn có thể đứng ở thế bất bại. Mà Đồ Văn Đạo mặc dù là cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng đến dù sao chỉ là nhất tôn nguyên thần. Cho nên liền thì như vậy bị Lan Đình Ngọc đánh giết. Đồ Văn Đạo nhất tôn nguyên thần dựa theo đạo lý tới nói, liền xem như đối mặt kiều ngưng bản tôn Canadian đô la thần, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao, cửu trọng thiên đỉnh phong so cửu trọng thiên trung kỳ cũng không chỉ là mạnh một điểm nửa điểm. Còn giống cửu trọng thiên trở xuống, cái kia đồ văn đạo căn bản là không để vào mắt. Chỉ là, chuyện này tựa như là ma đế lúc trước mặc dù chỉ là cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền có thể cùng thần đế, Trung Hoa đại đế khiêu chiến. Vì cái gì? Bởi vì hắn tu luyện là thái ất huyền kim chân kinh, hắn là bất tử bất diệt tồn tại. Liền xem như Trung Hoa đại đế liên thủ với thần đế cũng không thể giết ma đế, chỉ có thể đem chân áp. Đây là công pháp tầm quan trọng. Mà Lan Đình Ngọc Cửu viêm thần hỏa lợi hại từ không cần nhiều lời, lại thêm long văn cương tinh hồn, chính là cương nhu hòa hợp. Lại là nguyên thần khắc tinh, cho nên đồ văn đạo nguyên thần nhưng nói là chết không minh bạch, nhưng cũng không tính quá oan. Lan Đình Ngọc Tu Vi không bằng Kiều Ngưng, nhưng thật muốn đánh đứng lên, hắn cũng không nhất định hội bại. Đánh giết Đồ Văn Đạo Nguyên Thần về sau, Đồ Văn Đạo bản tôn tất nhiên là không còn dám tới. Hắn vốn là đã bị hao tổn, mà công kích kia bầy cá cũng liền tự hành tán đi. Lan Đình Ngọc sau đó thì cùng Kiều Ngưng Nguyên Thần trở lại mặc vào. Kiều Ngưng Nguyên Thần lảo đảo về đến phòng bên trong, Lan Đình Ngọc lại là không có đi quản, đó đã không phải là hắn sự tình. Trên thực tế, lan đình ngọc mỗi lần xuất thủ cứu kiều ngưng nguyên thần cái này đã để kiều ngưng cùng la quân muốn thật bất ngờ kiều ngưng nguyên thần về đến phòng bên trong cũng không phát ra âm thanh bởi vì la quân còn tại tu luyện khẩn yếu quan đầu kiều ngưng nguyên thần nhận cái kia hàng thần châu kim mang sát hại đây là cực thương tổn nghiêm trọng trong thời gian ngắn là khôi phục không mà lại nguyên thần bên trên đau đớn để cho nàng chịu đựng đến muốn phát điên cũng không phải là kiều ngưng nguyên thần thì so đồ văn đạo kém quá nhiều, mà chính là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Cái kia hàng thần châu cũng là nguyên thần khắc tinh, mà cửu viêm thần hỏa tự nhiên cũng là nguyên thần khắc tinh. Bất quá cửu viêm thần hỏa so cái kia hàng thần châu càng hơn một bậc. Là quân lúc này bỗng nhiên bạo giống một tiếng, trong đầu hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đằng, tế bào bắt đầu toàn diện tiến hóa. Hắn từng sợi tóc dựng thẳng đứng lên. Giống, đột phá, tế bào dòng nước lũ hợp thành hợp lại cùng nhau, vui sướng liệu nguyên, trong nháy mắt, tế bào tiến hóa đến 2.000 vạn mai cấp độ. La quân đầu kịch liệt đau đớn một cái chớp mắt, nếu không phải hắn huyết mạch cường hãn, thân thể cường hãn, lần này, hệ thần kinh khẳng định chịu đựng không được, trực tiếp sập bàn. Nhưng hắn lần này chịu đựng được, đằng sau đau đớn thì dần dần chậm. Huyết tộc lão tổ vân lôi nhi lưu cho la quân tài phú là ẩn hình, là tại thời khắc mấu chốt cứu la quân vô số lần. Chính là bởi vì loại này cường hãn huyết mạch mới khiến cho La Quân nhiều lần tiến hành không lý tính thăng cấp, nhưng không có sập bàn. Cái này giống như là làm giải phẫu một dạng, lúc đầu cái này phẫu thuật đã là trung niên nam tử đều chịu đựng không được. Có thể La Quân thân thể càng tốt hơn, lại là chịu đựng được. La Quân hít sâu một hơi, hắn sau đó lại bình tĩnh lại. Giờ phút này, La Quân cần tới bắt đầu tiêu hóa chính mình cái này cố cường đại pháp lực. Trọn vẹn lại có nửa giờ là quân mới hoàn toàn tiêu hóa cỗ này pháp lực. Lúc này, hắn tu vi đã tránh thức đạt tới bát trọng thiên trung kỳ, hai ngàn vạn tế bảo não. Tại bát trọng thiên trung kỳ tới nói, có thể có được hai ngàn vạn tế bảo não khai phát, đây là phi thường không tệ cơ sở. Cái này khởi điểm là rất cao. Cũng là lúc này, là quân ngẩng đầu đã nhìn thấy Kiều Ngưng sắc mặt thật không tốt. Kiều Ngưng ngồi xếp bằng, nàng đem nguyên thần triệu hoán tiến não vực, đang vì nguyên thần trị liệu. Có thể cái kia trong nguyên thần bị hàng thần châu kim quang gây thương tích hại vết thương, căn bản không thể xóa đi, hơn nữa còn tại chiều hắn nguyên thần suy nghĩ lan tràn. Tiếp tục như vậy, Kiều Ngưng sẽ phi thường cố hết sức cùng thống khổ. La Quân bị kinh ngạc, nói gấp: "Kiều cô nương, xảy ra chuyện gì?" Kiều Ngưng mở mắt ra, nàng nói ra: "Vừa rồi có Ma Môn cao thủ nguyên thần đột kích, tựa hồ là muốn hủy đi chúng ta thần uy hào. Ta nguyên thần cùng cái kia Ma Môn nguyên thần đánh nhau." có thể trong tay người kia có nhất pháp bảo bối chuyên khắc nguyên thần, hết sức lợi hại. Nếu không phải Lan Đình Ngọc kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta tôn này nguyên thần đã hủy. Là quân nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì Lan Đình Ngọc xác thực có thể được cho một cái quân tử. Là quân nói ra, người nguyên thần thế nào? Kiều Ngưng nói ra, có chút khó làm, cái kia pháp bảo bên trong kim mang đốt bị thương ta nguyên thần, ta làm sao cũng khắc chế không được. La Quân nói ra: người để ngươi nguyên thần đi ra, ta xem một chút." Kiều Ngưng nói ra: người giúp không được gì." La Quân nói ra: "Này cũng nói không chừng a, à, người đừng quên, ta còn chế tạo ra tiểu long đây." Kiều Ngưng nghĩ cũng phải, liền nói ra: "Vậy được rồi." Sau đó, Kiều Ngưng vận chuyển ra đại bằng kim xí sí nguyên thần. Cái này đại bằng kim xí sí nguyên thần một cái cánh trở thành một mảnh than cốc, mặt trên còn có hỏa tinh điểm điểm, tiếp tục trong chiều đốt cháy. Là quân nói ra ngươi không thể đem cái này cánh hoàn toàn loại bỏ ra ngoài sao kiều ngưng nói ra như vậy sao được nguyên thần tuy nhiên nhìn có thể tụ tán vô thường nhưng là lẫn nhau ở giữa là có rất nhỏ từ trường sợi tơ đem liên hợp lại cùng nhau tựa như là người thân thể bên trong kinh mạch một dạng ta như cưỡng ép loại bỏ chiếc cánh này sẽ phá hư kinh mạch kể từ đó toàn bộ nguyên thần đều có thể hội như vậy tan giã cái này nguyên thần chính là ta hao phí tâm huyết luyện chế mà thành còn có ta một bộ phận công lực ở bên trong, nếu như như vậy hủy, ta tu vi hội giảm bớt đi nhiều." La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Ta cũng không biết dạng này có hữu dụng hay không, bất quá thử một lần đi." Kiều Ngưng không khỏi kỳ quái, nói, "Thử cái gì?" La Quân liền thì lộ ra con mắt thứ ba, hắn nói ra, "Ta trước đó luyện ra tiểu long, là đem tiểu long thả đến nơi này của ta mặt. Ngươi đừng tưởng rằng đây là con mắt ta, cái này chính là ta một món pháp bảo." gọi là huyền hoàng thần cốc hạt giống, bên trong có vô cùng hỗn độn chi khí. Trước đó ta đem tiểu long thả ở bên trong, dùng huyền hoàng dịch thối luyện, như thế tiểu long liền có mới mệnh cách cùng tư tưởng. Tiểu long hội hoàn toàn quên nó là tới từ chỗ đó. Mà bây giờ, ta huyền hoàng dịch không có, mà lại, cũng không thể đưa ngươi nguyên thần bỏ vào huyền hoàng dịch bên trong thối luyện, cái kia huyền hoàng dịch sẽ đem ngươi nguyên thần sở hữu trí nhớ tiêu trừ. Đến lúc đó, cái này Nguyên Thần có nghe hay không ngươi cũng là một chuyện khác. Bất quá, ta cái này Huyền Hoàng Thần cốc hạt giống bên trong còn thật nhiều hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là lúc đầu lực lượng, cùng vạn vật tương dung. Ngươi thì dùng ngươi Nguyên Thần hấp thu hỗn độn chi khí, nhìn có thể hay không chữa trị thương thế. Kiều Ngưng không khỏi kinh ngạc, nói ra, thế gian thế mà còn có như thế pháp bảo. La Quân nói ra, chúng ta thử một chút đi. Kiều Ngưng gật đầu tiếp theo kiều ngưng liền đem nguyên thần khu vào đến la quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong từ thành thiên địa hỗn độn chi khí mở mịt lượn lờ kiều ngưng thi triển pháp lực để đại bằng kim sĩ nguyên thần bắt đầu liệu thương cái kia đại bằng kim sĩ nguyên thần chỗ bị thương nóng rực vô cùng lúc này cái kia hỗn độn chi khí tiếp xúc đến đại bằng kim sĩ nguyên thần thụ thương địa phương đại bằng kim sĩ nguyên thần cánh nóng rực cháy đau vô cùng nhưng tiếp xúc đến hỗn độn chi khí về sau, lập tức liền giống như là bị đốt bị thương tay đụng chạm lấy nước đá một dạng. Loại cảm giác này khiến Kiều Ngưng cảm thấy dễ chịu vô cùng, nàng không tự kìm hãm được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. La Quân không khỏi cười dưới. Kiều Ngưng bản tôn vẫn là tại La Quân trước mặt, cho nên nàng lập tức cũng liền đỏ bên tai. Đại băng kim Xí Nguyên thần lại như là trong sa mạc khát cực người, mà hỗn độn chi khí chính là vô cùng vô tận băng uống lúc này, đại bằng kim sĩ sí nguyên thần tham lam hấp thu cái này băng uống. Chỉ 10 phút đồng hồ thời gian, đại bằng kim sĩ sí nguyên thần thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Nếu như nói hàng thần châu là nguyên thần khắc tinh, như vậy huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng là nguyên thần trời sinh thuốc bổ. Nửa giờ sau, kiều ngưng đại bằng kim sĩ sí nguyên thần không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn so trước đó càng thêm tinh tiến. Kiều ngưng hoan hỉ vận chuyển ra đại bằng kim sĩ sí nguyên thần, lại đem đại bằng kim xí nguyên thần thu đến nàng não biết bên trong, cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống quả thật là thần kỳ, ta nhìn cái này hỗn độn chi khí không chỉ có thể cho nguyên thần liệu thương, cũng có thể cho thụ thương người liệu thương. Lúc trước ta bên trong cái kia ngũ hành kiếm sát chi độc, nếu là tiến vào người cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, chỉ sợ còn không cần cái kia thần đan. Là quân nói ra, cái kia không có khả năng, huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí một khi tiến vào thân thể người bên trong, hoặc là trong não vực liền sẽ hóa thành khí thải. Chỉ có nguyên thần, pháp khí mới có thể hưởng dụng loại này hỗn độn chi khí. Nếu như cái này hỗn độn chi khí thật có thể cho người ta liệu thương, vậy ta đã sớm hấp thu đến trong não vực cường đại ta tế bảo não. Kiều ngưng nao nao, nói ra, còn có tầng này. Là quân nói ra, đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là đưa người cả người phóng tới huyền hoàng dịch bên trong thoát thai hoán cốt, kể từ đó, người liền có thể tránh thức hấp thu hỗn độn chi khí. Nhưng là, cái kia có cái vấn đề rất lớn, cũng là một khi đi qua huyền hoàng dịch ngâm tẩy tủy, người trí nhớ cũng sẽ bị tẩy đi. Hắn đón đến, nói ra, huyền hoàng dịch là bên trong thần kỳ tồn tại, lúc đầu, hỗn độn chi khí luyện hóa vạn vật, sẽ để cho vạn vật mất đi trí nhớ. Mà huyền hoàng dịch là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng ta không biết bí quyết ở nơi nào, cho nên mỗi lần gột rửa, vẫn là sẽ để cho mất đi trí nhớ, kiều ngưng giật mình nói ra hỗn độn chi khí còn có thể luyện hóa vạn vật la quân nói ra hỗn độn chi khí là thích ứng bất kỳ lực lượng nào người nguyên thần hấp thu một chút xíu là liệu thương nếu như hấp thu nhiều liền bị hỗn độn chi khí đồng hóa đến lúc đó người cái này nguyên thần có thể cũng không phải là người nguyên thần kiều ngưng không khỏi dùng mình la quân thở dài nói ra huyền hoàng dịch hiện tại là không muốn muốn lần nữa ngưng tụ đầy đủ huyền hoàng dịch còn phải chờ thời gian 3 năm đây. Kiều Ngưng nói ra, ta dù sao cũng chưa từng thấy qua người huyền hoàng dịch. Hai người trò chuyện ở đây, là quân đứng dậy, hắn nói ra, mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc lần này có thể cứu ngươi, ta đều cảm thấy thật bất ngờ. Chúng ta không thể chiếm người ta tiện nghi, lấy được cảm ơn hắn. Kiều Ngưng nói ra, tốt, nàng đón đến, còn nói thêm, người muốn làm sao tạ. La Quân nói ra, đại trưởng phu làm việc ân oán rõ ràng, ta hiện trong tay còn có dư hai cái thần đan, liền cho hắn một cái. Kiều Ngưng nói ra, đừng, người có khác điểm thần đan thì hào phóng như vậy a. À. Đây không phải hào phóng, là quân nói ra, người nguyên thần, so thần đan đáng tiền nhiều. Nhưng ta cũng không muốn thiếu nhân tình của hắn. Kiều Ngưng nói ra, đó còn là dùng ta cái này mai thần đan đi. Là quân nói ra, như vậy sao được, đó là ta tặng cho ngươi. Lại nói, ngươi cũng là vì bảo hộ ta, Kiều Ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, muốn là trên tay ngươi không có thần đan, ngươi làm sao cảm ơn người ta. Chẳng lẽ liền không thể ngẫm lại khác biện pháp sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, nhưng đây không phải có sao. Kiều Ngưng không lay chuyển được La Quân, liền cũng thì không nói thêm lời. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút cảm động. La Quân cùng Kiều Ngưng liền cùng đi gặp Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tại trong phòng khách lãnh lãnh đạm đạm gặp La Quân cùng Kiều Ngưng có chuyện gì nói đi. Lan Đình Ngọc từ tốn nói. La Quân trịnh trọng thật sâu vái chào nói ra. Lan tướng quân trước đó nhiều có đắc tội là ta không phải ta ở chỗ này hướng người bồi tội. Lan Đình Ngọc nhìn La Quân liếc một chút hắn từ tốn nói là bởi vì ta cứu ngân sa vương nguyên thần cho nên người mới đến nói xin lỗi đi. Nếu thật muốn nói xin lỗi sớm đi làm cái gì. Là quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, trước đó là đều làm chủ, thật có mạo phạm, mong rằng Lan tướng quân có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Lan Đình Ngọc nói ra, là quân, ngươi không cần đến cùng ta xin lỗi. Bởi vì có một số việc không thể hóa giải, bây giờ người ta đều vì Hoàng thượng làm việc, ngươi cũng là mệnh quan triều đình, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi tìm thù riêng. Nhưng nếu có một ngày, ngươi không còn là mệnh quan triều đình thời điểm, ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Mà bây giờ, chúng ta vẫn là lẫn nhau lạnh nhạt, bình an vô sự đến được tốt. Cái này ân oán, không có hóa giải tất yếu. Là quân cùng kiều ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó, là quân nói ra, lan tướng quân, bất kể như thế nào, hôm nay người cứu kiều cô nương nguyên thần. Cái này đối ta cùng kiều cô nương tới nói, là vô cùng lớn ân tình. Ngày sau như có cơ hội, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Mà dưới mắt, cái này mai thần đan, mong rằng ngươi nhận lấy, tiểu chút lòng thành không thành kinh ý la quân nói xong liền buông xuống cái viên kia thần đan sau đó la quân kiều ngưng quay người rời đi lan đình ngọc ánh mắt đến thần đan phía trên hắn không khỏi hơi biến sắc la quân cùng kiều ngưng đến trong phòng kiều ngưng nói ra nhìn người cái này thần đan là đổ xuống sông xuống biển người cùng lan đình ngọc nhất định là khó mà hóa giải la quân nói ra ta vốn cũng không cầu hắn cái gì chỉ bất quá, ân oán phải phân minh. Hắn cứu ngươi, tuy nhiên hắn không có hướng chúng ta đòi lấy ân tình. Có thể chúng ta cũng không có thể giả câm vờ điếc không phải. Kiều Ngưng nói, có lẽ ngươi là đối. Sau đó, Kiều Ngưng nói ra, hiện tại đã xác định Thái Thượng Giáo phía sau có ma môn tại gây rối làm loạn, chúng ta vẫn là muốn tăng cường bản thân thực lực. Ngươi bây giờ đã là bát trọng thiên trung kỳ, nếu như ta đem tiểu long luyện chế tốt về sau, phân phối cho ngươi đoán chừng có thể tăng cường ngươi không ít chiến đấu lực la quân không khỏi hưng phấn nói ra trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sao vấn đề không lớn kiều ngưng nói ra nàng đón đến nói tốt ta về phòng trước qua ngươi cũng chính mình nhiều hơn tìm tòi đi la quân gật đầu kiều ngưng trở về phòng qua la quân bắt đầu tìm tòi chính mình lực lượng hắn bây giờ có được hai vạn thế bảo não cũng coi là một cái nhà giàu Tuy nhiên không so được siêu cấp nhà giàu, nhưng là cũng không tính không hề có lực hoàn thủ. La Quân bắt đầu suy tư. Hắn là cái thiện về suy nghĩ vấn đề người. La Thiên Nhai cùng Lan Đình Ngọc hai người kia, tu vi bên trên không tính đặc biệt tài năng xuất chúng, nhưng bọn hắn lại có thể theo nhân vật tuyệt đỉnh giao thủ mà đứng ở thế bất bại. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn công pháp, La Quân nói thầm, nói như vậy đứng lên, công pháp vẫn là cực kỳ trọng yếu. Lúc trước ta cự tuyệt Vân Thiên tông công pháp là bởi vì ta cảm thấy công pháp luyện tập cũng không dễ, mà dưới mắt, ta vẫn là cảm thấy như vậy, đến giờ này ngày này lại đi lại tu luyện từ đầu hắn công pháp, đây là lẫn lộn đầu đuôi. La Quân tiếp tục rơi vào trầm tư. Địa sát chi tinh, hỏa sát chi tinh đều là cực kỳ cường đại lực lượng. Có thể hai loại lực lượng lại là tương khắc, cho nên thi triển ra, uy lực ngược lại bị hao tổn. La Quân thầm nghĩ, Lan Đình Ngọc cùng La Thiên Nhai đều có thể cùng lôi điện, cùng cửu viêm thần hỏa hòa làm một thể. Vì cái gì ta không thể cùng địa sát chi tinh, hỏa sát chi tinh hòa làm một thể đâu. Một người, không thể thứ gì đều muốn có được, trong tay cát, bắt càng chặt, ngược lại càng ít đi. La Quân bỗng nhiên cảm thấy một phát hung ác, liền đem cái kia hỏa sát chi tinh khu xuất ra. Cốt, cái này vì số không nhiều hỏa sát chi tinh thật sự là uy lực nhỏ đáng thương nhưng nhưng mỗi lần để la quân theo cầm hai cái kiếm giống như. Mà lại, hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh so ra, đó còn là một nhỏ một lớn khác nhau. La quân không quen dùng song kiếm A. Không đúng, la quân thầm nghĩ, ta có thể đem hỏa sát chi tinh cho tiểu long A. Tiểu long tựa hồ có thôn vệ công năng. Vừa nghĩ như thế, la quân lại đem hỏa sát chi tinh thu hồi lại. Tiếp theo, la quân liền bắt đầu suy nghĩ địa sát chi tinh tới. Ta cùng địa sát chi tinh, thủy chung là không đủ thân cận. Nó vẫn là đơn thuần lực lượng, cùng ta không có cảm tình, chúng ta cũng vô pháp câu thông. Là quân tâm đạo, ta muốn thế nào theo địa sát chi tinh dung hợp lại cùng nhau đâu. Tựa như là Lan Đình Ngọc theo cửu viêm thần hỏa một dạng. Là quân suy nghĩ hồi lâu, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Đúng, kiều cô nương là có thể cùng lôi điện hòa hợp cùng một chỗ, nàng có lẽ có bí quyết, ta có thể đi hỏi nàng một chút. Là quân bỗng nhiên hưng phấn lên. Kiều Ngưng cũng là thi triển lôi thuật cao thủ, đương nhiên, Kiều Ngưng theo La Thiên Nhai là không thể so. La Thiên Nhai là cùng Thái Dương chân hỏa một thể, mà lại dung hợp lôi điện thối luyện, thần hồn nguyên thần, có thể kinh lịch lôi kiếp mà bất diệt. Đến La Thiên Nhai có hay không độ lôi kiếp, độ mấy tầng, mọi người cũng không biết. Nhưng La Thiên Nhai trước đó chỉ bằng cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, cái kia lại là có thể cùng Trung Hoa Đại Đế chiến cái tương xứng tồn tại. Về phần hiện tại, La Thiên Nhai đến loại nào tu vi, cái này là người ngoài không biết. Mà vì cái gì hắn đại đế đô sớm đã tầng 10 hoặc là tầng 10 trở lên, mà La Thiên Nhai lại một mực dừng lại tại Cửu Trọng Thiên đỉnh phong đâu? Trong nguyên nhân cố nhiên có La Thiên Nhai bị trấn áp tại Thái Sơn thật lâu, cũng có La Thiên Nhai công pháp cùng mọi người khác biệt, lại độ lôi kiếp chờ một chút đặc thù nguyên nhân đi. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, tứ đế bên trong, mà đế La Thiên Nhai có thể chưa bao giờ yếu hắn chính mình tên tuổi. Là quân nghĩ đến đây, hắn liền đi sát phách Kiều Ngưng gian phòng. Kiều Ngưng đang vì Tiểu Long đoạn tại Long Văn Khải Giáp. Là quân ở bên ngoài gõ cửa, Kiều Ngưng không khỏi im lặng, nói ra, ta không phải nói, trong khoảng thời gian này ngươi chớ quấy dày ta sao? Vừa mới qua đi bao lâu? Là quân nói ra, Kiều cô nương, ta có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo đây. Kiều Ngưng nói ra, vậy được rồi, ngươi tiến đến. Là quân liền đẩy cửa vào. Trong phòng, Kiều Ngưng toàn thân áo trắng, như suốt trần tiên nữ. Nàng hình dạng đoan trang, trên giường ngồi xếp bằng, xa xa xem xét, lại giống như là mặt mũi hiền lành quan thế âm Bồ Tát đây. Lúc này, Kiều Ngưng mở to mắt, nàng theo nhìn cái tinh nghịch hài tử giống như, nói ra, nói đi, chuyện gì. Là quân phiền muộn nói ra, người giọng điệu này mau cùng Lan Đình Ngọc một dạng. Kiều Ngưng hé miệng cười một tiếng, nói ra, tốt ha, à, ta thay cái ngữ khí, chuyện gì nàng nói chuyện quả thật thì nhu hòa một chút mà lại cười một tiếng ở giữa loại kia xinh xắn mùi vị làm cho tâm thần người dập dờn la quân hơi hơi ngẩn ngơ nhưng hắn lập tức cũng liền nghiêm mặt đứng lên hắn sau đó liền đem chính mình đứng trước vấn đề nói hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh kiều ngưng nói ra ta còn thực sự một mực không rõ lắm người những vật này người đem hai loại lực lượng đều dùng đến cho ta xem một chút la quân nói ra tốt sau đó hắn đem hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh đều vận chuyển đi ra cái kia hỏa sát chi tinh trên không trung bản thể cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diếm quang thể ánh sáng trong cơ thể có hỏa diếm kim ti đang lưu động lấy tựa như là từng đầu hỏa diếm tinh linh mà địa sát chi tinh lại khoảng chừng bóng đá lớn nhỏ như vậy địa sát chi tinh bên trong một dạng có màu nâu xanh tinh linh sát thể đang lưu chuyển chính là cái này bộ dáng la quân nói với kiều ngưng Kiều Ngưng nhìn chăm chú cái này hai đoàn sát thể, nàng nhìn rất lợi hại cẩn thận, mà nàng vấn đề thứ nhất chính là, hai loại sát thể đều là lợi hại tồn tại, chỉ bất quá, một lớn một nhỏ, người sử dụng không khó chịu sao. Mà lại hai loại sát thể vẫn là lẫn nhau khắc chế. Tựa như là người trái vừa dùng nước, bên phải dùng hỏa một dạng. Người hỏa bốc cháy lên, sau đó dùng thủy bang địch nhân tiêu diệt hỏa diễm sao. Là quân vội ho một tiếng, nói ra, cái kia ngược lại không đến nỗi đi, ta lại không phải người ngu, có thể làm được loại chuyện này sao? Chỉ bất quá, cái này hỏa diễm chi tinh thật là cảm giác có chút gà mờ. Cho nên ta ý là, nhìn có thể hay không để cho tiểu long đi hỏa diễm chi tinh nuốt chừng lấy. Kiều ngưng nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, đó là quá tốt. Lôi điện tăng thêm hỏa diễm chi tinh, uy lực sẽ chỉ càng thượng tầng hơn lâu. La quân nói ra, vậy liền cho tiểu long đi. Kiều ngưng nói ra, người sớm nên làm như thế ngươi hẳn là phải biết, tham thì thâm đạo lý. Sau đó, Kiều Ngưng liền nói, đưa ngươi hỏa sát chi tinh khu vào đến ta lôi phù bên trong đi. La Quân nói ra, tốt. Kiều Ngưng lại cười một tiếng, nói ra, cái này có thể là đồ tốt, không sợ ta cho ngươi nuốt. La Quân cười cười, nói ra, tại sao phải nuốt, ngươi muốn, trực tiếp mở miệng chẳng phải xong sao. Kiều Ngưng sướng sờ, nói tiếp, vậy cũng đúng. Sau đó, hỏa sát chi tinh liền đến lôi phù bên trong. Kiều Ngưng nói ra, cái này hỏa sát chi tinh vô cùng đặc thù, liền xem như ta cũng tiếp xúc không thể chạm vào. Nàng sau đó liền theo tiểu long câu thông, cái kia trong lôi chỉ tiểu long lại đột nhiên luồn lên, đem cái kia hỏa sát chi tinh nuốt vào đi vào. Tiểu long thì theo cái tham ăn xà một dạng, không có nó không ăn cái gì. Cái kia hỏa sát chi tinh bị nó thôn vệ sau khi đi vào, lập tức quanh thân đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, thân thể thì khôi phục nguyên dạng đã nuốt mất kiều ngưng nói ra la quân cũng không thể để tiểu long đi ra sau đó cho hắn xem rõ ngọn ngành tiểu long vừa ra tới thuyền này đều muốn bị hao tổn gian phòng cũng trang bị không xuống nó nó có thay đổi gì không có la quân hỏi kiều ngưng nói ra không có biến hóa theo ăn đùi gà giống như bất quá loại biến hóa này cũng là muốn chậm rãi thể hiện người đừng có gấp la quân gật gật đầu hắn cũng rõ ràng cảm giác được, hắn cùng cái kia hỏa sát chi tinh đã mất liên, rốt cuộc liên lạc không nổi. Kiều Ngưng vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, đúng, ngươi tìm đến ta, không chỉ là cho Tiểu Long đưa hỏa sát chi tinh A. La Quân nói ra, địa sát chi tinh ta dùng, Thủy Trung không thể đắc tâm ứng thủ. Ta nghĩ đến có thể hay không giống như người khống chế lôi điện chi lực, lại như Lan Đình Ngọc một dạng khống chế cửu viêm thần hỏa đâu. Kiều Ngưng nao nao, sau đó, nàng nói ra, người ý nghĩ này cùng phương hướng là đối. Người nhìn, võ đạo bên trong người tối cao lực lượng là vận dụng chính mình thân thể, đem gân cốt, huyết dịch phát huy đến lớn nhất độ mạnh, đạt tới co vào tự nhiên. Lại sử dụng không khí, cơ học chờ một chút, hình thành nhanh nhất bén nhọn nhất sát chiêu, đây là võ đạo chi tinh yếu. La Quân nói ra, người còn hiểu võ đạo, ta nhìn người võ đạo là qua quyết bình thường A. Kiều Ngưng Bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ta đối võ đạo nghiên cứu không sâu, ban đầu là tập trung tinh thần học pháp thuật. Cho nên cũng chỉ chú trọng thân thể thối luyện, nhưng cũng không có đi truy cứu võ đạo giết người kỹ năng xảo. Nhưng là, vạn pháp giống nhau, nửa đường để ý không có nghĩa là ta không hiểu a. À. Là quân nói ra, người nói tiếp. Kiều ngưng tiếp lấy liền nói, mà pháp thuật là cái gì đây? Pháp thuật đầu tiên căn nguyên là chúng ta trong não vực tinh thần lực, tinh thần lực là căn cơ. Nhưng là, chúng ta chỉ dựa vào trong não vực pháp lực, liền xem như có ức vạn vạn tế bào mở phát ra tới, cái kia chỗ thi triển pháp lực cũng là có hạn. Lúc này, chúng ta thì cần phải mượn ngoại giới lực lượng. Lôi điện, cử viêm thần hỏa, từ trường phần tử, ủng có pháp lực tinh thần lạc ấn, võ đạo tinh thần chỗ thi triển từ trường phần tử cũng có thể hình thành lực lượng cường đại. Thủy phân tử, của người sát chi tinh, ngũ hành tinh sát, hỏa sát, còn có thời không phần tử, chờ một chút hết thảy, đều là bên ngoài lực lượng. Chỉ có vận dụng đến bên ngoài lực lượng, mới có thể chân chính đạt tới thực sự ngôi sao, hủy sơn hà chi lực. La Quân nói ra, những này ta ngược lại đều hiểu. Kiều Ngưng nói ra, đúng, ngươi cũng hiểu, có thể ngươi thật hiểu không? Ngươi võ đạo tu vi mạnh như thế, nhưng pháp lực thi triển ra, lại là qua quyết bình thường. Ngươi đối phần tử, đối lực lượng trưởng khống thật hiểu. La Quân sướng sờ. Kiều Ngưng nói ra, tham thì thâm, nếu như ngươi là thần đế, ngươi xác thực có thể vận chuyển bất kỳ lực lượng nào. Bởi vì thần đế là vạn pháp chi thần, hắn có thể tại đối mặt bất luận một loại nào lực lượng thời điểm, vận chuyển sinh khắc chi pháp, người dùng hỏa, hắn thì dùng thủy lực lượng, hàn sát lực lượng. Hắn có thể đem mỗi loại sức mạnh dùng đến cực hạn. Nhưng trong thiên hạ, chỉ có một cái thần đế, cho nên, người cũng có thể vận dụng rất nhiều bên trong phần tử lực lượng, nhưng người lại mỗi dạng không tinh. Hiện tại ngươi liền muốn chuyên tại một loại sức mạnh, từ một mực, đến đỉnh điểm, liền có thể diễn hóa vạn vật, La Quân nói ra, ngươi nói không sai, ta sở học thủy chung vẫn là quá tạp. Hiện tại ta chính là nghĩ đến có thể hay không đem địa sát chi tinh lực lượng vận dụng đến cực hạn. Kiều Ngưng nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy ta có thể vận dụng lôi điện chi lực, cho nên, ngươi muốn ta vận dụng lôi điện chi lực bí quyết đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, còn nói thêm, đương nhiên, đây là ngươi bí pháp. Nếu như ngươi không tiện, cũng chỉ quản nói thẳng ta không có ý nghĩ. Giữa bằng hiếu, ta điểm ấy khí độ vẫn là có. Kiều ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta tin tưởng ngươi khí độ, như là người khác, ta bí pháp này tự nhiên không chịu cho, cũng không thể cho. Bất quá là ngươi, phá lệ một lần cũng không sao. Nàng nói tiếp, nhưng là, địa sát chi tinh không giống với lôi điện, ta không biết cái này đối ngươi có hay không trợ giúp. Mà lại, người bây giờ bỏ lỡ tốt nhất tôi thể thời cơ, hiện tại muốn luyện, đã rất khó là quân nói ra, là thiên nhai luyện thành thái ất huyền kim chân kinh thời điểm, tuổi tác so ta còn muốn lớn. Kiều ngưng nói ra, khác biệt, căn cứ như lời ngươi nói, mà đế là từ vừa mới bắt đầu thì tu luyện thái ất huyền kim chân kinh. Nhưng ngươi bây giờ lại tu luyện khác đồ, vật, nàng đón đến, nói ra, tóm lại, bí pháp ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định muốn nhiều châm trước, ngàn vạn không thể liều lĩnh, biết không? Là quân nói ra, yên tâm đi, ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Như thế nào cầm tính mạng mình đến lái cái này trò đùa. Kiều ngưng ngay sau đó liền nói, tốt, ngươi qua đây, ta lấy nguyên thần chuyển ý phương thức đem bí pháp đánh vào đến ngươi trong não vực. La quân liền tới đến kiều ngưng trước mặt, cũng nửa quỳ đi xuống. Kiều ngưng đan tay vuốt ve ở la quân đỉnh đầu. Rất nhanh, la quân trong não vực liền nhiều một ít tin tức. La quân hơi hơi chỉnh lý một phen, sau đó mới tiêu hóa tầng này bí pháp. Kiều Ngưng thu hồi Ngọc Thủ, La Quân cũng kéo cái ghế tại Kiều Ngưng bên giường ngồi xuống. Kiều Ngưng nói ra, Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh là đại diệt tự bí pháp, trước đó từ không có người luyện thành qua. Lan Đình Ngọc vì cái gì có thể luyện thành, ta là không nghĩ ra. Nhưng đây là Lan Đình Ngọc cơ duyên, mà ta cử tiêu thần lôi đạo pháp cũng là đi qua lôi điện tôi thể. Bí pháp bên trong viết rất rõ ràng, ta có thể luyện thành, cũng là cử tử nhất sinh, càng có đại cơ duyên ở bên trong mà đất này sát chi tinh cũng là đặc thù tồn tại ta thật không biết muốn như thế nào người mới có thể thành công la quân nói ra ta hội cẩn thận mà đi hắn đón đến nói ừm um, ta về phòng trước kiều ngưng nói ra tốt la quân khác kiều ngưng trở lại gian phòng của mình bên trong hắn trên giường ngồi xếp bằng sau đó liền bắt đầu quan sát cửu tiêu thần lôi đạo pháp cái này cửu tiêu thần lôi đạo pháp cũng là một môn huyền ảo đại thần thông chính là trước luyện lôi đan. Lôi đan là lấy đều loại dược liệu, tăng thêm lôi điện phần tử luyện thành. Chỉ là luyện lôi đan cái này một hạng, cũng đã là 10 phần gian nan. Trong sấm sét là có lôi độc, luyện đan cao thủ còn muốn đem lôi độc khu trừ. Ăn lôi đan muốn chỉnh cả ăn một năm, một năm nay, người phải thừa nhận lớn lao thống khổ. Toàn bộ thân thể thuộc tính đều đang thay đổi, liền trong máu cũng bắt đầu có được lôi điện trúc tính, cùng sắt nguyên tố các loại. Khi đó tay, chân bắt đầu trở thành cứng ngắc, hành động bất tiện, cả người chậm chạp, xi si ngốc. Mà lúc này đây, còn phải gìn giữ đầu não sau cùng thanh tỉnh. Lại phải bắt đầu ở một cái đại trong hồ nước chuẩn bị kỹ càng nước, dẫn lôi phủ các loại. Người giấu ở trong hồ nước, tiếp nhận tia chớp. Như thế lại phải thời gian 3 năm, thời gian 3 năm về sau, còn sót lại lôi độc cũng hoàn toàn khu trừ. Thân thể hiện ra dương cương chi ý, đồng thời, liền bắt đầu vận chuyển cửu tiêu thần lôi đạo pháp toàn bộ thân thể tựa như là dẫn lôi phù một dạng. Lợi dụng pháp lực dẫn động lôi điện phần tử bổ ở trên người. Lại thối luyện cái này thời gian 3 năm, tế bào thân thể, kinh mạch, đầu chờ một chút đều đã tiếp nhận lôi điện. Lão thử ăn nhiều thuốc diệt chuột, đời sau đều sẽ sinh ra đối thuốc diệt chuột kháng thể. Mà người tự nhiên cũng sẽ cải biến tự thân gen. Cái này giống như là tại nước phim truyền hình bên trong, The Flash một dạng. Dần dần bị lôi điện cải biến thân thể gen khác biệt là The Flash là khoa huyễn. The Flash là dựa vào chứa tác người tưởng tượng cải biến gen. Nhưng trong hiện thực, dạng này là sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, The Flash cũng là có đặc thù nguyên nhân. Mà cử tiêu thần lôi đạo Pháp lại là tiền nhân trí tuệ, thông qua vật lý, y thuật, pháp lực đến cải biến, từng bước một thực hiện cơ nhân cải tạo. Từ The Flash tới nói, đó là vạn người không được một tỷ lệ sự kiện. Từ cử tiêu thần lôi đạo Pháp lên nói, là dựa vào nỗ lực, dựa vào tri thức có thể mỗi người đều thực hiện một loại gen cải biến. Audio điện tử võ tấn bền Tại cửu tiêu thần lôi đạo Pháp lên nói, còn có một vấn đề, nếu như một ít người đối lôi điện gen dị ứng, đó cũng là không được. Tuy nhiên đạo lý bên trên, mỗi người tựa hồ cũng có thể luyện này môn đạo Pháp. Nhưng trên thực tế, có thể thuận lợi luyện thành cũng không nhiều. Rất nhiều người sẽ chết tại thối luyện quá trình bên trong. La Quân có thể tưởng tượng Kiều Ngưng tại thối luyện này môn đạo Pháp thời điểm, nhất định ăn đầy đủ đau khổ. La Quân cũng không có khả năng tránh thức tới tu luyện cửu tiêu thần lôi đạo Pháp. Mỗi một môn đạo phương Pháp, Pháp thuật đều có đặc thù tính, cũng có chính mình khí vận. Nếu như La Quân cũng tới tu luyện, lúc đó cướp đi Kiều Ngưng bộ phận khí vận. Chuyện này nói đến huyện ảo, nhưng càng giống là Kiều Ngưng đã trước đi qua đạo Pháp chứng nhận. Cái sau muốn tu luyện, đầu tiên đối mặt không cách nào đạt được chứng nhận, cho dù tìm được chứng nhận cũng là cùng Kiều Ngưng tại Cùng Hưởng. Đây cũng là Kiều Ngưng vì cái gì sẽ không tương đạo phương pháp truyền thụ cho người khác nguyên nhân. Đạo pháp phản thiên, tuy nhiên đường có tương đồng, nhưng mỗi người đạo pháp đều là căn cứ tự thân tới tu luyện. Cho nên mỗi người thi triển đi ra đều lại có chỗ khác biệt. Cho dù là La Diệp Hàn, hắn cũng không có tu luyện Thái Ất Huyền Kim chân kinh. Mà La Gia Hồng cũng không có tu luyện tới một đời trước công phu cùng đạo pháp. La Quân hiện tại là muốn tại cửu tiêu thần lôi đạo Pháp bên trên tìm tới tu luyện địa sát chi tinh Pháp môn. Hắn trầm ngâm, ta không có khả năng qua ăn lôi đan, mà lại, ta cũng luyện không ra lôi đan. La Quân thầm nghĩ, như vậy, ta muốn thế nào để thân thể của mình đến thích ứng địa sát chi tinh gen đâu. La Quân khổ sở suy nghĩ đứng lên. Lôi đan là muốn cải biến thân thể người bên trong gen, tế bào, huyết dịch thuộc tính. Tương đồng, ta gen, tế bào, Huyết dịch thuộc tính cũng phải cùng địa sát chi tinh bảo trì ngang nhau tần suất. Là quân nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên. Phải biết, hắn nhưng là có một cái đại thần khí, cái kia chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống A. Là quân rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đem pháp lực dung nhập vào địa sát chi tinh bên trong. Trước đó, địa sát chi tinh liền bị huyền hoàng thần cốc hạt giống hỗn độn chi khí thối luyện qua. Cho nên, là quân pháp lực cùng địa sát chi tinh có thể hoàn mỹ dung hợp. La Quân dùng pháp lực trước ngưng luyện ra một hạt địa sát đan tới. Cái kia là La Quân rút ra một hạt nhỏ địa sát đan, bên trong có địa sát chi tinh khí, mà bên ngoài là La Quân pháp lực kiện hàng. Lúc này, La Quân từ Huyền Hoàng Thần cốc hạt giống bên trong lấy ra cái này mai địa sát đan. Địa sát đan là màu đen đan hoàn, nếu như không phải là bởi vì có La Quân pháp lực kiện hàng, viên này địa sát đan có thể đem một tấn thủy biến thành hàn băng. Đây chính là địa sát chi tinh uy lực đương nhiên thời gian có thể muốn lâu một chút toàn bộ địa sát chi tinh xuống dưới là có thể trong nháy mắt đem một tấn thủy hóa làm hàn băng mà la quân nếu là khu động pháp lực thì sẽ nhanh hơn địa sát kiếm hình thành là tại la quân pháp lực khu động dưới nếu như la quân đem pháp lực bao trùm địa sát kiếm như vậy la quân là có thể dùng tay cầm lên địa sát kiếm nhưng cùng lúc địa sát chi tinh uy lực cũng sẽ bị la quân pháp lực hạn chế lại cho nên đây cũng là la quân vì cái gì không thể lợi dùng pháp lực đem địa sát chi tinh kiện hàng, sau đó mượn nhờ địa sát chi tinh bay lên nguyên nhân. La quân nhìn chăm chú trước mắt địa sát đan, trong lòng của hắn là rất rõ ràng đất này sát đan uy lực. Cho người khác thôn vệ xuống dưới, vậy khẳng định là bị chết không còn sót lại một chút cạn. Vậy mình nuốt vào đâu? La quân không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, La quân hít sâu một hơi, đem pháp lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Nếu như La Quân pháp lực cùng địa sát đan không đồng nguyên, như vậy đến La Quân trong thân thể địa sát đan là bất luận cái gì pháp lực đều không thể ngăn dừng. Nhưng La Quân vẫn là có lòng tin khống chế lại, một khi địa sát đan mất khống chế, hắn liền sẽ đem địa sát đan lực lượng bước đi ra. Liều, La Quân một ngụm thôn vệ xuống đất sát đan. Địa phương sát đan tiến vào La Quân trong thân thể lúc, La Quân thân thể pháp lực đều đều trải rộng, tựa như là vô số thần kinh nguyên một dạng. Mà lại lúc này, địa sát đan bề ngoài pháp lực tán đi, bén nhọn băng hàn lực lượng bắt đầu kích thích la quân pháp lực. Nếu như la quân một mực dùng pháp lực đến khống chế lại địa sát lực lượng, như vậy hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể kể từ đó, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, la quân cuối cùng vẫn đem pháp lực xé mở một cái sừng nhỏ. Cái kia địa sát chi tinh lập tức chui vào đi vào. a à, la quân nhịn không được kêu một tiếng, loại này thấu xương toàn tâm đau nhức là không có cách nào cùng người khác kể ra bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là đau đau một chút sau đó địa sát chi tinh dung nhập vào la quân huyết nhục bên trong a à, la quân không khỏi cảm thấy kỳ quái hắn cảm giác được địa sát chi tinh tại trong thân thể của hắn tán loạn nhưng la quân lại không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn chuyện gì xảy ra la quân có chút không hiểu chẳng lẽ la quân thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì ta pháp lực cùng địa sát chi tinh giống nhau, cho nên trong lúc vô tình, ta huyết nhục từ lâu bị pháp lực cải biến tổ người máy dệt. Trước đó, La Quân là thử qua đi bắt địa sát chi tinh, nhưng là hoàn toàn không thành công, cho nên về sau, hắn thử cũng không dám thử. Cái này giống như là bị nhốt ở trong lồng hầu tử, một chảo chuối tiêu liền sẽ bị đánh. Về sau đánh hầu tử trang bị lấy đi, nhưng hầu tử y nguyên không dám đi bắt chuối tiêu. La Quân trong lòng cuồng hỉ sau đó hắn tiếp tục cẩn thận phục dụng địa sát chi tinh hắn vẫn là ăn một hạt nhỏ địa sát đan lần này xuống dưới đau đớn càng thêm rất nhỏ La Quân liền đem địa sát đan tăng liều lượng cao bất chi bất giác cứ như thế trôi qua một đêm La Quân trong thân thể đã có được toàn bộ địa sát chi tinh những địa sát đó chi tinh triệt để trở thành La Quân lực lượng địa sát chi tinh tựa như là pháp lực cũng giống là huyết dịch tại La Quân trong thân thể chảy xuôi La Quân mở to mắt trong lòng của hắn có loại nói không nên lời hoan hỉ, hưng phấn. Loại này cùng địa sát chi tinh hòa làm một thể cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn biết, bỏ qua hỏa sát chi tinh là chính xác. Trong thân thể không có khả năng đồng thời có được địa sát cùng hỏa sát. Đối với thực lực còn chưa đủ người mà nói, ham hố chính là lớn nhất trí mạng thiếu hụt. Là quân ngón tay một điểm, lập tức, địa sát chi tinh liền dũng mãnh tiến ra. Nhanh đến cực hạn, tay tùy tâm động, chỉ đâu đánh đó cái này so tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong địa sát chi tinh yếu thuận buồm xuôi gió nhiều là quân tâm niệm nhất động địa sát chi tinh liền hình thành liên hoa ngai vàng là quân đứng ở liên hoa trên bảo tọa lần này hắn đứng đấy không chướng ngại chút nào liên hoa ngai vàng theo la quân pháp lực còn có hấp thu bốn phía Hàn băng phần tử lại là càng phát ra lớn mạnh chỉ cần la quân vận khởi toàn bộ pháp lực như vậy liên hoa ngai vàng hội thể hiện ra không gì sánh kịp tốc độ phi hành. La quân tại thời khắc này, rốt cục có thể chính thức phi thiên độn địa. Địa sát chi tinh có thể hấp thu bốn phía sở hữu hàn băng phần tử, đây là địa sát chi tinh cường đại mà phương. La quân pháp lực có thể vận chuyển dậy vạn cân vật nặng, nhưng vận chuyển không chính mình. Trừ phi tu luyện thành nguyên thần, nhưng là dưới mắt, là quân pháp lực cùng địa sát chi tinh dung hợp lại cùng nhau, liền tựa như là người mượn nhờ phi cơ cái này công cụ, đạt tới bay lên không chung mục đích. Đương nhiên, phi hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian dài phi hành cũng là đối pháp lực một loại cường đại tiêu hao. Nếu như vẫn chỉ là bát trọng thiên sơ kỳ la quân, hắn coi như dung hợp địa sát chi tinh, vậy cũng nhiều nhất có thể bay một ngàn cây số. Mà bây giờ, bay cái một vạn cây số là không có gì vấn đề quá lớn. Bất quá bay xong sau, pháp lực tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Cho nên, liền lấy Lan Đình Ngọc tới nói, hắn sẽ không không có việc gì thì bay khắp nơi. Bởi vì pháp lực nếu là tiêu hao lớn, gặp lại địch nhân, đây chính là muốn đưa mệnh. Về phần giống thần đế, Trung Hoa Đại Đế, còn có Hoàng Vương những người kia thì không cần phải nói. Người ta thế nhưng là bay vào năm ánh sáng, bất hủ tồn tại. Bọn họ ở trong hư không, có thể vô cùng vô tận phi hành. Đây chính là tranh lệch. Sau đó, là quân liền đi gặp Kiều Ngưng. La Quân cùng Kiều Ngưng gian phòng là sát bên, hắn đi vào Kiều Ngưng trước gian phòng, trước gõ gõ cửa. Tiến đến, Kiều Ngưng nói ra, nàng thanh âm nhưng lại có kiềm chế hưng phấn. La Quân ngược lại không để ý, đi theo đẩy cửa tiến gian phòng. Kiều Ngưng lúc đầu ngồi xếp bằng, lúc này xuống giường, nàng ẩn giấu không được hưng phấn nói với La Quân, La Quân, người đi theo ta. Nàng nói xong cũng mang La Quân đi ra phía ngoài. La Quân còn muốn báo tin vui đâu, Hắn không kịp nói, liền bị Kiều Ngưng trực tiếp kéo đến bong thuyền chỗ. Lúc này là dạng sáng 6 giờ, tiên nắng ban mai vẩy chiếu vào trên mặt sông. Trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, gió sông quét, yên tĩnh hùng vĩ, mỹ lệ. Kiều Ngưng nói ra, đi, nàng đột nhiên liền mang theo La Quân nhảy hướng mặt sông. Cái này bong thuyền ly giang mặt có chừng 20 thước độ cao, La Quân vẫn còn có chút không nghĩ ra. Sáng sớm, hắn lại không muốn đi bơi lội A. À. Tiểu Long, Kiều Ngưng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe. Cái kia là một bộ cực kỳ hùng vĩ thần kỳ hình ảnh. Một đầu to lớn uy vũ thần Long đột nhiên xông tới. Cái kia thần Long người mặc áo giáp màu vàng óng, mỗi một tấm vải đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Thần Long gào thét, Long uy cuồn cuộn. La Quân cùng Kiều Ngưng liền trực tiếp đứng tại thần Long cõng lên. Thần Long liền hướng bầu trời bên trên bay đi trong nháy mắt thì chui vào đến trong mây xanh la quân một cái đứng không vững chỉ kém không có rơi xuống hắn tại khẩn cấp bên trong ôm chặt lấy kiều ngưng vòng eo kiều ngưng cười lên ha hả nàng tại thời khắc này cười đến phá lệ thoải mái la quân ngược lại là có chút đỏ mặt sau khi ngồi yên rất nhanh liền buông ra kiều ngưng nhanh như vậy liền thành la quân không khỏi kinh ngạc kiều ngưng hưng phấn nói ra đây là niềm vui ngoài ý muốn Tiểu Long tại thôn vệ người hỏa sát chi tinh về sau, nó theo Long Văn cương tinh hồn dung hợp đến phi thường tốt. Ta cơ hồ không có phí cái gì lực lượng, Tiểu Long thì tự hành đem cái này khải giáp luyện ra. Cái này Long Văn khải giáp có thể đem lôi điện rất tốt ngăn cách, cũng có thể ngưng tụ ở Tiểu Long thân thể. Cho nên người có thể chính mình mang theo Tiểu Long. La Quân nói ra, nhưng là Tiểu Long thân thể lớn như vậy, ta giới tu di cũng chứa không nổi nó a. À. Kiều Ngưng không khỏi nhíu mày nói ra như thế cái vấn đề nàng đón đến nói ra tiểu long còn không có tu luyện tới có thể co vào tinh luyện nhục thân cấp độ cho nên tạm thời nó thân thể vẫn là lớn như vậy thật nếu để cho nó có thể thu nhỏ cái kia còn phải cần một khoảng thời gian la quân nói ra vậy cũng không có việc gì liền để nó tiếp tục đi theo ngươi chứ sao dù sao ngươi lại không rời đi ta kiều ngưng nói ra ta cũng không có nói một mực đi theo ngươi nha la quân cười ha ha nói ra, vậy cũng đúng, tương lai người có lẽ sẽ gặp được ý chung nhân đâu. Cái gì? Kiều Ngưng nói ra, nói những này thì không có ý nghĩa, tương lai chuyện tới sẽ như thế nào, ai nào biết đâu. Ta mấy năm nay vẫn luôn là bỏ đàn sống riêng, cùng người thời gian dài cùng một chỗ hợp tác, thật đúng là chưa thử qua. Thiên hạ đều tán buổi tiệc, chúng ta đến có thể hợp tác bao lâu, đó cũng là nói không chính xác. Hợp tác, La Quân nói ra, chúng ta cũng không tính hợp tác, bởi vì bất luận cái gì hợp tác đều là lấy lợi ích làm cơ sở. Nhưng giữa chúng ta, không có lợi ích hút mắc. Kiều Ngưng cười nhạt một tiếng, lại không hề nói chuyện này. Trong tầng mây, phóng tầm mắt nhìn tới lại là vân hải một mảnh, tầng tầng lớp lớp mây trắng theo kẹo bông gòn một dạng. Tại càng xa địa phương, tầng mây hội tụ đến như dãy núi, hùng vĩ tới cực điểm. Lúc này, Tiểu Long cũng thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng bay lên. Là quân hiện tại đối Tiểu Long đã không quá giải, hắn hỏi Kiều Ngưng, nói ra, nếu để cho Tiểu Long chở chúng ta bay, nó có thể bay bao lâu? Kiều Ngưng nói ra, Tiểu Long là hấp thu lôi điện từ trường làm chất dinh dưỡng, từ đó cường đại tế bào não. Nó là rất đặc thù tồn tại, bây giờ nó tế bào não cũng đã có 1.500 vạn chi cự. Kéo dài như thế, chỉ sợ nó tế bào não khai phát lượng muốn vượt qua người cũng không phải là việc khó. La Quân không khỏi líu lưỡi, hắn nói ra, wow, ta cũng là mới ăn hai cái thần đan, tại dưới cơ duyên mới đột phá đến 2.000 vạn tế bào não. Ta cái này ăn bao nhiêu khổ, thuộc nhiều ít tội mới vừa tới tình trạng này. Tiểu tử này, dựa vào cái gì a? À? Kiều Ngưng nói ra, người đây thật đúng là không có cách nào đến ghen ghét Tiểu Long, bởi vì Tiểu Long tự thân cũng là hỗn độn chi thể. Nó là một cái rất đặc thù tồn tại. Tiểu Long lại là một mực đang nghe Kiều Ngưng nói chuyện, nghe vậy về sau hoan hỉ vô cùng. Nó hướng la quân cùng Kiều Ngưng nói ra, ba ba, mẹ nuôi, ta về sau lợi hại, ta thì bảo hộ hai người các ngươi. La Quân cùng Kiều Ngưng nghe vậy trong lòng cũng là thỏa mãn vô cùng. La Quân nói ra, bất quá Kiều cô nương, người vẫn là không có nói cho ta biết, Tiểu Long nếu như chở chúng ta phi hành có thể phi hành bao lâu. Kiều Ngưng nói ra, đại khái có thể bay 10 vạn cây số mới có thể cảm thấy mệt mỏi, nó có thể đang phi hành quá trình bên trong, tự hành bổ sung lôi điện năng lượng. La Quân lần nữa líu lưỡi, cái kia Tiểu Long lực công kích đâu la quân hỏi kiều ngưng nói ra tiểu long trước mắt lớn nhất hai cái ưu điểm một là đánh không chết có rất ít lực lượng có thể đưa nó hoàn toàn vỡ nát giết chết nó nguyên thần tản ra về sau còn có thể tự hành ngưng tụ cái thứ hai ưu điểm nó có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào pháp bảo đây là hỗn độn chi khí thần diệu còn công kích tiểu long còn không sao cả học hiện tại cũng là một chiêu lôi điện thần chảm sau đó liền lấy vật lý lực lượng đến công sát bất quá ta sẽ mau chóng dạy nó hắn pháp thuật. La Quân gật gật đầu, hắn biết hắn cùng Kiều Ngưng nhiễm nhiên đã lại nhiều một cánh tay đắc lực. Sau đó, La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, Kiều cô nương, ta cũng có niềm vui bất ngờ đây. Kiều Ngưng nao nao, nói, ồ. La Quân bỗng nhiên thì hướng xuống mặt ngã xuống, Kiều Ngưng cùng Tiểu Long bị kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, La Quân chân đạp màu đen tường vân thì đứng tại Kiều Ngưng cùng Tiểu Long trước mặt. Kiều Ngưng nhất thời trợn mắt hốc mồm, nói ra, người thế mà một đêm. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn sau đó lại đến Tiểu Long cõng lên, chính là ngồi sau lưng Kiều Ngưng. Hắn tiếp lấy một chỉ điểm ra, cái kia màu đen tường vân hóa thành địa sát kiếm. La Quân vẫy tay một cái liền đem địa sát kiếm bắt trên tay. Như ý biến hóa, không chỉ là Lan Đình Ngọc sẽ, ta cũng biết. La Quân nói ra, Kiều Ngưng nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao làm được. Là quân Liền Thu Địa Sát Kiếm, nói ra, nói đến, cũng là bởi vì ngươi cử tiêu thần lôi đạo pháp cho ta dẫn dắt. Ta liền dùng pháp lực luyện chế địa sát đan, kết quả ta phát hiện ta huyết nhục đã sớm bị pháp lực cải tạo gen. Thân thể ta đã có thể thừa nhận được chỗ ở sát chi tinh. Trước đó ta đã từng dùng địa sát chi tinh đóng băng qua chính mình một lần, đó là sử dụng ngoại giới lực lượng hướng bên trong đóng băng. Nói đến, lúc ấy cũng hẳn là bởi vì ta trong máu thịt có địa sát chi tinh âm sắc tồn tại ta sau cùng mới có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên lần này, ta dứt khoát đem chọn cái địa sát chi tinh thôn vệ hết. Kiều ngưng kinh thán không thôi, nói ra, vậy ngươi bây giờ huyết nhục liền cùng đất này sát chi tinh dung hợp. La quân nói ra, không sai, hắn đón đến, nói, đáng tiếc sát chi tinh còn không quá đầy đủ, chờ cái này cái cọc sự tình về sau, ta phải nghĩ biện pháp qua cướp lấy càng nhiều địa sát chi tinh. Kiều ngưng nói ra, địa sát chi tinh cũng không người nào quá mức khó tìm, chỉ bất quá ai cũng không có biện pháp gì đem cướp lấy ra. Người bây giờ đã có bực này bản sự, vậy thì tốt rồi nói nhiều. Là quân vui vẻ, nói ra, người biết tại đi nơi nào tìm địa sát chi tinh sao. Kiều Ngưng nói ra, ta hiểu rõ mấy nơi có thể. Chờ cái này cái cọc việc phải làm làm tốt, ta cùng ngươi đi một chuyến là được. Là quân nhất thời hưng phấn lên. Mấy ngày kế tiếp cũng rất là bình tĩnh, lại không cái gì ma môn kẻ xấu trước tới quấy giày thần uy hào chính là hoàng thành cao minh công tượng chế tạo, lại có thánh thượng bố trận. Là quân bọn người một mực đang thần uy hào bên trong, thực là đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm. Bất quá cuối cùng, là quân một đoàn người vẫn là muốn rời đi thần uy hào. Có lẽ, thái thượng giáo trở chính là cái này thời cơ. Về sau, Kiều Ngưng cùng La Quân cũng thương lượng qua vấn đề này, cái kia âm dương tú sĩ đổ văn đạo bị Lan Đình Ngọc xiết nguyên thần, chỉ sợ là động giận dữ, hắn hoặc là thì tiếc chủ không động thủ lần nữa, hoặc là động thủ lần nữa chính là có hoàn toàn chắc chắn. Nếu là động thủ, hơn phân nửa là phải chờ chúng ta xuất thần uy hào. Sơn viễn tỉnh bên kia, thật sự là không có cái gì ra dáng lực lượng phòng thủ. Là quân nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lại là không có khác biện pháp. Kiều Ngưng nói ra, thần uy hào đối với triều đình tới nói, cũng là vô cùng chân quý, nếu là có tổn thất gì, vậy cũng không tốt hướng hoàng thượng bàn giao. Chúng ta còn phải đề phòng tại chúng ta đi về sau, thái thượng giáo sẽ đối với thần uy hào ra tay. La quân nói ra, cái hoàng thượng này đã an bài cao thủ tại Sơn Viễn tỉnh bên kia tiếp ứng, đối với thần uy hào an nguy, không cần chúng ta lại phụ trách. Kiều ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, nàng ngược lại là không có nghe La quân nói qua cái này gốc dạ, là cái kia vị cao thủ. La quân nói ra, ta đây nhưng lại không biết, chỉ là tại binh bộ lãnh binh phù thời điểm, nghe binh bộ người nói qua. Kiều Ngưng cũng liền hơi hơi thở phào, đã hoàng thượng có an bài, cái kia coi như thần uy hào xảy ra chuyện gì, liền cũng không phải la quân trách nhiệm. Sau 10 ngày, Sơn Viễn Tỉnh rốt cục đến. Lúc này là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng tới cực điểm. Thần uy hào rốt cục tại Sơn Viễn Tỉnh núi xa cầu tàu cập bến, cầu tàu chu vi đầy người bày. Rất nhiều rất nhiều người đều là dân chúng bình thường, bọn họ đại khái là đến xem náo nhiệt. Bởi vì còn chưa thấy qua giống thần uy hào uy phong như vậy tám mặt đại thuyền thép đi. Sơn viễn tỉnh Tổng đốc Lăng Kiếm xuất lĩnh núi xa chúng quan viên trước tới đón tiếp. Lan Đình Ngọc cùng la quân thân mang quan phục đi tại phía trước nhất, kiều ngưng, còn có đi theo Lan Đình Ngọc tông trạch tông chính hai huynh đệ theo ở phía sau. Tiếp theo là bộ thiên hồng các tướng lãnh cũng đi theo cùng nhau xuống thuyền. Triều đình khâm sai đến thăm, như là hoàng đế đích thân tới. Cho nên bọn họ xuống thuyền về sau, Lăng Kiếm chờ đại nhân nhóm đều là quỳ xuống đón lấy, cung nghênh khâm sai đại nhân các loại. La Quân lần thứ nhất cảm nhận được loại này núi kêu biển gầm quỳ nghinh, hắn trong mơ hồ cảm nhận được quyền lực mỹ diệu. Cái này một cái trước mắt, hắn cảm thấy thiên hạ này hết thảy đều tựa hồ là hắn. Lan Đình Ngọc ngược lại là sắc mặt nhàn nhạt, hắn từ tốn nói, "Lăng Tổng đốc, đứng lên đi, mọi người cũng đều đứng lên đi." Lăng Kiếm bọn người tạ ơn đứng dậy. Sau đó, lang kiếm liền tiến lên nói ra, hai vị khâm sai đại nhân đường xa mà đến, lộ trình mệt nhọc, nhất định vất vả. Hạ quan đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì hai vị khâm sai đại nhân bày tiệc mời khách. Lan Đình Ngọc Nhạt lạnh nhìn lăng kiếm liếc một chút, hắn nói ra, lăng đại nhân, bản quan tới đây, cũng là mang hoàng mệnh. Đồng thời, hoàng thượng cũng có lời nói muốn muốn hỏi ngươi. Lăng kiếm lập tức kinh sợ, tiếp lấy lại quỳ đi xuống. Lan Đình Ngọc nói ra, Lâm Khê huyện cũng là sơn viễn tỉnh bên trong, làm sao Lâm Khê huyện bây giờ ra lớn như vậy cái sọt, người cái này tổng đốc đại nhân mới đưa sự tình báo cáo đến triều đình đi đâu. Nếu không phải sự tình giấu giếm không đi xuống, người có phải hay không dự định vẫn đến suối huyện sự tình trấn áp. Lan kiếm vội vàng nói, hạ quan vô năng, hạ quan biết tội, mời hoàng thượng trách phạt. Lan Đình Ngọc cười lạnh, nói ra, về phần làm sao trách phạt ngươi, ngươi liền đợi đến hoàng thượng thánh chỉ đi hiện tại lâm khê huyện tình hình tai nạn nghiêm trọng bản quan cùng la tướng quân không tì vết dừng lại cái kia vận chuyển xe ngựa nhân lực ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng a đã chuẩn bị kỹ càng lang kiếm vội vàng nói lan đình ngọc nói ra lập tức qua đem lương thảo vận chuyển tốt sau một tiếng bản quan chờ muốn lập tức tiến về lâm khê huyện vâng đại nhân lang kiếm nói ra la quân cùng lan đình ngọc bọn người tiếp lấy ngay tại bên bờ chờ đợi Bộ thiên hồng tìm một chút lương khô tới cho mọi người phân. Lan Đình Ngọc trong miệng gặm cái bánh bột ngô, lại cầm lấy ấm nước uống một ngụm nước. Hắn hướng La Quân nhạt lạnh nói ra: Những việc này ta tự ý tự làm chủ, ngươi không có ý kiến chớ. La Quân nói ra không có ý kiến, chuyện dưới mắt khẩn cấp. Lan tướng quân người cách làm đều là vì thương sinh, vì bình minh bách tính. Lan Đình Ngọc liền cũng liền im miệng không nói lời nào. Lan Kiếm chờ quan viên lúc này cũng đi tới bọn họ nhìn thấy la quân mấy vị này đại nhân thế mà thì ăn chút lương khô, từng cái trên mặt đều là giật mình cùng xấu hổ. Lăng kiếm chừng 50 tuổi, tinh thần hắn rất tốt. Tại đại khang trong triều đình làm quan, riêng là bên ngoài phóng xuất, đó cũng không phải là nói người học vấn tốt, năng lực quản lý mạnh là được. Vẫn phải có thủ đoạn thần thông. Thiên Châu là người người thượng võ. Cho nên Lăng Kiếm có thể làm đến tổng đốc một bước này, hắn tu vi cũng là đạt tới cửu trọng thiên sơ kỳ. Mà lại, lăng kiếm chính mình cũng mời chào không ít cao thủ ở bên người. Không phải vậy lời nói, cái này thế đạo loạn như vậy, Sơn Viễn tỉnh căn bản không có năng lực đến chân áp những cao thủ kia. Mấy cái vị đại nhân như thế ăn gió nằm xương, nhất tâm nhớ nhung chịu khổ bách tính. Như vậy có đức độ, hạ quan thực sự bội phục. Lăng kiếm vuốt mông ngựa nói ra. Trên thực tế, tâm lý lớn nhất tâm thần bất định chính là lăng kiếm. Hắn mặc dù là một tỉnh tổng đốc, quyền cao chức trọng, lúc đầu hắn là không tất yếu sợ Lan Đình Ngọc cùng La Quân. dù sao hai tiểu tử này cho dù là khâm sai nhưng cũng chỉ là cái tứ phẩm quan viên tổng đốc thế nhưng là từ nhị phẩm đại quan a nhưng là lăng kiếm tâm lý vô cùng rõ ràng bây giờ sơn viễn tỉnh phát sinh chuyện lớn như vậy địa vị hắn chỉ sợ cũng ăn bữa hôm lo bữa mai liền cũng chính là ngóng trông hai vị này tiểu khâm sai có thể tại trước mặt hoàng thượng vì hắn nói tốt vài câu cũng có thể thiếu chút chịu tội la quân là mới nhập quan trường có quá nhiều đồ vật cũng đều không hiểu thậm chí đều không biết mình lớn bao nhiêu quyền lực cho nên lúc này hắn biết mình hẳn là ít nói chuyện lan đình ngọc nhàn nhạt, nhạt nhìn lăng kiếm liếc một chút sau đó nói lăng tổng đốc lâm khê huyện phát sinh nạn châu chấu người thân là địa phương tổng đốc tại sao lại để tình thế lan tràn đến tình trạng như thế coi như người nước sôi sơ sẩy nhưng là về sau chẳng lẽ vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đi cứu tai trấn an sao vẫn là nói, người cùng thái thượng giáo có chỗ liên quan. Lăng kiếm hãi nhiên thất sắc, hắn nói gấp, không sai đại nhân, hạ quan có lớn mật đến đâu tử cũng không dám cùng thái thượng giáo cấu kết A. À. Thật sự là cái này bên trong có nói không nên lời nỗi khổ tâm A. À. Lan Đình Ngọc nói ra, cái gì nỗi khổ là nói không nên lời, bổn tướng quân là có hứng thú muốn nghe một chút. Là quân mấy người cũng đều nhìn về lăng kiếm, lăng kiếm liền nói ra, lâm khê huyện một vùng dân phong biêu hãn, tại thánh thượng chưa đăng cơ trước đó, Lâm Khê huyện cùng núi xa bên này cũng không phải là thuộc về cùng một cái tỉnh. Khi đó, hai bên mâu thuẫn rất lớn, thường xuyên sẽ phát sinh ma sát. Rất nhiều rất nhiều người đều là có kẻ thù truyền kiếp. Về sau thánh thượng đến suối huyện Quy về Sơn Viễn tỉnh một vùng, lại tiến hành đại lượng chân áp, sự tình mới có chuyển biến tốt. La quân không khỏi kỳ quái, hắn nhịn không được nói ra, núi xa bên này đất rộng của nhiều, Lâm Khê huyện bất quá là cái huyện, cũng có thể cùng núi xa đánh đồng, còn phát sinh nhiều như vậy mâu thuẫn." Lăng Kiếm nói ra, đại nhân có chỗ không biết, Lâm Khê huyện mặc dù là một cái huyện, nhưng bên kia phía dưới có thật nhiều phân cấp nông thôn, những này trước kia cũng là thuộc về Lâm Khê huyện. Lâm Khê huyện mặc dù là cái huyện, cũng không so núi xa nhỏ hơn a." La Quân nói ra, lại vẫn lại có chuyện như vậy. Lăng Kiếm nói ra, Lâm Khê huyện là đặc lập độc hành đặc thù tồn tại, mà lại nhân khẩu đông đảo, lần này nạn châu chấu liền để Lâm Khê huyện gặp tai họa nhân số đạt tới 2 triệu nhân khẩu. Về sau, hạ quan biết được Lâm Khê huyện sự tình, lập tức liền từ quan thương bên trong phát lương thảo, lại để cho bản địa sĩ thân quyên giúp rất nhiều. Thế nhưng là về sau, tại lương thảo vận chuyển về Lâm Khê huyện thời điểm, lương thảo vừa mới tiến Lâm Khê huyện, liền bị nhất bang lưu dân đem lương thảo cướp đi. Lưu dân có thể từ trong tay các người đem lương thảo cướp đi. Lan Đình Ngọc nói ra, Lăng Tổng Đốc, người không phải là đang nói giỡn. Lăng kiếm nói ra, đại nhân, chuyện thế này, hạ quan chỗ này dám nói cười. Đó là một trận có chuẩn bị phục kích chiến, lưu dân bên trong tiềm tàng thái thượng giáo cao thủ. Về sau, vấn đề này liền để núi xa bên này bách tính cũng phẫn nộ, bọn họ cảm thấy lâm khê huyện lưu dân đáng chết. Núi xa bên này, vốn là đối lâm khê huyện có thành kiến rất lớn. Cái này sự tình sau khi phát sinh, dân chúng toàn bộ đều cự tuyệt vì lâm khê huyện quyên lương. Và lại, lâm khê huyện tao tai, chúng ta bên này cũng ít nhiều thụ ảnh hưởng. Muốn chiếu cố tự thân đều có chút khó khăn, hạ quan cũng sợ lại kiên trì, sẽ đem núi xa bên này bách tính chọc giận. Vạn nhất thái thượng giáo lại tới thừa cơ mê hoặc, cái kia chính là càng tội lớn hơn trách. Đã như vậy, ngươi là sao không rất sớm hướng triều đình báo cáo? Lan Đình Ngọc hỏi. Lăng kiếm xuất mồ hôi chán, nói ra, hạ quan vốn định chính mình toàn lực nghĩ biện pháp đến suối huyện một chuyện xử lý tốt, như thế cũng coi là hoàng thượng phân yêu. Nhưng chưa từng nghĩ, sẽ đem sự tình lấy tới tình trạng như thế, hạ quan tử tội. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi chịu tội, ngày sau tự nhiên có thánh thượng đến phân tích. Dưới mắt, Người nhiệm vụ cũng là đem núi xa bên này trấn an được, chứ có lại thêm bất luận cái gì nhiễu loạn. Lăng Kiếm nói ra, vâng, đại nhân. Sau một tiếng, 500 xe lương thảo đã chuẩn bị hoàn hảo. Tiếp theo một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp tiến lên. Về phần thần uy hào, đã có người tiếp nhận. Là quân bên này yên tâm mà đi. Ba ngàn đao vệ, nghiêm phòng tử thủ bảo hộ lấy 500 xe lương thảo. Lâm khê huyện dân chúng, rất nhiều người sở dĩ còn chưa làm phản, liền đều là đối cái này lương thảo còn có hy vọng. Đây là bọn họ sau cùng một cọng cỏ, nếu như những này lương thảo lại bị hủy, hoặc là bị cướp. Như vậy toàn bộ lâm khê huyện dân chúng làm sinh tồn, đều sẽ hướng thái thượng giáo bên kia dựa sát vào. Kiều Ngưng cùng La Quân phân tích. La Quân nói ra, nhiều như vậy lương thảo, thái thượng giáo người là mang không hết. Ngược lại là hủy đi dễ dàng một chút, đối phương cao thủ nếu là đến, muốn giết chúng ta không dễ dàng, cần phải hủy đi nhiều như vậy lương thảo, chúng ta thực sự khó dùng phòng thủ. Kiều Ngưng nói ra, cho nên việc này, chúng ta muốn cùng Lan Đình Ngọc thương lượng một chút. La Quân gật đầu. Đội ngũ phía trước nhất, La Quân cùng Kiều Ngưng phóng ngựa đuổi theo. Lan tướng quân, La Quân tiến lên, hắn nói ra, Thái Thượng Giáo nếu là phái gia cao thủ đến đây phá hủy lương thảo, lại là khó phòng A. À. Lan Đình Ngọc siết dây cương, chậm lại tốc độ, hắn nói ra, xác thực khó phòng, ba ngàn đao vệ cùng bộ thống lĩnh nhiệm vụ cũng là phòng thủ. Ba người chúng ta, liền phụ trách chủ động xuất kích, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem người đến xâm phạm đánh giết. La Quân nói ra, cũng chỉ có biện pháp này từ núi xa tới Lâm Khê, còn có 3 ngày hành trình. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp, chỉ là người trong nhà mỗi ngày ẩm thực tiêu hao đều là không ít. Ba ngàn đao vệ, tăng thêm vận chuyển lương thảo dân phu, hết thảy có năm ngàn người tới. Năm ngàn người, một người một ngày một cân lương thực, đó cũng là năm ngàn cân lương thực. Còn có cái này hơn ngàn con tuấn mã cũng phải ăn cỏ. Dạng này tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Cho nên nói, mặc kệ là thời cổ vẫn là hiện đại, treo lên trượng lai, cái kia đánh không phải người, mà chính là tiền. Một khi tác chiến, mỗi một ngày tiêu hao đều là không dám tưởng tượng. Cái này 500 xe lương thảo, mỗi một xe lương thảo là 3.000 cân, hết thảy cũng là 150 vạn cân lương thực. Thần uy hào bên trong tự nhiên là chứ không nổi nhiều như vậy lương thực, cho nên đằng sau còn theo mấy chục chiếc tàu chở hàng vận chuyển lương thực. Có thể cho dù là nhiều như vậy lương thực thì thật có thể giải lâm khê huyện khẩn cấp sao. Lâm Khê huyện nhân khẩu đạt tới 300 vạn, đó là cái siêu cấp đại huyền a. 150 vạn cân bình quân cấp cho xuống dưới, mỗi người trong tay cũng chỉ có nửa cân lương thực, người một nhà ăn một ngày đều khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng không có khả năng từng nhà đều có thể đạt được lương thực, cũng không có khả năng từng nhà đều thật đói. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này 150 vạn cân lương thực đều đại biểu triều đình cứu trợ thiên tai quyết tâm, về sau sẽ còn tiếp tục có lương thực vận đưa tới. Ngày đầu tiên vận chuyển là bình tĩnh. Ngày thứ hai vận chuyển cũng là bình tĩnh. Đến ngày thứ ba, vận chuyển lương thảo đội ngũ đi qua một đầu hồ nước. Hồ nước phát ngang tại Lâm Khê huyện cùng núi xa bên này trung gian, muốn tới Lâm Khê, nhất định phải qua đầu này hồ nước. Tại trong hồ nước hình thức kết cấu một tòa cầu đá lớn. Vận chuyển lương thảo xe ngựa muốn đi qua cũng không có gì khó khăn. Nhưng là đến giờ này khác này, Lan Đình Ngọc cùng La Quân cũng không liều lĩnh một khi xe ngựa tiến vào trên cầu địch nhân vào lúc này phục kích này sẽ là toàn bộ đội ngũ tai nạn địch nhân khẳng định tại phụ cận có mai phục lan đình ngọc nói với la quân la quân ánh mắt ngưng trọng hắn nói ra co vào đội ngũ từ đao vệ thủ hộ lan đình ngọc trầm giọng nói ra nhưng địch nhân nếu là án binh bất động chúng ta tiêu hao không nổi la quân nói ra bọn họ không đến chúng ta chủ động đi tìm bọn họ lan đình ngọc nhãn tình sáng lên theo rồi nói ra, tốt, cứ làm như thế. Là quân, Kiều Ngưng, Lan Đình Ngọc ba người ngưng thần điều tra bốn phía. Rất nhanh, ba người liền phát giác được đối phương tại biên giới Tây Nam trong bụi cỏ mai phục. Là quân lập tức nói ra, Lan Tướng Quân, biên giới Tây Nam mai phục khẳng định là cao thủ bình thường. Một khi chúng ta chủ động công sát bên kia, bọn họ tuyệt đỉnh cao thủ ngay lập tức sẽ đến phá đao trận, hủy diệt chúng ta lương thảo. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra ta cũng là ý tứ này la quân nói ra ta có biện pháp hắn sau đó nói với kiều ngưng kiều cô nương ngươi cùng lan tướng quân mai phục tại nơi đây mượn cơ hội giấu vào giới tu di bên trong ta mang theo tiểu long cùng lan tướng quân truy sát hướng tây nam phương tiểu long mục tiêu to lớn tốc độ cực nhanh bọn họ khẳng định phát hiện không đến các ngươi cũng chưa qua đi kiều ngưng nhãn tình sáng lên nói ra diệu kế lan đình ngọc không khỏi kỳ quái nói, làm sao giấu vào giới tu di bên trong. Kiều ngưng sáng sáng trong tay giới chỉ, nói ra, người nắm tay ta, cái gì cũng không cần muốn liền biết. Sau đó, tiểu long gào thét mà ra, trong chấp nhóng này, là quân liền cưỡi tại tiểu trên thân rồng, cùng lúc đó, kiều ngưng cùng Lan Đình Ngọc thì giấu vào giới tu di bên trong. Là quân cùng tiểu long liền hướng tây nam phương hướng bay đi. Cái kia phía tây nam trong bụi cỏ mai phục ước chừng chừng 30 tên cao thủ, thuần một sắc thái hư ngũ trọng thiên, thất trọng thiên cùng bát trọng thiên tu vi. Bát trọng thiên phượng mau lân giác, lấy ngũ trọng thiên nhiều nhất. Đây đều là thái thượng giáo tinh anh, ngược lại cũng không phải là nói cao thủ nhiều theo rau cải trắng một dạng. Mà là tại ngày này châu bên trong, linh đan cùng linh khí tràn lan, tu vi vốn đến thì tăng lớn nhanh một chút. Không quá nhanh mặc dù là nhanh, nhưng là căn cơ chưa chắc có nhiều vững vàng. Một khi cùng la quân loại thực lực này phái cao thủ đối chiến đứng lên, có thể nói căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Là quân cưỡi Tiểu Long đi vào bụi cỏ trên không, những thái thượng giáo đó tinh anh những cao thủ lập tức đối Tiểu Long triển khai tiến công. Trong nháy mắt, đao kiếm cùng bay, tinh quang kiếm trận bắn một lượt. Đạo đạo sắc bén chi sát ý công giết đi lên, lợi hại tới cực điểm. Tiểu trên thân rồng chính là Long Văn Khải Giáp, phòng ngự lực cực cao. Là quân chỉ huy Tiểu Long, nói, hướng lên trên bay tiểu long lập tức hướng lên trên lao ra nó cái đuôi lớn liên tục đong đưa lại là đem những đao kiếm đó mãnh liệt quấy quét bay bất quá những này kiếm khí đao ý theo đuổi không bỏ tiếp tục rảo giết tới tiểu long bỗng nhiên quay đầu đột nhiên há mồm phun ra lôi điện thần chém tới hắn lôi điện thần chảm bên trong ẩn chứa hỏa sát chi tinh liền gặp cái kia lôi điện trùm sáng bên trong hỏa hồng một mảnh không khí nóng bỏng lên tựa hồ là muốn đem cái này thiên khoảng không thiêu đốt lôi điện cùng hỏa sát chi tinh dung hợp về sau bộc phát ra năng lượng không bao giờ có những đao kiếm đó trận oanh một tiếng liền bị lôi điện thần chảm đốt cháy thành cho bụi tiểu long gào thét một tiếng lại lại lần nữa phun ra lôi điện thần chém tới lần này lại là hướng phía những cao thủ kia chém giết tới những cao thủ kia lập tức liền ý thức được lôi điện thần chảm lợi hại nhao nhao né tránh cũng coi như bọn họ tránh né phải kịp thời mặt đất kia bị lôi điện thần trảm bổ chúng, lập tức xuất hiện một cái tràn đầy chừng 30 mét hố lớn, mà lại trong hầm một mảnh than cốc, khói xanh cuồn cuộn mà lên. Dạng này uy lực, quả thực là khiến người ta líu lưỡi. Tại đám cao thủ này bên trong, còn có hai tên bát trọng thiên tồn tại. Hai người này theo thứ tự là Viên Kiến, Viên Đông. Viên Kiến lạnh hừ một tiếng, nói, "Nhiệt xúc nhận lấy cái chết." Hai tay của hắn bỗng nhiên hóa thành kim sắc, cả người như tràn ngập khí khí cầu. Trong nháy mắt, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Dã Man Vương Quyền, viên kiến bạo giống một tiếng, đột nhiên nhất quyền tuôn ra. Quyền kia trong đầu phát ra nhất tôn kim sắc dã thú, dã thú gào thét, vương giả chi ý. Oanh, một quyền này liền trực tiếp nện ở Tiểu Long đầu, Tiểu Long thân thể nhoáng một cái, lập tức liền theo uống say. Viên kiến Dã Man Vương Quyền cực kỳ uy lực, quyền bên trong ẩn chứa Dã Man Vương giả chi ý, sau so một chút pháp bảo lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều pháp bảo là chết, người trung quy là sống, cho nên quyền pháp dùng đến tốt, uy lực là sẽ không quá kém. Cái này dã man vương quyền chính là viên kiến khổ tâm thối luyện, lại thu thập bách thú chi vương hung tàn tinh ý. Như thế về sau, ngày qua ngày khổ luyện, tâm thần đều đã cùng dã man vương quyền hòa làm một thể. Cho nên viên kiến cả người đã đầy người lông tóc, móng tay, da thịt đều sắp biến thành như là dã thú. Riêng là tại viên kiến phát công lúc, loại biến hóa này thì phá lệ rõ ràng. Tiểu Long bên trong viên kiến một quyền này thân thể trên không chung lay động mấy lần, bất quá Tiểu Long rất nhanh liền vẫy vẫy đầu, lập tức lại khôi phục thần trí. Lần này Tiểu Long nổi giận, Tiểu Long lập tức lao xuống hướng viên kiến. Cái kia viên kiến thấy thế lại là sắc mặt bất biến, hắn tiếp lấy lại lạnh hừ một tiếng. Vương tọa diệt thế, viên kiến lại lần nữa hướng Tiểu Long đầu oanh sát nhất quyền tới. Kim sắc quang mang đại thịnh, quyền ý hung mãnh ngập trời nhất tôn kim sắc vương tọa đánh giết tới. Cái này vương tỏa có chân áp hết thảy ý chí lực. Cùng lúc đó, cái kia viên đông cũng xuất thủ. Viên đông chợt quát một tiếng, thiên đạo vương quyền. Quyền ý hùng hồn, màu trắng tinh mang tuôn ra, một cỗ vô cùng quyền lực cũng hướng tiểu long đầu đụng giết tới. Tiểu long nhất thời hai mặt thụ địch. Viên đông cùng viên kiến nhưng đều là tuyệt thế quyền pháp cao thủ. Có thể la quân cũng không phải là một mực đang xem kịch lúc này, trong tay hắn bóp trí tuệ ấn. Trong nháy mắt, cái kia địa sát chi tinh hiện ra đến, hình thành hai đạo lốc xoáy chi lực. Hàn băng chi ý hung mãnh, hai cỗ quyền lực toàn bộ cuốn vào lốc xoáy bên trong. Quyền kia ý khi thật hung hãn, liền muốn phá vỡ la quân lốc xoáy chi lực. Nhưng là địa sát chi tinh ngưng tụ hàn băng tốc độ cũng phi thường nhanh. Băng hàn chi lực cấp tốc ăn mòn cái kia hai cỗ quyền ý. Oanh, địa sát chi tinh cuối cùng vẫn bị cái này hai cố quyền ý đánh thành phấn vụn. La quân cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được cái này hai đại cao thủ công kích. Bất quá lúc này, cái kia hai cố quyền lực cũng đã tiêu hao không ít. La quân cấp tốc mang theo tiểu long nghiêng người, tiểu long cái đuôi lớn hất lên, liền đem cái này hai cố quyền lực nện thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La quân tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Trực tiếp cũng là vạn kiếm quy nhất chiếc kia địa sát cự kiếm liền hướng phía viên kiến não bộ đánh giết tới. Viên kiến lập tức phát quyền tới, hắn quyền lực hùng hồn, thế mà thật đem ngăn trở địa sát cự kiếm. Có thể lúc này, tiểu long đã tới, tiểu long hướng phía viên kiến một ngụm lôi điện chi hỏa phun qua. a à, viên kiến trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhưng hắn đã tới không kịp trốn tránh. Trong nguy cơ, viên kiến vận pháp lực tới, có thể hắn pháp lực lập tức liền bị tiểu long đốt cháy, lại nói tiếp, viên kiến liền bị thiêu hủy thành cho tàn, ngay cả cặn cũng không còn. La quân cùng tiểu long giải quyết viên kiến, cái kia viên đông quyền lực công giết tới. Hùng mãnh tinh mang, vô địch quyền ý. Đây là một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, La quân phản tay vồ một cái, liền bắt lấy địa sát kiếm. Đồng thời, La quân chợt quát một tiếng, một kiếm chém giết tới. Đại thánh đạo tràng lực lượng cùng cảm động, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần một kiếm. Oanh, La quân một kiếm liền đem viên đông quyền lực nổ tung. viên đông hãi nhiên thất sắc. tiểu long lập tức lui tiến lên, lấy to lớn thân thể đem viên đông toàn bộ quay chung quanh ở giữa. La quân lập tức thi triển ra địa sát đại thủ ấn. cái này là la quân căn cứ cầm nã thủ đổi đi ra, lấy địa sát chi tinh làm căn bản. cái kia địa sát chi tinh hình thành màu đen hàn băng đại thủ ấn, trực tiếp như như lai phật bàn tay to hướng phía viên đông vồ bắt đi qua. cùng lúc đó, không khí, từ trường cấp tốc bị địa sát chi tinh đóng băng. Viên đông cắn răng, hắn lại nhất quyền tuôn ra tới. Địa sát đại thủ ấn lập tức hình thành đại thánh quyền ấn, nắm đấm màu đen cũng đi theo đụng giết đi qua. Oanh! Đại thánh quyền ấn lập tức bị va nát, nhưng là viên đông thiên đạo vương quyền cũng bị tiêu hao không ít lực lượng. Còn thừa quyền lực hướng phía tiểu long thân thể đánh giết tới. Tiểu long bị đánh trúng, thân thể lay động mấy lần, lại là không có chuyện gì nhưng là la quân quyền ấn tản ra về sau lập tức lại hình thành địa sát đại thủ ấn trong nháy mắt viên đông chỉ cảm thấy bốn phía băng hàn vô cùng sau đó hắn liền bị đại thủ ấn kia đông lạnh thành phấn vụn cái kia còn lại cao thủ lúc này mới phản ứng được nhưng la quân cùng tiểu long đã bay đến trên trời thế là những cao thủ kia liền cũng chỉ có thể là theo không kịp thời gian là giành giật từng giây tại la quân qua chu sát tây nam phương hướng cao thủ lúc tránh thức cao thủ tinh nhuệ cũng lập tức xuất động. Hành động lần này, chính là muốn hủy diệt sở hữu lương thảo, như thế để lâm khê huyện bách tính hoàn toàn tuyệt vọng. Những này cao thủ tinh nhuệ theo thứ tự là Thái Thượng Giáo Giáo Chủ Ba Chí Văn, còn có Đại Công Lỗ Lâm, vị này là bát trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Mà một vị khác Đại Công Vàng Bàn Nhược càng là cửu trọng thiên trung kỳ cao thủ. Càng không được là, lần này liền âm dương tú sĩ Đồ Văn Đạo cũng tới. Đồ Văn Đạo Nguyên Thần bị Lan Đình Ngọc hủy nhất tôn, hắn đối lan đình ngọc đã là hận thấu xương, cho nên hành động lần này liền đồ văn đạo cũng tới. cái này bốn đại cao thủ vừa ra trận bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên. bố trận bộ thiên hồng lệ hống một tiếng. lúc này cái này bốn đại cao thủ còn không có phát hiện lan đình ngọc cùng kiều ngưng. ầm ầm ba ngàn đao vệ tinh khí thần trong nháy mắt bị bộ thiên hồng còn có hắn tướng lãnh tụ tập lại. giữa sân tinh khí tăng vọt, đao mang ngang dọc vạn thiên tiếp theo lấy bộ thiên hồng cầm đầu vô cùng đau mang chém tới bốn đại cao thủ đồ văn đạo lạnh hừ một tiếng bọn họ một nhóm người này là lấy nguyên thần cấp tốc bay tới lúc này bốn người còn chưa rơi xuống đất đồ văn đạo nguyên thần đã hủy hắn hiện tại lại khẩn cấp ngưng tụ nhất tôn nguyên thần lấy cung cấp phi hành không phải vậy lời nói đường đường cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đi chỗ nào còn muốn dựa vào hai cái đùi bước đi hắn gánh không nổi người này đương nhiên tôn này nguyên thần dưới mắt cũng còn không có gì khác tác dụng. Bộ thiên hồng chỗ bố trí suốt đao trận hung mãnh vô song, trọng yếu nhất cũng là đao này trận ngưng tụ 3.000 đao vệ tinh khí thần, khí phách hiên ngang. Đồ văn đạo pháp tướng trang nghiêm, hai tay cấp tốc ngưng kết pháp ấn. Đại tai nan thuật, mặt nhật thiên lôi. Nghe đồn rằng, bên trong thiên địa có 3.000 đại đạo, 3.000 đại đạo bên trong, mỗi một môn đạo phương pháp đều là thần thông vô cùng, bên trong ba ngàn đại đạo liền có đại vận mệnh thuật, đại luật lệnh thuật, đại siêu độ thuật, tiểu túc mệnh thuật, đại tai nan thuật các loại, mà đại vận mệnh thuật chính là ba ngàn đại đạo tổng cương. Dưới mắt đồ văn đạo thi triển chính là ba ngàn đại đạo bên trong đại tai nan thuật. Đại tai nan thuật bên trong lại có mạt nhật thiên lôi, hắc nhật thiên tai, loạn thế long nhận các loại. Lúc này, mạt nhật thiên lôi thi triển đi ra, nhất thời, trên bầu trời cát bay đá chạy, cuồng phong bạo liệt tại cuồng phong kia bạo liệt chỗ từng đạo từng đạo mặt nhật thiên lôi xé rách đi ra chính là hướng đao trận đánh giết tới ầm ầm hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ mặt đất chấn động đao ý sát ý phóng lên tận trời đồ văn đạo liên tục hạ xuống mặt nhật thiên lôi bộ thiên hồng đao trận cũng liên tục va chạm bên trong thiên địa chém giết thảm liệt nhưng là đồ văn đạo thực lực thật sự là quá mạnh như vậy xuống dưới đao trận tất phá liền cũng là tại lúc này Lan Đình Ngọc nói với Kiều Ngưng, ta đến ứng phó đổ văn đạo, người cùng bộ thiên hồng đối phó người khác. Kiều Ngưng cùng Lan Đình Ngọc còn tại giới tu di bên trong, Kiều Ngưng nghe vậy không khỏi giật mình, nói ra, đồ văn đạo là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, ngươi làm sao đối phó được hắn. Ta tự có chủ trương, Lan Đình Ngọc nói xong liền xông ra giới tu di. Lan Đình Ngọc sau khi đi ra, lập tức tìm khe hở suốt đao trận. Đao trận phía dưới là có rảnh khe hở, sau đó, lan đình ngọc khống chế cử diễm thần long bay đi lên đồ văn đạo chu diệt ngươi nguyên thần liền là tiểu gia ta người chịu chết đi sau đó lan đình ngọc lập tức thi triển ra cử viêm thần kiếm tới cái kia cử viêm thần kiếm hung mãnh hướng đồ văn đạo chém giết tới muốn chết một bên vàng bàn nhược lập tức nhất trưởng bổ về phía lan đình ngọc vàng bàn nhược cửu trọng thiên trung kỳ tu vi hắn cái này vừa ra tay chính là tiện tay nhất trưởng lại là uy lực to lớn nhưng gặp từ trường nhấp nhô, lực lượng cuồng mãnh. Cũng là tại lúc này, Kiều Ngưng cũng xuất hiện, Kiều Ngưng lập tức thi triển ra bất diệt lôi phù, bất diệt lôi phù một tiếng ầm vang, liền phát ra vô cùng điện mang trực tiếp đem vàng bàn nhược trưởng lực vỡ nát, đồng thời ngược lại hướng vàng bàn nhược đánh giết tới. Ngân Sa Vương, người cũng dám đến làm dối, vàng bàn nhược giận dữ. Có gì không dám, Kiều Ngưng cười lạnh một tiếng, tiếp theo, nàng lấy bất diệt lôi phù làm dẫn, thì triển ra lôi nghịch chín tầng. Trong nháy mắt, lôi điện chín tầng, ầm ầm bổ giết đi qua. Vàng bàn nhược không dám coi thường, lập tức khoảng chừng né tránh, đồng thời quất ra hắn vẫn tiên kiếm cùng kiều ngưng kịch chiến đứng lên. Cái kia lỗ lâm cùng ba chí văn cũng không phải đến xem náo nhiệt, hai người thì hướng kiều ngưng đồng thời xuất thủ. Kiều ngưng phân ra nhất tôn nguyên thần qua đối chiến lỗ lâm. Nàng nguyên thần lập tức liền cản lại lỗ lâm, đồng thời chiến đến khó phân thắng bại. Mà Kiều Ngưng liền lại một người đối chiến ba trí văn hòa vàng bàn nhược. Ba trí chí văn chính là thái thượng giáo giáo chủ, tự nhiên không thể khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, nói, "Động thiên thần quang." Chỉ gặp trong tay hắn bắn ra, chính là bắn ra một chùm động thiên thần quang tới. Cái này động thiên thần quang lập tức liền như lợi kiếm hướng Kiều Ngưng chảm giết tới. Kiều Ngưng thân hình liền chuyển, lợi dụng bất diệt lôi phù tạo nên một cỗ lôi điện chi tường tới. Ba trí văn hòa vàng bàn nhược liên tục công sát, đồng đều bị lôi điện chi tường ngăn cản được. Có thể cho dù là như vậy, Kiều Ngưng cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Dù sao, vô luận là ba trí văn vẫn là vàng bàn nhược, cái kia đều không phải nhân vật bình thường. Liên cũng tại lúc này, là quân cùng Tiểu Long rốt cục đuổi tới cứu viện. Trước cạn ra hỏa kia, là quân chỉ chỉ lỗ lâm, hắn làm sao lại không biết quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý đây lỗ lâm trong nháy mắt muốn ứng đối kiều ngưng nguyên thần còn muốn ứng đối la quân cùng tiểu long công kích hắn cho dù có ngày đại bản sự giờ khác này cũng là bất lực tiểu long một ngụm lôi điện thần hỏa phun ra mà ra lỗ lâm cương trốn một chút qua kiều ngưng nguyên thần quấn lên tới la quân đi theo một kiếm bổ giết đi qua sau đó tiểu long cái đuôi lớn hất lên trong một chớp mắt lỗ lâm thì hôi phi yên diệt chết đến mức không thể chết thêm giải quyết lỗ lâm La Quân cùng Tiểu Long lập tức quay lại đầu thương đối phó Na Đích Chí Văn. La Quân cong ngón búng ra, địa sát kiếm hung mãnh chém giết tới. Ba Chí Văn trở tay phất một cái, hắn tay áo thế mà cứng rắn như sắt thép, liền đem La Quân địa sát kiếm đánh thành phấn vụn. Mà Tiểu Long cũng lập tức phun ra lôi điện thần hỏa. Cái này lôi điện thần hỏa uy lực là tuyệt đối khủng bố, phun lệch còn dễ nói, nếu là phun vừa vặn, tuyệt đối là tai nạn. Nhưng Tiểu Long phun lửa, Ba chí văn vẫn là dùng tay áo lướt nhẹ qua. Oanh! Trong một chớp mắt, ba chí văn tay áo liền bị tiểu long lôi điện thần hỏa đốt cháy. Ba chí văn không khỏi bị kinh ngạc, hắn tay áo chính là dùng tự thân huyết tinh chi khí thối luyện, có thể cứng rắn có thể mềm, mềm dẻo vô hạn. Một khi pháp lực phồng lên, không gì không phá, hắn không nghĩ tới chính mình tay áo thế mà cứ như vậy bị thiêu hủy. Là quân địa sát kiếm bị hủy tán đi địa sát chi tinh cấp tốc lại hình thành địa sát đại thủ ấn đại thủ ấn kia trực tiếp đem ba chí văn tóm lấy ba chí văn không khỏi nổi giận hắn lập tức thu hồi động thiên thần quang cái kia động thiên thần quang là ba chí văn thôn vệ một kiện pháp khí tiếp lấy tu luyện được là quân cấp tốc lấy đại thủ ấn đóng băng ba chí văn nhưng là ba chí văn pháp lực thâm hậu lại là chấn động mạnh một cái liền trực tiếp đem là quân địa sát đại thủ ấn đánh sơ sát sau đó cái kia động thiên thần quang như một đạo tinh mang hướng phía tiểu long đầu lâu chảm giết tới tiểu long lại lần nữa phun ra lôi điện thần hỏa oanh động thiên thần quang trong nháy mắt đem lôi điện thần hỏa vỡ nát né tránh là quân lập tức mang theo tiểu long lóe lên liền tránh đi động thiên thần quang lúc này kiều ngưng liền thiếu ba chí văn công kích một mình nàng đối chiến hoàng bàn nhược liền là dựa vào bất diệt lôi phù lại là vững vàng chiếm thượng phong áp chế đến hoàng bàn nhược nổi giận liên tục Kiều Ngưng Nguyên Thần cũng trở về thân thể qua tới đối phó ba trí văn. Thế là thì biến thành La Quân, Tiểu Long, còn có Kiều Ngưng Nguyên Thần ba người hợp lực vây giết ba trí văn. Cái kia động thiên thần quang một kiếm chảm không, tiếp lấy làm hơn trăm đạo thần quang ùn ùn kéo đến chảm giết tới. Động thiên thần quang bên trong ẩn chứa có mãnh liệt dấu ấn tinh thần, một khi bị loại này thần quang gây thương tích, đó là có thể so với bị ngũ hành kiếm sát giết tới. Ba trí văn có thể có được hôm nay chi địa vị, Chính là hắn động thiên thần quang thành tựu hắn. Là quân cùng tiểu long lập tức phát giác được động thiên thần quang lợi hại. Động thiên thần quang còn hướng lấy kiều ngưng nguyên thần đánh giết tới. Là quân tại trong nguy cơ lập tức nói ra, tiểu long nuốt nó. Đồng thời, là quân thân thể nhất chuyển, cũng đã rời đi tiểu long thân thể. Tiểu long trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ nước lũ cực lớn, cái này dòng nước lũ chính là điện lưu cỗ này điện lưu hoàn toàn ngăn cản sở hữu động thiên thần quang. Động thiên thần quang hoàn toàn chém vào đến điện lưu bên trong. Là quân người trên không trung thân thể nhất chuyển, chính là lấy điện sát hình thành liên hoa ngai vàng đến ba trí văn sau lưng. Kiều ngưng nguyên thần lập tức thi triển ra hai đạo lôi điện chém tới ba trí văn. Lôi điện cuồn cuộn mà xuống, khí thế rộng rãi. Ba trí văn động thiên thần quang bị tiểu long thôn vệ đi vào, hắn vốn là bị kinh ngạc. Lúc này, kiều ngưng nguyên thần công kích càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía ba trí văn liên tục vận chuyển pháp quyết chính là muốn đem động thiên thần quang triệu hồi lúc đầu ba trí văn cảm thấy cái này tiểu long thân thể quả nhiên là tìm đường chết lại dám thôn vệ hắn động thiên thần quang hắn chỉ cần ý niệm nhất định động thiên thần quang liền có thể đem tiểu long đốt cháy nhưng là giờ phút này ba trí văn thế mà cảm giác không thấy động thiên thần quang lúc này ba trí văn là thật hoảng hốt đối mặt kiều ngưng nguyên thần công kích ba trí văn mau né qua la quân lại là vận sức chờ phát động bỗng nhiên lấn người tiến lên chính là một kiếm chém tới ba trí văn phía sau lưng la quân lần này lặng yên không một tiếng động có thể xưng tuyệt sát ba trí văn nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên trên người hắn lập tức doanh ra một đạo kim sắc khôi giáp tới la quân địa sát kiếm chính là đâm vào cái kia kim sắc khôi giáp bên trên la quân chỉ cảm thấy kiếm thế một hồi hắn muốn vận kình lúc ba trí văn đã nhất trưởng phích lịch thần trưởng bổ giết tới. Trưởng lực hùng hồn tuyệt luân. La quân không dám đón đỡ, lập tức tránh lui ra ngoài. Nhưng này trưởng ấn lại là theo đuổi không bỏ, la quân thân thể hướng xuống suốt ruột rơi. Bởi vì địa sát kiếm trên tay, hắn thì không có cách nào bay lượn. Dù sao, địa sát chi tinh số lượng còn chưa đủ hắn một bên bay lượn cùng một bên giết địch. Và lại hắn pháp lực cũng không có cường đại như vậy. Dù cho làm hai cỗ, cái kia uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. La quân một chỉ điểm ra, cái kia địa sát chi tinh lập tức ở la quân trước mặt hình thành một đạo hàn băng lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy chi lực cường hãn vô cùng, cấp tốc liền đem phích lịch thần trưởng trưởng lực rảo sát thành phấn vụn. Lúc này, la quân cũng là chính thức rơi xuống đất. Tiểu Long thôn vệ động thiên thần quang, bỗng nhiên lại lần nữa hướng ba trí văn phun ra một tia chấp thần hỏa. Lúc này, lôi điện thần hỏa lại có biến hóa, là kỳ diệu biến hóa. Cái kia lôi điện thần hỏa bên trong lại có động thiên thần quang tinh khí thần. Ba Chí Văn thấy thế không khỏi vừa vội vừa giận. Hắn cũng không dám đón đỡ tiểu long lôi điện thần hỏa, thế là cấp tốc tránh ra, đầu này lôi long, thế mà có thể thôn phệ ta động thiên thần quang, ta nhất định muốn tóm nó trở về nghiên cứu. Ba Chí Văn cảm thấy quyết tâm, hắn biến hóa ra nguyên thần, cấp tốc bay đến tiểu long sau lưng. Tiểu long cái đuôi lớn vung qua, Ba Chí Văn liên tục suốt quyền đem tiểu long cái đuôi lớn phá tan. Lúc này, tiểu long tình huống lại không ổn đứng lên. Nó dù sao không phải ba Chí Văn loại cao thủ này đối thủ. La Quân lập tức khống chế địa sát ngai vàng bay đi lên, liền cùng Kiều Ngưng Nguyên thần cùng một chỗ tiến công ba Chí Văn. Ba Chí Văn chính là chiến La Quân ba người này, lại là trên một điểm phong cũng không chiếm được, mà lại bởi vì hắn mất đi động thiên thần quang, cái này lúc sau đã là tại liên tục bại lui không được, ta tại như vậy xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba trí văn nhìn chung quanh chiến trường, gặp hoàng bàn nhược cũng là không được, hắn lập tức bên trên một cái lắc mình, quay người khống chế nguyên thần liền chạy. Tiểu Long cái này bạo tính khí lập tức liền muốn đi truy. Là quân lại là thông minh, hắn nói ra, hợp lực đánh giết ra hỏa này. Hắn chỉ là hoàng bàn nhược. Muốn giết chết bát trọng thiên cao thủ còn dễ dàng, nhưng trận đánh giết cửu trọng thiên cao thủ, đó thật là rất khó khăn. La Quân cảm thấy bảo vệ được Lương Thảo mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, hắn nhất định phải hợp tác với Kiều Ngưng, đem Hoàng Bàn Nhược đánh tan. Một khi Hoàng Bàn Nhược bị đánh tan, như vậy Đồ Văn Đạo càng là không đủ gây sợ. Tiểu Long tự nhiên nghe La Quân, ra hỏa này cấp tốc phản sát hướng Hoàng Bàn Nhược, nó há mồm cũng là phun ra lôi điện thần hỏa tới. Kinh lịch đoạn thời gian này tu luyện, Tiểu Long pháp lực đã phóng đại, liên tục phun ra lôi điện thần hỏa cũng không có vẻ mệt mỏi. Cái kia lôi điện thần hỏa tập sát hướng Hoàng Bàn Nhược, Hoàng Bàn Nhược chính liên hợp nguyên thần công sát kiều ngưng đây. Lúc này, Hoàng Bàn Nhược nguyên thần nhận tiểu long công kích. Hoàng Bàn Nhược đằng sau nguyên thần lập tức cảm thấy được cái này thần hỏa chính là nguyên thần chi khắc tinh, lập tức liền mau né qua. Là quân một cái xoay người, đến kiều ngưng nguyên thần trên thân. Cái kia đại bằng kim sĩ nguyên thần hiểu ý, lập tức hướng Hoàng Bàn Nhược bay đi, đồng thời chờ khoảng cách gần mới triển khai lôi điện công sát. Cái này lôi điện công sát là hư chiêu, hoàng bàn nhược nhất trưởng phản sát, vận pháp lực đem đại bằng kim xí lôi điện diệt sát. Có thể lúc này, là quân đột nhiên xuất thủ, chân hắn tại đại bằng kim xí nguyên thần trên thân đạp một cái, tiếp lấy liền hung mãnh xuất hiện sau lưng hoàng bàn nhược. Địa sát kiếm thiểm điện đâm về hoàng bàn nhược cái cổ. Hoàng bàn nhược chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, kịch liệt cảm giác nguy cơ tập giết tới. Hoàng bàn nhược hãi nhiên thất sắc, cổ của hắn lập tức co rụt lại, liền tránh đi La Quân một kích trí mạng này. La Quân biến chiêu càng nhanh, hắn lập tức cổ tay khẽ đảo, vận pháp lực, địa sát kiếm lập tức hóa thành một đạo thủ ấn chụp vào Hoàng Bàn Nhược đầu. Hoàng Bàn Nhược chính là cửu trọng thiên trung kỳ cao thủ, hắn đối mặt cái này trùng điệp vây giết, như thế nào dễ dàng. Lúc này, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm bản mệnh kiếm sát tới. Cây kiếm này sát thiểm điện lôi đình hướng La Quân mà tập giết tới. La Quân phản ứng càng nhanh, cổ co rụt lại, khó khăn lắm tránh đi. Kiều ngưng ánh mắt phát lạnh, lợi dụng bất diệt lôi phù hình thành lôi trận vây khốn hoàng bàn nhược. Cái kia lôi trận ở thời điểm này đã hình thành, to lớn lôi điện dòng nước lũ ép áp xuống tới. Hoàng bàn nhược hãi nhiên, hắn lấy vẫn tiên kiếm hình thành một đạo kiếm trận tới lôi trận. Về phần hoàng bàn nhược đằng xà nguyên thần lúc này cùng tiểu long đang lúc chém giết cùng một chỗ, tiểu long đem đằng xà nguyên thần ngược đến thê thảm vô cùng, nói đến, tiểu long làm sao lại sợ cái gì nguyên thần đây? Nó hạch tâm cũng là lôi điện, nó thân thể, cùng lôi điện thần hỏa đều là nguyên thần khắc tinh. Tiểu long liên tục mấy lần tiến công, một lần cuối cùng quấn chặt lấy đằng xà nguyên thần. Trong nháy mắt, tiểu long toàn bộ thân thể hóa thành lôi điện hồng lô, thân thể nó còn như hỏa diễm sắc lò luyện một dạng. Cái kia một cái chớp mắt, tiểu long nhìn cũng là hừng hực hỏa long. Đằng xà nguyên thần trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành cho bụi, tiểu long lại trong nháy mắt chui vào đến bất diệt lôi phù bên trong nó từ bất diệt lôi phù bên trong lui đầu đi ra tận lực bồi tiếp phun ra lôi điện thần chém tới lần này là tính liên tục cũng không phải thì phun ra đơn giản một đạo mà thôi dù sao đến bất diệt lôi phù bên trong tiểu long tư nguyên phong phú có thể đem lôi trì bên trong lôi điện không ngừng chuyển hóa làm nó sử dụng hoàng bàn nhược vẫn tiên kiếm vốn đang có thể miễn cưỡng trèo trống có thể tiểu long lôi điện thần hỏa vừa ra cái kia không khí lập tức vô cùng nóng bỏng lên. Mà lại vẫn tiên kiếm cũng biến thành đỏ bừng, thế mà bắt đầu ở hòa tan. Đây là rất khủng bố một việc, phải biết vẫn tiên kiếm chính là là tuyệt đối thần khí, bên trong còn có khí linh. Liền xem như ném vào núi lửa dung nham bên trong, đó cũng là yên ổn không tổn hao gì. Vạn kiếp bất diệt vẫn tiên kiếm thế mà bị lôi điện thần hỏa muốn luyện hóa. Đây là hoàng bàn nhược cảm thấy cực chuyện kinh khủng, hắn cũng đã biết cái này lôi điện thần hỏa đến lợi hại tới trình độ nào. Mà lại lúc này, là quân cũng không có nhàn dỗi, hắn lấy đại bằng kim sĩ nguyên thần, cấp tốc công giết tới. Càng nguy hiểm hơn là, kiều ngưng bất diệt lôi phù chỉ cần bày ra lôi trận, nàng còn có thể rảnh tay đối phó hoàng bàn nhược. Kiều ngưng cùng hoàng bàn nhược trên không trung vốn nên là dựa vào nguyên thần phi hành lên, nhưng về sau, hai người nguyên thần đi ra giết địch. Bọn họ thì chân đạp khí lưu, liên tục biến hóa, miễn cưỡng đem thân pháp duy trì trên không trung. Như vậy thì pháp chỉ có thể bảo trì không rất xuống qua. Nhưng kiên trì không bao lâu thời gian, càng là không thể phi hành. Cho nên lúc này, Kiều Ngưng cũng đứng tại đại bằng kim sĩ nguyên thần phía trên. Hoàng bàn nhược nguyên thần bị hủy, hắn liền càng thêm bay không. Hoàng bàn nhược bị cái này mấy tầng công sát, mắt thấy liền muốn mệnh tang cửu tuyền. Lúc này hoàng bàn nhược trong mắt là vô cùng hoảng sợ, đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại lôi trận trung gian la quân bọn người không khỏi ngẩn ngơ chuyện gì xảy ra la quân không hiểu kiều ngưng nói ra đây đại khái là ma môn quý tộc một loại chạy trốn chi pháp hẳn là cửu trọng thiên trở lên mới có thể như thế thiêu đốt sinh mệnh rời đi đi nàng sau khi nói xong ánh mắt phải đi tìm kiếm lan đình ngọc cùng đồ văn đạo giữa sân cũng đã mất đi lan đình ngọc cùng đồ văn đạo bóng dáng không tốt Lan Đình Ngọc gặp nguy hiểm, Kiều Ngưng lo lắng. La Quân cũng là bị kinh ngạc, vừa rồi chiến đấu kịch liệt, lúc này La Quân ngẫm lại chính mình thật sự là không nên. Bởi vì Lan Đình Ngọc tu vi đến đối chiến cửu trọng thiên đỉnh phong đồ văn đạo, đúng là quá cố hết sức. Chính mình làm sao cũng phải cái thứ nhất qua gấp rút tiếp viện Lan Đình Ngọc A. Nhưng là không có cách, thân sơ thật là có khác. Vừa rồi La Quân một lòng chỉ nhớ nhung Kiều Ngưng. Đao trận đã rút lui la quân cùng kiều ngưng cũng không biết lan đình ngọc cùng đồ văn đạo đến là thế nào biến mất lúc này kiều ngưng cùng la quân rơi xuống đất tiểu long quanh quẩn trên không trung la quân lập tức hỏi bộ thiên hồng bộ thống lĩnh lan tướng quân đâu bộ thiên hồng nói ra tuy chức cũng có chút buồn bực vừa rồi cái kia âm dương tú sĩ đồ văn đạo đang công kích mãnh liệt chúng ta đao trận đồ văn đạo pháp lực quá lợi hại chúng ta mắt thấy muốn ngăn cản không nổi nhưng không biết chuyện gì phát sinh lan tướng quân đột nhiên thì cùng đồ văn đạo cùng một chỗ biến mất la quân cùng kiều ngưng nghe vậy không khỏi trợn mắt hốc mồm đột nhiên biến mất cùng một chỗ hư không xuyên toa sao la quân không giải thích nói kiều ngưng nói ra bất kể như thế nào chúng ta đều trước đi tìm một chút la quân gật đầu sau đó la quân khống chế tiểu long kiều ngưng khống chế nguyên thần hai người chia ra tìm kiếm lan đình ngọc cùng đồ văn đạo tiểu long gào thét một tiếng liền lao ra. Lúc này, là quân sắc mặt nghiêm túc, hắn đều không tâm tình cùng Tiểu Long nói đùa. Lan Đình Ngọc một người đối mặt đồ văn đạo dạng này siêu cấp cao thủ, hắn thật sự là lo lắng Lan Đình Ngọc chết đi như thế. Tuy nhiên là quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa không tính hòa thuật, nhưng là quân làm sao cũng không nguyện ý nhìn Lan Đình Ngọc cứ như vậy bị giết. Kiều Ngưng cũng giống như vậy tâm tình. Hai người chia ra tìm kiếm, trong nháy mắt xong rồi hơn 10 dặm. Đồng thời, là quân lấy thần thức điều tra bốn phía, lại không phát hiện có bất kỳ từ trường ba động. Rơi vào đường cùng, là quân cùng kiều ngưng đành phải xếp quay trở lại. Trời xanh mây trắng phía dưới, đội xe bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Là quân cùng kiều ngưng hạ xuống tới, bộ thiên hồng các tướng lãnh lập tức hỏi thăm. Là quân cùng kiều ngưng lắc đầu. Chúng tướng đều là trầm mặc bi ai, mọi người tâm lý đều rõ ràng, Lan Đình Ngọc rất có thể đã chết liền cũng tại lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia phía đông một đạo hỏa ảnh xé rách không khí mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Người đến không phải cái gì khác người, chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc sắc mặt lãnh đạm, hắn cũng không có thụ thương. Lan tướng quân, Bộ Thiên Hồng thấy thế không khỏi đại hỉ. Lan Đình Ngọc hướng Bộ Thiên Hồng nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền hướng La Quân cùng Kiều Ngưng đi tới. Địch nhân đều rút lui lan đình ngọc hỏi la quân la quân gật gật đầu hắn nói ra chúng ta không tìm được ngươi ngươi cùng đồ văn đạo lan đình ngọc nói ra đồ văn đạo dùng thần thông chi thuật đem ta lôi kéo đi ta cùng hắn trốn vào hư giữa không trung hắn đối ta hận thấu xương là muốn đem ta hoàn toàn giết chết sau đó chiếm lấy ta cử viêm thần hỏa luyện hóa thành hắn nguyên thần cái kia về sau kiều ngưng nhịn không được hỏi lan đình ngọc nói ra đồ văn đạo chỉ vì cái trước mắt Hắn mới luyện nguyên thần bỗng nhiên nhập ma. Ta thừa cơ hội này mới thoát ra tới. Là quân nào nào, nói, nguyên thần nhập ma. Kiều ngưng liền nói ra, nguyên thần tuy nhiên thụ chúng ta khống chế, nhưng một khi nhập ma, liền sẽ rất nguy hiểm. Là quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, là quân nhịn không được bội phục nói, lan tướng quân, cái kia đồ văn đạo chính là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đương thời bên trong, đã tính toán tuyệt đỉnh. Người có thể tại trên tay hắn còn sống đây tuyệt đối là tùy bại nhưng vinh. Lan Đình Ngọc lại là không để ý tới La Quân lấy lòng, hắn nói ra, chúng ta lên đường đi. Hiển nhiên, Lan Đình Ngọc là không nguyện ý nhiều lời. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Thế là đội xe tiếp tục lên đường mà đi. Tỏa vong phong chính là thái thượng giáo căn cư địa, cái kia tỏa vong phong bên trên, phong cảnh xinh đẹp mà hùng vĩ. Ở trên núi, các doanh các trại đều xây rất có đặc sắc nếu như phóng tới thế giới bao la bên trong, đây tuyệt đối là du khách tham quan một chỗ nơi tốt. mà muốn bò lên trên tòa vong phong lại là có chút không dễ, đường núi dốc đứng khó đi. người bình thường leo đến tòa vong phong bên trên chính là thở hồng hộc, cho nên nếu như phái phổ thông binh sĩ đến, căn bản lại không được. tòa vong phong những anh hùng chỉ cần chờ các ngươi tất cả lên, lên liền có thể trực tiếp giết, bởi vì leo núi đã tiêu hao toàn bộ các ngươi khí lực mà lại muốn là tỏa vong phong những anh hùng làm điểm hỏng, ném chút thạch đầu cái gì xuống dưới, vậy thì thật là muốn mẫu thân mệnh. Ban đêm thời điểm, ba trí văn cùng Hoàng Bàn Nhược trở lại tỏa vong phong bên trên. Hoàng Bàn Nhược nguyên thần bị hủy, chính là lấy ba trí văn nguyên thần quay lại. Tỏa vong phong bên trên cơ bản không có gì ánh đèn, chuyến này phục kích quả nhiên là suối quẩy cùng cực. Mấy người thiếu niên này, tu vi đều không rất cao, có thể từng cái đều có thủ đoạn đặc thù, đánh sắp nổi đến, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Ba Chí Văn tức giận nói ra. Hoàng bàn nhược càng là không vui. Hắn nguyên thần đều bị hủy, lúc này hắn cuối cùng là cảm nhận được trước đó đổ văn đạo không vui. Hoàng bàn nhược cùng ba Chí Văn trở lại sơn trại, trong sơn trại các thành viên gặp hai vị lão đại, lập tức hành lễ hô, đại đương gia, nhị đương gia. Đại đương gia là ba Chí Văn, hoàng bàn nhược là nhị đương gia. Còn đồ văn đạo, cái kia theo thái thượng giáo cũng không có chơi thực chất liên quan. Ba trí văn lúc đầu muốn tự xưng giáo chủ, nhưng nơi này xác thực cũng là cái sơn trại, thế là cũng chỉ có thể trước tiên làm cái đại đương gia. Đồ tiên sinh quay lại sao? Hoàng bàn nhược hỏi một tên cấp dưới. Cái kia cấp dưới nói ra, một mực không thấy đồ tiên sinh. Hoàng bàn nhược cùng ba trí văn không khỏi kỳ quái, lão đồ tu vi công tham tạo hóa, hắn làm sao lại còn chưa có trở lại, quả nhiên là kỳ quái hoàng bàn nhược nói ra ba trí văn nói ra ta nhìn đao kia trận hủy bỏ về sau đồ tiên sinh không biết làm sao lại cùng cái kia lan đình ngọc cùng một chỗ biến mất cái kia lan đình ngọc bất quá là bát trọng thiên trung kỳ tu vi căn bản cùng đồ tiên sinh không tại một cái cấp bậc đồ tiên sinh chắc là tại luyện hóa cái kia lan đình ngọc cho nên mới chỉ hoãn quay lại có lẽ đi hoàng bàn nhược nói ra hai người trở lại thái thượng người trong trại bọn thủ hạ bưng tới chậu rửa mặt cung cấp hai người rửa mặt rửa tay. Ta nhìn thấy lỗ lâm bị bọn họ giết, còn có người cái kia nhóm cao thủ, đoán chừng cũng tử thương không ít. Hoàng bàn nhược trầm giọng nói ra. Ba trí văn trong mắt lóe lên hận ý, nói ra, lần này chúng ta thật sự là khinh địch. Hoàng bàn nhược nói ra, lỗ lâm bị giết, ta cùng lão đổ nguyên thần cũng đều bị hủy. Triều đình phái tới trong mấy người này, thì ngân sa vương là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi có thể ngân xa vương tại tứ đại yêu tiên bên trong, cũng bất quá là bài danh vị trí cuối. Trước kia gặp được chúng ta, cũng đều đến trung thực làm người. Làm sao hiện tại những người này một theo triều đình dính líu quan hệ, thì trở nên như thế khó có thể đối phó. Ba chí văn oán hận nói ra, đó cũng không phải là. Chúng ta lần này phái ra nhiều cao thủ như vậy, ta, ngươi, lỗ lâm, còn có viên kiến, viên đông cùng đồ tiên sinh. Lẽ ra, liền xem như đồ tiên sinh một người đều có thể đem bọn hắn toàn bộ tùy tiện chân áp lại. Lão tử thật sự là không nghĩ ra, sự tình làm sao lại làm thành hiện tại cái dạng này, quá mẹ hắn tả môn. Hoàng bàn nhược nói ra, tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Đã bọn họ đã tới, cái kia liền sẽ không đối người cái này thái thượng giáo ngồi yên không lý đến. Cái kia cầu hoàng đế phái mấy người kia đến đây là có một phen tính kế. Mà lại, cái này mấy người trẻ tuổi bản sự đặc thù, bảo đảm không cho phép, bọn họ cũng là đưa người cái này thái thượng giáo xem như bọn họ hướng lên trên bò bàn đạp. Ba trí văn sắc mặt khó nhìn lên, hắn nói ra, ta cái này sơn trại dễ thủ khó công, triều đình đại quân ta còn không sợ. Có thể nếu là bọn họ mấy người trẻ tuổi giết đi lên, lấy hai người chúng ta, xác thực khó mà tới. Nếu là đồ tiên sinh có thể thuận lợi quay lại, cái kia còn dễ nói một chút. Hoàng bàn nhược nói ra, ta minh bạch người ý tứ, ta ngay lập tức sẽ hướng lên phía trên thỉnh cầu, phái thêm một số cao thủ tới. Cái này Lâm Khê huyện là cái tuyệt hảo cơ hội, nếu như hoàn toàn đến suối huyện bạo phát rơi, như vậy hắn các nơi bạo loạn thì càng dễ dàng một chút. Đại Khang chiếc thuyền lớn này một khi xuất hiện mất khống chế, vậy đối với toàn bộ Đại Khang tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Ba Chí Văn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói ra, năm đó cậu Hoàng đế tự dưng diệt ta ba thiên môn, lần này liền để cậu Hoàng đế trả giá đắt. Lâm Khê huyện huyện lệnh trước tiên ra nghinh tiếp la quân một đoàn người. Sắc trời đã tối, một vòng hạo nguyệt treo trên cao chân trời. Tại Lâm Khê huyện lối vào, cái kia đen nghịt dân chúng cũng đều tới. Tất cả mọi người là nghe nói triều đình cứu trợ thiên tai lương thực đến, cho nên lập tức liền chạy đến. Lâm Khê huyện huyện lệnh tư mã sáng chỉ huy sư gia, còn có chủ bạc, bộ đầu, nhà dịch hết thảy đến đây. Trong bóng đêm, bọn họ đốt đuốc, bọn nha dịch đang tăng ca duy trì trật tự. Tư mã sáng hơn 60 tuổi, đã dần dần già đi. Hắn gặp Lan Đình Ngọc bọn người đến đây, lập tức chỉ huy mọi người quỳ xuống, hạ quan quỳ nghinh khâm sai đại nhân, đại nhân vạn phúc. Những đám dân chúng đó cũng đều quỳ đi xuống, cùng một chỗ hô, khâm sai đại nhân vạn phúc. Là quân liếc một chút nhìn sang, liền gặp phía dưới bách tính lít nha lít nhít, đen nghịt liếc một chút không nhìn thấy đầu. Nói ít cũng có hơn 10 vạn người là quân nhíu mày, cái này tư mã sáng đại nhân làm sao như thế không hiểu chuyện, thế mà đem những người dân này đều mang tới. Cái này cấp cho cứu tai lương thực cũng là cần chủ tính chung tính toán. Người cứ như vậy mang bách tính đến, vạn vừa phát sinh tranh đoạt hoặc là hắn ngoài ý muốn sự tình, đây không phải thêm phiền sao. Bọn họ cho dù có ngày đại bản sự, cũng không có khả năng qua đem tranh đoạt bách tính cho giết. Tư mã đại nhân, bản quan chờ phụng chỉ đến đây cứu trợ thiên tai, là người phương nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài, vì cái gì cái này rất nhiều bách tính đã tới trước. Lan Đình Ngọc nghiêm nghị chất vấn Tư Mã Sáng. Tư Mã Sáng giật mình, hắn quỷ nói ra, bẩm đại nhân lời nói, Khâm Sai đại nhân các ngài đến đây cứu trợ thiên tai tin tức, 10 ngày trước liền đã truyền ra. Những người dân này nhóm nhất định muốn trước tới đón tiếp, hạ quan thật sự là bất lực ngăn cản. Cầu Khâm Sai đại nhân phát thóc cứu tai, ngay vào lúc này, dân chúng bên trong có người khóc quát lên chúng ta đều nhanh phải chết đói. Cầu khâm sai đại nhân phát thóc cứu tai, lập tức có người đi theo hô. Thế là giữa sân chính là núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, tất cả đều là cầu khâm sai đại nhân phát thóc cứu tai. Cái này nhiễm nhiên đã là tại bức thoái vị. Kiều ngưng nhỏ giọng đối la quân cùng Lan Đình Ngọc nói ra, trong này chỉ sợ có thái thượng giáo người tại mê hoặc, bọn họ là muốn gây ra hỗn loạn. Nếu như lúc này phát thóc cứu tai, lương thực nhất định sẽ bị cướp quang. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Phía trước đường đã phá hỏng, muốn qua cũng không có khả năng. Lan Đình Ngọc liền cất giọng quát to, yên lặng. Thanh âm hắn như tiếng sấm gào thét mà ra, trong nháy mắt thế mà liền đem toàn trường thanh âm trấn áp xuống dưới. Sau đó, Lan Đình Ngọc trực tiếp leo lên cửu viêm thần long, liền hướng không trung bay đi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tiếp tục uống nói, bộ thiên hồng nghe lệnh. Có ti chức, bộ thiên hồng ầm vang xác nhận. Lan Đình Ngọc nói ra, người khiến ba ngàn đao vệ chấn giữ lương thực, như có gây rối chi đồ dám can đảm tới gần, hết thảy giết chết bất luận tội. Đúng, Bộ Thiên Hồng ngang nhiên đáp. Lan Đình Ngọc lần này mệnh lệnh một chút, toàn trường xôn xao. Cái kia Tư Mã Sáng cũng có chút mắt trợn tròn, hắn đành phải nói với la quân, là tướng quân, Lan đại nhân cái này là ý gì a? À? Phía dưới trong dân chúng lập tức có người quát, chó này quan viên, rõ ràng là muốn ngầm chiếm chúng ta lương thực chúng ta dù sao cũng là không sống được, đoạt. lập tức thì có người dẫn đầu hướng bên này chém giết tới. dân chúng ở thời điểm này dễ dàng nhất bị cổ động. trong nháy mắt, đen nghiệt bách tính hướng bên này tuôn đi qua. lan đình ngọc sắc mặt lập tức biến, trong mắt của hắn sát ý thoáng hiện. là quân cùng kiều ngưng cũng sợ làm ra đại sự đến, kiều ngưng lập tức nói với tiểu long, tiểu long cách cách bọn họ. bất diệt lôi phù bên trong tiểu long lập tức xông tới nhất thời trong bóng tối, kim sắc quang mang bắn ra đến, tiểu long gào thét hai tiếng, nó cấp tốc tại dân chúng còn không có sông lại trước đó, thi triển lôi điện thần hỏa. Âm âm, trước đó Phương lập tức xuất hiện một đầu tràn đầy 30 mét khe rãnh, sâu 30 mét, bao quát chừng ba thước. Trong hầm một phiến đất hoang vu, khói xanh tư tư mà lên. Ở trong đó nhiệt độ hừng hực, người muốn là rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, từ tại phía trước nhất đám dân chúng lập tức liền mắt trợn tròn, bọn họ cấp tốc ngừng thân hình. Nhưng cũng có ngăn không được trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt thì có ba cái dân chúng rớt xuống trong hố. Nhất thời, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trong hố truyền tới. Chỉ chốc lát, ba cái kia dân chúng liền bị đốt cháy thành cho bụi. Thảm như vậy huống để còn lại người không còn dám có chút tới gần. Lúc này, Lan Đình Ngọc bỗng nhiên khẽ vươn tay liền đem trong đám người mấy cái ồn ào đại hán cách không bắt lấy. Hắn là dùng đơn thuần pháp lực đại thủ ấn đem cái này bốn tên đại hán vồ lấy. Lan Đình Ngọc trực tiếp đem cái này bốn tên đại hán ném vào tiểu long chế tạo trong hố lửa. Cái kia bốn tên đại hán lập tức chết ngay thành cặn bã. Lan Đình Ngọc quát lên, vừa mới cái này chết thảm trong hố lửa bảy người, toàn bộ đều là thái thượng giáo dư nghiệt. Bọn họ mục đích cũng là chống động các người đem lương thực cướp sạch. Nhưng là các người có nghĩ tới không, Lâm Khê huyện hữu thủ tai bách tính tuyệt đối chúng, nếu là hôm nay lương thực bị các người cướp sạch, còn lại không có tới bách tính làm sao bây giờ. Bản tướng bọn người ngàn dặm xa xôi vận đến lương thực, chẳng lẽ có thể chính mình đem cái này lương thực cho ăn hay sao? Thanh âm hán huy nghiêm mà cẩn trọng, hiện trường bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau đó, Lan Đình Ngọc lại nói, lương thực hội trước vận chuyển về nha môn, chờ bản tướng chủ tính chung xong, ngay lập tức sẽ cho mọi người cấp cho lương thực. Hiện tại tất cả mọi người lập tức rời đi, như lại có ác ý quấy rối người, giết chết bất luận tội. Nói được phân thượng này, thế là rất nhiều bách tính liền bắt đầu lục tục ngo ngoe tán đi. Ước chừng nửa giờ sau, dân chúng đều đã rời đi. Sau đó là quân bọn người chính mình nghiệp trướng còn muốn chính mình đến nếm, cái kia tiểu long ném ra hố tương đạo đường ngăn chặn, xe là không qua được. Bất quá cái này cũng không tính quá đại nạn sự tình là quân bọn họ đều là có đại thần thông người, lập tức đi ngay vận chuyển không ít cây cối còn có thạch đầu đến đây lấp hố. Chỉ chốc lát về sau, xe ngựa liền có thể bình thường đi qua. trong huyện nha mặt đá an bài tốt rừng chân, cái kia lương thực cũng bị dưới hàng phóng tới huyện nha trong việt, sau đó chi lều. ba ngàn đao vệ thay phiên phòng thủ, về phần những mã thất đó cũng không có ý định mang đi. những này cũng là lương thảo một bộ phận, hội giết về sau đem ăn thịt phân phát những này mã thất cũng cũng không thuộc về chiến mã, mà lại triều đình hiện đang chiến tranh đối loại này phổ thông mã thất ỷ lại cũng không lớn. Tại cứu trợ thiên tai thời điểm, hoàng thượng cũng liền có tầng này ý tứ. Sau đó hết thảy liền đều cần Lan Đình Ngọc đến chủ tính chung, như thế nào cứu trợ thiên tai, như thế nào đem lương thực có thứ tự cấp cho, đây đều là hao tổn tâm trí sự tình. Là Quân chỉ có thể may mắn chính mình không có tới nhặt cái này khó mà thu thập cục diện dối rắm Bên này cũng không có la quân cùng kiều ngưng chuyện gì, hai người trước hết qua trong sảnh nghỉ ngơi. Trong sảnh, nước nóng rửa mặt, rửa mặt xong về sau, kiều ngưng nói ra, la quân, người có phát hiện hay không, Lan Đình Ngọc người này vô cùng quả quyết, hắn là đại tướng chi tài. La quân nào nào, theo rồi nói ra, ta phát hiện. Giống như phương diện này ta so với hắn đến, vẫn là có nhiều không bằng. Kiều ngưng cười một tiếng, nói ra, không thể nói như vậy người có người ưu điểm. Người có thể rất nhanh hiểu rõ hết thảy âm mưu, đây là người trí tuệ. Mà lại, mới vừa rồi là Lan Đình Ngọc trước đứng ra, nếu như hắn không tại, ta tin tưởng người cũng có thể chấn trụ tràng diện. Tuy nhiên bởi vì tiểu long lôi điện thần hỏa mà để ba tên dân chúng vô tội tử vong, nhưng là Quân cùng Kiều Ngưng cũng không có mảy may ái náy. Bởi vì bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là muốn cứu nhiều người hơn. Đây là hai người đại từ bi, mà ba người kia chết, chỉ có thể nói là mạng bọn họ vận mệnh đã như vậy la quân bỗng nhiên lại trầm ngâm xuống dưới làm sao tại muốn làm sao tấn công thái thượng giáo sự tình kiều ngưng hỏi la quân la quân nói ra không phải ta đang nghĩ đến lan đình ngọc trên tay có bài gì để hắn có thể từ đồ văn đạo trên tay yên ổn mà trở lại kiều ngưng nói ra lan đình ngọc không phải nói à đồ văn đạo nguyên thần đột nhiên nhập ma la quân nói ra lời giải thích này xác thực rất lợi hại hợp lý có thể đây không phải Lan Đình Ngọc tính cách. Lan Đình Ngọc luôn luôn không thích cùng người giải thích. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, người sẽ không phải hoài nghi Lan Đình Ngọc là giết lạc Ninh người a? La Quân nói ra, lạc Ninh nói, cướp đi như lai áo cả sa là cái công tử trẻ tuổi. tối thiểu điểm này, Lan Đình Ngọc là rất lợi hại phù hợp. Kiều Ngưng sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nàng nói ra, việc này chuyện rất quan trọng, La Quân, người dù cho tâm lý có hoài nghi cũng nhất định không thể biểu lộ ra. Mà lại, hẳn là sẽ không cứ như vậy xảo. La Quân nói ra, ta cũng biết, ta như thế suy đoán là rất lợi hại võ đoán, chậm rãi quan sát đi. Kiều Ngưng gật đầu. Sau đó, Kiều Ngưng nói ra, tôi yên nhiên cũng đã đến bên này, thái thượng giáo bên này, dưới mắt chúng ta còn cần nhanh chóng công đi lên. Bởi vì lo lắng cho ta ma môn sẽ còn lại phái cao thủ tới. La Quân nói ra, Lâm Khê huyện là ma môn nhiễu loạn đại khang triều đình một bước trọng yếu quân cờ, bọn họ sẽ không đối bên này không quan tâm. Kiều Ngưng nói ra, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là cái kia thái thượng giáo bên trong đến là tình huống như thế nào, chúng ta còn không quá quen thuộc, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện tấn công vào qua. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài thì có nha dịch vào nói nói, là tướng quân, bên ngoài có người tìm ngài. Là quân cùng Kiều Ngưng vui vẻ, Liên biết nhất định là Tô yên nhiên tới. La quân cùng kiều ngưng lập tức nghênh ra ngoài. Dưới bóng đêm, Tô yên nhiên thanh tú động lòng người đứng thẳng, nàng một thân váy đen, tự có nàng rung động lòng người phong tình. Bên kia toa, Lan Đình Ngọc còn tại đăng ký tạo sách, bận rộn một mảnh. Tô Yên Nhiên thấy thế không khỏi cười nói, hai người các ngươi vẫn rất thanh nhàn. Chúng ta đi vào nói chuyện, La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên gật đầu, Lan Đình Ngọc phải bận rộn cũng là cứu trợ thiên tai, mà La Quân nhiệm vụ thì là tiêu diệt Thái Thượng Giáo, phân công minh xác. Dưới mắt, trong dân chúng có Thái Thượng Giáo người tại mê hoặc, một khi náo khởi sự đến, Lan Đình Ngọc một người cũng khó có thể ngăn cản. La Quân nói ra, bên này ít nhất phải lưu một ngàn đao vệ cho hắn sai xử. Tô Yên Nhiên nói ra, tiêu diệt Thái Thượng Giáo không thể nóng vội, lần này điểm mấu chốt ở chỗ đem lương thực cấp cho xuống dưới. Một khi lương thực bị hủy, dù cho tiêu diệt thái thượng giáo, cái kia lâm khê chi loạn cũng là khó lấy lắng lại. Là quân cùng kiều ngưng run lên, là quân nói ra, người nói có đạo lý. tôi Yên Nhiên tiếp tục nói, theo ta được biết, đồ văn đạo một mực chưa có trở lại tỏa vong phong. Mà lại, hoàng bàn nhược bên kia đã phát ra tín hiệu, thỉnh cầu ma môn tiếp tục phái cao thủ tới. Kiều Ngưng nói ra, đây chính là một cái mâu thuẫn địa phương, chúng ta cũng cần thừa dịp ma môn cao thủ còn chưa tới gấp rút tiếp viện trước đó, đem thái thượng giáo hoàn toàn giải quyết. Tô Yên Nhiên nói ra, không sai, cho nên chúng ta bên này một mực đang trinh sát tọa vong phong. Mặt khác, chúng ta cũng đang tra, Lâm Khê trong huyện đến còn có bao nhiêu ẩn tàng thái thượng giáo cao thủ. Kiều Ngưng nói ra, chúng ta có thể trì hoãn thời gian cũng không nhiều. Tô Yên Nhiên nói ra, điểm này ta biết, nhưng là bàn cờ này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một đứa con sai, đầy bàn đều là rơi tác. Lương Thực không thể xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề, các ngươi lần này thì đi không được gì." La Quân trầm ngâm xuống dưới, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có quá dễ làm phương pháp. Hắn cũng không phải là thần gia cát, có thể trong nháy mắt liền muốn ra diệu kế. Lúc này bất luận cái gì tùy tiện hành động một khi tạo thành lỗ thủng, đó là chí mạng. Lan Đình Ngọc vẫn bận đến dạng sáng 4 giờ, về sau, hắn mới đến trong sảnh đến ngồi một hồi, uống một ngụm trà nóng. La Quân mấy người tuy nhiên cũng là mệt mỏi, nhưng khẳng định không có khả năng cứ như vậy không tim không phổi trước đi ngủ. Lan Đình Ngọc vừa đến, là quân liền buông xuống thành kiến, dù sao liên quan tới như lai áo cả xa sự tình chỉ là mình phỏng đoán. Đó cũng là rất lợi hại xa vời một cái phỏng đoán. Lan Tướng Quân, chúng ta cảm thấy tiêu diệt Thái Thượng Giáo cũng không phải gấp gáp như vậy, trước tiên cần phải cùng ngươi cùng một chỗ đem lương thực cấp cho xuống dưới, dạng này mới là ổn thỏa nhất. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc nhìn một chút La Quân, hắn nói ra, ta dự định ngay tại trong huyện nha cấp cho, mỗi ngày để bách tính đến nhận lấy. Hắn đón đến, lại có chút đau đầu, nói ra, nhưng lại sợ có người lặp lại nhận lấy. Cho nên, ta để tư mã sáng đại nhân bên này an bài không ít phụ tá đến phụ trách đăng ký. Chỉ có đăng ký trong danh sách người tài năng dẫn tới lương thực, nếu có lặp lại nhận lấy, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Và lại, lấy nhân khẩu số lượng đến lính, mỗi người đều phát nửa cân lương thực. Lời như vậy, chỉ sợ lương thực số lượng căn bản không đủ. Hơn nữa còn có rất nhiều trong nhà giàu có người cũng tới nhận lấy." La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, "Lần này cứu trợ thiên tai là cứu cấp, người nói những tình huống này ta cũng cân nhắc đi vào. Nhưng là trong thời gian ngắn, thật sự là không có quá dễ làm phương pháp đến phân biệt." Tô Yên Nhiên nói ra, "Lâm Khê huyện tuy nhiên gặp tai họa, nhưng là còn có thật nhiều người ta bên trong có lương thực dư." thực tế nhu cầu cấp bách lương thực người cũng không đến 30 vạn người. Thế nhưng là, các người muốn tại cái này 3 triệu nhân khẩu bên trong phân biệt ra những người này đến, lại là rất lợi hại không dễ dàng. Lan Đình Ngọc xoa xoa mi tâm, hắn là cơ chí như vậy quả quyết người, thế nhưng là gặp được dạng này có chút lông gà vỏ tỏi sự tình, hắn cũng là nhức đầu. Kiều Ngưng nói ra, các người nói nhiều như vậy, nhưng ta cho rằng, cứu trợ thiên tai không thể thả tại vị thứ nhất. Bởi vì chỉ cần Thái Thượng Giáo không ở chính giữa làm loạn, chúng ta liền có thể thông dong cứu trợ thiên tai, không có gấp gáp như vậy. Chỉ có đem Thái Thượng Giáo hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta cứu trợ thiên tai mới có thể tiếp tục. Không phải vậy lời nói, Thái Thượng Giáo người xen lẫn trong trong dân chúng ở giữa chế tạo nhiễu loạn, đây là rất lợi hại để người đau đầu một việc. Kiều Ngưng chỗ nói vấn đề thật là để người đau đầu vấn đề. Lâm Khê huyện bên này tai họa ngầm cũng thực sự quá nhiều cũng không phải là nói có đại thần thông liền có thể trực tiếp chân áp. Loại chuyện này, liền xem như thần đế đến, cái kia cũng có chút mạc khả nại hà. Bởi vì thần đế tuy nhiên có chu sát hết thảy bản sự, nhưng lâm khê huyện nan đề ngay tại ở, nhân dân quần chúng bên trong có phân biệt không ra người xấu a à. Cũng không thể đem nhân dân quần chúng đều cho giết không phải. Mọi người thảo luận cũng không có thảo luận ra kết quả cụ thể đến, sau cùng, tôi yên nhiên nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta trở về phòng của mình nghỉ ngơi ngẫm lại xem có lẽ qua một đêm thì có biện pháp tốt mà môn cao thủ muốn đi qua tuy nhiên không cần thời gian quá dài nhưng là bọn họ cũng sẽ có suy tính cùng trình tự cái kia cũng nên trì hoãn một chút thời gian mọi người cũng không có hắn biện pháp liền cũng liền đành phải như thế kiều ngưng cùng tôi yên nhiên cùng ngủ một gian phòng la quân trở về phòng về sau cũng tại trầm tư suy nghĩ còn lan đình ngọc lan đình ngọc thì trong sân tĩnh tọa hắn phải bảo vệ lấy những này lương thực cùng mã thất. Cái này lương thực nhiễm nhiên đã thành nhân vật chính, không có chút nào cho có sai lầm. La quân trong phòng đi qua đi lại, thời gian cũng không nhiều, đến đổi tại ma môn cao thủ gấp rút tiếp viện trước đó động thủ. Như vậy, dưới mắt thái thượng giáo hẳn là lấy vững vàng làm chủ. Bọn họ cũng sẽ không chủ động xuất kích. Một đêm này đối với La quân bọn họ tới nói là cực kỳ lâu dài. Mà tại tỏa vong phong bên trên, Hoàng Ban Nhược cùng Ba Chí Văn cũng là đau đầu lấy. Hoàng Ban Nhược đã hướng Thần Tộc phát ra tin tức, đây là một loại đặc thù thông qua pháp lực truyền tống tin tức phương thức, cho nên có thể giống hiện đại điện thoại một dạng, trong nháy mắt thì có thể biết hết thảy đồ vật. Thần Tộc bên kia nghe hỏi tức giận, sau đó Thần Tộc cao tầng, Đại Hoàng Tử Lạc Thiên Tâm quyết định phái ra Hoàng Kim Tộc các Lão trưởng Tôn Lan đến đây bình định việc này. Cũng không phải Thần Tộc bên kia cao tầng rất ngu ngốc. Mỗi lần thì phái cá biệt cao thủ đi tìm cái chết. Mà chính là thần tộc tổng thể chiến lược, hiện tại là thuộc về cho Hiên Chính Hạo quấy rối. Thần tộc còn không muốn cùng Đại Khang Triều Đình tuyên chiến a. Dưới mắt bên trong thần tộc có nội bộ hỗn loạn, cửu u thiên đế một mực đang bế quan trạng thái. Đại hoàng tử tại thủ tướng toàn bộ thần tộc, hắn là muốn ngăn chặn Hiên Chính Hạo tiếp tục phá hư Thiên Châu kế hoạch. Nếu như hắn phái ra cao thủ nhiều, sự tình làm rõ ràng như vậy một khi gây nên thần tộc cùng đại khang triều đình chiến đấu vậy sẽ để vân thiên tông cùng vũ hóa môn ngồi thu ngư ông chi lợi mặc dù nói đại khang triều đình còn không có đủ cùng thần tộc chiến đấu năng lực nhưng là hoàng đế thiên lâm đại đế cũng không phải người bình thường a à. ai biết hắn sẽ làm ra cái gì nổi điên sự tình đến đây Và lại lạc thiên tâm cũng là đầy đủ thổ huyết đối với lâm khê huyện sự tình hắn không thể bảo là không coi trọng phái đi ra đồ văn đạo đây chính là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ a dạng này cao thủ là tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy tồn tại a hắn làm sao cũng nghĩ không thông đồ văn đạo đến là thế nào cắm hơn nữa còn có hoàng bàn nhược lỗ lâm hai vị này đại công phụ trợ triều đình bên kia mới phái người nào hai cái bát trọng thiên trung kỳ người trẻ tuổi cái này mẹ nó là cái lông a lại thêm một cái ngân sa vương đó còn là tứ đại ưu tiên bên trong vị trí cuối cũng không đủ gây sợ a cái này mẹ nó làm sao lại bại, còn bị bại thất bại thảm hại. Thế là lần này, Lạc Thiên Tâm lại phái các lão trưởng Tôn Lan tiến đến. Trưởng Tôn Lan là hoàng kim tộc bên trong cùng đồ văn đạo đặt song song cao thủ, hơn nữa còn hơn một chút. Lạc Thiên Tâm không chỉ là phái trưởng Tôn Lan tiến đến, hơn nữa còn đem trong thần tộc một món pháp bảo ban cho cho trưởng Tôn Lan. Món pháp bảo này gọi là Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp. Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp bên trong có được thiên các cao thủ, lòng các cao thủ, còn có giả dạ xoa kiền đạt bà Atula giả lâu la khẩn na la ma hầu la giả. Bởi vì thiên long bát bộ bên trong, lấy thiên chúng cùng long chúng cầm đầu, cho nên cũng xưng thiên long bát bộ. Món pháp bảo này chính là trong thần tộc ít có danh hào tuyệt thế thần khí. Liền xem như thất trọng thiên cao thủ cầm thiên long bát bộ, cũng là có thể chống lại cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Mà tại cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ trong tay, cái này thiên long bát bộ liền càng thêm hung hãn trường tôn lan lĩnh mệnh về sau, lập tức trong đêm tiến về đại khang cảnh nội, cũng hướng tỏa vong phong bay đi. Trường tôn lan có thể dạ hành vạn lý, lấy tốc độ của hắn, tại giữa trưa ngày thứ hai liền có thể đến tỏa vong phong. Nhưng là, ngay tại sáng ngày thứ hai, trường tôn lan lấy hắn huyền minh nguyên thần thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Lúc đó chính là ánh bình minh vừa ló giặc, hạ giới chính là một mảnh non sông tươi đẹp. Phong cảnh xinh đẹp mà hùng vĩ, gió sớm quét, hai lòng cùng cực. Đương nhiên, Trưởng Tôn Lan tốc độ rất nhanh, hắn là dùng pháp lực đem ngược gió ngăn cản, cho nên hắn cũng không hưởng thụ được gió sớm. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên có người ngăn lại thân hình hắn. Tiếp theo, bên trái, bên phải, còn có phía sau đều có người ngăn lại thân hình hắn. Trước đó nhất phương người không phải cái gì khác người, chính là Thiên Lâm Đại Đế Hiên Chính Hạo. Thiên Lâm Đại Đế lấy vô thượng thủ đoạn đem Trưởng Tôn Lan thân hình bắt được đồng thời ngăn cản hắn đường đi. Kể từ đó, còn lại người mới có cơ hội đem trưởng tôn lan chung quanh vây lại. Bên trái người chính là đương triều vũ hầu lan thiên cơ. Bên phải người chính là cảnh thiên núi trang trang chủ vệ vô kỵ. Về phần người phía sau, lại là cái thần bí người áo đen. Người áo đen này ngay cả lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ cũng không nhận ra. Chỉ biết là người này là hoàng thượng bóng dáng, thứ sát chi thuật, thiên hạ vô song chính là như vậy bốn đại cao thủ vây công lại trường Tôn Lan. Đó có thể thấy được, thiên lâm đại đế mỗi lần xuất thủ cũng không phải muốn đuổi đi trường Tôn Lan. Cái này tư thế chính là định muốn đem vị này cửu trọng thiên cao thủ hoàn toàn giết chết. Trường Tôn Lan sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn về phía thiên lâm đại đế, nói ra, hoàng đế, người đây là ý gì? Hiên chính hạo sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, hắn nói ra, trường Tôn Lan, ngươi là ai, chấm nhất thanh nhị sở. Ngươi muốn đi làm gì, Chấm cũng nhất thanh nhị sở, cho nên, ngươi không cần tại chấm tới trước mặt che giấu cái gì. Chấm hôm nay đến, một là vì giết ngươi, hai là vì trong tay ngươi Thiên Long Bát Bộ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ngươi muốn sống mệnh, chấm cũng có thể cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi đem Thiên Long Bát Bộ giao ra, đồng thời từ nay về sau thoát ly Ma Môn, quy thuận tại chấm, như vậy liền có ngươi hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Trưởng Tôn Lan nói ra, người cũng đã biết, Chu sát thần tộc cao tầng lại cướp đoạt thần tộc pháp bảo, đây là cái gì hậu quả? Hiên chính hạo nói ra, người đại khái là sống an nhàn sung sướng quá lâu, não tử đều ngốc. Ma môn hiện tại nếu có thực lực cùng chấm tuyên chiến, liền đánh sớm. làm gì lén lút, tức là như thế, người cho rằng chấm sẽ sợ ma môn sao? Trường tôn lan trong mắt lóe lên hẳn ý, hắn nói ra, người muốn chết ra. sau đó, Trường tôn lan lập tức tế ra thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp tốc độ của hắn rất nhanh, giữa sân tinh mang lấp lóe. Trong một chớp mắt, cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp tuôn ra cường thịnh kim mang tới. Tiếp theo, thiên các cao thủ bì thấp phương trùng giết ra đến, lại có long các cao thủ ra hoa thần long xuất hiện. Thiên Long Bát Bộ cũng không phải thật sự là Phật giáo Thiên Long Bát Bộ, mà chính là Thiên Long Bát Bộ chúng đều có một tên đại biểu, như thế tạo thành một cái luân hồi. Sau đó, liền có dạ xoa kiền đạt bà Atula già lâu la khẩn na la ma hầu la già cái này lục bộ đều ra một tên cao thủ. Những cao thủ này từng cái ăn mặc quái dị, trên thân chiến ý hùng hồn. Bát bộ cao thủ trong nháy mắt tề tụ, cái kia tỉ ẩm ướt phương chiều lấy hiên chính hạo hung mãnh nhất quyền đánh giết tới. Nhất thời, quyền ý bạo phát, không khí xé rách. Cái kia nắm đấm vàng đột nhiên biến lớn, ẩm vang xuất hiện tại hiên chính hạo trước mặt. Ra hoa thần long gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ trên không trung khẽ quấn tiếp lấy hướng hiên chính hạo phun ra ra một ngụm thiên hỏa tới cái này thiên hỏa chi lực so tiểu long lôi điện thần hỏa không chút thua kém hiên chính hạo một người liền đối mặt thiên long bắt bộ chúng bên trong hai đại thủ lĩnh công sát vệ vô kỵ lan thiên cơ còn có cái kia thần bí người áo đen cũng cùng hắn bộ các cao thủ vây giết cùng một chỗ mà trưởng tôn lan thì là pháp tướng trang nghiêm ổn thỏa trung ương hắn pháp lực thôi vận đến cực hạn chính là cho cái này thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp chuyển vận vô cùng chi pháp lực. Giữa sân năng lượng cuồng bạo tới cực điểm, cũng may mắn đây là đang bên trên bầu trời chiến đấu. Nếu là trên mặt đất, không biết muốn tạo thành nhiều đại tai hại. Hiên chính hạo đối mặt tị ẩm ướt vương nhất quyền, hắn bỗng nhiên há mồm bạo giống một tiếng. Oanh! Một tiếng này giống bên trong âm ba chi lực cấp tốc tan giã tị ẩm ướt vương quyền trung ý tinh thần cùng cảm động. Cái này vừa hô chính là hiên chính hạo một chiêu tuyệt sát, gọi là Thế Tôn chi nộ. Thế Tôn chính là thế nhân đều tôn kính ý tứ, cũng là Phật Tổ tôn sưng. Hiên chính hạo cái này vừa hô bên trong ẩn chứa Phật Tổ nổi giận ý tứ, bên trong tinh thần còn có ảo nghĩa là không thể tưởng tượng. Tiếp theo, hiên chính hạo cũng tuôn ra nhất quyền. Vương đạo sát quyền. Oanh. Cái này đấm ra một quyền, vương giả khí thế nhảy lên tới cực điểm, liền để không khí cũng ngưng trọng lên thì có một loại trong thiên hạ đều là vương thổ ý vị. Một quyền này ra, lập tức liền gặp bốn phía vân vụ phun trào, tất cả lực lượng sau cùng đều biến thành kim sắc đại quyền ấn. Âm âm, vương đạo sát quyền trong nháy mắt phá tị ẩm ướt vương quyền lực, đồng thời cỗ này hung mãnh kim sắc đại quyền ấn còn hướng tị ẩm ướt vương đánh giết tới. Cái kia tị ẩm ướt vương thân thể lóe lên, cấp tốc trốn vào đến thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp bên trong kim sắc đại quyền ấn đụng vào thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp bên trên, toàn bộ phù đồ huyền tháp chấn động động một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Gia hoa thần long thiên hỏa cũng cơ hồ là đồng thời phun ra hướng hiên chính hạo, hiên chính hạo đang phát ra vương đạo sát quyền đồng thời, tay phải hắn bắn ra một ngụm thu thủy kiếm. Cái này thu thủy kiếm trên không trung múa ra một đoàn kiếm mạc, liền đem thiên hỏa ngăn cản. Hiên chính hạo nhất tâm lưỡng dụng, tay phải liền thi pháp quyết, thu thủy kiếm tuôn ra kinh thiên kiếm mang, liên tục chém giết ra hoa thần long. Ra hoa thần long cùng thu thủy kiếm liền người bị đánh chết cùng một chỗ, mà lại thu thủy kiếm còn vững vàng chiếm thượng phong. Tiếp lấy lại có giả xoa vương hướng hiên chính hạo đánh tới, đi theo, cái kiệt tị ẩm ướt vương cũng từ thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp bên trong đi ra. Thiên long bắt bộ chúng bên trong, ba đại cao thủ cùng một chỗ vây giết hướng hiên chính hạo mà lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ còn có cái kia thần bí người áo đen nhưng cũng là vững vàng chiếm thượng phong bất quá bọn hắn cũng có chút đau đầu bởi vì hoàng thượng có bản giao thiên long bắt bộ chúng đều là tuyệt đỉnh cao thủ chỉ là thần tộc không ai sẽ dùng nhất định muốn cho hắn tốt hắn có tác dụng lớn cho nên lan thiên cơ cùng vệ vô kỵ còn có cái kia thần bí người áo đen cũng không dám hạ tử thủ phanh phanh hiên chính hạo lực lượng vô cùng vô tận lại liên tục đánh ra hai đạo màu vàng đại quyền ấn lập tức liền đem giả dạ xoa vương còn có tỉ ẩm ướt vương bước về qua. Trên thực tế, hiên chính hạo nếu như trận đánh giết cái này mấy cái tôn bát bộ chúng, cũng không cần phế quá đại công phu. Không phải vậy lời nói, bằng một cái pháp khí bên trong tỉ ẩm ướt vương, làm sao có thể tại hiên chính hạo vương đạo sát quyền dưới sống sót. Hiên chính hạo càng không cần hoàn thi dương thế tôn chi nộ, lại dùng vương đạo sát quyền. Hiên chính hạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói ra, vệ vô kỵ, Lan Thiên Cơ, Công Tôn, các người toàn lực ngăn cản Thiên Long bắt bộ chúng, chấm đến chu sát trưởng Tôn Lan. Vâng, Hoàng Thượng, ba đại cao thủ ầm vang xác nhận. Trưởng Tôn Lan ánh mắt ngưng tụ, hắn rõ ràng cảm giác ra ba đại cao thủ thế công biến mãnh liệt, chính là muốn cho Hiên Chính Hạo đến thắng được cơ hội. Trưởng Tôn Lan biết rõ Hiên Chính Hạo lợi hại, làm sao có thể cho Hiên Chính Hạo cơ hội, hắn dứt khoát lại đem Atula điều khiển tới, hết thảy bốn tôn cao thủ đem Hiên Chính Hạo vây chết mà còn lại tứ đại bát bộ các cao thủ làm theo cùng Lan Thiên Cơ bọn người chiến đấu cùng một chỗ. Trường Tôn Lan đem vô thượng pháp lực rót vào thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp bên trong, cái này bát bộ các cao thủ liền không ngừng hấp thu huyền trong tòa tháp năng lượng, chính là hung mãnh không thôi, khó mà hàng phục. Muốn chu sát dễ dàng, muốn hàng phục khó. Trường Tôn Lan cũng nhìn ra mấy người kia ý đồ, cho nên hắn là thể sống chết không rơi xuống. Thiên Long bắt bộ chúng chính là một cái hoàn mỹ luân hồi, chết bất kỳ một cái nào bắt bộ chúng, vậy đối với thiên long bắt bộ lực sát thương đều là chí mạng, cho nên hiên chính hạo không cho phép bất kỳ một cái nào bắt bộ chúng bị giết chết. đây cũng là mọi người hiện tại đứng trước nan đề, giết không được, nhưng lại khó mà hàng phục. riêng là hiên chính hạo muốn muốn thừa cơ đánh giết trưởng tôn lan, nhưng lại bị tứ đại bắt bộ các cao thủ vây công. hiên chính hạo tuy nhiên ứng phó không có vấn đề gì, nhưng muốn giết ra khỏi trùng vây lại có chút khó. Xoẹt, ngay vào lúc này, gọi là công tôn thần bí người áo đen đột nhiên quỷ mị xuất hiện sau lưng trưởng Tôn Lan. Trong tay hắn nguyên âm bạch cốt kiếm đâm vào trưởng Tôn Lan phía sau lưng. Thấu ngực mà ra. Trưởng Tôn Lan bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên Long bát bộ chúng mất đi trưởng Tôn Lan pháp lực duy trì, lập tức liền trốn vào đến Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp bên trong qua. Nguyên lai, trưởng Tôn Lan trong mắt lóe lên cực độ hoảng sợ, hắn đột nhiên minh bạch một việc. Nguyên Lai, like, Hiên Chính Hạo đang dùng mà tính, hắn cố ý nói hắn muốn tới giết chính mình. Từ đó để cho mình đem càng hơn cao thủ cầm tới đối phó hắn. Lúc này, lại là đang cấp tên sát thủ này cơ hội. Chính là bởi vì Hiên Chính Hạo mê hoặc kế sách, mới khiến cho Trưởng Tôn Lan xem nhẹ tên sát thủ này khủng bố. Công Tôn lợi hại nhất cũng là thứ sát chi thuật, cho nên từ vừa mới bắt đầu công Tôn, hắn sứ mệnh chính là muốn giết Trưởng Tôn Lan. Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp hướng xuống mặt rơi xuống, Lan Thiên Cơ đưa tay đem Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp tiếp được. Trường Tôn Lan bỗng nhiên bạo giống một tiếng, liền muốn đem tự thân dẫn bạo. Hiên Chính Hạo trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bản màu đen bảo điển, cái này bảo điển chính là Hiên Chính Hạo tại thế giới Bao La bên trong lúc pháp khí, tên là Ma Điển. Hiên Chính Hạo đem Ma Điển triển khai, Ma Điển triển khai về sau, tựa như một cái màu đen màn hình. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm trong tay bắt pháp quyết, trong nháy mắt, ma điển bên trong quang mang đại thịnh, bỗng nhiên, một cái bàn tay lớn màu đen ra ma điển bên trong bay lên không trung mà ra, trong nháy mắt liền đem trưởng tôn lan cầm chắc lấy, sau đó bắt trở lại ma điển bên trong. Tiếp theo, ma điển liền khôi phục lại bình tĩnh. Hiên chính hạo liền đem ma điển lại để vào đến giới tu di bên trong. Hoàng thượng, thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp, lan thiên cơ lấy nguyên thần, cung kính đem cái này thiên hạ trí bảo trình lên. Hiên chính hạo tiếp nhận thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp, ngay vào lúc này, hư giữa không chung, đột nhiên trống giống xuất hiện một đường bàn tay lớn màu vàng óng. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng giống như một tòa núi lớn một dạng, nó xé rách hư không đột nhiên xuất hiện tại hiên chính hạo bọn người trước mặt. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng chính là muốn đem hiên chính hạo bọn người một thể nắm bắt. Lan thiên cơ bọn người không khỏi thất sắc, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này bàn tay lớn màu vàng óng bên trong quần dục vô cùng to lớn trị ảo nghĩa, thế mà làm cho lòng người bên trong sinh ra không thể nào tới cảm giác tới. Hiên chính hạo lại là cười lạnh một tiếng, nói, cửu u lão ma, người xé rách hư không rũi ra một cái tay liền muốn đem chấm bắt. Nói cho ngươi, trong thiên hạ, không ai có thể như vậy đem chấm bắt. Sau đó, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Lồng lộng non sông thiên thương thương. Hiên chính hạo toàn thân pháp lực phồng lên mãnh liệt phát ra nhất quyền. Nhất thời, một quyền này phát ra cấp tốc hóa thành lồng lộng đại sơn. Cái kia từ trường biến hóa, còn như là một ngọn núi lớn hướng phía bàn tay lớn màu vàng óng va và đập tới. Oanh! Lồng lộng non sông trong nháy mắt bị bàn tay lớn màu vàng óng đâm cháy. Rậm rạp đại hải trong chấn. Hiên chính hạo lại lần nữa phát ra nhất quyền. Nhất thời, quyền lực hóa thành thương hải. Thương hải hết giận dữ. Ba chạm mà đi. Oanh! Bàn tay lớn màu vàng óng đem thương hải đụng nát. Cuồn cuộn đế vương uy thiên hạ. Hiên chính hạo lại lần nữa phát ra nhất quyền. Lần này liền cũng là kim sắc đại quyền ấn. Vô cùng đế vương uy nghi ầm ầm mà ra, cái này kim sắc đại quyền ấn lóa mắt tới cực điểm. Oanh! Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bị kim sắc quyền ấn trực tiếp oanh sát thành phấn vụn. Lan Thiên Cơ bọn người thở vào một hơi, Lan Thiên Cơ nói gấp, Hoàng thượng, Ngài không có sao chứ? Hiên Chính Hạo sắc mặt như thường, hắn nhạt lạnh nói ra, Cửu U lão ma quả nhiên lợi hại, bản lãnh như vậy, sợ là muốn thần đế mới có thể cùng một trong liều. Hắn đón đến, nói ra, bất quá còn tốt, Cửu U lão ma bây giờ thân hãm ma kiếp, ốc còn không mang nổi mình ốc, trong thời gian ngắn là ra không được. Chờ hắn lúc trở ra, chấm cũng bố trí đến không sai biệt lắm. Lan Thiên Cơ bọn người lập tức nói ra, Hoàng thượng Thánh Minh Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta đi. Tại trở về trên đường, Hiên Chính Hạo bọn người bay thẳng đến được. Hiên Chính Hạo đối vệ vô kỳ cùng Lan Thiên Cơ còn có công tôn thuyết nói, các người nhất định rất kỳ quái, chấm vì sao lại đối Lan Đình Ngọc cùng La Quân phá lệ coi trọng, đúng hay không? Lan Thiên Cơ nói ra, Hoàng thượng ngài từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót, ngài làm như thế, nhất định có ngài đạo lý. Hiên Chính Hạo nói ra, khí vận vật này là rất kỳ diệu, Thần đế cùng chấm đều là không còn khí vóc người. Nhưng là không còn khí vóc người, cũng không có nghĩa là thì không sống được. Chúng ta có thể mượn vận khí, thần đế luôn luôn đều là lấy thiên đạo làm chuẩn tắc, thừa hành thiên đạo, cho nên xuôi gió xuôi nước. Bây giờ cửu u lão ma những người kia muốn muốn nhờ thiên châu kế hoạch xoay người, chính là nghịch thiên mà đi. Nhưng bọn hắn không có cách nào, bọn họ nhất định phải dùng cái này biện pháp tới tìm đến sinh cơ. Nhưng đây cũng chính là chấm cơ hội chấm nếu có thể đem Thiên Châu kế hoạch ngăn cản lại, đó chính là đại công lao một kiệt. Mà Lan Đình Ngọc cùng La Quân lại là thiên đạo an bài quân cờ, chấm muốn thế thiên hành đạo, tự nhiên là muốn trọng dụng bọn họ. Hoàng thượng Thánh Minh, Lan Thiên Cơ bọn người lập tức nói ra, một câu nói kia nói ra, lại cũng không là vuốt mông ngựa, mà chính là từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy Hoàng thượng có lấy vô thượng đại trí tuệ. Hoàng thượng nhất cử nhất động, nhưng đều là thâm ý sâu sắc lần này lâm khê huyện tai loạn chính là là ma môn có ý định ra chiêu, ý muốn nhiễu loạn đại khang. Nhưng hoàng thượng lại dùng tứ lạng bà thiên cân biện pháp đến giải quyết, đồng thời thuận lợi chu giết ma môn một tên tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời đoạt được thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp dạng này thần khí. Trước đó lâm khê huyện vừa phát sinh tai loạn, lan thiên cơ liền đến thương lượng với hoàng thượng. Hoàng thượng một câu nhân tiện nói ra đây là ma môn âm mưu. Mà lại hoàng thượng còn nói, lần này làm sao cũng phải ma môn đánh đổi một số thứ tới. Cái này đại giới chính là chu sát trưởng Tôn Lan, chiếm lấy thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp. Đây hết thảy đều tại hiên chính hạo tính kế bên trong, bao quát để công tôn ám sát trưởng Tôn Lan, cũng là hiên chính hạo tính kế chuẩn xác một việc. Trừ cửu u lão mà tốt nhất đột nhiên chui ra một cái tay đến nắm bắt là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cái ngoài ý muốn này cũng bị hiên chính hạo chân áp lại. Là quần trầm tư suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai hắn liền muốn ra một cái biện pháp. Sau đó liền đi cùng Kiều Ngưng bọn người thương lượng. Lan Đình Ngọc, tôi Yên Nhiên đều ở đây. Kế hoạch rất nhanh thuận lợi thông qua. Sau đó, Lan Đình Ngọc liền để huyện lệnh tư mã sáng lập tức tổ chức nhân thủ. Tỏa vong phong bên trên, Hoàng Bàn Nhược bọn người một mực không có trở đến đổ văn đạo trở về. Mà lại Hoàng Bàn Nhược lại thu đến một cái tin tức, cái kia chính là thần tộc bên kia phái ra cao thủ mất đi liên lạc rất có thể đã lọt vào đại khang triều đình phục kích. Mà lại, thần tộc bên kia đại hoàng tử minh sắc biểu thị, sẽ không lại cho thái thượng giáo bất luận cái gì viện binh. Dưới mắt lạc thiên tâm tránh thức đau đầu là như thế nào đem thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp cho muốn trở về, bực này thần khí mất đi, hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào hướng phụ hoàng cửu u thiên đế bản giao. Thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp đến chân quý cỡ nào? bắt đầu từ luôn luôn không xuất thủ cửu u thiên đế cũng nhịn không được xé rách hư không mà tới bắt nhiếp liền có thể nhìn ra đốm. Lạc thiên tâm cũng rõ ràng, trừ phi là tránh thức tuyên chiến. Không phải vậy lại phái nhiều ít cao thủ đi qua, đều có thể trở thành pháo hôi. Đại khang hướng nghe bên này nước quá sâu. Hoàng bàn nhược liền nói với ba trí văn, thiên tâm điện hạ đã nói, trước mắt sẽ không lại cho chúng ta tăng phái viện binh. Ba trí văn không khỏi giật mình, hắn nói ra, dưới mắt triều đình trọng binh tiếp cận, này làm sao có thể. Hoàng bàn nhược nói ra, ba giáo chủ, điện hạ đã tức giận. Hắn đối với chúng ta bên này hành sự rất là bất mãn, mà lại lần này phái tới một tên cao thủ liên quan thần khí đều mất tích. Điều này nói rõ triều đình một mực đang dám sát chuyện này, mà lại trước mắt, chúng ta thần tộc còn không có đủ tránh thức cùng đại khang triều đình khai chiến điều kiện. Điểm này ngươi phải hiểu được. Ba Chí Văn nói ra, lúc trước gây sự thời điểm, có thể là các người thần tộc hứa hẹn, các người hội đứng tại sau lưng ta. Hiện tại đã vạch trần lớn như vậy cái sọt, triều đình há sẽ bỏ qua ta. Các người đây không phải hại ta sao? Hoàng bàn nhược nói ra, cầu hoàng đế trước mắt không có cho lâm khê huyện lại tăng phái nhân thủ, chính là chắc chắn dưới mắt cái này hai người trẻ tuổi có thể giải quyết việc này, đại khái cũng là nghĩ lịch luyện bọn họ. Ba giáo chủ, thái thượng giáo vốn là biết giải thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng thái thượng giáo liền có thể phá vỡ đại khang triều đình? Ba trí văn nao nao, hắn cũng biết Hoàng Bàn Nhược nói sự thật. Hoàng Bàn Nhược còn nói thêm, chúng ta dưới mắt làm một cái thật là tốt sau đó, liền có thể rời đi. Ừm, ba Chí văn nói ra. Điện hạ đối chúng ta bên này bất mãn, chúng ta thì như vậy xám xịt trở về, khẳng định hội thụ trách phạt, người cũng sẽ không bị coi trọng. Nhưng nếu là chúng ta đến suối huyện hoàn toàn đảo loạn, cái kia điện hạ chắc chắn đối chúng ta lau mắt mà nhìn. Hoàng Bàn Nhược nói ra, chúng ta cần đầu danh trạng A, ba giáo chủ. Ba Chí Văn nói ra, ngươi lại ý nói, nhất định muốn đem những lương thảo đó hủy đi. Hoàng Bàn Nhược nói ra, không sai, lương thảo hủy đi, mông ngựa giết chết. Triều Đình lại muốn vận lương, lại cần một tháng thời gian, một tháng thời gian, những lưu dân đó làm sao cũng chờ không một cái tháng. Ba Chí Văn nói ra, dưới mắt là tại Triều Đình trong phạm vi khống chế, đến nhất định thời điểm, liền thả những này lưu dân ra ngoài ăn xin, thực cũng là giải quyết chi pháp. Hoàng bàn nhược nói ra, người nói chúng ta đương nhiên muốn đến, cho nên chúng ta đến lúc đó còn có thể điều khiển những người kia mang theo lưu dân cướp bóc đốt giết. Một khi cỗ thế lực này có thành tựu, cái kia toàn bộ đại khang hỏa liền coi như là bị chúng ta nhóm lửa. Ba Chí văn lại là cũng không lạc quan, hắn cảm thấy dưới mắt không có đồ văn đạo, lại mất đi thần tộc viện binh. Như thế còn muốn qua động thủ hủy diệt lương thảo, trên cơ bản không có cơ hội gì. Hoàng bàn nhược nói ra, cái này trong sơn trại, chúng ta bố trận phương pháp, tăng thêm thủ hạ những cao thủ kia. Bọn họ những người kia là xâm nhập không tiến vào, còn những đao vệ đó, liền lên núi cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn. Cho nên lấy bọn họ trước mắt thực lực, chúng ta không sợ bọn họ lên núi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ba giáo chủ, chúng ta không sợ bọn họ xuống núi, bọn họ lại sẽ biết sợ chúng ta qua cho bọn hắn quấy rối. Dù sao, chúng ta tại Lâm Khê bên này kinh doanh lâu như thế, cái kia huyện nha còn có trong dân chúng, bao quát núi xa bên kia đều có chúng ta người. Chúng ta phòng thủ đầy đủ, lại tìm một cơ hội qua hủy diệt bọn họ lương thực, cái này cũng không phải là không được sự tình a. À. Ba Chí Văn có chút mất hết cả hứng, hắn nói ra, vậy ngươi nói một chút đi, dưới mắt chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Bàn Nhược nói ra, một động không bằng một tính, chúng ta trước xem bọn hắn bên kia là làm gì dự định. Trong lòng bọn họ so chúng ta càng sốt ruột, bởi vì bọn hắn cũng không biết chúng ta không có viện binh. Ba trí văn nhãn tình sáng lên, hắn dần dần có chút hy vọng. Mặc kệ như thế nào, ba trí văn đối thiên lâm đại đế cửu hận không cách nào tiêu tan. Tuy nhiên không thể giết thiên lâm đại đế, nhưng là có thể cho thiên lâm đại đế lấp điểm buồn nôn, cái kia ba trí văn là rất lợi hại nguyện ý. 10 giờ sáng, ba trí văn bên này đạt được một cái tin tức, là từ huyện nha bên kia ám tuyến chuyển đến, thông qua dùng bồ câu đưa tin. Tin tức bên trên viết rõ, Lan Đình Ngọc một đoàn người bí mật tạo rất nhiều giả lương thực. Bọn họ dùng cỏ dại cùng thổ trang trọn vẹn 3.000 túi. Cái này 3.000 túi giả lương thực liền đặt ở trong huyện Nha. Tránh thức lương thực lại bị vận đến huyện Nha đằng sau bên ngoài một giảm tổ ốc bên trong. Mà lại, Lan Đình Ngọc một đoàn người đã điểm binh lập tức, bắt đầu hướng Thái Thượng Giáo xuất phát. Liền là chuẩn bị tấn công Thái Thượng Giáo. Ba Chí Văn cùng Hoàng Bàn Nhược hai người trầm ngâm. Tin tức này không có lầm a? À. Hoàng Bàn Nhược hỏi Ba Chí Văn. Ba Chí Văn nói ra, sẽ không, những này tai mắt là ta rất sớm trước kia thì chôn xuống. Lan Đình Ngọc đám người này vừa tới, tuyệt đối không thể nhanh như vậy thì phát giác được bọn họ tồn tại. Hoàng Bàn Nhược nói ra, nhìn, bọn họ cũng biết chúng ta tại Lâm Khê bên kia còn có cao thủ mai phục. Cho nên bọn họ đem thật lương thực che giấu sau đó mượn cơ hội này không kịp chờ đợi đến tiêu diệt giết chúng ta. Bọn họ là sợ chúng ta viện binh đến. Ba Chí Văn nói ra, tựa như là như thế. Hoàng Bàn Nhược nói ra, không đúng, đám người này không có ngốc như vậy. Coi như cha không ra huyện nha có chúng ta người, nhưng là không biết một chút phòng bị đều không có. Ba Chí Văn hơi kinh hãi, nói ra, người cảm giác đến bọn hắn muốn làm gì. Hoàng Bàn Nhược nói ra, bọn họ là muốn dẫn xà xuất động cố ý làm bộ đến tiến công chúng ta, sau đó chúng ta thì cho là bọn họ thật đến tiến công. Lúc này, chúng ta hẳn là liền muốn qua đánh lén bọn họ lương thực, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Mà bọn họ ngay tại lương thực chỗ đó bố trí xong mai phục, chúng ta vừa đi, lập tức liền lên khi. Ba trí văn nhất thời toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy cái này kế quá tinh diệu. Một cái sơ sẩy, liền sẽ trúng chiêu. Ba Chí văn nói ra, nhưng là người có thể xác định sao? Hoàng Bàn Nhược nói ra, ta đương nhiên không có thể xác định, đây đều là ta phỏng đoán. Có thể từ hôm qua trong lúc giao thủ, ta đã nhìn ra, bọn họ những người này thông minh cực kỳ, mà lại quỷ kế đa đoan. Nếu như bọn họ thật sự là như vậy đến tiến công chúng ta, cái kia hoàn toàn không phải bọn họ tác phong." Ba Chí Văn nói ra, cái kia dưới mắt, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Bàn Nhược trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nói ra, có câu nói nói xong, gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn họ đem thật lương thực trở đi, mà lại nhất định còn muốn làm ra phòng thủ huyện nha bên trong đám kia giả lương thực bộ dáng. Không phải vậy lời nói, chúng ta làm sao mắc lừa. Thế nhưng là kể từ đó, bọn họ tại tổ ốc bên trong thật lương thực phòng thủ nhất định trống rỗng. Hoàng bàn nhược đón đến, nói ra, hừ, chúng ta cũng liền phối hợp bọn họ một phen. Ba giáo chủ, như vậy đi, ta xuất lĩnh một nhóm cao thủ làm bộ qua tiến công huyện nha. Ngươi lặng lẽ tiến đến đem cái kia tổ ốc bên trong thật lương thực phá hủy, liền để cho bọn họ bồi phu nhân lại xếp binh. Ba Chí Văn trong mắt lóe lên kinh dị quang mang, nói ra: Diệu Hoàng huynh thật sự là Diệu kế a. À. Hoàng Bàn nhược trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hắn nói ra: Đám này Hoàng khẩu tiểu nhi thật cho là bọn họ liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trước đó nhất thời không quan sát để bọn hắn chiếm tiện nghi, lần này bọn họ thật đã cảm thấy chúng ta sẽ còn để bọn hắn nắm mũi dẫn đi sao hoàng bàn nhược cùng ba chí văn rất nhanh liền triệu tập hảo nhân thủ sau đó ba chí văn một đoàn người hỏa tốc xuống núi ba chí văn dùng chính mình nguyên thần lại hoàng bàn nhược còn có còn lại mấy tên cao thủ hỏa tốc xuống núi còn tốt lộ trình không xa cho nên ba chí văn nguyên thần cũng không cảm thấy cố hết sức rất nhanh một đoàn người liền đến lâm khê huyện huyện nha phù ấn lúc này ánh nắng tươi sáng cùng cực hoàng bàn nhược xuất lĩnh dưới cờ sáu tên cao thủ giả bộ giết vào trong huyện nha mặt ba trí văn làm theo lập tức tiến đến tổ ốc phá hư thật lương thực hoàng bàn nhược bên này chỉ làm lên tiếng thế cũng không đi vào ở trong đó đào vệ lập tức quát phương nào kẻ xấu mau mau hiện thân hoàng bàn nhược trong lòng cười lạnh hắn ở bên ngoài thi triển pháp lực trực tiếp đem huyện nha tường viện đánh thành phấn vụn những đao vệ đó nhóm liền đem trung gian lương thực thủ đến chật như nêm cối hoàng bàn nhược vừa nhìn thấy nhiều như vậy đao vệ tại trong lòng liền cũng liền rõ ràng đối phương quả nhiên là mà tính thế mà dùng cái này rất nhiều đao vệ đến thủ hộ giả lương thực xem ra bọn họ hướng để phía bên mình mắc lừa thật là tiếp theo phiên khổ công phu hoàng bàn nhược thủy chung không đi vào hắn biết mấy tên kia khẳng định mai phục tại xung quanh chỉ chờ mình thâm nhập vào qua liền muốn đến cái bắt rùa trong hũ. Hừ, hoàng bàn nhược lại hừ một tiếng, thầm nghĩ, lại trì hoãn một chút thời gian, lập tức đi ngay. Ba trí văn đi vào tổ ốc phụ cận, hắn phát hiện cái kia tổ ốc chỗ phòng thủ thư giãn, tâm đạo, quả nhiên giống như hoàng huynh sở liệu, bọn họ vì lấy giả làm giả, lại đem thật lương thực không thêm phòng thủ. Ta hiện tại hủy những này lương thực quả thực là dễ như trở bàn tay. Ba trí văn cấp tốc lẻn vào đến tổ trong phòng, mấy cái kia thủ vệ nha dịch bị Ba Chí Văn trực tiếp trong nháy mắt giết chết. Sau đó, Ba Chí Văn liền thấy chồng chất như núi lương thực. Ba Chí Văn đưa tay liền muốn thi triển pháp lực hủy diệt những này lương thực, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên thầm nghĩ, đây cũng quá dễ dàng một chút đi. Ta lại nhìn xem có phải là thật hay không lương thực. Hắn liền nắm vào trong hư không một cái, lập tức đem một túi lương thực bẻ vụn. Phốc một tiếng, cái kia trong bao vải đồ, vật lập tức phun ra đi ra liền tất cả đều là bùn đất cùng cỏ dại, không tốt. Trung kế, ba chí văn nhất thời biến sắc. Ngươi mới phát hiện, đáng tiếc đã trễ. Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc, La Quân, Kiều Ngưng, Tô Yên Nhiên đều xuất hiện. Ta cùng các ngươi liều. Ba Chí Văn vừa sợ vừa giận. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Tại La Quân bọn họ bốn đại cao thủ vây công dưới, Ba Chí Văn rất nhanh liền bị chế phục. La Quân thì triển điện sát đại thủ ấn đóng băng Ba Chí Văn. Ba Chí Văn lấy quyền lực phá giải. Ngay vào lúc này, Kiều Ngưng lập tức thi triển Bất Diệt Lôi Phù lôi trận. Lôi trận vây khốn Ba Chí Văn, sau đó, mọi người cứ như vậy hời hợt đem Cầm Chí Văn. Đem Cầm Chí Văn về sau, bốn người lập tức tiến đến chặn đường Hoàng Bàn Nhược. Hoàng Bàn Nhược phát giác được nguy hiểm, cấp tốc thoát đi. Thẳng đến về sau, Hoàng Bàn Nhược mới biết được hắn lúc đầu có một lần hủy diệt lương thực cơ hội. Lúc ấy hắn ngay tại lương thực bên ngoài 30 mét chỗ, thủ vệ kia lương thực tất cả đều là phổ thông đao vệ. Bộ thiên hồng đã xuất lĩnh còn lại đao vệ qua làm bộ tiến công thái thượng giáo. Dù sao, diễn trò cũng phải làm thật một chút, một cá nhân thực lực phái đều không đi, vậy cũng thật không có có thành ý. Là quân bọn họ bốc lên một cái đại hiểm, nhìn như là đại hiểm, thực cũng nhưng nói là 10 phần chắc chín. Bởi vì hoàng bàn nhược tuyệt đối không dám vào đến hủy diệt lương thực, hắn cho rằng trong này có mai phục đi vào liền đi không. Trên thực tế bên trong nhưng không có mai phục. Bắt lấy ba trí văn về sau, mọi chuyện thì đều tốt xử lý. Ba trí Chí văn chính là thái thượng giáo giáo chủ, thông qua hắn liền có thể khống chế lại toàn cục. Nguyên bản khó giải quyết sự tình, ngay tại La quân diệu kế phía dưới, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Không sợ ba trí văn không thỏa hiệp, bởi vì La quân bọn họ có đếm mãi không hết thủ đoạn. Về phần cái kia hoàng bàn nhược mất nguyên thần lại không thấy đồ văn đạo, tăng thêm viện binh cũng biến mất. Thế là nản lòng thoái chí đứng lên, Hoàng Bàn Nhược tìm địa phương giấu đi, không lại ra khỏi núi. Hoàng Bàn Nhược là người thông minh, biết đại thế đã mất, cho nên sẽ không lại đi ra không công đưa tánh mạng. Sau đó, là quân cùng Kiều Ngưng mang theo ba trí văn trong đêm về Hoàng Thành, chính là hướng Hoàng Thượng mời chỉ. Là quân để ba trí văn lựa chọn sinh cùng tử, ba trí văn mặt sắp tử vong, tự nhiên vẫn là sợ chết sau cùng, hắn lựa chọn sống. Tại là La Quân liền đáp ứng ba chí văn, mang theo ba chí văn qua hướng hoàng thượng mời chỉ, đặc xá hắn một cái mạng. Chỉ cần ba chí văn về sau trung tâm vì triều đình làm việc, như vậy dĩ vãng sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba chí văn cũng nói, chỉ cần hoàng thượng chịu dưới đạo thánh chỉ này, như vậy hắn lập tức toàn lực phụ trợ hoàng thượng, cũng cấp tốc trợ giúp La Quân bọn họ bình định lâm khê sự tình thế là liền có la quân cùng kiều ngưng mang ba chí văn gặp hoàng thượng một màn này hoàng thượng không có quá nhiều cân nhắc liền thì hạ một đạo đặc xá ba chí văn ý chỉ đây là không có cách nào cân nhắc kế sách dù sao lâm khê hiện tại rắc rối phức tạp thái thượng giáo mê hoặc dân tâm quá sâu chỉ có ba chí văn cái này thái thượng giáo chủ quy thuận triều đình đó mới là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết đồng thời là quân bọn người liền hiệp trợ ba chí văn về trước tòa vong phong một chuyến Bên trong cũng có không muốn quy thuận triều đình người, nhưng lập tức liền bị Ba Chí Văn giết. Kể từ đó, thái thượng giáo thượng hạ, không ai dám lại có hai lời. Đồng thời, Ba Chí Văn bắt đầu buông lời duy trì triều đình cứu trợ thiên tai, cũng biểu thị muốn lạc đường biết quay lại các loại. Cùng nhau bắt đầu còn có Lan Đình Ngọc cứu trợ thiên tai, như thế hai bút cùng vẽ, bạo dân, lưu dân liền rất nhanh liền được vỗ yên. Nói đến, bạo dân, lưu dân thực muốn cũng không nhiều chẳng qua là muốn có miếng cơm no ăn mà thôi. Nửa tháng sau, Lâm Khê huyện tai loạn đã bình định. La quân bọn người công đức viên mãn, liền khải hoàn hồi chiều. Ba Chí Văn cũng phải theo cùng một chỗ trở về. Trên thực tế, ba Chí Văn trong lòng là tâm thần bất định, nhưng dưới mắt, hắn cũng không có khác biện pháp, lại không dám đào tẩu. Bởi vì hắn tu vi cũng bị la quân bọn người khống chế lại. Mà lại, hắn cũng không đường có thể trốn, hắn trợ giúp triều đình Bình Lâm khê huyện tai loạn, như vậy ma môn bên kia khẳng định cũng là dung không được hắn ba trí văn. Audio điện tử võ tấn bền Tấn công thái thượng giáo vốn là một kiện cực chuyện khó, nếu như đồ văn đạo, còn có lỗ lâm những người kia bình yên vô sự. Cái này tỏa vong phong cho dù là tô yên nhiên đến, cũng là khó mà tấn công. Có thể trong này phát sinh một kiện kịch vui tính sự tình, cái kia chính là đồ văn đạo hoàn toàn biến mất. Lại thêm trước đó phục kích chiến bên trong, viên kiến cùng viên đông dạng này cao thủ cũng bị giết chết. Kể từ đó, thái thượng giáo lực lượng liền bị suy yếu rất lớn. Lúc đầu ba Chí văn cùng hoàng bàn nhược muốn là một mực co đầu rút cổ, chỉ làm cho những cái kia tại lâm khê bên trong tai mắt cùng ẩn tàng cao thủ hành động, loại này phòng thủ sẽ để cho la quân bọn họ rất lợi hại đau đầu. Chỉ tiếc, hoàng bàn nhược bọn họ cũng bởi vì thần tộc cao tầng tức giận, nóng lòng lập công. Cho nên tại La Quân bọn họ lộ ra một cái lỗ thủng thời điểm, bọn họ không chút do dự chui vào. Mà một khi Ba Chí Văn bị bắt lại về sau, toàn bộ thái thượng giáo không hề nghi ngờ cũng chỉ có sụp đổ. Nếu như Ba Chí Văn bọn họ không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền trúng kế, chính là coi là tại trong huyện nha mặt lương thực cũng là thật, vậy làm sao bây giờ? Sau đó, tôi yên nhiên nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra Chuyện này mấu chốt nhất là ở chỗ trước đó chúng ta tại phục kích chiến thời điểm thì lừa qua bọn họ, người lần trước đương chi về sau, lần thứ hai làm sao đều muốn tỉnh táo một chút. Luôn không khả năng lại một chân không chút do so dự dẫm đi vào đi. Ta lại tại lương thực bên cạnh bố trí đao vệ, kể từ đó, bên trong mặc kệ là thật giả lương thực, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Mà tại tổ ốc bên trong lương thực, trong lòng bọn họ tưởng rằng nghi binh chi kế, mặc kệ tổ ốc bên trong là thật là giả, vậy cũng nhất định sẽ phái người qua xem cho rõ ràng. Hoàng bàn nhược tu vi cao hơn ba trí văn, mà lại hắn chả muốn dựa vào ba trí văn. Cho nên nguy hiểm sự tình, tự nhiên hoàng bàn nhược chính mình tới làm. Cho nên dạng này vừa suy tính, qua tổ ốc thì nhất định là ba trí văn. Chỉ cần ba trí văn bị bắt lại, thái thượng giáo tự nhiên sụp đổ. Tô yên nhiên cùng kiều ngưng nghe la quân phen này phân tích, hai người không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhìn như có thật nhiều ngẫu nhiên ở bên trong, thực lại tất cả đều là tất nhiên. Lan Đình Ngọc có Lan Đình Ngọc tướng tài chi phong, có thể la quân lại là một tên quỷ tài. Mặc kệ là trước kia phục kích chiến, vẫn là lần này dẫn xà xuất động kế hoạch, lại tất cả đều là la quân một tay nghĩ ra được. Lại nói cái này cả đám lúc đến đợi hành trình chậm chạp, đó là bởi vì muốn gửi vận chuyển lương thực. Trở về thời điểm, lại là riêng phần mình thi triển nguyên thần trở về hoàng thành. Bộ thiên hồng làm theo mang theo đao vệ tiếp tục lấy thần uy hào trở về. Bây giờ thái thượng giáo quét sạch, mà môn bên kia cũng nhận được trọng thương, cho nên thần uy hào cũng không lo lắng có người đến nổ nát. Là quân một đoàn người dùng nửa ngày thời gian liền trở về Hoàng Thành, bao quát ba trí văn cũng cùng nhau trở lại Hoàng Thành. Về Hoàng Thành về sau, chuyện thứ nhất liền là muốn đi binh bộ trả lại binh phù, tiếp lấy chính là chờ đợi thánh thượng triệu kiến. Lâm Khê huyện cứu trợ thiên tai chi hành có thể nói viên mãn vô cùng, về phần thần tộc viện binh vì cái gì một mực không tới, đây cũng là la quân bọn người không nghĩ ra sự tình tô yên nhiên lớn nhất rồi nói ra đại khái thánh thượng ở chính giữa cũng làm một ít chuyện đi la quân cũng chỉ có nghĩ như vậy ban đêm thời điểm hoàng thượng hiên chính hạo thiết yến khoản đãi la quân cùng lan đình ngọc mặt khác kiều ngưng còn có lan đình ngọc thủ hạ tông trạch tông chính cũng được thỉnh mời nhập hoàng cung tông trạch tông chính vẫn luôn là tại đao vệ bên trong trợ giúp bộ thiên hồng cho nên chính thức lúc đối chiến cũng không gặp hai người này xuất thủ và lại, bọn họ thất trọng thiên tu vi, tại như thế cấp bậc trong chiến đấu cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì. Ba Chí Văn cũng được mời tham gia. Hoàng thượng trước tiên ở trong thượng thư phòng đơn độc triệu kiến La Quân cùng Lan Đình Ngọc, hắn cần trước kỹ càng hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra. Lan Đình Ngọc kể rõ, đối với bên trong công tội, hắn không có chút nào giấu giếm, đồng thời cũng đem đại bộ phận công lao đều đẩy lên La Quân trên thân. Hoàng thượng kinh dị nhìn La Quân liếc một chút, hỏi la quân là thế này phải không la quân lập tức nói hồi hoàng thượng lời nói lần này lâm khê chuyến đi lan tướng quân nếu nói công lao là ti chức mà tướng thực sự không dám nhận hoàng thượng nói ra há nói thế nào la quân nói ra lần này lâm khê chuyến đi mà môn xuất động âm dương tú sĩ đồ văn đạo đồ văn đạo chính là cửu trọng thiên đỉnh phong hắn nguyên thần là bị lan tướng quân diệt sát đi mà lại về sau Đồ Văn Đạo tại cùng Lan Tướng quân đọ sức bên trong, cũng một mực biến mất đến bây giờ. Nếu như không phải Lan Tướng quân kiềm chế lại Đồ Văn Đạo, lần này Lâm Khê chuyến đi, mà tướng có lại nhiều kế sách, đó cũng là không làm nên chuyện gì. La Quân trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, chính là Lan Đình Ngọc đến là như thế nào đối phó Đồ Văn Đạo. Vì cái gì Đồ Văn Đạo dạng này một vị thần thông cao thủ cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Hắn nhớ tới Lạc Ninh nói, đó là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ công tử như lai áo cà sa, tuổi trẻ tuấn Mỹ. Hắn luôn cảm thấy Lan Đình Ngọc trên người có quá nhiều bí mật. Cho nên giờ phút này đối với La Quân tới nói, lập không lập công cũng không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là, La Quân muốn biết Lan Đình Ngọc đến là dùng thủ đoạn gì. Hoàng thượng nghe vậy, cũng liền đến hứng thú. Hắn hỏi Lan Đình Ngọc, nói, hả, Đình Ngọc, là có chuyện như vậy sao? Lan Đình Ngọc lập tức nói ra, hồi Hoàng thượng, thật là có chuyện như vậy. Hoàng thượng nói ra, Đình Ngọc, chấm biết người có chính người đặc thù bản sự, bất quá người mới bắt trọng thiên trung kỳ, cho người đi đối phó một cái cửu trọng thiên đỉnh phong người, cái này quá làm khó ngươi. Quan trọng hơn là, người không chỉ có toàn thân trở ra, còn đem đối thủ cho làm biến mất. Trong lúc này cụ thể chuyện gì phát sinh? Lan Đình Ngọc liền nói ra, mà tướng không dám lừa gạt hoàng thượng, trước đó đồ văn đạo sử dụng nguyên thần đến hủy diệt thần uy hào. Ngân xa vương nguyên thần tới kịch đấu, mà tướng liền dùng cửu viêm thần hỏa đem nguyên thần hoàn toàn thiêu. Còn sau đó ra sao để Đồ Văn Đạo biến mất, mà tướng không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng cũng không thể nói ra được. Còn mời hoàng thượng thứ lỗi." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lập tức liền minh bạch bên trong huyền bí chỗ, Lan Đình Ngọc giờ phút này chưa hề nói Đồ Văn Đạo nguyên thần nhập ma, cái kia là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hoàng thượng là có thể thấy rõ hết thảy. Cho nên hắn không dám khi quân, nói cách khác trước đó hắn đối với mình cùng kiều ngưng một phen lý do thoái thác là nói láo la quân hô hấp thô trọng thầm nghĩ chẳng lẽ trong tay hắn thật có như lai áo cả xa hoàng thượng nao nao bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu từ tốn nói nếu là không thể nói cái kia chấm cũng không miễn cưỡng ngươi dù sao mỗi người đều có mỗi người bí mật sau đó hoàng thượng liền nói ra đình ngọc người đi ra ngoài trước đi chấm còn có ít lời muốn cùng la quân nói riêng nói vâng hoàng thượng lan đình ngọc nhìn la quân liếc một chút theo sau đó xoay người ra ngoài đợi lan đình ngọc sau khi ra ngoài hoàng thượng cũng liền nhìn về phía la quân hắn nói ra la quân ngươi là đang hoài nghi lan đình ngọc cái gì không la quân nhìn hướng hoàng thượng hắn sau đó cúi đầu nói ra mà tướng không dám lừa gạt hoàng thượng lần này về thế giới bao la mà tướng thê tử bị người giết chết người kia là vì chiếm lấy mà tướng thê tử trong tay như lai áo cả xa đồng thời người kia chính là cái công tử trẻ tuổi. thê tử người bị người giết hoàng thượng trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. la quân cực kỳ bi ai nói ra cái xác không hồn mà tướng uổng làm người phu. hoàng thượng trầm mặc nửa ngày chi rồi nói ra người muốn nén bi thương. lúc này hoàng thượng tâm lý lại là nghĩ đến năm đó môn chủ la lăng. hắn tại la quân trên thân có thể nhìn thấy rất nhiều môn chủ bóng dáng. tỷ như lần này tiêu diệt thái thượng giáo trí tuệ và mưu kế hư hư thực thực khiến người ta khó lòng phòng bị, đây là môn chủ năm đó am hiểu nhất. Mà năm đó, môn chủ vì tiểu nghiêng chết, không tiếc đem toàn bộ thiên hạ quấy đến long trời lỡ đất. Hoàng thượng lại trước mắt La Quân, trong lòng của hắn cũng đã biết, tuy nhiên La Quân hiện tại còn ẩn nhẫn lấy, nhưng nếu là hắn biết hung thủ là người nào, hắn phản ứng không thể so với môn chủ năm đó phải tỉnh táo. Thiên Châu là cái càng nước sâu hơn đầm, Hoàng thượng cho rằng La Quân còn không có đủ phát cuồng bản lĩnh người cảm thấy Lan Đình Ngọc trong tay giống như đến áo cả xa. Hoàng thượng nói ra, La Quân gật đầu, nói ra, mà tướng có sự hoài nghi này. Hoàng thượng trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, như lai áo cả xa không tại Lan Đình Ngọc trên tay. La Quân sững sờ. Hoàng thượng nói ra, thế nào, người không tin chấm lời nói. La Quân nói ra, thế nhưng là, Hoàng thượng ngài sao chắc chắn như thế. Hoàng thượng nói ra, chuyện thiên hạ, đều tại chấm trong lòng. Chấm biết như lai áo cà sa tại trên tay người nào. Mời Hoàng nói cho mà tướng, La quân lập tức quỳ xuống khẩn cầu. Hoàng thượng nói ra, chấm giờ phút này như nói cho ngươi, ngươi chẳng phải là muốn đi tìm chết. La quân nói ra, mà tướng tình nguyện vừa chết. Hoàng thượng nói ra, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ chấm cảm thấy ngươi đầy đủ thực lực thời điểm, liền tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, cái kia như lai áo cả sa tại trên tay người nào hắn đón đến, nói ra, đây là chấm đối người bảo vệ, chấm hy vọng người có thể minh bạch. Hoàng thượng, là quân cầu khẩn. Hoàng thượng nói ra, người như hiện tại biết, nhất tâm cừu hận, lại thù mà không được, sẽ chỉ không công đưa tánh mạng. Hắn đón đến, nói ra, đây cũng là một cái khích lệ, người tốt nhất tu luyện, chờ đến cửu trọng thiên về sau, chấm sẽ nói cho người biết, người cửu nhân đến là ai. Đón đến, hoàng thượng phẩy tay áo một cái, nói ra, việc này không được lại nhiều đàm, người ra ngoài đi. Chấm kim khẩu đã mở, ai cũng không thể sửa đổi. La quân liền gặp Hoàng thượng uy nghiêm vô biên, hắn cũng đã biết, mình không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế là nói ra, vâng, Hoàng thượng, sau đó liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. Mạt, Hoàng thượng lại triệu kiến ba trí văn. Ba trí văn tại thượng thư phòng nhìn thấy Hoàng thượng lúc, tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm. Nhưng sau cùng hắn vẫn là không thể không quỳ hạ đạo, Tội dân gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, nói ra trong miệng người hô hào chấm vạn tuế, tâm lý lại ước gì chấm nhanh chết mất đi. Tội danh không dám, ba chí văn nói gấp. Hoàng thượng nói ra, ba chí văn, người ba thiên môn là bị chấm diệt. Ngươi muốn tìm chấm báo thù, không gì đáng trách. Bất quá, người cũng biết, chấm hành sự xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi muốn tìm chấm báo thù nhưng ngươi không phải chấm đối thủ, chấm muốn giết ngươi, đây cũng là thuận lý thành trương. Hoàng thượng, ba trí văn lập tức lại quỳ đi xuống. Hoàng thượng nói ra, ngươi không cần sợ hãi. Hắn đón đến, nói ra, như là đã đặc xá ngươi, chấm sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Chỉ là, chấm muốn ngươi minh bạch, cái thế giới này cũng là mạnh được yếu thua. Chết tại ngươi ba trí văn trên tay người, đó cũng là không ít. Chấm cha một phen, người ba thiên môn bên trong, cũng không ngươi vợ con cốt nhục con nối dõi, cho nên giữa chúng ta cừu hận, không phải là không thể được hóa giải. Ba trí văn nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn biết, nếu như hoàng thượng cha ra cùng mình cừu hận vô pháp hóa giải. Chỉ sợ chính mình dưới mắt liền không thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Hoàng thượng sau đó còn nói thêm, ba Chí văn, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy chấm so cửu u lão ma, vân hóa ảnh, còn có vũ hóa môn tiêu giật là kém một chút vẫn là mạnh một chút. Ba Chí Văn trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Liền gặp người hoàng thượng này mặt như ngọc, nhàn nhạt, nhạt bên trong lại tự có một cỗ sang trọng cùng vương giả uy nghiêm tồn tại. Cho tới nay, Ba Chí Văn đều là đối hoàng đế này hận thấu xương. Nhưng dưới mắt hoàng thượng kiểu nói này, hắn cẩn thận suy nghĩ nghĩ, không khỏi cảm giác sợ nổi da gà. 20 năm trước Đại Khang triều đình không đáng kể chút nào, đối tiên môn không có bất kỳ cái gì ước thúc lực liền xem như ba thiên môn cũng không có đem đại khang triều đình để vào mắt. Lúc ấy sở hữu tiên môn đều ước định, tận lực không đi phạm thế tục pháp luật. Bởi vì thế tục đối với tiên môn tới nói, là một cái đại tư nguyên địa. Nếu như không có người quản lý, đó là rất không ổn. Và lại, đại khang triều đình phía sau còn có vân thiên tông, cho nên đều đại tiên môn tại ngoài sáng bên trên vẫn là cho triều đình một chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tàng long ngọa hổ sự tình, còn có giết mấy người chờ một chút những việc này, triều đình cũng không dám theo tiên môn truy cứu. Đây chính là khi đó uất ức đại khang triều đình, đông đảo tiên môn đem triều đình xem như một cái có thể tùy ý cầm lấy tư nguyên chăn châu địa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên hạ tiên môn, cũng là đại khang triều đình cảnh nội tiên môn, duy nhất còn sống cũng là vân thiên tông. Còn lại tiên môn bị vị hoàng đế này toàn bộ diệt. Mà lại hiện tại, mặc kệ là lợi hại gì tán tiên, liền xem như ma môn đến đại khang cảnh nội đều là lén lút. Các tiên nhân cũng không dám lại lung tung giết người. Dưới mắt đại khang triều đình, sức ảnh hưởng đã có thể cùng vũ hóa môn, vân thiên tông, ma môn dạng này siêu cấp đại ngạc đánh đồng. Hơn nữa còn có truyền thuyết, hoàng đế phía sau có mới tứ đế bóng dáng. Vẹn vẹn thời gian 20 năm, hoàng đế có thể đem đại khang triều đình tăng lên tới trình độ này. Trước mắt hoàng đế, so với cửu u thiên đế, vân hóa ảnh, còn có tiêu giật thật đã là không thua bao nhiêu. Ba Chí Văn hít sâu một hơi, vui lòng phục tùng nói ra, thánh thượng chính là thiên cổ nhất đế, từ xưa đến nay không ai bằng. Hoàng thượng cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, chấm biết, lời này của ngươi là đang quay chấm mông ngựa. Bất quá Ba Chí Văn, chấm là có ý muốn để Đại Khang triều đình thành là chân chính vương giả chi địa, chấm muốn để trong thiên hạ đều là vương thổ. Tương lai có thật nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh người nếu có hứng thú theo chấm đánh thiên hạ này, chấm rất lợi hại hoan nghênh. người như không có hứng thú cũng có thể rời đi. nhưng người không cần thiết không muốn tự cho là thông minh, người lưu lại tâm không hề lưu lại. chấm đối hết thảy đều thấy rõ, người tốt nhất đừng đùa nghịch một chút tiểu thông minh thủ đoạn. so tâm cơ thủ đoạn chơi, người tin tưởng chấm, không ai chơi qua chấm. ba chí văn nói ra, tội dân về sau thể sống chết hiệu trung thánh thượng. đến giờ này khắc này đối với ba trí văn tới nói, thực đã không có khác đường có thể đi. Hắn nhược ly khai hoàng cung, trong thiên hạ đã không có hắn chỗ. Ma môn sẽ không đối với hắn từ bỏ ý đồ. Và lại, ba trí văn kinh lịch sinh tử, đối với trước kia cửu hận đã coi nhẹ. Dưới mắt lại cùng hoàng đế kề đầu gối trò chuyện với nhau, khúc mắc cũng coi như hoàn toàn mở ra. Về sau, hoàng thượng mang theo ba trí văn cử hành thịnh yến. Trong tràng thịnh yến này, hoàng thượng luận công hành thưởng, cho La Quân, Lan Đình Ngọc, Kiều Ngưng bọn người là đều có phong thưởng. Còn ba trí văn, Hoàng thượng không có đề cập, bất quá ba trí văn tâm lý rõ ràng, Hoàng thượng khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Lần này luận công hành thưởng bên trong, Kiều Ngưng ban thưởng là phong phú nhất, 10 cái ngưng tuyết đan, còn có Hoàng Kim Vạn Lượng, một tòa tòa nhà. Mà Tông Chính cùng Tông Trạch cũng đều từ được đến 5 cái ngưng tuyết đan, Hoàng Kim đều vạn lượng. Dạng này ban thưởng đã vô cùng phong phú, ngưng tuyết đan chính là thiên đan cấp bậc tốt đan dược cái kia tông chính cùng tông trạch đạt được như thế ban thưởng cũng đã là cảm động đến rơi nước mắt tương phản la quân cùng lan đình ngọc chỉ là đạt được miệng khen thưởng còn lại thì không có cái gì đương nhiên những ngày ban thưởng la quân cũng không có để ý nhiều kiều ngưng đạt được phong phú ban thưởng la quân cũng là rất vui vẻ về thiếu uy phủ trên đường trên xe ngựa kiều ngưng đối la quân cười một tiếng nói ra làm sao nghiêm mặt Hoàng thượng không cho người ban thưởng không vui a? À. Là quần nào nào, theo rồi nói ra, dĩ nhiên không phải. Hoàng thượng cho người ban thưởng phong phú, trong lòng ta rất vui vẻ. Kiều Ngưng liền cười nói: chúng ta thánh thượng a, à, đây chính là nhân tinh. Hắn biết ta không nguyện ý vì triều đình hiệu lực, nhưng nhưng nhìn ra có thể thông qua ngươi đến để cho ta trợ giúp triều đình. Cho nên hắn mới sẽ như thế hậu đãi ta, còn ngươi cùng Lan Đình Ngọc, tuy nhiên Hoàng thượng chỉ là miệng khen thưởng nhưng là có thể suy ra tương lai các ngươi lại lập công công lao này tích lũy tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi la quân nói ra hoàng thượng đợi ta đã đầy đủ hậu đãi ta lần này cũng là làm chút thuộc bổn phận sự tình kiều ngưng nghiêm túc nhìn về phía la quân nói ra vậy ngươi vì cái gì sụ mặt ngươi nhất định là có chuyện gì mới có thể như vậy có phải hay không là ngươi vẫn cảm thấy như lai áo cả xa ngay tại lan đình ngọc trên thân la quân nói ra hôm nay ta cố ý tại trước mặt hoàng thượng nói Lan Đình Ngọc đối chiến Đồ Văn Đạo sự tình, huống hồ, Đồ Văn Đạo chính là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Ta thật nghĩ không thông, Lan Đình Ngọc dựa vào cái gì làm cho một cao thủ như vậy hư không tiêu thất. Về sau, hoàng thượng cũng hỏi Lan Đình Ngọc liên quan tới Đồ Văn Đạo sự tình. Có thể ngươi đoán Lan Đình Ngọc là thế nào nói? Kiều Ngưng đến hứng thú, nói, Lan Đình Ngọc nói thế nào? La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc nói hắn không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng cũng không muốn nói ra trong nguyên nhân. Hoàng thượng cũng liền không có lại truy vấn. Kiều Ngưng biến sắc, nói ra, điều này nói rõ Lan Đình Ngọc trước đó nói với chúng ta căn bản chính là đang nói láo. La Quân nói ra, không sai. Kiều Ngưng nói ra, như thế nói đến, cho dù Lan Đình Ngọc trên tay không phải như lai áo cà sa, vậy cũng có một kiện cực kỳ lợi hại thần khí. La Quân nói ra, hoàng thượng cùng ta nói rõ, lan đình ngọc trong tay không có như lai áo cả sa. đồng thời hoàng thượng còn nói hắn biết như lai áo cả sa tại trên tay người nào. kiều ngưng không khỏi giật mình nói ra người hoàng thượng kia nói cho ngươi sao? là quân diêu đầu nói ra không hoàng thượng nói hiện tại nói cho ta biết ta hội đi chịu chết. chờ ta đến cửu trọng thiên về sau mới có thể nói cho ta biết. kiều ngưng nói ra đây là hoàng thượng đối người bảo vệ a à, người vì cái gì lại là nghĩ quẩn đâu? La Quân nói ra, ta đang nghĩ, Hoàng thượng đến là tại bảo vệ ta, vẫn là tại bảo hộ Lan Đình Ngọc đâu. Kiều Ngưng nói ra, người nghĩ như vậy thì quá không nên nên, Lan Đình Ngọc liền đồ văn đạo dạng này cao thủ đều có thể đem biến mất. Nếu như hung thủ thật sự là Lan Đình Ngọc lời nói, người bây giờ qua tìm Lan Đình Ngọc phiền phức, căn bản chính là muốn chết. Mà lại, luật pháp triều đình cũng không cho phép ngươi làm như thế. Như Lan Đình Ngọc là hung thủ, có thể Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh là tại thế giới Bao La bên trong. Nhưng ngươi muốn giết Lan Đình Ngọc, đây cũng là tại triều đình Phạm Vi bên trong. Ngươi một khi khư khư cố chấp, đừng nói chúng ta không phải Lan Đình Ngọc đối thủ, chính là hoàng thượng cũng tha không ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi nói ta đều hiểu, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không hoàng thượng không muốn nhìn thấy ta cùng Lan Đình Ngọc dậy phân tranh, cho nên mới sẽ nói như thế. Hung thủ đến có phải hay không?